Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Trong khung giờ quen thuộc, truyện ngôn tình Việt Nam sẽ mang tới một bộ truyện mới. Hãy bấm đăng ký và bình luận câu nói ấn tượng nhất trong truyện để mọi người cùng biết nhé. Diệp trở thành mẹ đơn thân từ năm mới chỉ 18 tuổi. Bé gạo nếp năm nay đã 6 tuổi. Diệp vốn chưa từng nghĩ tới việc sẽ tìm bố cho con gái mình. Vậy nhưng giờ đây, cô bất ngờ nhận tin bản thân bị u não, khả năng sống là rất thấp, hơn hết là Diệp chẳng còn người thân để nhờ cậy cô quyết định sẽ tìm người đàn ông ấy và thật không ngờ bố của gạo nếp lại có thân thế không hề tầm thường anh là giám đốc của tập đoàn trường phong hai con người chưa hề biết một chút về nhau xuất thân lại hoàn toàn đối lập vậy không biết phong có nhận bé gạo nếp liệu diệp có vượt qua được căn bệnh quái ác của mình hay không có được hạnh phúc không mời các bạn cùng lắng nghe ông có phải là bố của tôi không sao lại làm như vậy với tôi chỉ là cái màng mỏng thôi nếu thích thì tao cho tiền vá lại bây giờ nhiều đại gia muốn mua lắm nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời ta chúng ta sẽ kiếm được khoản tiền lớn lúc ấy ta sẽ chia cho con một nửa để con đi học cái nghề mà con yêu thích được không không đời nào không bao giờ thấy tôi phản ứng gay gắt như vậy nên bố tôi không nói gì thêm nữa ông có chút tức giận nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi với sắt tiền trên tay tôi ngay lúc đó cũng thu dọn quần áo rời khỏi căn nhà trọ đó đã trôi qua 7 năm rồi, nhưng cái ngày đó vẫn ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Tôi đứng dậy, lấy bộ quần áo trong tủ, rồi vừa đi thẳng vào nhà tắm vừa nói. Một người đàn ông mua để xả xui. Mày nghĩ thử xem Vân, loại đàn ông đó chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp tử tế rồi đúng không? Vậy nên con tao thả không có bố, chứ tao cũng không muốn nhận lại bố như vậy. Gạo nếp đến bên tôi là một cái duyên. Sau cái đêm với người lạ ấy, tôi đã uống thuốc khẩn cấp nhưng không hiểu sao tôi vẫn dính bầu cái vân khuyên tôi hãy bỏ đứa bé đi vì tôi vẫn còn rất trẻ tương lai phía trước đang còn rất nhiều dự định đang chờ tôi nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy dù có khó khăn tôi cũng sẽ cố gắng sinh con ra và nuôi dạy con tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng chăm chỉ hơn nữa thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ ổn thôi nhưng năm ngoái bố tôi vì chơi cờ bạc nợ nần nhiều quá nên đã bỏ đi biệt tích số nợ ấy bị bọn xã hội đen gán lên người tôi khiến cuộc sống của mẹ con tôi vốn đã khó khăn thì giờ lại càng thêm khó khăn hơn. Tôi bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, nằm xuống bên cạnh con, ôm con vào lòng. Gạo nếp là một cô bé rất hiểu chuyện, con bé lơ mơ giúp vào lòng tôi rồi khẽ hỏi. Mẹ về muộn vậy, chắc là hôm nay phải làm nhiều việc hả mẹ? Chắc mẹ mệt lắm đúng không? Mẹ ngủ đi, con yêu mẹ. Ừ, gạo nếp của mẹ cũng ngủ tiếp đi nhá, mẹ yêu con nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ của con trong lòng tôi lại dâng lên nỗi chua sót cả một năm nay tôi chưa mua được một bộ quần áo mới nào cho con đồ ăn cũng toàn là mang đồ thừa của nhà hàng về tất cả tiền lương của tôi đều phải đem đi trả lãi hết tôi trách người bố của mình tôi hận ông ấy đã làm khổ tôi rồi nhưng còn làm khổ đến cả đứa cháu bé nhỏ của mình nữa cuối tháng ấy tôi đã đưa hết tiền lương của mình cho bọn xã hội đen nhưng bọn chúng không đồng ý Bọn chúng bắt tôi phải giao đủ số tiền đã hẹn. Tôi lúc này chỉ biết bật cười trong chua xót, ngước mắt lên nhìn bọn chúng rồi cay đắng nói: "Đây là tất cả số tiền mà tôi có. Bây giờ các anh không đồng ý thì đi tìm bố tôi mà đòi, chứ tôi hết cách rồi. Mày định làm gì với cái thân xác tốt đẹp này của mày đây? Tao đã tìm mối ngon cho mày, chỉ cần mày với ông ta vài tối thôi là mày đã có đủ tiền để trả nợ cho tao rồi. Nếu mày ngoan ngoãn chiều chuộng được ông ta" Có khi mà còn được cho thêm rất nhiều tiền Ông ta là đại gia đấy Cố mà bám lấy ông ấy mà bào tiền Đừng có mà ngu ngốc nữa hiểu không Gái một con rồi Chưa có phải gái mới lớn đâu Mà đòi giữ thanh danh với trong sạch cái gì Tao cho mày một ngày để suy nghĩ Nếu muốn thì gọi cho tao Tôi định hét vào mặt tên đó rằng Có chết tôi cũng không bao giờ làm cái trò bẩn thỉu ấy Nhưng lúc này Gạo nếp bỗng từ trong phòng trọ chạy ra Đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy chân tôi vẻ mặt non nớt của con không có một chút nào là sợ sệt gạo nếp đanh mặt nhìn người đàn ông đang túm cổ áo tôi con bé chu đôi môi mỏng lên nói tại sao chú đánh mẹ cháu chú là người xấu bỏ tay ra khỏi người mẹ cháu đi nếu không cháu sẽ báo cảnh sát đến mẹ và chú có chút hiểu lầm thôi gạo nếp không cần phải lo lắng đâu con vào nhà gấp quần áo giúp mẹ đi chú ấy sẽ không hại mẹ chứ ừ chú ấy sẽ không làm hại mẹ đâu gạo nếp đi vào phòng vừa ngoái đầu lại nhìn tôi như thể sợ tôi bị người đàn ông hung dữ trước mặt làm hại tôi nhìn theo con cố gắng nở nụ cười để chấn an con khi gạo nếp vào trong phòng thì tên xã hội đen cũng buông tôi ra anh ta chỉ vào phòng trọ rồi bật cười con gái cô đáng yêu thật đấy tôi nói rồi đừng động tới con bé con phải xem mẹ nó có thể bảo vệ được nó hay không hãy suy nghĩ về những gì tôi nói đi nhé tôi sẽ chờ điện thoại của cô tôi thẫn thờ bước vào trong phòng nhìn con gái đang ngoan ngoãn gấp quần áo khiến lòng tôi đau thắt lại đôi bàn tay tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại lên tôi ấn nút gọi cho tên xã hội đen chưa hết một hồi chuông hắn đã bắt máy tôi mím chặt môi sau đó nói một hơi tôi đồng ý sắp xếp cho tôi gặp ông ta vào tối mai nói xong tôi nhanh chóng cúp máy hôm sau tôi xin tan làm sớm để đi đón gạo nếp nhìn thấy tôi đến đón gạo nếp vui lắm đôi mắt trong veo cười híp lại. Hôm nay mẹ Diệp được về sớm ạ? À? Ừ, hôm nay nhà hàng ít việc nên mẹ xin về sớm. Nhân tiện một ngày về sớm, mẹ con mình đi ăn gà rán nhé. Hoan hô, con thích ăn gà rán lắm. Tôi mỉm cười nắm tay con bước đi, nhưng khi băng qua đoạn đường nhiều xe cộ đi lại, tôi bỗng cảm thấy choáng váng dữ dội. Những chiếc xe từ các phía đang lao tới bỗng nhòe đi, con đường trước mắt cũng trở nên vặn vẹo, cả cơ thể tôi lảo đảo ngã khuỵu xuống đất trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi tiếng gạo nếp sợ hãi khóc lóc vang lên bên tai tiếng người qua đường xì xào bàn tán tất cả trở thành một âm thanh hỗn tạp rồi nhỏ dần nhỏ dần trước mắt là một màu đen tối tôi cứ thế lịm đi không biết qua bao lâu lúc tôi lơ mơ nhận thức trở lại thì nghe thấy tiếng khóc của gạo nếp vẫn vang lên bên tai chú ơi chú cứu mẹ cháu với mẹ cháu sẽ không chết phải không chú mẹ cháu sẽ không bị làm sao đâu phải không chú mẹ cháu sẽ không sao đâu cháu ở đây với mẹ nhé chú đến nói chuyện với bác sĩ một chút chú ơi chú đừng bỏ rơi cháu với mẹ ở đây nhé cháu sợ lắm xin lỗi cháu bây giờ chú đang có việc bận chú nói chuyện với bác sĩ xong sẽ phải đi ngay nhưng cháu yên tâm chú sẽ bảo với các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc mẹ cháu giúp dạ vâng cháu cảm ơn chú nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông này mí mắt tôi bỗng giật giật Tôi có một cảm giác như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Tôi nặng nề, nâng mí mắt lên, cố để nhìn người đàn ông ấy là ai, nhưng người đó đã quay lưng bước đi mất rồi. Tôi chỉ nhìn thấy được bóng lưng cao lớn rắn giỏi. Có điều khi quan sát kỹ hơn, tôi đột nhiên nhìn thấy vết bớt tròn màu đỏ phía sau gáy của người đàn ông đó. Vết bớt kia là thứ duy nhất tôi có thể nhận ra được người đàn ông ấy. Người đàn ông đã lấy mất lần đầu tiên của tôi vào 7 năm trước. Nếu người đàn ông kia thật sự là bố của gạo nếp vậy tại sao anh ta lại có mặt ở đây để giúp mẹ con tôi nghĩ đến đây tôi bỗng hoảng hốt đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn tôi bật dậy nhìn gạo nếp rồi hoang mang hỏi gạo nếp chú vừa nãy con nói chuyện là ai tại sao chú ấy lại giúp mẹ con mình con cũng không biết chú ấy là ai lúc mẹ ngã ra đường xe của chú ấy suýt tông vào mẹ con mình thấy chú ấy xuống xe con liền xin chú ấy giúp con đưa mẹ tới bệnh viện tại sao con lại có thể cầu xin một người lạ như vậy nhỡ người đó là người xấu thì sao nhưng mà con sợ con quên mất lời mẹ dặn nhưng mà chú ấy là người tốt đấy ạ à? lúc này điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên tôi lấy máy ra nhìn thấy dãy số của tên cho vay nặng lãi trong lòng bỗng trùng xuống tôi thở hắt ra một hơi rồi ấn nghe đầu dây bên kia tên cho vay nặng lãi quát lớn có đến nhanh lên không khách sắp đến rồi tôi 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 cái gì nhanh đến chỗ hẹn ngay hôm nay tôi không đến được đâu ạ xin lỗi tôi nói liền một mạch sau đó nhanh chóng tắt nguồn điện thoại ngày hôm nay tôi thất hẹn với bọn chúng kiểu gì cũng làm bọn chúng tức giận vì thế đêm nay mẹ con tôi không thể về nhà nhưng nếu ở lại bệnh viện thì tôi cũng không có tiền để trả viện phí nghĩ đến đây tôi liền bước xuống giường rồi dắt gạo nếp ra khỏi phòng cấp cứu nhưng khi ra đến cửa một vị bác sĩ đã gọi tôi lại ông ấy hỏi tôi cô là bệnh nhân nguyễn quỳnh diệp phải không dạ vâng là tôi ạ à. nhưng tôi không thể nhập viện được đâu ạ à. với tình trạng này của cô bây giờ cần phải làm các xét nghiệm và chụp ct scan sọ não để chúng tôi có thể chẩn đoán được căn nguyên gây bệnh chóng mặt của cô tiền khám bệnh đã được người quen của cô thanh toán xong rồi nếu giờ cô không muốn ở lại bệnh viện thì có thể về sáng mai cô đến đây làm các xét nghiệm cũng được bác sĩ nói sao ạ à? tiền khám bệnh của tôi đã được thanh toán hết rồi sao người nhà cô chưa nói với cô sao dạ vậy cảm ơn bác sĩ sáng mai tôi sẽ quay lại khám ạ bây giờ trời cũng đã muộn mẹ con tôi không dám về nhà và cũng chẳng có nơi nào để đi nên tôi dắt con đến khoa khám bệnh nghỉ tạm một đêm ở đây gạo nếp ngây thơ hỏi tôi sao mình không về nhà hả mẹ mẹ con mình ngủ tạm ở đây một đêm nhé con có sợ không có mẹ thì con không sợ đâu gạo nếp ngoan lắm mẹ xoa lưng cho con dễ ngủ nhé vâng sáng sớm ở khoa khám bệnh đã có lác đác người đến tôi gọi gạo nếp dậy đưa con đi ăn sáng sau đó mẹ con tôi về phòng trọ chuẩn bị sách vở để gạo nếp đến trường học trước khi vào lớp học gạo nếp còn dặn tôi mẹ nhớ tới bệnh viện khám theo lời bác sĩ nhá ừ mẹ biết rồi con vào lớp học đi tôi đến bệnh viện thì được một y tá hướng dẫn tới khoa khám bệnh theo yêu cầu tôi thấy vậy liền có chút ngạc nhiên hỏi tôi được khám bệnh ở khoa yêu cầu sao chị y tá đó gật đầu sau đó lại quay sang nhìn tôi một lượt rồi bảo chắc em là người giúp việc trong nhà giám đốc phong nhỉ làm giúp việc cho nhà giàu được đãi ngộ cao em nhỉ tôi không nhìn chị y tá bởi không biết trả lời sao chỉ cười trừ rồi ậm ừ cho qua chuyện nhưng chị y tá lại nói em làm ở đó có hay gặp được giám đốc không hôm qua chị mới được tận mắt nhìn thấy anh ấy bên ngoài còn đẹp hơn cả trên tivi nữa đấy trước đây người giúp việc trong nhà giám đốc mà tới đây khám bệnh thì sẽ có người khác phụ trách việc này. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy giám đốc dẫn người giúp việc đến bệnh viện hay là em với giám đốc có gì à? Hôm qua em bị ngất giữa đường, may gặp được giám đốc nên anh ấy đưa em vào đây thôi ạ. Em lên khoa yêu cầu đây, cảm ơn chị nhé. Gần 5 giờ chiều, bác sĩ mới gọi tôi vào phòng. Bác sĩ mời tôi ngồi xuống ghế, sau đó quay màn hình máy tính về phía tôi, rồi cầm chiếc gậy nhỏ màu trắng, chỉ vào chấm nhỏ trên não tôi. Vị bác sĩ ấy chậm rãi nói, cô nhìn thấy phần màu trắng này chứ ở đó có một khối u bình thường cô có hay buồn nôn và thấy đau nửa đầu không khối u sao tôi chưa từng bị đau bệnh gì hết thưa bác sĩ cũng có thể là cô chưa có triệu chứng gì vì mới ở giai đoạn đầu thôi khi nó còn bé như thế này nhiều người không biết được đâu thật may nó được tìm ra sớm khối u của tôi liệu có nguy hiểm gì không ạ à? liệu tôi có bị làm sao không bác sĩ tôi khuyên cô nên chữa trị ngay thì tốt nhất vậy tôi cần phải làm phẫu thuật hay xạ trị gì không ạ nếu làm phẫu thuật được thì tốt rồi nhưng nói thật là nó nằm ở vị trí nguy hiểm lắm trước tiên chúng ta bắt đầu bằng xạ trị đã bác sĩ nếu cái này cái này ngày càng lớn lên có khi nào tôi sẽ chết không ạ về cách lựa chọn điều trị của cô thì tốt nhất cô nên về bàn bạc với người nhà lần sau hãy đến cùng với người nhà nhé tôi tôi thật sự sẽ chết sao bác sĩ tỷ lệ tử vong là rất cao. Tôi không thể nói chính xác được là bao nhiêu phần trăm. Tôi khẽ liếm bờ môi khô khốc của mình, đứng dậy, cất toàn bộ giấy tờ khám bệnh vào túi. Tôi cúi đầu nói một câu cảm ơn với bác sĩ, rồi thẫn thờ rời khỏi phòng khám. Bước ra khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ. Đôi mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào, từng giọt nước mắt không kìm được, rơi lã trã tuôn xuống. Nếu tôi chết, gạo nếp của tôi phải làm sao đây? Con bé mới chỉ có 6 tuổi thôi, con bé sinh ra không có bố đã rất thiệt thòi rồi bây giờ mất mẹ nữa thì con bé phải làm sao đây tôi như người mất hồn bước đi trong vô định mãi cho đến khi có tiếng điện thoại reo lên alo Văn à tao đang về đây mày với gạo nếp đã về tới nhà chưa diệp đừng có về nhà bọn cho vay nặng lãi nó đang tìm mày đấy nó phá tan phòng trọ của mày rồi nghe chừng bọn chúng đang rất giận dữ mày hãy trốn đi trong điện thoại tôi còn nghe thấy tiếng của gạo nếp đang khóc nữa đầu óc tôi rối bời chuyện này là chuyện của tôi tôi không thể trốn tránh để cái vân và gạo nếp chịu cơn giận dữ của bọn chúng được chưa kể tôi sợ bọn chúng sẽ bắt gạo nếp đi tôi vội vàng bắt xe ôm về nhà về tới phòng trọ cảnh tượng trước mắt hoang tàn tôi tức giận chạy đến đẩy đám người xấu xa đó ra rồi hét lên mấy người có còn là con người nữa không đến một đứa trẻ cũng không tha là sao à con này tối hôm qua tại sao mày không đến Mày đang đùa bọn tao đấy à? Tôi lấy giấy khám sức khỏe trong túi ra, sau đó dơ lên cho bọn chúng, tôi nói. Tôi sắp chết rồi, vậy nên từ giờ tôi không có tiền trả cho các anh đâu. Các anh muốn lấy mạng của tôi trước thì cứ việc. Cô bị u não, chứ có phải ung thư tử cung đâu mà sợ. Vẫn tiếp khách được mà đúng chứ. Thế nên trước khi chết thì hãy mau trả hết nợ đi, không thì con của cô sẽ phải chịu khoản nợ này đấy. Tiền của bọn tao không phải từ trên trời rơi xuống nghe chưa Là tiền mồ hôi và xương máu của bọn tao Dù mày sắp chết cũng phải trả Nhớ cho bọn tao một cuộc hẹn khác nghe chưa Nếu không những tháng ngày cuối đời của mày Không được yên ổn đâu Nói xong hắn ta quay lại Vất tay ý bảo bọn đàn em rời đi Bọn chúng vừa quay đi Cái vân đã chạy đến đỡ tôi Nó lo lắng hỏi Diệp mày bị u não sao Có thật không hả tôi khẽ quay sang nhìn gạo nếp sau đó bảo con gạo nếp con đi chơi với các bạn trong xóm đi nhé mày đừng nói gì với gạo nếp nghe chưa tao mới nhận kết quả vừa nãy thôi là u ác hay u lành bác sĩ nói tỷ lệ sống không cao cái vân đột nhiên khóc òa lên sao cuộc đời của mày khổ thế hả diệp mày đừng bỏ tao đi như thế chứ mày không được làm sao đâu nghe chưa còn gạo nếp nữa mày tính sao đây hay là tìm bố cho gạo nếp để con có một bến đỗ đi nếu không thì tội cho con lắm nghe cái vân nói thế trong lòng tôi khẽ run lên nếu là trước kia thì không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm bố cho con nhưng bây giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại rồi tôi nhìn cái vân rồi thành thật kể ngày hôm qua tao bị ngất ở giữa đường gạo nếp sợ quá nên cầu cứu người qua đường tao không biết là do trùng hợp hay là một cơ duyên nào khác mà người gạo nếp cầu cứu lại chính là bố của con bé thật ra thì tao không chắc có phải không nhưng nhìn bóng lưng và vết bớt đỏ ở sau gáy thì tao thấy giống tới chín mươi phần trăm thật sao gạo nếp cũng có vết bớt đỏ sau gáy mà phải không ừ nhưng không to bằng của người đó vậy mày biết tên người ta không biết người đó là ai không và anh ta có nhận ra mày không phụ nữ đối với loại người đó nhiều vô kể sao anh ta có thể nhận ra tao được chứ tao nghe một chị y tá bảo người đó là giám đốc phong cái vân không nói thêm gì lập tức cầm điện thoại lên tra Google, chỉ cần ấn vào nút tìm kiếm rồi đánh tên giám đốc Phong ra, là một loạt hình ảnh và tin tức của người đàn ông đó hiện ra. Cái vân chọn cái ảnh rõ nét nhất rồi zoom to lên nhìn, và khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, tôi đã chắc chắn rằng anh ta chính là bố của con gái tôi. Con gái tôi ngoài làn da trắng giống tôi ra thì trên khuôn mặt không có nét nào giống tôi cả, và giờ thì tôi biết rằng con bé giống y e bức bố nó, từ đôi mắt, cái mũi tới khuôn miệng vô cùng giống tôi với cái vân nhìn nhau có lẽ trong đầu nó cũng đang suy nghĩ giống tôi nó thốt lên gạo nếp giống bố thật đấy lần này thì chắc chắn gạo nếp là con gái của anh ta rồi để tao tìm xem thông tin của người đàn ông này cho kéo xuống mục thông tin tôi và cái vân cùng nhìn vào những dòng chữ trên điện thoại vũ phúc phong là con trai út của chủ tịch tập đoàn trường phong hiện đang giữ chức giám đốc trong tập đoàn tiếp theo là một loạt ảnh những thành tích mà anh ta đã đạt được cái Vân vừa đọc thông tin Vừa suýt xoa mãi Nó bảo tôi Người này đâu tệ tới mức như mày nói đâu Là giám đốc và là con cháu của một tập đoàn lớn đấy Tao khuyên mày cho gạo nếp nhận bố của nó đi Ở trong gia đình giàu có thế này Chắc chắn gạo nếp sẽ có một tương lai sáng lạn Còn mày sẽ có tiền để trả nợ và chữa bệnh Tao mong sẽ có kỳ tích xảy đến với mày Chỉ cần gạo nếp tìm được bến đậu là tao yên tâm rồi Còn tao sao dám đòi tiền nhà họ chứ Chỉ cần họ nhận và đối xử tốt với gạo nếp là tao biết ơn lắm rồi nhưng mày xem hộ tao anh ta vẫn còn độc thân hay đã có vợ rồi nếu anh ta có vợ rồi thì có lẽ tao phải suy nghĩ lại tao không dám gây phiền phức cho anh ta đâu đôi lông mày của cái vân khẽ nhíu lại nó tiếp tục ấn vào phần tìm kiếm thông tin nhưng tìm thông tin về cuộc sống riêng tư của anh ta quả thật rất khó lướt mãi mới tìm thấy một bài nhưng lại là một trang báo lá cải độ tin cậy không cao lắm cái vân lướt một hồi rồi bảo anh ta đã từng có vợ nhưng đã ly hôn gần một năm nay rồi tờ báo này liệu có tin được không dù sao thì gạo nếp phải được nhận bố đó là quyền lợi của con bé chưa kể nhà nội lại giàu có như vậy mày không phải lo cho con bé sẽ bị thiệt thòi đâu với lại mày còn phải có thời gian chữa bệnh nữa tao biết phải xa gạo nếp đối với mày là quyết định rất khó nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi vài ngày sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều khóc cạn cả nước mắt vì thương con nhưng rồi tôi cũng buộc phải quyết định đưa con đi nhận bố chiều hôm đó tôi xin phép cô giáo cho gạo nếp nghỉ sớm một tiết sau đó tôi dẫn con tới tập đoàn trường phong tôi chưa dám nói trước với gạo nếp bởi tôi không biết ngày hôm nay tôi có thể gặp được anh ta hay không và tôi cũng không biết rằng khi biết gạo nếp là con gái thì liệu anh ta có đồng ý nhận con hay không vì chưa chắc chắn nên tôi không dám nói cho con biết điều gì tôi sợ con sẽ bị hụt hẫng vậy nên tôi chỉ nói là tới công ty đó để gặp một người bạn của tôi mà thôi vì anh ta là giám đốc của tập đoàn lớn nên tôi biết người như tôi không thể nào tìm gặp được anh ta tôi và gạo nếp chỉ có thể ngồi ở cổng chờ đợi mẹ ơi cái chú mà đã giúp mẹ con mình ở bệnh viện kìa tôi nhìn theo tay của con sau đó vội hỏi lại con nhớ đúng xe của chú ấy chứ dạ đúng ạ vừa nãy chiếc xe qua chốt bảo vệ có mở kính xe con nhìn thấy mặt của chú ấy đúng lúc này chiếc xe đang từ từ ra khỏi công ty tôi vội bé con gái lên chạy thục mạng về phía trước xe sau đó gọi lớn giám đốc phong chở mẹ con tôi với tôi có chuyện muốn nói với anh người ngồi trong xe có lẽ đã nghe thấy tiếng tôi gọi nên vội cho xe dừng lại sau đó cánh cửa xe được mở ra nhưng người bước xuống xe không phải là giám đốc phong mà là một người đàn ông tuổi trung niên tôi đoán người này là tài xế của anh ta tôi không biết trên xe anh ta đã nói gì với tài xế mà khi bước xuống xe ông ấy đã đặt vấn đề với tôi tiền viện phí mà giám đốc nộp cho mẹ con cô vẫn không đủ sao bây giờ cô muốn thêm bao nhiêu nữa nhìn thái độ coi thường của người tài xế tôi cũng biết được có lẽ họ nghĩ mẹ con tôi đến đây để ăn vạ họ vậy nên tôi vội lên tiếng giải thích không phải cháu đến đây đòi tiền cháu đến đây gặp giám đốc là có chuyện khác ạ là chuyện gì cô có thể nói với tôi tôi sẽ nói lại với giám đốc chuyện này rất quan trọng cháu muốn nói trực tiếp với anh ấy nhưng giờ giám đốc đang bận không muốn tiếp chuyện ai đâu cháu chỉ xin hai phút thôi xin chú giúp cháu tài xế nghe chừng có chút khó chịu nhưng vẫn giúp tôi hỏi người trong xe một tiếng vài giây sau kính xe ô tô đột nhiên được hạ thấp xuống lúc này tôi chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt âm u của anh ta mắt phượng hơi nghiêm nghị đôi môi mỏng khẽ nhếch lên có chuyện gì nói đi trước tiên mẹ con tôi cảm ơn anh ngày hôm đó đã giúp mẹ con tôi còn chuyện tôi sắp nói bây giờ không biết anh sẽ có thấy khó tin hay không Đừng có vòng vo nữa Đi thẳng vào câu chuyện đi Cô chỉ còn một phút nữa thôi Anh còn nhớ 7 năm trước Anh đã từng qua đêm với một cô gái 18 tuổi Ở khách sạn JVK không Tôi chính là cô gái ấy Và sau cái đêm đó tôi đã có bầu Bé gái đang đứng cạnh tôi đây Bây giờ chính là con của anh Anh ta giống như đang nghe được Một chuyện rất buồn cười Mà anh ta cũng đã thật sự bật cười ra tiếng Có chút thở ơ Có phần không đếm xỉa tới Cô thật biết cách dựng chuyện đấy Cô muốn gì ở tôi? Nói đi Tôi không đòi hỏi gì ở anh cả Tôi chỉ muốn con gái tôi được nhận lại bố của nó thôi Nói đến đây Tôi quay sang xin con vài sợi tóc Sau đó đưa cho anh ta nhúng tóc của con Và kèm theo tờ giấy có số điện thoại của tôi nữa Tôi nói tiếp Anh hãy đem tóc của con đi xét nghiệm ADN đi Tôi mong rằng khi nhận được kết quả Anh sẽ đến tìm con Chào anh Nói xong tôi bế gạo nếp lên rồi quay người bước đi Gạo Nếp là một đứa bé hiểu chuyện và lễ phép, nên con giơ bàn tay nhỏ xíu lên tạm biệt anh ta, nhưng anh ta chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng kéo cửa kính xe lên rồi rời đi. Gạo Nếp ôm cổ tôi rồi khẽ hỏi, "Mẹ ơi, Chuối là bố của con ạ? À? Tại sao Chuối lại không nhận con? Có phải là con không đáng yêu đúng không?" Tôi xoa đầu Gạo Nếp rồi an ủi, "Không phải đâu, con là một cô bé vô cùng đáng yêu." chỉ là chú ấy chắc đang có việc bận nên phải đi gấp thôi vậy khi nào con mới được gặp bố nữa ạ à? chờ khi nào bố làm xong việc con nhé một tuần trôi qua tôi vẫn chưa thấy anh ta liên lạc lại với mẹ con tôi trong lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột ngày nào gạo nếp đi học về cũng hỏi tôi bố vẫn chưa đến thì mẹ con mình ạ à? chắc là bố bận nên chưa thể đến đây được nhưng nếu mà bố nhận con và muốn đón con về ở với bố thì con sẽ đồng ý chứ vậy mẹ có đi cùng con không mẹ không thể đi cùng với con được tại sao ạ à? tại sao bố mẹ lại không thể ở với nhau lớn lên thì con sẽ hiểu nếu mẹ không đi cùng con thì con cũng sẽ không đồng ý theo bố đâu con chỉ muốn được ở bên mẹ thôi gạo nếp ngoan nhé theo bố con sẽ được ăn ngon này sẽ được học tập ở môi trường tốt lại còn có nhiều đồ chơi nữa không con không cần những thứ ấy đâu gạo nếp từ nhỏ đã sống với tôi nên để thuyết phục con đến ở với bố là chuyện không hề dễ dàng chuyện này phải cần có thời gian thế nhưng trước tiên tôi vẫn cần phải đả thông tư tưởng cho con trước để con dần dần thay đổi suy nghĩ và chấp nhận đi theo bố đang mơ màng suy nghĩ thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng hét của gạo nếp bỏ cháu ra bỏ ra đừng chạm vào người cháu các chú là người xấu tôi chạy đến góc sân cầm lấy chiếc gậy dài rồi lao đến chỗ bọn chúng tôi hét lên tại sao lại động tới con bé nó chỉ là một đứa trẻ thôi Tại sao phải lôi bọn trẻ vào chuyện của người lớn hả Vậy tại sao mày lại bỏ trốn Có phải là bọn tao đã quá dễ dàng với mày rồi không Ngày hôm nay Đừng hòng bọn này bỏ qua cho mày nữa Đừng lại gần mẹ con tôi Nếu không tôi liều mạng với các anh đấy Đằng nào cũng chết Tôi sẽ kéo theo các anh xuống Miệng thì nói thế Nhưng trong lòng tôi đang rất sợ hãi Còn gạo nếp thì ôm chặt lấy chân tôi Vừa khóc vừa gọi có ai không giúp mẹ con cháu với Bọn họ định hại mẹ con cháu Một mình tôi Không thể đấu được với đám đàn ông lực lưỡng kia Vì thế tôi dặn con Con chạy vào phòng rồi đóng cửa lại nhé Chờ gì Vân về mới được mở cửa nghe chưa Thế còn mẹ Mẹ đi trả nợ rồi sẽ về thôi Các chú ấy sẽ làm hại mẹ Mẹ không được đi Gạo nếp chạy về phòng mau Có lẽ gạo nếp sợ tôi bị bắt đi Sẽ không trở về nữa Nên con nhất định không chịu buông tôi ra kể cả cho đến khi tôi bị bọn chúng lôi đi con vẫn nắm chặt áo tôi vừa chạy theo vừa hét lên thả mẹ cháu ra thả ra trong lúc hỗn loạn này đột nhiên một chiếc xe ô tô đen bóng loáng lao tới một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe khi chất nho nhã lãnh đạm người đàn ông ấy bước đến chỗ đám người của chúng tôi người này đưa ra một chiếc cạc visit cho một tên xã hội đen rồi giới thiệu xin chào tôi là trợ lý giám đốc tập đoàn trường phong và là người quen của hai mẹ con cô ấy. Cho tôi xin hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì? Tại sao các anh lại khống chế bắt người trái pháp luật như vậy? Mày là người quen của nó sao? Nó làm cái quái gì có người quen nào sang trọng thế này? Định bịp tao đấy à? Tin hay không là tùy anh. Tôi chỉ muốn hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì? Có phải là cô ấy vay tiền của bọn anh hay không? Đúng. Mày trả tiền cho nó à? Vâng, tôi sẽ trả cho cô ấy. Cô ấy nợ canh bao nhiêu? Tên cho vay lãi bây giờ mới nở nụ cười hoài nhã. Cả gốc lẫn lời là 500 triệu. Được, hẹn các anh ba ngày nữa, đem giấy tờ vay tới công ty trường phong, tôi sẽ trả đủ. Mày có gì để tao tin mày không? Tao cảm thấy thật là khó tin đấy. Người như nó mà quen được hẳn trợ lý giám đốc tập đoàn trường phong hay sao? Hay là bọn mày đang diễn kịch để lừa tao phải không? Người đàn ông kia khẽ nở một nụ cười, sau đó người này mở ví ra, đưa ra một tập giấy tờ, nào là chứng minh thư bằng lái xe và giấy tờ xe mang tên của công ty tên cho vay nặng lãi còn kiểm tra xem có phải là giấy tờ giả hay không sau một hồi hắn mới tin người này là trợ lý giám đốc tập đoàn trường phong thật tên cho vay nặng lãi quay sang nhìn tôi ánh mắt hiền hòa chưa từng thấy cô làm tôi ngạc nhiên đấy hóa ra cô chê không thèm tiếp lão già hôm đó là bởi vì cô có mối ngon hơn rồi đúng không cô được lắm sắp trả hết nợ rồi chúng ta đường ai nấy đi chắc là tôi cũng sẽ có một chút nhớ cô đấy lúc này người trợ lý kia vội bước tới hỏi han tôi cô và gạo nếp có sao không cảm ơn anh mẹ con tôi không sao không sao là tốt rồi xin giới thiệu với cô tôi tên là quang là trợ lý của giám đốc phong giám đốc đang ở trên xe mời cô lên xe chúng tôi có chút chuyện cần trao đổi giám đốc cũng đến đây sao người trợ lý khẽ gật đầu sau đó anh ta bế gạo nếp lên rồi bảo Chú dẫn con đi mua kẹo nhé." Gạo Nếp ngước mắt nhìn tôi, khi thấy tôi gật đầu đồng ý, con bé mới dám đồng ý đi cùng với người trợ lý đó. Tôi chờ cho Gạo Nếp đi rồi mới dám rón rén bước lên xe. Không khí trong xe lúc này khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm của người đàn ông bên cạnh một chút, sau đó mới dám lên tiếng. "Anh đã nhận được kết quả ADN rồi chứ?" Từ trước đến nay, Gạo Nếp ở bên cô đều phải chịu khổ sở như thế sao? đúng gạo nếp đi theo tôi rất khổ vì vậy tôi muốn anh hãy nhận lại con bé tôi tin rằng ở bên anh con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn ngày mai tôi sẽ cho người tới đón con bé còn số nợ của cô tôi sẽ trả tiền đó coi như là tôi trả công cô đã sinh và nuôi nấng gạo nếp tới bây giờ nếu cô thấy số tiền đó vẫn còn ít và cần thêm nữa thì hãy nói cho tôi biết tôi sẽ đáp ứng cho cô từ nay về sau cô không được tới gần và gặp gỡ gạo nếp nữa khi nghe thấy anh ta nói tôi không được gặp gỡ gạo nếp nữa tôi đã bần thần mất một lúc lâu tôi chưa thể tưởng tượng được nếu không còn gạo nếp bên cạnh mình tôi sẽ phải sống tiếp thế nào đây tôi nghĩ ngày mai đã đưa con bé đi thì vội quá con bé chắc chắn sẽ không chịu đâu anh hãy cho tôi thêm một chút thời gian để tôi từ từ nói chuyện với con bé nhé tôi sẽ có cách của tôi chuyện này cô không phải lo nhưng con bé cần phải được chuẩn bị tâm lý trước từ trước đến nay con bé chưa từng xa mẹ nếu anh đưa con đi đột ngột như vậy con bé sẽ bị hoảng sợ đấy đôi lông mày rậm của anh ta khẽ trao lại gương mặt có phần chán ghét không muốn tiếp tục câu chuyện nữa anh ta rút điện thoại ra rồi gọi cho trợ lý đưa gạo nếp về đây cô xuống xe đi anh sẽ cho mẹ con tôi thêm thời gian chứ xuống xe khi tôi ra tới bên ngoài thì nhìn thấy người trợ lý đang bế gạo nếp về trên tay con bé cầm một bọc kẹo to con bé vui vẻ gọi tôi mẹ ơi Chú ấy mua cho con nhiều kẹo và kem lắm, con mua cả loại kem mà mẹ thích nữa này. Mẹ cảm ơn con nhé, nhưng sao gạo nếp đòi chú mua nhiều bánh kẹo thế? Người trợ lý cười cười bảo, gạo nếp không đòi gì đâu, là tôi mua cho cháu đấy. Nói với tôi xong, người trợ lý quay sang hỏi gạo nếp. Bố con đang ở trong xe, con vào xe gặp bố một lát nhé. Dạ. Tôi đứng bên ngoài mà cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Tôi không biết bên trong xe, biểu cảm lần đầu tiên được gặp bố của con sẽ thế nào. Tôi cũng rất tò mò, không biết hai bố con họ nói chuyện gì với nhau. Phải đến 15 phút sau, cánh cửa xe được mở ra, gạo nếp bước xuống xe rồi giơ tay chào tạm biệt. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Tôi chạy lại bế con lên rồi hỏi. Con và bố đã nói chuyện gì với nhau vậy? Bố hỏi con nhiều lắm mà con quên rồi. Sao có thể quên nhanh vậy được? Bố bảo sáng mai chủ nhật, bố sẽ đến đón con đi chơi đấy Mẹ đi cùng con vào bố nhá Ngày mai Ngày mai mẹ phải đi làm rồi Mặt gạo nếp tiêu nghỉu Mẹ sẽ không đi cùng con với bố sao Ừ Mẹ chỉ xin nghỉ được một tuần thôi Ngày mai mẹ phải đi làm lại rồi Vậy là anh ta vẫn không thay đổi quyết định Tôi biết chuyến đi chơi này Là con sẽ đi luôn Và sẽ không bao giờ quay trở về đây gặp tôi nữa Gạo nếp có lẽ do mệt Nên đã lăn ra ngủ Trên tay vẫn còn ôm bọc kẹo mà người trợ lý mua cho cái vân nhìn gạo nếp rồi cười hỏi tôi sao lại mua cho con bé nhiều bánh kẹo thế kia nhìn kìa ôm khư khư như bảo bối ấy không phải tao mua đâu tao làm gì còn tiền mà mua cho con là trợ lý của bố con bé mua cho nó đấy mày nói cái gì cơ giám đốc phong đến đây nhận con bé sao nhưng mà sao sao mắt mày lại sưng hết lên thế kia có chuyện gì nói tao nghe ngày mai bố của gạo nếp sẽ tới đón con bé đi sao lại đưa đi vội thế được tao cũng không biết nữa tao đã xin anh ta cho thêm thời gian nhưng mà anh ta không đồng ý kệ anh ta chứ gạo nếp là con gái của mày mày vất vả nuôi nấng từ khi con còn trong bụng tới bây giờ mày phải là người có quyền quyết định chứ không phải là anh ta nhưng chính tao là người bế con tới tìm anh ta và chính tao là người muốn anh ta nhận trách nhiệm nuôi con bé bây giờ anh ta đã đồng ý rồi tao cũng không dám làm căng quá sợ anh ta sẽ thay đổi ý định không nhận con bé nữa thì con bé biết phải làm sao. Cái vân thở dài, nó ngồi xuống vuốt tóc gạo nếp rồi khẽ lầm bẩm Gạo nếp sắp trở thành tiểu thư rồi đấy. Về bên ấy con phải ngoan nhá, chắc là dì sẽ nhớ con lắm. Dì không muốn xa gạo nếp chút nào đâu. Đến bữa ăn tối, chỉ có gạo nếp ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ líu lo kể chuyện ngày hôm nay được gặp bố cho dì Vân nghe, còn tôi thì im lặng suốt cả bữa, đôi mắt luôn dõi theo con không muốn rời. Cả đêm hôm đó tôi không dám chợp mắt chút nào, tôi nhìn ngắm con rồi vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của con. Đúng 8 giờ sáng, lúc tôi đang tết tóc cho Gạo Nếp thì anh ta đến, anh ta lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay sang hỏi Gạo Nếp. "Gạo Nếp chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi." "Dạ, con xong rồi." Bàn tay đang tết tóc cho con bỗng run lên bần bật, tôi phải mím chặt môi, cố gắng lắm mới có thể tết xong phần đuôi tóc cho con. Tôi hôn lên má con một cái, sau đó dặn con gạo nếp đi chơi với bố phải ngoan và nghe lời bố nhé vâng con chào mẹ con đi đây gạo nếp lon ton chạy ra xe ô tô trước còn tôi chạy vào nhà lấy cặp và đồ đạc của con rồi đưa cho anh ta nhưng anh ta không nhận anh ta nói ở nhà tôi đã sắm đầy đủ cho con bé rồi mong anh hãy chăm sóc và đối xử tốt với con bé dù mai sau anh có lấy vợ và đẻ thêm con thì cũng xin anh hãy quan tâm tới gạo nếp anh ta không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra xe nhìn chiếc xe chuyển bánh rồi dần dần đi khuất tôi như chết lặng vô hồn nhìn về khoảng không vô định không biết là do nhớ và thương con quá hay là do bệnh u não của tôi tái phát mà đột nhiên mắt tôi tối sầm lại chân tay run lẩy bẩy suýt chút nữa là ngã khuỵ xuống may là cái vân đã chạy lại đỡ tôi nó để tôi ngồi xuống ghế sau đó lo lắng cầm bàn tay đang run rẩy của tôi lên kiểm tra đây là triệu chứng của bệnh u não có phải không tao đã tìm hiểu bệnh này trên mạng rồi tình trạng của mày không ổn đâu ngày mai hãy tới bệnh viện tiếp nhận điều trị đi tôi lắc đầu sau đó mệt nhọc nói tao phải đi làm kiếm tiền đã có tiền thì mới có thể điều trị được cái vân thở dài nó cũng khó khăn không kém gì tôi một mình nó nuôi hai bố mẹ già ốm đau ở quê phần lớn tiền lương của nó gửi về quê để bố mẹ mua thuốc vì thế mà bao năm đi làm của nó cũng không có dư đồng nào nó bất lực nhìn tôi nếu không chữa sớm hồi u to lên sẽ lại càng nguy hiểm hơn hay là mày liên lạc với anh khánh đi chỉ cần mày lên tiếng chắc chắn là anh ấy sẽ giúp không được đâu trước đây tao đã nhờ anh ấy nhiều rồi tiền trước kia mượn của anh ấy còn chưa trả được tao không dám nhờ anh ấy thêm nữa đâu người như anh ấy sẽ không để ý số tiền ấy đâu với lại anh ấy đã bảo là số tiền trước kia mày vay là anh ấy cho gạo nếp rồi mà tao không muốn làm phiền anh ấy nữa dù sao chữa hay không thì kết quả cũng như nhau thôi đằng nào thì cũng chết mày đừng có nói năng linh tinh vẫn còn phần trăm sống là vẫn còn cơ hội mày không được bi quan được rồi tao biết rồi mà bây giờ nợ nần cũng đã được bố gạo nếp trả hết từ giờ tao chỉ cần đi làm kiếm tiền chữa bệnh thôi mày không được lo lắng suy nghĩ gì nhiều nghe chưa với lại không được tự dằn vặt bản thân việc mày đưa gạo nếp cho bố con bé là đúng con bé xứng đáng được nhận cuộc sống tốt đẹp hơn ban đầu có thể con bé sẽ nhớ mẹ và khó hòa nhập với gia đình hào môn, nhưng dần dần con bé sẽ quen thôi. Ừ, con bé sống với tao khổ quá, bây giờ con được đến ở một nơi đẹp đẽ và giàu có, tao phải mừng cho con mới đúng chứ, tại sao tao lại khóc? Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi tan làm về rất muộn, lúc đó chắc khoảng 10 giờ tối, tôi đang thất thiểu đi trên đường, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Mẹ ơi, mẹ! Tôi giật mình quay đầu lại, Tôi cứ nghĩ là mình đang bị hoang tưởng cơ Nhưng không phải Con gái tôi đang mặc bộ quần áo ngủ Vừa khóc vừa chạy về phía tôi Mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con Con chỉ muốn ở với mẹ tôi mà Mẹ đừng bỏ con Tôi chạy về phía con Ôm chặt con vào lòng vỗ về Qua một lúc khi thấy con đã bình tĩnh hơn Tôi mới lên tiếng hỏi Gạo nếp Muộn thế này rồi sao con lại ở đây Ai đưa con đến đây vậy Cạo nếp mắt ngấn nước, con nói trong tiếng nấc là con tự bỏ trốn về đây để được gặp mẹ. Nhà bố con cách đây có xa không? Đừng nói với mẹ là con chạy bộ tới đây đấy nhá. Con lẻn ra khỏi nhà rồi tới đồn cảnh sát nhờ các chú đưa con đến đây. Đồn cảnh sát rất gần nhà của bố. Hai chú cảnh sát đang đứng ở kia kìa mẹ. Tôi nhìn theo hướng bàn tay con chỉ. Sau khi nhìn thấy hai người cảnh sát đang tiến về phía tôi, tôi cũng vội đứng dậy cúi đầu chào. Chào các anh ạ. Cảm ơn các anh đã đưa con gái tôi về. Không có gì đâu chị, nhưng lần sau nhà có con nhỏ chị nên để mắt tới con nhiều hơn đừng để con đi lạc như ngày hôm nay nữa sẽ rất nguy hiểm dạ vâng từ nay tôi sẽ chú ý tới con nhiều hơn cảm ơn các anh hai người cảnh sát đã đưa gạo nếp về với mẹ an toàn nên cũng nhanh chóng chào hai mẹ con tôi rồi rời đi dù rất xót con nhưng tôi vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc để dạy dỗ lại con gạo nếp sao con lại làm như thế đêm hôm bỏ trốn ra khỏi nhà con có biết là nguy hiểm lắm không chưa kể bố và ông bà nội của con sẽ rất lo lắng khi không thấy con ở nhà con làm như vậy là hư lắm đấy nhưng mà con nhớ mẹ lắm mẹ không cần con nữa sao nghe mẹ nói này gạo nếp theo mẹ con sẽ rất khổ tương lai không biết con có được học hành đầy đủ hay không vì thế không phải là mẹ không cần con mà là mọi điều mẹ làm là muốn tốt cho con thôi con nhìn này con mới về ở với bố mấy hôm thôi mà nhìn con đã ra dáng cô công chúa nhỏ rồi đấy theo mẹ con chỉ là một cô bé lọ lem thôi con muốn làm cô bé lọ lem ở bên mẹ thôi làm công chúa khổ lắm phải học nhiều thứ con không thích nhưng tại sao bố mẹ lại không ở với nhau ạ à? con thấy bố mẹ của các bạn con đều ở với nhau mà chuyện của bố mẹ khi nào con lớn lên rồi sẽ hiểu bây giờ mẹ sẽ đưa con về với bố nhé con còn nhớ địa chỉ nhà của bố không cạo nếp quay mặt đi tỏ vẻ hờn rỗi con không nhớ đêm nay con muốn ngủ với mẹ không được đâu con phải về nhà bố chắc giờ này bố và mọi người đang lo lắng đi tìm con đấy gạo nếp ngoan nghe lời mẹ nhé nói cho mẹ biết địa chỉ của nhà bố đi con không nhớ đang lúc tôi bất lực không biết làm gì với con thì bỗng nhiên một chiếc xe ô tô lao tới bố của gạo nếp xuống xe sau đó đóng sầm cửa lại mạnh đến nỗi thân xe rung lên gạo nếp con giỏi lắm đêm tối thế này dám bỏ trốn ra ngoài con có biết là bao nhiêu người đang đi tìm con không Gạo Nếp cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn bố, con bé lí nhí nói: "Con không về nhà của bố đâu, con muốn ở lại đây với mẹ." Gạo Nếp ngoan, về với bố nhé, hôm nào mẹ được nghỉ làm sẽ tới thăm Gạo Nếp và làm món bánh gạo Hàn Quốc mà Gạo Nếp thích ăn nhé. "Không, mẹ đừng có bỏ con, con ở với mẹ cơ, con muốn ở với mẹ." Trước sự bướng bỉnh của con bé, tôi bối rối không biết làm thế nào, tôi đành ngẩng mặt lên bảo với bố con bé: "Hay là đêm nay anh cho con ở lại với tôi đi rồi tôi sẽ khuyên bảo con dần dần anh ta phớt lờ câu nói của tôi tiến tới gần thêm bước nữa sau đó đưa tay ra lau nước mắt cho gạo nếp giọng của anh ta lúc này đã dịu hơn lúc vừa nãy rồi thế bây giờ mẹ sẽ đi cùng với con về nhà của bố thì con có chịu không nhưng con muốn mẹ ở cùng nhà với bố con mình luôn cơ được rồi cô cứ lên xe đi lát nữa về nhà tôi chúng ta sẽ nói chuyện xe chạy chừng khoảng hơn hai phút thì rẽ vào một khu biệt thự thanh tĩnh tôi mải nhìn xung quanh không để ý phong đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào anh ta nhàn nhạt nói đi theo tôi anh ta đi trước tôi bế gạo nếp theo sau vừa bước vào trong nhà thì một người phụ nữ trung tuổi đã chạy tới khuôn mặt không giấu nổi vui mừng may quá cậu đã tìm được gạo nếp cậu tìm thấy con bé ở đâu vậy con bé chạy tới nơi làm việc của mẹ nó trời ơi con bé nhỏ như vậy mà nhớ đường chạy đi tìm mẹ được sao? Nghe thấy người phụ nữ hỏi vậy, tôi liền trả lời. Gạo nếp nhờ mấy chú cảnh sát đưa tới tìm mẹ ạ. Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên từ trong nhà một người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi ăn mặc vô cùng sang trọng bước ra bà nhìn tôi không mấy thân thiện rồi đanh giọng nói To gan thật đấy con cái nhà không được giáo dưỡng từ bé nên mới vô phép tắc như vậy không nuôi dạy nổi con ngay từ đầu cô không nên sinh con ra làm gì chỉ làm khổ con bé thêm mà thôi và bây giờ làm khổ cả con trai tôi nữa tôi ôm chặt lấy con nhìn bà nội của gạo nếp sau đó nghẹn ngào nói nếu gạo nếp là nguyên nhân dẫn tới sự đau khổ cho mọi người thì cháu xin phép đưa gạo nếp về xin lỗi vì đã làm phiền mọi người đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên tới tìm con trai tôi thả không biết thì thôi nhưng biết rồi thì làm sao con trai tôi có thể vứt máu mủ của nó đi được dì lan bế gạo nếp về phòng của nó đi còn cô, cút khỏi đây. Chỗ này không phải là nơi mà kẻ thấp hèn như cô có thể đặt chân tới được. Biến đi. Lúc này Phong mới khó chịu lên tiếng. Mẹ thôi đi. Dù sao người ta cũng là mẹ của gạo nếp. Mẹ cũng nên tôn trọng người ta một chút. Bà nội gạo nếp lườm tôi một cái sắc lẹm. Sau đó quay người đi vào trong nhà. Thế nhưng vừa đi, bà vừa nói bóng gió. Loại con gái lấy lỗ làm lời. Thì làm sao có thể được người khác tôn trọng? Loại người này tâm cơ khó lường, ngủ với bao nhiêu người nhưng lại sinh ra được đúng đứa con mang dòng máu quý tộc đây chẳng phải là cố ý hay sao tôi không giận bà ấy bà ấy nghĩ tôi thế nào cũng được chỉ mong bà ấy tốt và yêu thương gạo nếp thôi lúc tôi vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên cô còn đứng ngây ra đó làm gì đi theo tôi chúng ta cần nói chuyện là chuyện của gạo nếp sao phong ngồi xuống ghế sau đó đưa tay ra mời tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ta anh muốn nói chuyện gì với tôi số nợ của cô tôi đã trả hết cho bọn vay nặng lãi rồi cảm ơn anh gạo nếp quả thật bướng bỉnh hơn tôi tưởng cả tuần nay con bé tỏ rõ thái độ chống đối tôi và bà nội của nó nếu cứ như vậy thì không ổn tôi nghĩ rằng cô nên chuyển đến đây ở một thời gian đến khi nào con bé thích nghi được với nơi này thì cô có thể rời đi cô nghĩ sao nghe đến đây tôi không kìm được nỗi vui sướng trong lòng Lần đầu tiên tôi nhuền miệng cười với anh ta, tôi vội trả lời. Được, tôi sẽ chuyển đến đây ở. Thái độ của tôi khiến anh ta có chút hoài nghi thì phải. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác và dò xét. Anh ta hỏi tiếp. Cô đến đây sống, không phải với tư cách là mẹ của gạo nếp, mà là người giúp việc trong nhà. Đằng nào thì nhà tôi cũng đang cần tuyển thêm một người giúp việc nữa. Ngày mai cô đến đây gặp dì Lan, để dì ấy sắp xếp công việc cho. Vâng ạ. Thêm nữa, sau này khi cô rời đi Tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cô làm lại cuộc đời Dù sao thì cô cũng là người sinh ra gạo nếp Tôi mong cô hoàn lương Và sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế Đừng gây nên tai tiếng Ảnh hưởng tới tương lai sau này của con gái mình Ngoài chuyện để gạo nếp sống trong cảnh nghèo khó ra Thì tôi chưa bao giờ làm việc gì Để gạo nếp phải xấu hổ với mẹ của nó cả Không cần anh phải nhắc Thì tôi cũng vẫn đang là một công dân tốt Có ích cho xã hội Nói anh có thể sẽ chê cười và không tin Chứ tôi vẫn luôn hướng tới là một bà mẹ mẫu mực Luôn làm tấm gương tốt để cho con noi theo đấy Lời nói của tôi vừa dứt Thì lập tức khóe môi của anh ta cong lên Thành một nụ cười mỉa mai Anh ta nhớn mày rồi hờ hững đáp một câu Ừ Tôi vốn dĩ cũng chẳng mong gì vào việc Anh ta sẽ tin vào lời tôi nói cả Nhưng dù sao nói ra được Cũng khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút Cảm thấy không còn chuyện gì để nói nên tôi đứng dậy xin phép ra về. Anh ta gật gật đầu rồi bảo Tài xế của tôi đang chờ ở ngoài. Nói rồi anh ta đứng dậy, xoay người đi lên tầng. Tôi cũng nhanh chóng ra khỏi căn biệt thự rồi lên chiếc xe ô tô đã đợi sẵn ngoài cổng. Tôi nhìn bác tài xế ánh náy nói Muộn thế này rồi vẫn phải để bác đưa cháu về, thật ngại quá. Không có gì đâu cô, công việc của tôi mà. Bình thường cậu Phong cũng làm việc về muộn lắm. Dạ, chắc bác làm tài xế cho giám đốc Phong lâu rồi nhỉ? Vâng, cũng phải hơn hai mươi năm nay rồi tôi làm từ hồi bố cậu chủ còn sống cơ bình thường tôi không phải là người nhiều chuyện cũng không phải là người thích tò mò chuyện nhà người khác nhưng dù sao thì ngày mai tôi cũng chuyển đến đây sống một thời gian hơn thế nữa nơi đây còn là nhà nội của gạo nếp nên tôi cũng muốn hiểu biết thêm về gia đình nhà anh ta một chút tôi hỏi bác tài xế bố giám đốc mất rồi ạ ông chủ mất gần 3 năm nay rồi vậy bây giờ chỉ còn giám đốc và mẹ của giám đốc thôi ạ à. giám đốc còn có anh em gì không ạ à? cậu chủ còn có một người anh trai nhưng người này không có hứng thú với sự nghiệp của gia đình cậu ấy định cư hẳn bên nước ngoài rồi dạ tôi cũng chỉ dám hỏi bác tài xế đến đây thôi xe cũng đã gần về tới xóm trọ của tôi về tới xóm trọ tôi cảm ơn bác tài xế rồi bước xuống xe giờ này tôi nghĩ cái vân đã ngủ nên phải thật nhẹ nhàng đi vào trong phòng ai ngờ khi tôi vừa mở cửa ra nó đã ngồi bật dậy Mày đi đâu mà giờ này mới về Gọi điện thoại còn không nghe máy Điện thoại của tao hết pin từ chiều rồi Thế mày làm gì mà giờ vẫn còn chưa ngủ Tao chờ mày chứ làm gì Thế mày đi đâu Bình thường nhà hàng hơn 10 giờ đã đóng cửa rồi Tôi cất túi sách lên bàn Sau đó bình tĩnh ngồi xuống Tôi nhìn cái vân rồi kể lại chuyện xảy ra lúc tối cho nó nghe Tôi nói cả chuyện bố của gạo nếp Đề nghị tôi tới nhà của anh ta để làm người giúp việc Cái vân nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên nó vui mừng nhưng cũng lại vừa lo lắng cho tôi vậy là mày lại được ở với gạo nếp rồi thế nhưng mà tao lo cho bệnh tình của mày quá hay là mai tới gặp bác sĩ lần nữa đi hỏi xem ý kiến bác sĩ thế nào tao chẳng biết là tao sống được bao lâu nữa được ở bên gạo nếp thêm lúc nào thì mừng lúc ấy bố của gạo nếp bảo sau này khi gạo nếp thích nghi được rồi lúc tao rời đi anh ta sẽ cho tao một khoản tiền khi ấy tao sẽ xin anh ta nhiều nhiều một chút có nhiều tiền được chữa trị tốt thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn đúng không chắc chắn rồi mày phải sống để nhìn gạo nếp khôn lớn và trưởng thành chứ cảm ơn mày nha vân mẹ con tao cảm ơn mày rất nhiều mày giống như người mẹ thứ hai của gạo nếp gạo nếp lớn lên cũng nhờ vào bàn tay của mày tao sẽ nhắc nhở gạo nếp sau này dù có chuyện gì xảy ra dù đất trời có thay đổi thế nào thì cũng không được quên công nuôi dưỡng của dì vân và nếu sau này tao có xảy ra chuyện gì thì cũng nhờ mày thay tao dõi theo bước trưởng thành của con bé nhé mày không được nói gở mày sẽ không sao đâu mà đêm hôm đó tôi với cái vân ôm nhau khóc rất nhiều mãi cho đến gần sáng chúng tôi mới có thể thiếp đi được một chút buổi sáng cái vân đi làm còn tôi tới nhà hàng xin nghỉ sau đó tôi về phòng trọ thu dọn quần áo và vài đồ dùng cần thiết lúc thu dọn xong tôi nhìn lại căn phòng một lượt rồi khẽ thở dài gạo nếp đi rồi giờ lại đến lượt tôi đi căn phòng trông thật trống trải tôi đặt lá thư đã viết sẵn lên bàn rồi rời đi khi ra tới bên ngoài tôi đã thấy chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngoài cổng bác tài xế có lẽ đã nhìn thấy tôi bác vội vã bước xuống xe rồi cầm lấy ba lô trên tay tôi bác bảo để tôi cất đồ đạc vào cốp cho cô lên xe đi cháu bắt xe ôm tới là được rồi làm phiền bác lại phải tới để đón cháu cậu chủ bảo tới, tôi tới đón cô khu nhà của cậu chủ an ninh nghiêm ngặt không phải ai cũng vào được đâu thôi cô lên xe đi dạ trên đường đi bác tài xế bảo với tôi tuần qua cả nhà cậu chủ bị gạo nếp quậy tung hết lên cậu chủ luôn mắng con bé cứng đầu và bướng bỉnh nhưng cậu chủ đâu biết là con bé giống y hệt bố của nó đấy từ trước đến nay không ai dám đối đầu chống đối cậu chủ vậy mà bây giờ cậu chủ có đối thủ rồi thật ra gạo nếp không phải đứa trẻ khó dạy bảo vậy đâu ạ chỉ là ngay từ đầu giám đốc không tôn trọng quyền quyết định của con bé không lắng nghe ý kiến của con trước nên con bé mới phản ứng quyết liệt như vậy thôi tôi cũng đã từng là bố nên tôi hiểu trẻ con làm gì cũng cần phải có thời gian thích nghi Đùng một cái bắt con bé xa mẹ Rồi thích nghi với một nơi xa lạ ngay Thì thật là không thể Cậu chủ tính tình cứng nhắc Với lại chưa từng làm bố Nên không hiểu tâm lý của trẻ con Vì thế mà gạo nếp đến giờ Vẫn rất lạnh nhạt với cậu ấy Để cô đến đó sống là quyết định đúng đắn nhất rồi Dạ Vậy bác cho cháu hỏi Gạo nếp nhà cháu đã nhập học trường mới chưa ạ Con bé nhập học ngay rồi Học ở trường quốc tế Nên ăn trưa ở đó rồi chiều mới về nhà lúc ở với tôi, gạo nếp học ở trường công, con học giỏi đều các môn, có điều môn tiếng Anh thì hơi kém một chút. Tôi không biết khi vào trường quốc tế, con có theo nổi các bạn hay không? Có bị các bạn chê là nhà quê và cô lập con hay không? Khi xe về đến khu biệt thự, tôi thấy bà nội gạo nếp đang nhàn nhã uống trà, ngắm vườn hoa ở trước cửa nhà. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi đến, thái độ của bà ngay lập tức thay đổi. Bà hất chén nước trà đi rồi khó chịu nói. Thật biết cách làm người khác mất hứng, Đến giờ nào không đến Đến đúng giờ tôi đang tĩnh tâm Ngày hôm nay chắc là không phải ngày gì tốt đẹp rồi Tôi đã quen với chuyện bị người khác coi thường Và đối xử không ra gì rồi Đến bố ruột của tôi còn đối xử tệ với tôi nữa mà Vậy nên khi nghe bà nói như vậy Tôi cũng không cảm thấy buồn mấy Tôi cúi đầu rồi chào bà Cháu chào bác ạ Lúc này dì Lan từ trong nhà hớt hải chạy ra Dì cầm tay tôi rồi nói nhỏ Mau đi theo tôi Tôi vội vàng theo dì vào nhà vào đến trong nhà dì lan buông tay tôi ra rồi bảo giờ này là giờ bà chủ tĩnh tâm vậy nên vào giờ này cô không được đến gần hay làm chuyện gì gây ra tiếng ồn nghe chưa dạ vâng ạ xin lỗi vì cháu đã tới giờ này thôi lần đầu không biết thì không sao đi theo tôi tôi dẫn cô về phòng căn biệt thự rất rộng gồm ba tầng chỉ đứng ở phòng khách thì không thể quan sát hết được trong nhà nhưng nghe dì lan nói tầng một có phòng khách phòng bếp và hai phòng ngủ một là của bà chủ, một là của dì Lan, còn tôi sẽ ở trên tầng 2 cùng với gạo nếp. Gạo nếp có một căn phòng riêng rất lớn, căn phòng ấy được ngăn đôi, một bên làm chỗ ngủ, còn một bên để rất nhiều sách và đồ chơi, giống như một cái thư viện nhỏ vậy. Phòng của tôi ở phía cuối tầng 2, nhỏ hơn phòng của gạo nếp, nhưng nói là nhỏ hơn thôi, chứ còn rộng hơn căn phòng trọ của tôi rất nhiều, một mình tôi chẳng thể ở hết được. Trên tầng 2 còn có một căn phòng rộng nữa, dì Lan bảo đó là phòng thay đồ của cậu chủ, tôi tuyệt đối không được vào đó, rồi dì Lan còn dặn dò thêm. Tầng 3 cũng là của cậu chủ, trên đó là phòng làm việc và phòng ngủ của cậu ấy. Nếu không có việc gì thì cô không được lên đó. Bà chủ và cậu chủ đều rất khó tính, nên ngoài công việc của mình ra, cô không được làm gì ảnh hưởng tới họ. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Vậy công việc của cháu ở đây là gì ạ? Vào mỗi buổi sáng, sẽ có đội dọn dẹp nhà cửa đến dọn. Họ làm theo giờ nên không ở đây, nhưng họ chỉ dọn dẹp tầng 1 và xung quanh bên ngoài nhà thôi, còn phòng ngủ của bà chủ và cậu chủ tôi sẽ là người dọn, còn cô sẽ dọn dẹp tầng 2, ngoại trừ phòng thay đồ của cậu chủ ra. Dạ vậy còn nấu ăn thì sao ạ? Nói không phải khoe nhưng cháu làm phó bếp trong nhà hàng đấy ạ, nếu gì tin tưởng thì giao việc nấu ăn cho cháu. Chuyện ăn uống của gia đình cũng đã có đầu bếp riêng, nhưng nếu cô muốn làm thì có thể phụ thêm cũng được. Vậy bây giờ cháu đi dọn dẹp tầng 2 luôn nhé. Ừ, cô làm đi dì lan nói xong thì đi xuống nhà tôi nhìn theo bóng dáng của dì lan mà khẽ thở dài dù dì lan có dễ chịu hơn bà chủ nhưng tính ra dì ấy vẫn thuộc vào người lạnh lùng dường như ai trong ngôi nhà này cũng đều lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy nhìn thái độ của họ là tôi đã hiểu những ngày tháng sau này của tôi sẽ không dễ dàng gì rồi nhưng thôi mặc kệ đi miễn là được ở bên cạnh gạo nếp thì dù ra sao tôi cũng sẽ cố chịu đựng được tôi đem ba lô vào trong phòng bỏ quần áo và đồ dùng cá nhân ra sắp xếp. Vì chẳng có đồ đạc gì nhiều, nên tôi cũng không mất nhiều thời gian sắp xếp. Sau đó tôi sắn tay áo sang phòng của gạo nếp. Phòng gạo nếp rất gọn và ngăn nắp, tôi chỉ cần dọn một tí là xong. Nhưng tôi lại cứ quanh quẩn trong phòng mãi, xem hết quần áo rồi lại kiểm tra sách vở của con học hành thế nào. Phải hơn một tiếng sau, tôi mới chịu rời khỏi phòng của con rồi đi xuống dưới nhà mang rác đi đổ. Trước khi mang rác đi đổ, tôi phải ngó xem bà chủ còn tĩnh tâm ở ngoài vườn hoa không không có bà ở đó, tôi mới dám bước chân ra ngoài, nhưng khi ra đến cổng, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng của anh tôi không thể nào nhầm lẫn được. Đã bao lâu rồi tôi và anh chưa gặp nhau, nên khi thấy anh tôi đã rất vui mừng. Anh Khánh, anh Khánh ơi. Trước đây mỗi lần gặp tôi, anh đều chạy đến xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười ấm áp, nhưng hôm nay thái độ của anh rất lạ, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, sau đó anh nhìn ngó trước sau không thấy có ai anh mới vội kéo tôi ra một góc khuất anh hỏi sao em lại ở đây vậy diệp sao em lại vào được trong đây chuyện dài lắm em sẽ kể cho anh nghe sau nhưng anh du học về từ bao giờ mà không báo cho em biết anh khánh ngập ngừng thì anh mới về thôi nhưng anh có việc phải làm nên chưa muốn cho em biết là anh đã về mà em đang làm gì trong ngôi nhà đó vậy em làm giúp việc à cái gì cơ nhà đó mới tuyển thêm giúp việc à mà thôi anh phải đi có việc đã hẹn nói chuyện với em sau nhưng mà nghe anh dặn đây Nếu có gặp anh thì cứ coi như không quen biết nghe không Tại sao vậy anh? Có chuyện gì sao? Anh Khánh ngước nhìn ngôi biệt thự Sau đó nở một nụ cười có chút nguy hiểm Anh sẽ lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về anh Em cứ chờ đi Đến lúc đó em muốn cái gì anh cũng sẽ mua cho em Nhưng phải tuyệt đối nghe lời anh dặn nghe không? Năm 10 tuổi Khi tôi chuyển đến xóm trọ ở cùng bố Tôi đã gặp anh Khánh Nơi xóm trọ ấy ai cũng cơ cực cả nhưng anh Khánh vẫn còn may mắn hơn tôi, bởi anh có một người mẹ ấm áp và yêu thương anh. Tuy điều kiện sống thiếu thốn và có bố bị bệnh quanh năm phải ở trong bệnh viện, nhưng mẹ anh luôn cố gắng cho anh một cuộc sống trọn vẹn nhất. Anh có mẹ chăm lo nên được học hành rất tử tế. Sau khi học xong cấp 3, anh thi đỗ vào trường đại học Bách khoa và học đến năm 2 đại học. Anh nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học bên Pháp. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh, anh cũng giống như mẹ của anh vậy, là một người ấm áp những năm tháng ở xóm trọ ấy nhờ có mẹ anh và anh mà tôi mới có thể sống tới bây giờ năm ấy bố tôi đi suốt mấy ngày mới về nhà một lần lần nào đánh bạc thắng ông sẽ để lại cho tôi một ít tiền còn nếu thua thì không những không được cho tiền ăn mà còn bị những trận đòn roi vô cớ mẹ anh khánh biết hoàn cảnh của tôi nên rất hay gọi tôi sang ăn cơm cùng đối với tôi bác ấy giống như một người mẹ chính bác ấy là người kề sát bên cạnh tôi dạy bảo tôi khi tôi đang tuổi trưởng thành từ cái kẹp tóc tới những chiếc quần áo nhỏ cũng là bác mua cho tôi. Còn anh Khánh coi tôi như đứa em gái, có quả gì cũng chia cho tôi, kể cả bữa sáng của anh, anh luôn chia cho tôi một nửa, sau đó còn đưa tôi tới trường. Đối với tôi, anh Khánh và mẹ anh ấy là ân nhân của mình, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ trả hết được những ân tình quý giá ấy. Năm tôi 18 tuổi, sau khi bị bố đẻ lừa bán lần đầu, tôi đã bỏ xóm cho ấy mà đi. Hơn một năm sau khi đã sinh gạo nếp thì tôi nghe anh Khánh nói đã bảo lãnh được mẹ sang Pháp cùng với anh rồi. Trước đây, tháng nào anh cũng gọi điện cho tôi nhưng từ khi tôi sinh gạo nếp cuộc nói chuyện cứ dần dần thưa hơn và có khi cả năm hai anh em mới nhắn tin hỏi han nhau vài câu. Nhiều năm không gặp cảm giác gặp lại cũng có chút không được tự nhiên cho lắm. Anh Khánh đặt hai tay lên vai tôi ánh mắt nhìn tôi vẫn chiều mến như năm ấy khác với khi ánh mắt anh nhìn căn biệt thự kia anh bảo tôi em và gạo nếp vẫn khỏe chứ tôi còn chưa kịp trả lời anh lại nói tiếp thôi anh đi nhé có gì tối nay anh sẽ gọi điện cho em dạ vâng anh khánh bước lên một chiếc xe hơi sang trọng tôi vẫy tay chào anh sau đó nhìn chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh đi vào làn đường thì tôi mới quay trở lại vào nhà sau khi gặp lại anh cả ngày hôm đó trong đầu tôi toàn là những câu hỏi những tò mò về cuộc sống hiện tại của anh trong lòng có chút vui vẻ Tôi bước vào nhà thì thấy người đầu bếp đang chuẩn bị bữa trưa, tôi vội đeo tạp dề vào rồi phụ giúp. Ban đầu người đầu bếp không nói gì, nhưng sau một hồi thấy tôi phụ bếp vô cùng thuần thục, người này mới lên tiếng hỏi: "Cô từng làm ở nhà hàng sao?" "Dạ, tôi hiện đang làm phó bếp." "Ồ, hóa ra là người trong nghề." "Nhưng tôi chỉ là phó bếp của một nhà hàng nhỏ thôi, không phải đầu bếp làm trong nhà hàng năm sao như anh." "Hôm nay nấu món chay hả anh?" "Ừ, bà chủ ăn chay mà." buổi trưa chỉ có một mình bà chủ ở nhà nên sẽ nấu hoàn toàn món chay buổi tối có cậu chủ và gạo nếp thì mới nấu thêm món mặn thế nhưng nấu ra nhiều nhưng khi đến bữa tôi chỉ để ý bà chủ mỗi món chỉ gấp một hai đũa là thôi tôi cảm thấy như vậy thật là lãng phí mặc dù đồ ăn của tôi và dì lan đã được làm riêng rồi nhưng tôi cảm thấy tiếc đồ ăn nên đã hỏi dì lan phần bà chủ ăn thừa người làm có được ăn không được sự đồng ý của dì lan tôi liền ngồi xuống bàn ăn tôi là người dễ ăn uống nên món chay hay món mặn tôi đều ăn được hết. Có điều đang ăn ngon miệng thì bỗng bà chủ đột nhiên lại xuất hiện. Bà vốn không ưa tôi nên tôi làm gì bà cũng không thuận mắt. Vì thế động tác gấp thức ăn của tôi ngay lập tức khựng lại, tôi lắp bắp hỏi bà chủ. Bác, bác muốn lấy gì để cháu lấy cho ạ? Ánh mắt bà chủ sắc lẹp nhìn tôi chầm chầm, nhìn thái độ của bà tôi hoảng sợ, vội đứng lên rồi giải thích. Cháu thấy đồ ăn còn thừa nhiều, thấy tiếc nên đã ăn ạ, nhưng nếu bác không thích thì lần sau cháu sẽ không làm như vậy nữa loại người như cô dễ dãi thật đồ ăn thừa của người khác mà cũng ăn lại được chả trách loại đàn ông nào cô cũng có thể lên giường con trai tôi bị lừa nên cô mới có cơ hội tiếp cận nó chứ hạng người như cô còn lâu mới chạm được vào con trai tôi nghĩ đến thôi đã thấy bực mình rồi hạng gái rẻ mạt ghê tởm tôi cố ngăn bản thân không được phản kháng đáp trả lại vì tương lai của gạo nếp tôi chấp nhận chịu sự sỉ nhục coi thường tôi không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất nhưng đúng vào lúc này giọng của phong bất chợt vang lên mẹ con nói với mẹ rồi kia mà tại sao có mỗi một chuyện mà cứ nói đi nói lại thế nếu để gạo nếp nghe thấy những lời này con bé sẽ thế nào nó sẽ nghĩ bà nội của nó thế nào đây dù gì mọi chuyện cũng đã quyết định rồi con biết là mẹ khó chịu nhưng mong mẹ đừng quá kích động nói những lời lẽ không đúng chuẩn mực như thế mẹ nói sai sao nó còn đáng nguyền rủa hơn như thế nữa con không muốn gạo nếp nghe được những từ ngữ ấy đâu Vậy nên từ nay Mẹ hãy chú ý lời nói Thêm nữa dù gì cô ấy cũng là mẹ của gạo nếp Nên đến bữa cô ấy sẽ ngồi ăn cùng với gia đình của mình Không được Phải như vậy Gạo nếp mới có thể thích nghi được với gia đình của mình nhanh Nói rồi anh ta quay qua nhìn tôi nói Và cho tôi một ly nước cam Rồi mang lên phòng cho tôi Vâng Bà chủ liếc xéo tôi rồi hậm hực bỏ về phòng Tôi thở dài dọn bát đĩa ở trên bàn vào bồn rửa sau đó mới đi pha nước cam rồi mang lên phòng cho anh ta. Lúc tôi lên đến nơi, nhìn thấy anh ta đang uống thuốc, tôi mới liền bảo: "Vừa uống thuốc xong thì không được uống nước cam đâu ạ, sẽ giảm tác dụng của thuốc." Anh ta dường như không thèm để ý tới lời nói của tôi. "Để nước cam xuống bàn rồi ra ngoài đi." "Dạ." Tôi đặt cốc nước cam xuống bàn làm việc của anh ta, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhưng vừa ra đến cửa anh ta lại lên tiếng: "Ông nội tôi nói tối nay muốn gặp cô." Buổi tối ăn cơm xong Tôi sẽ đưa cô qua chào ông nội Vâng Cả buổi chiều tôi chẳng biết làm gì Xuống dưới nhà thì sợ chạm mặt bà chủ Nên tôi ở lì trong phòng Đến 3 giờ chiều dì Lan lên phòng gọi tôi Có lẽ dì ấy sắp đi đâu đó Vì tôi thấy dì ăn vẫn rất đẹp Dì dặn tôi Bà chủ hôm nay có hẹn nên phải ra ngoài Tôi sẽ đi theo bà chủ nên cũng không có nhà Quần áo của bà chủ phơi ở dưới tôi đã thu xong Nhưng còn quần áo của cậu chủ và gạo nếp Phơi ở trên tầng thượng tôi chưa kịp thu xuống Cô làm giúp tôi nhé Vâng ạ Lát nữa gạo nếp đi học về Cô cho con bé uống một cốc sữa và ăn trái cây Đến 5 giờ con bé còn có ca học thêm với gia sư nữa Dặn dò tôi xong Dì Lan cũng vội đi xuống dưới nhà Còn tôi cũng lên sân thượng thu quần áo xuống Lúc xuống tới tầng 2 Thì tôi thấy phòng thay đổi của cậu chủ mở Nhưng nhớ lời của dì Lan dặn Không có việc không được phép vào đó Nên tôi chỉ định dám liếc nhìn một chút Nhưng không ngờ tôi lại chạm phải ánh mắt của Phong anh ta lạnh nhạt bảo tôi cô đứng ngay ra đó làm gì mang quần áo vào trong đây để ủi đi tôi chỉ vào phòng thay đồ của anh ta rồi hỏi lại mang quần áo vào trong đó ủi ạ à? đôi lông mày của anh ta hơi nhíu lại thế cô định mang đi đâu à thì tôi mới về nên chưa biết vừa nói tôi vừa bước vào phòng thay đồ của anh ta phải nói căn phòng này rất rộng tủ quần áo được làm hoàn toàn bằng kính được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng giống như ở các cửa hàng bán đồ hiệu ở trong trung tâm thương mại anh ta chỉ vào một góc nhỏ rồi bảo nơi đó để ủi đồ ủi xong thì sắp xếp và phân loại quần áo cho đúng vị trí vâng chẳng cần phải đoán cũng biết quần áo của anh ta rất đắt tiền vậy nên tôi phải cẩn thận và nhẹ nhàng còn phong đứng ở tù quần áo thể thao lựa chọn một bộ sau đó vào phòng thay khi bước ra anh ta nói với tôi tôi đi tập thể dục bốn giờ bác nam tài xế sẽ đón gạo nếp về vâng dì lan cũng dặn tôi chiều nay gạo nếp còn có các học với gia sư mà anh đi tập thể dục sớm vậy bên ngoài vẫn còn đang nắng khá gắt đấy ạ hiếm khi tôi mới có thời gian rảnh nên muốn vận động một chút cho khỏe người cô làm xong việc thì có thể xuống phía dưới đi dạo khu này khá trong lành và mát mẻ đấy vâng ở đây quả thật rất đẹp có thời gian tôi sẽ đi dạo ạ phong không nói gì thêm nữa anh ta xuống dưới nhà rồi đi tập thể dục còn mình tôi tôi cẩn thận tỉ mỉ ủi từng cái áo cái quần sau đó sắp xếp quần áo vào đúng vị trí tủ của từng loại có điều là chiếc caravat tôi không biết để ở ngăn tủ nào, mà phòng này có rất nhiều tủ, tôi phải kéo từng ngăn tủ ra để tìm. Nhưng khi kéo chiếc tủ góc trong gần góc ủi đồ ra thì tôi khá bất ngờ, vì phòng thay đồ này toàn là quần áo và phụ kiện của Phong, vậy mà trong ngăn tủ này có rất nhiều váy được gấp gọn gàng. Bên cạnh những bộ váy còn có một quyển album ảnh cưới, tôi tò mò cầm quyển album đó lên xem. Nhìn những tấm ảnh trong cuốn album này, tôi chợt nhớ đến lời cái Vân từng nói với tôi. Phong đã từng có vợ nhưng đã ly hôn rồi và tôi đoán chủ nhân của những bộ váy này chính là vợ cũ của anh ta. Vì quá chăm chú xem ảnh cưới của anh ta mà tôi không biết Phong đã quay về nhà từ lúc nào. Chỉ khi anh ta lên tiếng tôi mới phát hiện ra nhưng đã quá muộn rồi. Mọi hành động của tôi đã bị anh ta nhìn thấy. Tôi giống như kiểu ăn trộm bị bắt quả tang. Trong giây phút ấy tôi đã vô cùng hoảng sợ, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Cương mặt Phong hầm hầm đầy giận dữ, anh bước đến rồi giật lấy quyển album trên tay tôi sau đó ném mạnh vào trong tủ anh ta gằn lên sao cô dám động vào đồ của tôi ai cho phép cô lục lọi tủ đồ của tôi hả sợ hãi vây kín trong lòng bàn tay tôi run rẩy đưa chiếc cà vạt lên trước mặt anh ta khó khăn lắm mới có thể mở lời giải thích tôi tìm tủ đựng cà vạt nhưng không may mở đúng vào ngăn tủ ấy tôi xin lỗi đã tự tiện đụng vào đồ của anh thành thật xin lỗi có lẽ lúc này phong cũng bớt nóng giận hơn anh ta xòe tay ra trước mặt tôi Trong giọng nói đã bớt phần gay gắt Nhưng vẫn rất lạnh nhạt Đưa cả vạt cho tôi Tôi đưa cả vạt cho anh ta Anh ta cầm lấy rồi đi tới chiếc tủ ở giữa phòng Vừa kéo ngăn tủ ra vừa nói Đây là tủ đựng cà vạt của tôi Cô nhớ rồi chứ Vâng tôi nhớ rồi Đáy mắt anh ta chảy qua một dòng u ám sâu thẳm Khuôn mặt lạnh lùng âm trầm khó đoán Nhìn thái độ của anh ta Cả người tôi có chút gai lạnh tôi cảm tưởng như anh ta đang nghĩ hình phạt cho tôi vậy nhưng vài giây sau anh ta bỗng thở hắt ra một hơi rồi bảo cô đi ra ngoài đi chỉ chờ có vậy tôi ngay lập tức nhanh chân ra khỏi phòng không khí căn phòng đó ngột ngạt tới mức sắp bức chết tôi rồi vậy nên khi ra được bên ngoài tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này gạo nếp đi học về giọng con bé lanh lành gọi tôi mẹ ơi mẹ tôi chỉnh lại cơ mặt nở một nụ cười thật tươi rồi chạy xuống nhà đón con gái gạo nếp của mẹ đi học về rồi đấy à con có đói không bố nói thật này đúng là mẹ sẽ đến ở đây ngày hôm nay đi học con cứ lo mãi lo là mẹ sẽ không đến ở với con vậy hôm nay gạo nếp đi học có vui không con có nhiều bạn chưa các bạn kiêu lắm mẹ ạ các bạn bảo con là đồ nhà quê không thèm chơi với con tôi nhìn con gái rồi nhẹ nhàng an ủi gạo nếp xinh như cô công chúa nhỏ thế này cơ mà chắc các bạn vẫn còn lạ lẫm nên chưa quen với con con cứ mở lòng ra nhé dần dần sẽ có bạn thôi tại anh son đấy anh đến lớp nói với các bạn con là con rơi con vãi được bố nhặt về con là đồ nhà quê bẩn thỉu nghe con nói mà lòng tôi thấy nhói tôi ôm con vào lòng rồi hỏi anh son là ai tại sao lại biết con anh son là con của bác mỹ anh mà bác mỹ anh là chị gái của bố ở căn biệt thự gần nhà mình ấy ạ tôi hôm nay mới đến đây nên không biết nhiều về gia đình của phong chỉ nghe bác tài xế nói là anh ta có một người anh trai hiện đang định cư ở nước ngoài còn người chị gái này có lẽ là chị họ thấy tôi có vẻ đăm chiêu gạo nếp kéo vào tay tôi nói nhỏ bác mỹ anh là chị gái khác mẹ với bố đấy ạ chuyện này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vậy là bà chủ là vợ hai sao hóa ra gia đình phong phức tạp hơn tôi tưởng tôi lại hỏi con vậy anh son học cùng với con à vâng anh son cũng mới từ nước ngoài về được mấy tháng thôi Tôi đến đây với tư cách là người giúp việc Nên chuyện can thiệp sâu vào chuyện trường lớp của con cái là khó có thể Chưa kể son lại là cháu của Phong Tôi càng không thể đến gần nói chuyện với thằng bé được Chuyện này có lẽ tôi sẽ nói lại với Phong Để anh tự giải quyết Các chuyện trường lớp có một bên tôi bảo con Con đi rửa tay đi Mẹ lấy sữa và dâu tay cho con nhé Gạo nếp nghe lời tôi chạy vào phòng bếp rửa tay Sau đó con ngồi xuống bàn ăn nhẹ bữa chiều Nhìn con ăn hai má phúng phính mà tôi bật cười trước gạo nếp rất thích ăn dâu tây nhưng mẹ lại không có tiền mua giờ thì được ăn thoải mái rồi dạ nhưng mẹ ơi mấy ngày hôm nay nóng con muốn ăn thạch găng mai mẹ nấu cho con nhé được rồi chiều mai mẹ sẽ nấu cho con đang ngồi nhìn con ăn thì đột nhiên tôi thấy gạo nếp khẽ cúi đầu chào con chào bố con mới đi học về phong khẽ gật đầu năm giờ có tiết học tiếng anh với gia sư con nhớ chứ vâng con nhớ lịch học của mình rồi nhưng mà con sẽ chỉ học thêm tiếng anh thôi còn đàn hát múa vẽ con không thích đâu ạ à. hàng lông mày của phong khẽ nhíu lại ánh mắt có phần nghiêm khắc tại sao lại không muốn học con muốn có thời gian chơi lần này thì khuôn mặt của phong thật sự khó coi giọng nói của anh ta cũng trở nên nghiêm nghị hơn chơi sao con có biết bây giờ con vẫn còn kém xa các bạn trong lớp rất nhiều không nếu con không cố gắng thì chắc chắn là con sẽ bị thụt lùi và không theo kịp được các bạn đâu mà đã là con cháu của họ vũ phúc thì không được phép thua kém một ai gạo nếp cũng không vừa con bé nghe bố nói như vậy cũng liền tỏ thái độ không vui con tống đẩy dâu tây vào miệng rồi cầm cặp chạy lên phòng của mình mặc cho bố con bé đang vô cùng giận dữ gạo nếp quay lại quay lại đây mau anh ta không làm gì được gạo nếp thì liền quay sang tôi trách móc cô chiều con bé quá thành ra nó mới hư và không biết nghe lời như vậy đấy trẻ con mà phải từ từ nhẹ nhàng dạy bảo anh nghiêm khắc và cứng nhắc quá sẽ khiến con sợ hãi và chán nản việc học đấy lời nói của tôi vừa dứt phong liền trừng mắt nhìn tôi anh ta gắt lên tôi khác với cô ngay từ khi sinh ra chúng ta đã khác nhau rồi người như cô phải lo ăn từng bữa thì làm sao hiểu được những người vừa mới sinh ra đã phải mang trong mình sứ mệnh và trách nhiệm tập đoàn trường phong của gia đình tôi được lớn mạnh như ngày hôm nay là bởi từ cha ông tôi và đến cả đời tôi phải bạt mạng học tập nghiên cứu và tìm tòi tất cả con cháu trong dòng họ phải cố gắng học tập để dẫn dắt tập đoàn ngày càng lớn mạnh hơn. Dạo nếp, nó giống như một viên kim cương thô, phải trải qua rèn luyện mài rũa thì mới có thể trở nên sáng lấp lánh được. Tôi cho cô đến đây để cô giúp con bé rèn luyện, thích nghi và nhanh chóng vào nề nếp, chứ không phải là chiều hư con bé. Nếu cô không làm được thì hãy rời đi đi. Nói xong, anh ta liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi liền rời đi. Tôi thì đứng ngẩn ngơ mãi. Đúng là tôi sinh ra trong nghèo khó, lại chỉ học hết cấp 3 nên suy nghĩ có phần thiển cận. Đối với tôi, có một ngôi nhà nhỏ, có một công việc và đủ tiền nuôi con là đã hạnh phúc lắm rồi. Còn đối với người như anh ta, gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai, gánh vác trách nhiệm hưng suy của cả một tập đoàn thì chắc chắn là rất áp lực. Đang mải suy nghĩ thì bỗng tôi nghe tiếng chuông cửa reo, tôi bán có lẽ là cô giáo của gạo nếp nên nhanh chóng ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, cô giáo có chút lạ lẫm Thấy vậy tôi liền lên tiếng giới thiệu. Tôi là giúp việc mới của gia đình ạ, cô là cô giáo tiếng Anh của Gạo Nếp phải không ạ? Cô giáo Gạo Nếp gật đầu. Vâng, tôi là cô giáo tiếng Anh của Gạo Nếp. Nhìn cô giáo của Gạo Nếp có vẻ rất hiền, tôi mỉm cười bảo. Mời cô giáo vào nhà ạ, Gạo Nếp đang đợi cô ở trên phòng đấy ạ. Vâng, cảm ơn chị. Cô giáo lên phòng dạy học cho Gạo Nếp, còn tôi ở dưới làm nước ép cho cô giáo và Gạo Nếp. Lúc này đầu bếp cũng đã đến, tôi mang nước ép lên phòng học cho con rồi lại xuống nhà phụ bếp, anh đầu bếp bữa nay cũng bớt kiệm lời hơn, anh hỏi tôi, "Tôi tên là Nam, cô tên gì?" "Tôi tên là Diệp ạ." "Ừ, Diệp chắc là kém tuổi anh, anh năm nay 30." "Dạ, em kém anh 5 tuổi." "Tại sao em đang làm phó bếp của nhà hàng mà lại tới đây giúp việc vậy? Em không muốn theo đuổi nghề nữa à?" Tôi nửa đùa nửa thật trả lời, "Tại làm ở đây lương cao hơn anh ạ." Anh Nam chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu, anh không nói gì thêm nữa. Đến hơn 6 giờ nấu ăn xong là anh cũng ra về luôn. Còn tôi ở lại trong bếp dọn dẹp, đang hí hoáy ở trong bếp thì Phong đi tập thể dục về. Anh ta cũng không nói gì, uống nước xong liền lên trên tầng. Nửa tiếng sau, gạo nếp học cùng với gia sư xong thì tôi đưa con bé đi tắm, sau đó đưa con xuống dưới nhà ăn tối. Lúc này tôi đã thấy Phong ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy tôi và con, anh ta nhàn nhạt nói. Mẹ tôi và dì Lan ăn bên ngoài rồi, tối nay chỉ có ba người thôi, cô đưa đồ ăn ra đi. Vâng. Lần đầu tiên, gạo nếp được ngồi ăn bữa cơm mà có đầy đủ bố mẹ, con bé nhìn tôi cười tươi giói, sau đó còn nhiệt tình gấp thức ăn cho tôi vào phong. Tôi thì có chút không quen với khung cảnh này lắm, nên có phần hơi ngượng. Cả bữa ăn, tôi và Phong không ai nói với ai câu nào, chỉ có gạo nếp thỉnh thoảng sẽ kể cho tôi và Phong nghe về chuyện học hành. Con bé còn mách với bố về chuyện anh Son bảo với các bạn là gạo nếp là con rơi được bố nhặt về. Tôi cảm thấy gạo nếp có thể bị bạn bè cô lập nhưng con bé không dễ bị bắt nạt con bé còn yêu cầu bố dạy dỗ lại anh son tôi nghe xong chỉ biết cười tôi còn chưa kịp nói chuyện này với phong thì con bé đã nhanh miệng nói với bố con bé rồi phong nghe con gái nói vậy ánh mắt liền chầm lại được rồi bố sẽ nhắc nhở anh son ăn cơm xong gạo nếp lên trên phòng tiếp tục học bài còn phong dẫn tôi tới nhà ông nội ban đầu tôi cứ tưởng nhà ông nội cách xa ở đây nhưng không ngờ nhà ông nội lại là căn biệt thự ngay sát bên cạnh Ba căn biệt thự ở sát nhau, đều là người nhà của tôi. Căn ở giữa là của ông nội, hai căn bên cạnh, một là của tôi, một là của bà lớn, vợ cả của bố tôi. Nghe đến đây, tôi cũng đã hình dung được quan hệ trong gia đình anh ta. Lúc bước vào căn biệt thự của ông nội, tôi có phần lo sợ và hồi hộp. Ở trong phòng khách, ông nội mái tóc bạc như cước, khuôn mặt nghiêm nghị, tôi cúi đầu chào ông. "Cháu chào ông ạ." Ông nội gật đầu rồi mời tôi ngồi xuống ghế. Ông nhìn tôi một hồi Sau đó mới chậm rãi hỏi Cô tên là Diệp 25 tuổi Đang làm phó bếp trong một nhà hàng phải không Dạ vâng ạ Gạo nếp rất nhanh nhẹn lại thông minh Tuy vậy thì con bé không được giáo dưỡng từ nhỏ Nên nhiều khi còn ương bướng Không sống theo quy củ và phép tắc Vì thế con bé cần được rèn rũa nhiều hơn Vì con bé quá ương bướng Nên gia đình tôi mới để cho cô đến đây sống cô chỉ được ở lại đây tối thiểu là ba tháng sau đó phải rời đi và trong vòng ba tháng này tôi nhắc nhở cô sống đúng với phận sự của mình không được đi qua giới hạn cô hiểu ý tôi nói chứ dạ vâng cháu hiểu rồi ạ được rồi điều tôi muốn nói cũng chỉ có như thế thôi cô có thể về được rồi nói với tôi xong ông nội quay sang phong giọng nói dịu hơn rất nhiều phong ở lại chơi với ông một lát phong bật cười ông biết là dạo này đang có dự án lớn nên con rất bận mà vậy thôi ta không làm mất thời gian của con nữa về làm việc đi tôi và phong đứng dậy chào ông rồi ra về lúc ra đến sân thì một cậu bé tay cầm hộp sữa chua từ đâu chạy ra va vào người tôi tôi nhanh tay giữ cậu bé lại để không bị ngã nhưng hộp sữa chua trên tay thằng bé đổ hết lên áo tôi tôi nghĩ bẩn áo thì về thay áo khác là xong trẻ con nó vô tình vậy nên tôi chỉ nhắc nhở thằng bé lần sau cháu phải đi đứng cẩn thận nhé Tôi vừa nói xong thì đột nhiên thằng bé khóc giống lên. Nó bắt đền tôi vì nó cho rằng tôi chính là thủ phạm đã làm đồ hộp sữa chua của nó. Nó vừa khóc vừa la ầm lên khiến tôi trở tay không kịp. May là bên cạnh tôi còn có Phong chứng kiến mọi chuyện. Nếu không tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Phong nhìn thấy màn ăn vạ của thằng bé thì liền xa sầm mặt lại. Anh có chút lớn tiếng quát. John, là con bất cẩn va vào người cô này nên sữa chua mới bị đổ ra Bây giờ con không biết xin lỗi người lớn mà còn khóc ăn vạ à? Con như thế này là hư lắm đấy. Thằng bé không những không nghe mà còn khóc to hơn. Lúc này từ căn biệt thự bên cạnh, tôi thấy Khánh và một người phụ nữ trẻ đẹp chạy đến. Khánh thì vội vàng bế Son lên, còn người phụ nữ kia nhìn Phong không mấy vui vẻ, chị ta lên tiếng. Có chuyện gì? Sao chú lại lớn tiếng với thằng bé thế kia? Son làm đổ sữa chua lên người cô gái này, thằng bé làm sai không biết xin lỗi, lại còn lăn ra ăn vạ nữa thế nên em mới phải dạy dỗ cho thằng bé một trận chứ người phụ nữ đó có lẽ là bác mỹ anh mà gạo nếp đã nhắc đến chị ta liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang phong trách chú dạy dỗ thằng bé nhẹ nhàng không được hay sao mà phải to tiếng lên như thế chú cọc cằn khó ở như thế bảo sao cái đan tâm nó không chịu được phải bỏ đi hàm răng của phong nghiến chặt lại gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng sắc mặt cũng xanh mét ánh mắt sắc bén như thể muốn giết người nhìn anh ta bây giờ còn đáng sợ hơn lúc chiều khi tôi động vào ảnh cưới của anh ta. Nhưng nói gì thì nói, chị Mỹ Anh cũng thật quá đáng khi đục sâu vào nỗi đau của anh ta. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ gầm lên với chị Mỹ Anh như cái cách anh ta làm với tôi. Nhưng không, anh ta đột nhiên lại bật cười, nụ cười vừa có phần mỉa mai vừa có phần cảnh cáo. Đàn tâm nói với chị là do tôi cọc cằn thô lỗ nên cô ấy mới bỏ đi sao? Tôi tưởng hai người là bạn thân nên chuyện gì cũng kể cho nhau nghe chứ. Hóa ra là không thân tới mức có thể tin tưởng nhau rồi Còn tôi mà Đàn bà đối với tôi không thiếu Cô nhẹ tay cũng cả đống Vậy nên không có người phụ nữ ấy thì tôi có người khác Ví dụ như cô gái đứng cạnh tôi đây Tình nguyện đẻ con cho tôi mà không đòi hỏi gì hết Nói đến đây Anh ta đưa mắt sang nhìn bé Son Sau đó đưa tay lên xoa đầu bé Son rồi nói tiếp Gạo nếp là con gái chú Cũng là em gái của Son Đáng lý ra Son phải bảo vệ em Chứ sao lại hùa với các bạn trong lớp cô lập em? Son là anh trai, nhưng không đáng mặt anh trai gì hết, chú thấy rất buồn đấy." Câu nói của Phong khiến cho gương mặt của Son và cả chị Mỹ Anh trong chớp mắt cứng đờ lại, nhìn biểu cảm của hai người, đôi môi Phong khẽ nhếch lên, anh ta đột nhiên quay sang nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Lúc này tôi bất giác quay lại nhìn Khánh, anh cũng đang nhìn tôi, trong tim bất giác nổi lên một hồi đau đớn, tôi mím chặt môi để cố ngăn dòng cảm xúc tuôn trào ra bên ngoài về đến biệt thự của phong tôi lập tức rút tay ra khỏi tay anh ta rồi bước đi trước về phòng chuyện khánh đã lấy vợ và có con trai lớn bằng gạo nếp khiến tôi rất sốc anh chưa bao giờ kể chuyện này cho tôi nghe cả có lẽ đối với anh tôi chỉ là một người hàng xóm bước qua đời anh không mấy quan trọng cũng không khiến anh lưu tâm nhiều nhưng đối với tôi anh là tất cả tuổi thơ của tôi anh là người con trai duy nhất đối xử tốt với tôi vì thế mà trong thâm tâm tôi anh là người quan trọng trên cả một người anh trai, tôi đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Nhưng tôi biết, tôi không xứng với anh, anh giỏi giang là thế, tất nhiên phải lấy một người vợ cũng cùng địa vị và giỏi giang như anh. Dù biết như vậy, nhưng khi biết anh đã kết hôn, tôi không tránh khỏi đau lòng và đau đớn hơn khi anh không hề nói chuyện này với tôi. Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Khánh và còn một chuyện khiến tôi thao thức không ngủ được, là bởi vì tôi chờ điện thoại của anh tôi cần một lời giải thích nhưng rốt cuộc thì không có cuộc điện thoại nào hết và giờ thì tôi biết đối với anh tôi chỉ là một người dưng mà thôi sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên không biết giờ này ai tìm tôi có việc gì nên tôi vội bật dậy rồi mở cửa ra nhìn thấy phong ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa tôi vội hỏi anh đi làm sớm vậy sao tôi phải đi công tác mấy ngày cô ở nhà nếu có chuyện gì gọi điện cho tôi nói rồi anh ta xòe ra trước mặt tôi đưa điện thoại của cô đây tôi không biết anh ta định làm gì nhưng vẫn chạy vào phòng lấy điện thoại đưa cho anh ta anh ta nhập một dãy số điện thoại vào máy của tôi rồi bảo đây là số điện thoại của tôi vừa nói anh ta vừa đưa trả điện thoại cho tôi sau đó anh ta cũng nhanh chóng rời đi tôi vội nói với theo chúc anh đi đường bình an công việc được thuận lợi và xuân sẻ ạ bước chân phong hơi chậm lại anh ta quay đầu nhìn tôi rồi khẽ gật đầu Phong đi rồi, tôi cũng vào phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó sang phòng gạo nếp ngắm con gái ngủ. Gạo nếp từ khi về ở với bố, được chăm sóc tốt nên con bé trắng trẻo và béo lên được một chút rồi. Tôi mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc tơ của con rồi hít hà mùi thơm trên người con. Có lẽ do mùi hương trên người của gạo nếp quá đỗi dễ chịu mà tôi đã gục xuống giường con, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi báo thức của gạo nếp kêu lên, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ, tôi gọi gạo nếp dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng phong bảo tôi được phép ngồi ở bàn ăn như người trong nhà nhưng tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm nhất là khi nhìn thấy bà chủ tôi có chút e dè tôi chỉ ngồi cho gạo nếp ăn sáng chứ không dám đụng đũa vào món nào gạo nếp cũng rất dẻo miệng con bé vừa ăn sáng vừa hỏi bà tối qua bà nội đi đâu mà về muộn thế ạ lúc con đi ngủ rồi mà vẫn chưa thấy bà về bà đến nhà bạn của bà chơi Hôm nay có mẹ nên ngoan ngoãn vui vẻ rồi à? Mọi hôm chống đối ra vẻ ghê lắm cơ mà. Từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà với bố ạ." À. Bà khẽ lườm Gạo Nếp một cái, khóe miệng hơi cong lên có ý cười, thấy Gạo Nếp có thể hòa hợp với bà và bố, trong lòng tôi vô cùng vui mừng. Cho Gạo Nếp ăn xong, tôi giúp con chuẩn bị cặp sách rồi tiễn con ra tới cổng. Khi Gạo Nếp đã yên vị trên xe ô tô, tôi mới quay trở về nhà, nhưng lúc quay người Tôi vô tình nhìn thấy chị Mỹ Anh và Khánh cũng đang chuẩn bị đưa Son đi học. Chị Mỹ Anh thì đang bận chỉnh lại quần áo cho bé Son nên không để ý đến tôi, chỉ có Khánh là quay qua nhìn tôi. Tôi lễ phép cúi đầu rồi đi thẳng vào nhà. Khánh đã coi tôi là người dưng thì tôi cũng không muốn bận tâm tới anh nữa. Công việc của tôi ở đây khá nhàn, buổi sáng chỉ cần dọn dẹp một chút là đã xong hết việc, rảnh rỗi quá tôi cũng không quen, cảm thấy nhàm chán nên tôi đi tìm gì Lan, có lẽ giờ này dì đang dọn dẹp trên tầng 3. Tôi muốn lên đó giúp gì một tay Lúc lên tới tầng 3 Tôi nghe thấy tiếng dọn dẹp phát ra từ phòng ngủ của Phong Đoán là dì Lan đang dọn dẹp trong đó Tôi liền mở cửa bước vào Đột nhiên có người bước vào phòng Dì Lan bị giật mình đánh rơi lọ thuốc trên tay Dì Lan nhìn tôi hơi cau mày lại Dì hỏi Cô lên đây làm gì Ở dưới nhà không có việc gì Nên cháu muốn lên đây giúp dì một tay ạ à? Vậy thì cô mang ga giường và gối đi giặt đi Vâng ạ Phòng ngủ của Phong rất tối màu sắc trong phòng chỉ có hai gam màu là màu xám và màu đen toàn bộ không gian quá mức trầm mặc ngay cả không khí cũng vô cùng lạnh lẽo tôi đến bên giường lấy chăn ga và vỏ gối đem lên tầng thượng giặt lúc thu vỏ ga giường tôi không để ý có lọ thuốc trên tấm ga đó cứ thế cuộn vỏ ga lại rồi ôm lên tầng thượng đến khi rũ vỏ ga ra thì bất ngờ lọ thuốc cũng thuận theo đó rơi ra tôi tò mò cầm lọ thuốc lên xem lọ thuốc này rất giống với lọ thuốc mà dì lan vừa cầm Tôi thắc mắc tại sao trong phòng của Phong lại nhiều loại thuốc này thế? Chẳng lẽ anh ta có bệnh? Nghĩ vậy nên tôi liền liều mạng tìm hiểu về loại thuốc này. Sau một hồi tìm kiếm và đọc thông tin thì thật bất ngờ khi loại thuốc đó là để điều trị bệnh trầm cảm. Một người như Phong mà lại mắc chứng bệnh này sao? Tôi cho ga giường và vỏ gối vào máy giặt, sau đó tìm một nơi thoáng đẳng trên sân thượng để ngồi, tay nắm chặt lọ thuốc. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dì Lan xuất hiện, Dì giật lọ thuốc trên tay tôi Rồi nhìn tôi dò xét Dì hỏi Sao cô lại tự tiện lấy thuốc trong phòng cậu chủ vậy Cô có ý đồ gì Lọ thuốc này ở trong vỏ ga giường Lúc cháu đem lên đây giặt Thì lọ thuốc này bị rơi ra Thế cô có biết loại thuốc này là loại gì không Là Là loại thuốc chữa bệnh trầm cảm Cậu chủ bị trầm cảm sao gì Chuyện này cô không được phép nói ra bên ngoài Nếu muốn gạo nếp an ổn Sống trong nhung lụa Thì tuyệt đối không được nói nếu để người khác biết được Thì cô và cả gạo nếp không được bình yên đâu Thấy tôi vẫn còn hoang mang Dì Lan nhấn mạnh lại một lần nữa Cô nghe rõ chưa Dạ vâng Cháu sẽ không nói chuyện này với ai đâu ạ Nhận được câu trả lời của tôi Dì Lan hài lòng đi xuống dưới nhà Còn tôi cứ ngồi mãi trên tầng thượng Đợi vỏ ga gối giặt xong Thì đem đi phơi Lúc đang phơi nốt vỏ ga gối Thì bất ngờ điện thoại của tôi reo lên Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại Trong lòng tôi bỗng trùng xuống Tôi ngập ngừng vài giây rồi mới ấn nút nghe. Alo, anh Khánh ạ? À? Ừ, anh đây. Em đang phơi đồ à? Anh đang ở đâu vậy? Sao anh biết em đang làm gì? Em quay lại đằng sau đi. Nghe lời Khánh, tôi liền quay lại đằng sau. Hóa ra anh cũng đang đứng trên sân thượng. Thấy tôi quay lại, anh giơ tay lên vẫy tôi. Tôi hỏi anh. Hôm nay anh không đi làm ạ? À? Anh làm việc ở nhà. Bố mẹ anh, hai bác có khỏe không? Bác Hạnh giờ đang sống ở đâu với anh? Bố anh hơi yếu còn mẹ anh thì vẫn khỏe hai người vẫn đang ở bên pháp hai bác không về việt nam với anh ạ à? bố anh giờ yếu lắm không thể bay chặng dài để về việt nam nữa rồi vậy ạ à? cho em gửi lời hỏi thăm hai bác anh nhé ừ lúc này tôi cũng chẳng biết nói hay hỏi điều gì nữa dường như khánh cũng vậy chúng tôi im lặng một lúc qua một lúc khánh mới lên tiếng anh thật không ngờ gạo nếp lại là con của phong ban đầu anh nghe thấy tên gạo nếp thì chỉ nghĩ là tên giống nhau là chuyện bình thường thôi không ngờ con bé là con của em thật chắc em cũng bất ngờ về chuyện của anh lắm nhỉ vâng khá bất ngờ ạ em không trách anh là sao anh kết hôn không nói gì với em sao tôi cắn nhẹ môi dưới tôi với anh vẫn luôn nhìn nhau nhưng vì khoảng cách có chút xa nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh lắm tôi buồn buồn trả lời anh em có quyền gì đâu mà trách anh tôi nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia giọng anh trầm xuống dịp này anh vẫn còn việc phải làm nên mấy năm qua anh không thể liên lạc cho em thường xuyên được nhưng anh dặn em có khó khăn thì hãy nói với anh tại sao hai mẹ con em sống khó khăn như vậy mà không nói cho anh anh có thể giúp được mà cứ để anh giúp nhiều em ngại lắm sao phải ngại em thả tìm một người xa lạ để nhờ cậy còn hơn là nói với anh sao người xa lạ ý anh bảo người đó là phong sao anh ấy là bố của gạo nếp đấy ạ anh biết nhưng phong không phải là người tốt em không thể để gạo nếp ở lại đây được tại sao lại không được chứ dù anh ta có xấu xa đến đâu thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không làm hại con gái mình em có chắc không đâu phải người bố nào cũng tốt như bố em đấy ông ấy đã đối xử thế nào với em phong sẽ không giống bố em đâu ạ tôi không hiểu tại sao khánh đột nhiên lại nổi nóng với tôi anh gắt lên em quen biết nó được bao lâu em mới sống với nó còn chưa được hai ngày sao em dám chắc là nó không tồi tệ như bố của em diệp nghe anh nói đây Em phải ngay lập tức đưa gạo nếp rời đi Anh sẽ lo cho hai mẹ con em Anh sẽ đưa em vào gạo nếp sang Pháp Gạo nếp sẽ có một tương lai sáng Mà em cũng sẽ có được cuộc đời mới Anh đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho hai mẹ con em Hãy sang bên đó sống Và chờ anh nha Diệp Thái độ cùng với lời nói của Khánh Khiến tôi không thể hiểu nổi Sau bao năm không gặp Anh đã khác đi rất nhiều Anh dễ nổi cáu và mất sự kiên nhẫn Điều mà trước kia anh chưa từng thể hiện ra bên ngoài Dù có tức giận đến đâu Cảm ơn anh đã luôn lo cho mẹ con em, nhưng em không muốn làm phiền tới anh nữa. Gạo Nếp sẽ không đi đâu nữa cả, Gạo Nếp sẽ ở với bố của con bé, đó là điều em muốn. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Khánh lúc này, tôi chỉ nghe được giọng nói của anh có chút khổ sở. Diệp Bà. Phong anh quen biết với nó cả chục năm nay, nên anh rất hiểu tính cách của nó. Trước kia khi còn học ở bên nước ngoài, Phong, Đan Tâm, Mỹ Anh và anh là bạn thân. Bốn người bọn anh đã từng rất thân nhưng chính phong đã phá nát tình bạn ấy đan tâm là bạn thân sau này trở thành vợ vậy mà bị nó hành cho không chịu được phải đau khổ bỏ đi phong ấy tâm lý của nó không ổn định đâu gạo nếp sống với nó anh chỉ sợ nếu có chuyện không hay xảy ra nghe anh đi diệp hãy đưa gạo nếp rời khỏi đó đi lần này lời nói của khánh khiến tôi phải suy nghĩ phong bị trầm cảm nên tâm lý bất ổn là điều không thể tránh được tôi mới ở đây được hai ngày nên cũng chưa nhìn ra được sự bất thường của anh ta hiện tại tôi vẫn thấy anh ta đang rất lo cho tương lai của gạo nếp anh ta rèn gạo nếp vào nề nếp phép tắc hơn và cho con học nhiều thứ hơn vì vậy tôi vẫn chưa cảm thấy lo lắm nên tôi đã bảo với khánh em nghĩ gạo nếp vẫn nên ở với bố thì tốt hơn tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia trầm mặc vài dây khánh nói sau này em sẽ phải hối hận vì không nghe theo lời anh cứ chờ mà xem dứt lời khánh liền cúc máy rồi rời khỏi sân thượng còn tôi vẫn cứ đứng chôn chân ở đó ánh mắt vẫn hướng về sân thượng của căn biệt thự bên kia trong lòng có chút hoang mang cả ngày hôm nay tâm trí tôi rối bời tôi làm việc gì cũng không nên hồn lúc phụ bếp tôi cứ nhớ nhớ quên quên nam thấy tôi như vậy thì liền hỏi hôm nay em làm sao vậy diệp xin lỗi hôm nay em thấy không khỏe cho lắm không khỏe thì em lên phòng nghỉ đi còn cố xuống đây làm gì thôi dù sao cũng sắp làm xong rồi em ở đây phụ anh chút nữa trong lúc nấu ăn nam rất tập trung Tôi muốn làm anh cũng mặc kệ không nói gì thêm nữa, chỉ khi nấu ăn xong chuẩn bị ra về, anh mới bảo tôi. Từ hôm qua đến giờ anh quan sát, tay nghề của em rất tốt đấy. Sau này nếu thay đổi ý định, muốn học lên làm đầu bếp chính thì nói với anh một câu, anh sắp xếp nơi học cho, không phải mất tiền đâu. Em còn trẻ, hãy suy nghĩ đến nghề nghiệp cho tương lai, cho em định làm giúp việc ở đây cả đời hay sao? Dạ vâng, em chỉ làm ở đây vài tháng thôi, sau này nếu có sức khỏe và còn thời gian thì em cũng muốn học làm đầu bếp chính ạ đến bữa ăn bà chủ ngồi vào bàn thấy tôi vẫn đứng nguyên một chỗ bà hất hàm hỏi không ngồi xuống ăn cơm còn đứng đó làm gì tôi có chút ngạc nhiên nhìn bà sau đó vội trả lời dạ khi nào có gạo nếp ở nhà thì cháu mới ngồi ăn cùng thôi ạ còn bữa trưa cháu sẽ cùng gì lan ạ được tùy cô thôi lúc ăn xong bà không đứng dậy ngay mà lại nhìn về phía tôi bà bảo cô cũng thật khôn ngoan khi chọn sinh con cho con trai tôi Đổi một đứa con mà được cả mỡ tiền còn gì. Hôm qua bố chồng tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi đấy. Ở đây làm đúng công việc của mình, đừng có ý gì khác. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện quyến rũ con tôi. Nếu không thì đừng trách gia đình tôi đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu biết thân biết phận của mình và còn biết điều nữa ạ. Bác yên tâm, cháu sẽ không dám động tới con trai yêu quý của bác đâu. Vậy thì tốt, mong cô giữ lời. Nói xong, bà chủ lại ra ngoài vườn hoa ăn đồ tráng miệng tôi với dì lan dọn dẹp trong bếp xong mới đi ăn lúc ăn cơm dì lan nói giờ thì tôi biết gạo nếp mồm mép giống cô con bé ít tuổi mà ăn nói giả dặn đến bà chủ và cậu chủ mà con bé cũng không sợ dạ ở gạo nếp từ nhỏ đã theo cháu mưu sinh bên ngoài nên con bé có phần dạn dĩ và giả dạ dặn hơn các bạn cùng lứa tuổi khi còn ở với cháu gạo nếp khổ lắm không có chuyện khó khăn nào mà chưa trải qua vậy nên gạo nếp về đây mong dì hãy yêu thương và dạy bảo con bé ạ Gạo nếp về đây như chuột xa chính gạo rồi Cô không cần phải lo đâu Dạ Buổi chiều hôm đó tôi định nấu thạch găng Nhưng mấy quán siêu thị quanh đây đều không bán loại bột thạch găng Mà gạo nếp rất thích ăn loại thạch đó Tôi phải tìm kiếm mấy ngày liền Mới mua được bột thạch găng ở một quán tạp hóa Hôm đó tôi không ngủ trưa Mà thức nấu thạch cho gạo nếp Để buổi chiều con đi học về sẽ có thạch ăn Lúc nấu thạch xong cũng là lúc bà chủ ngủ dậy Bà vào bếp lấy ly nước ép uống Thì nhìn thấy nồi thạch ở trên bếp Bà chỉ vào nồi thạch rồi hỏi Cô đang nấu cái gì đây? Dạ đây là thạch căng ạ Bác ăn món này bao giờ chưa ạ? Cô nấu gì mà nhiều vậy? Ở nhà tôi không ai ăn loại này đâu Dạ gạo nếp nói thích ăn Nên tiện cháu nấu cho cả nhà luôn Loại thạch này giúp thanh nhiệt và giải độc tốt lắm ạ Hai hàng lông mày của bà chủ nhíu lại Gương mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng Cô cho gạo nếp ăn mấy cái đồ linh tinh Không có dưỡng chất thế này Bảo sao con bé còi dí không lớn được Tôi nói rồi Nhà tôi không ăn loại này, cô mang đổ ngay đi. Nhưng Gạo Nếp rất thích ăn ạ, cháu sẽ không cho con bé ăn nhiều đâu, chỉ cho ăn một chút thôi. Không được, mau đổ đi. Tôi biết tôi không thể không nghe lời bà chủ, vì thế tôi buộc phải mang nồi thạch đi đổ, nhưng nhân lúc bà chủ đã ra ngoài và không để ý, tôi để lại một cốc cho Gạo Nếp. Lúc Gạo Nếp đi học về, tôi lén lút mang cốc thạch lên phòng cho con. Gạo Nếp thích lắm, con bé ăn vèo cái hết một cốc mà vẫn còn thòm thèm. Gạo nếp đưa cốc cho tôi rồi cười nói Mẹ cho con một cốc nữa nhá Bà nội bảo thạch này ăn nhiều không tốt Nên chỉ cho con ăn một cốc thôi Với lại con còn phải để bụng ăn cơm tối nữa Không ăn được nhiều cơm là bà nội mắng con đấy Bà nội cái gì cũng cấm Cái gì cũng không cho Bà nội là muốn tốt cho con thôi mà Tối nay gạo nếp không phải học thêm môn gì Nên con bảo tôi đi tập xe cùng với con Gạo nếp ngay ngày đầu tiên đến đây sống Đã được bố mua cho một chiếc xe đạp màu hồng rất đẹp đến cả mũ và bình nước cũng màu hồng. Con bé khoe với tôi, bố mua cho con đấy mẹ ạ. Chiếc xe đẹp mẹ nhỉ? Bố gạo nếp chiều gạo nếp nhất luôn nhá. Vậy nên từ nay gạo nếp không được chống đối bố nghe chưa? Phải nghe lời bố. Dạ con biết rồi. Trong khu biệt thự không có nhiều xe cộ đi lại nên gạo nếp thoải mái tập xe. Có điều tập được một lúc thì gạo nếp nhăn mặt lại. Con ôm bụng xuống xe rồi bảo với tôi, mẹ ơi con thấy đau bụng. Con có đau nhiều không? Hơi đau một chút ạ tôi chỉ nghĩ là con vừa ăn xong mà đi xe đạp ngay thì bị tức bụng thôi vậy nên tôi đưa con về nhà nhưng càng lúc con càng đau dữ dội hơn sắc mặt con trắng bệch trên chán và sau lưng đồ đầy mồ hôi lạnh khiến cho tôi hoảng hốt bà chủ nhìn thấy gạo nếp như vậy cũng không thể ngồi yên một chỗ được nữa bà đến hỏi tôi cô cho con bé ăn gì mà nó đau bụng vậy có phải là cô cho nó ăn thạch không hả đúng là cháu đã cho gạo nếp ăn thạch nhưng trước đây gạo nếp vẫn thường hay ăn mà chẳng hiểu sao lần này con bé lại bị đau bụng nữa câu nói của tôi vừa dứt thì một cái tát sáng thẳng xuống mặt tôi gạo nếp đang đau bụng nhìn thấy cảnh tôi bị bà chủ tát con bé hét toáng lên khiến bà chủ càng điên hơn bà quắc mắt lên nhìn tôi quát tôi đã bảo với cô là đổ đi rồi tại sao còn cố tình cho con bé ăn những thứ không đảm bảo như vậy cháu xin lỗi cháu sai rồi ba gọi cho cháu chú tài xế để đưa con bé đi viện với ạ cô đúng là người mẹ không ra gì tuy bà chủ trách tôi nhưng bà vẫn vội sai dì Lan gọi xe đến để đưa gạo nếp tới bệnh viện. Trên đường đi, gạo nếp còn bắt đầu nổi mẩn ngứa. Nhìn thấy con cắn răng chịu đựng không dám kêu, tôi ứa nước mắt, lòng đau quặn lại. Tôi hết xoa bụng rồi lại xoa người cho con bớt ngứa. Cũng may là bệnh viện rất gần. Khi gạo nếp được đưa tới, bác sĩ liền đưa vào phòng kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ hỏi tôi. Cháu bé đã từng có tiền sử bị dị ứng thức ăn bao giờ chưa? Dạ chưa ạ cháu trước nay là người dễ ăn uống chưa từng bị dị ứng bao giờ qua kiểm tra thì chúng tôi chẩn đoán cháu bị dị ứng thức ăn ngày hôm nay ở nhà cháu có ăn món gì lạ không cả ngày hôm nay cháu ăn ở lớp chỉ có lúc chiều về nhà là cháu ăn một cốc thạch căng thôi nhưng trước đây cháu vẫn ăn bình thường món thạch thì chắc chắn không phải nguyên nhân gây dị ứng rồi nói đến đây bác sĩ liền quay sang hỏi gạo nếp cháu có thể trả lời cho bác được không ngày hôm nay ở lớp cháu ăn cơm gì trưa nay ở lớp cháu ăn cơm với tôm canh và thịt ạ còn buổi chiều cháu ăn bánh và uống sữa từ trước đến nay cháu ăn những món này đều không bị sao đúng không dạ vâng nhưng mà trước đây ở nhà ăn tôm mẹ sẽ bóc vỏ cho cháu nhưng mà hôm nay các bạn ở trong lớp bảo ăn vỏ tôm có nhiều canxi thì mới cao lớn được các bạn thấy cháu thấp còi nên gom hết vỏ tôm rồi đưa cho cháu ăn ạ vậy là con ăn hết đống vỏ tôm đó à cả lớp gom lại nhiều quá nên con chỉ ăn hết một nửa thôi vậy mà các bạn vẫn còn trêu con là ăn ít thế chả trách còi là phải vậy thì đã rõ cháu bé bị dị ứng với vỏ tôm bác sĩ giải thích thêm cho tôi về nguyên nhân gây ra dị ứng hải sản có vỏ và nhắc người nhà chú ý khi con ăn những loại thực phẩm này bác sĩ kê thuốc cho gạo nếp rồi dặn tôi cô ra quầy thuốc mua thuốc cho con uống luôn sau đó để bé lại ở đây thêm một hai tiếng nữa để theo dõi dạ vâng cháu cảm ơn bác sĩ tôi chạy ra quầy thuốc mua thuốc cho gạo nếp uống sau khi uống thuốc xong một lúc cơn đau bụng và những nốt mẩn cũng đã dịu đi, gạo nếp có lẽ mệt quá nên ngủ thiếp đi. Còn bà chủ khi nghe thấy bác sĩ nói nguyên nhân gây bệnh, bà không còn cay nghiệt tôi nữa, bà đứng dậy rồi nói. Gạo nếp cũng ổn rồi, nên tôi với dì Lan về trước, lát tài xế sẽ quay lại đón mẹ con cô sau. Còn chuyện gạo nếp bị bạn bè bắt nạt, tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Nghe thấy câu nói này của bà, trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, chỉ ít thì trong lòng bà cũng đã có gạo nếp. Bà chủ và dì Lan ra về, còn tôi vào ngồi canh chừng Để ý đến con xem bệnh dị ứng của con có thuyên giảm hay không Cứ nghĩ đến chuyện con bị bạn bè bắt ăn hết vỏ tôm Mà tôi xót hết cả ruột Những đứa trẻ nhà giàu được sinh ra trong nhung lụa Được chiều chuộng quá mức đến không coi ai ra gì Nếu Phong có ở nhà Thì chắc chắn cũng không để yên chuyện này đâu Tôi không biết Có phải là do anh ta quá thiêng hay không Mà trong đầu vừa nghĩ đến anh ta một cái Là anh ta lập tức xuất hiện Anh ta chạy tới bên giường của gạo nếp Gương mặt mệt mỏi, xen lẫn lo lắng gạo nếp sao rồi Con có bị khó chịu ở đâu không Con ổn rồi ạ Anh vừa đi công tác về à Phong gật đầu nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào gạo nếp Như thể anh đang soi xét xem Con gái của anh có bị đau ở đâu không Phong đứng nhìn con gái một lúc Rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi Mẹ tôi đã kể mọi chuyện với tôi rồi Chắc là cô đã sợ lắm Tôi khẽ gật đầu sau đó anh ta lại hỏi Cô chưa ăn tối phải không Vâng Cô muốn ăn gì Ăn gì cũng được ạ Phong cầm điện thoại gọi cho ai đó, 10 phút sau liền có shipper giao đồ ăn đến, chỉ có hai người ăn thôi mà anh ta đặt một bàn đồ ăn. Người ta thường nói đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, tôi biết vậy nên chẳng dám kêu ca hay nói năng gì, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn, tôi với anh ta không ai nói gì với ai hết, chỉ đến khi ăn xong anh ta mới mở miệng. Ở nhà tôi có vẻ cô khá rảnh rỗi, cũng không có việc gì để làm đúng không? Vậy ngày mai hãy tới công ty của tôi làm việc đi. Tôi nghe thấy Phong nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi vội hỏi. Tôi đến công ty anh làm sao? Tôi đến đó thì làm được gì chứ? Tôi mới chỉ học hết cấp 3 thôi mà. Phong không trả lời tôi ngay. Anh ta đứng dậy lấy hai cốc nước, một cốc anh ta uống, cốc còn lại đặt trước mặt tôi. Anh ta chậm rãi nói. Chẳng phải cô là phó bếp hay sao? Nhà ăn ở công ty tôi đang thiếu đầu bếp. Cô có muốn đến đó làm hay không? Tôi không cần phải suy nghĩ liền trả lời. Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi có thể đến đó làm luôn được không ạ được tôi uống cốc nước mà anh ta vừa đưa sau đó đứng dậy dọn dẹp bàn ăn dọn dẹp xong tôi lại đến bên giường của con gái sở chán xem con có bị sốt không rồi kiểm tra những nốt mần đỏ trên người con có lẽ do tay tôi vừa nhúng nước xong nên có hơi lạnh nên khi đặt lên người con con khẽ cựa quậy đôi mắt yếu ớt từ từ mở ra nhìn thấy tôi câu đầu tiên con hỏi bố về chưa mẹ vừa nãy hình như con nghe thấy tiếng bố con thấy trong người sao rồi? Con đỡ rồi ạ. À. Ừ, để bố gọi bác sĩ kiểm tra lại cho con một lần nữa. Nếu con ổn rồi thì bố đưa con về nhà nhé. Vâng. Phong gọi bác sĩ đến kiểm tra cho gạo nếp. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói con đã ổn và cho về nhà. Phong bế gạo nếp đi ra xe trước, còn tôi thu dọn đồ đạc xong rồi chạy theo sau. Lúc này gạo nếp có vẻ đã khỏe hơn, con bé bắt đầu nghịch ngợm. Con bé hết lôi điện thoại của bố ra xem rồi lại quay ra nghịch chiếc đồng hồ trên tay bố gạo nếp mới về đây thôi mà tôi thấy con bé rất thân thuộc với bố có lẽ vì giữa cha và con luôn có một sợi dây liên kết vô hình vừa gặp đã thấy thân quen và gần gũi gạo nếp còn rúc vào trong lòng bố con bé hít lấy hít để mùi hương trên người bố rồi hỏi bố ơi sao áo của bố thơm thế chưa kịp để phong trả lời con bé đã nhấc một cánh tay của anh ta lên sau đó dí vào mặt tôi mẹ ơi mẹ ngửi xem áo bố thơm thật đấy tôi và phong đều bị hành động của gạo nếp làm cho bất ngờ Tôi với anh ta quay quay nhìn nhau, ánh mắt tôi không giấu nổi sự lúng túng, còn anh ta không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, vẫn trầm tĩnh như thường, vì gạo nếp vẫn cứ dí chặt cánh tay áo của Phong lên mũi tôi, nên dù không muốn, tôi vẫn ngửi được mùi thơm trên người của anh ta, một mùi hương sạch sẽ dịu nhẹ mà thanh nhã như vẻ bề ngoài của anh vậy. Tôi có chút ngại ngùng nên không trả lời gạo nếp, thế nhưng con bé lại hỏi tiếp, "Thơm đúng không mẹ?" Tôi cười ngượng miễn cưỡng trả lời, "Ừ, thơm." Gạo nếp cười tươi giói, con bé lại rút vào trong lòng Phong nghịch ngợp. Phong mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm. Anh vẫn luôn có một biểu cảm trầm tĩnh, ngồi dựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn gạo nếp đầy dịu dàng, nhìn anh có vẻ ôn hòa, trầm lặng vô cùng. Về đến nhà, Phong ôm thẳng gạo nếp vào phòng ăn. Dì Lan ở nhà đã nấu cho gạo nếp một nồi cháo. Dì múc một bát to, rồi đặt trước mặt gạo nếp. Phong để bát cháo vào gần con gái hơn. Anh bảo, con ăn đi, ăn cháo khi còn ấm mới tốt. Hôm nay bố cho con nghỉ sớm, không cần phải học bài. Dạ vâng ạ. Bà chủ thấy gạo nếp về, liền vào hỏi cháu vài câu, sau đó thì dục con trai. Con lên phòng tắm rửa cho đỡ mệt đi. Vừa đi công tác về đã phải chạy vội vào viện với con rồi. Phong trước khi lên còn dặn gạo nếp. Ăn xong lên trên phòng bố, bố có quà cho con đấy. Đôi mắt gạo nếp sáng rực khi nghe thấy có quà. Trước đây khi con ở với tôi, ngoài sinh nhật ra thì con chẳng bao giờ bất ngờ được nhận quà cả. Gạo nếp đột nhiên ăn nhanh hơn ăn xong gạo nếp đòi lên phòng bố luôn nhưng tôi bảo con phải đi tắm trước bởi tôi không muốn gạo nếp tắm quá muộn sẽ không tốt cho sức khỏe tôi đưa gạo nếp về phòng tắm sau đó tôi cũng về phòng mình tắm lúc tôi vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gạo nếp gọi bên ngoài cửa mẹ ơi con tắm xong rồi mẹ lên phòng bố cùng với con nhá con lên đi mẹ hơi mệt mẹ đi ngủ trước đây đi mà mẹ lên phòng bố một tí thôi một mình con lên không được à phòng bố ngay trên tầng ba thôi mà nhưng mà trên đó tối lắm, con sợ ma, mẹ dẫn con lên đi mà. Con bé đã nói vậy, mà tôi không dẫn con lên thì không được. Vậy nên tôi bắt đắc sĩ đưa con lên phòng bố của con bé. Khi mẹ con tôi lên đến nơi, thì anh ta cũng mới từ trong nhà tắm bước ra. Anh ta vừa lau đầu, vừa bước đến chiếc vali để góc nhà. Sau đó lấy ra một hộp gì đó rất đẹp rồi đưa cho gạo nếp. Gạo nếp vui vẻ cảm ơn bố sau đó hỏi. Quà gì vậy bố? Con mở ra đi. Gạo nếp từ từ mở hộp quà ra, Bên trong là một nàng búp bê Barbie khoác chiếc váy công chúa lộng lẫy, lấp lánh như một nàng công chúa sống khiến tôi và gạo nếp nhìn thấy cũng phải hòa lên. Loại búp bê Barbie này nhìn khác hẳn với loại mà tôi từng mua cho gạo nếp. Nhìn thôi đã biết loại này có lẽ rất đắt tiền. Gạo nếp ôm búp bê leo lên giường phong chơi. Còn anh ta lại lấy ra một túi đồ trong chiếc vali ra. Anh ta đặt trước mặt tôi rồi bảo Tôi thấy quần áo của cô đã cũ kỹ hết rồi nên đã nhờ nhân viên nữ mua giúp. Ở nhà tôi, dù là giúp việc thì cũng phải ăn mặc tinh tế và chỉnh tề chứ không thể ăn mặc quần áo quá cũ như cô được còn không bằng người quét rác của khu này nữa với lại ngày mai cũng đi làm rồi phải ăn mặc cho tươm tất nhìn một túi quần áo to trước mặt mà trong lòng tôi có chút cảm kích cảm ơn anh ạ anh ta lúc này mới nhìn tôi nhưng vẫn lệch nhạt như cũ không có gì mà mấy qua tôi không ở nhà có chuyện gì xảy ra không dạ không có ạ anh ta hơi nhớn mày sau đó hỏi lại lúc chiều mẹ tôi tát cô à tôi không biết tại sao anh ta lại biết chuyện này tôi đưa tay lên má rồi nở nụ cười không sao đâu mẹ anh đã bảo tôi không cho gạo nếp ăn thạch rồi mà tôi cứ cố tình cho con bé ăn đến khi con bé bị đau bụng mẹ anh tưởng là do ăn thạch của tôi nên bác đã rất giận dữ nhưng mà tôi không trách gì bác đâu bác chỉ là lo cho gạo nếp quá thôi phong khẽ gật đầu thôi được rồi cũng muộn rồi cô đưa gạo nếp về ngủ đi vâng lúc quay ra thì gạo nếp đã ôm búp bê ngủ từ lúc nào phong nói cô cầm đồ xuống đi để tôi bế gạo nếp về phòng tôi cầm túi đồ rồi vừa bước tới giường vừa bảo anh đi công tác về mệt rồi thì nghỉ đi tôi bế được mà vậy tùy cô lát nữa ép cho tôi một cốc nước cam rồi mang lên phòng cho tôi nhớ không được cho đường vâng tôi bế gạo nếp về phòng sau đó lại xuống phòng bếp ép nước cam dường như phong rất thích uống nước cam thì phải nhưng theo những gì tôi biết thì uống nước cam vào buổi tối không có tốt dù biết vậy tôi cũng không dám nói gì với anh ta ép xong tôi liền mang lên phòng cho anh ta lúc này anh đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tôi đặt cốc nước cam lên bàn rồi hỏi anh không đi nghỉ mà vẫn làm việc sao anh ta ừ một tiếng sau đó lấy lọ thuốc trầm cảm trên mặt bàn lấy ra một viên rồi uống với nước cam tôi không hiểu sao anh ta lại uống thuốc với nước cam do anh ta không hiểu biết hay biết rồi nhưng vẫn làm uống nước cam cùng với thuốc sẽ làm giảm tác dụng của thuốc đi rất nhiều tôi nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn anh ta tôi khẽ hỏi anh ổn chứ? Ý cô là sao? Tôi định nói tôi biết loại thuốc anh ta uống là loại gì, nhưng ngẫm nghĩ một chút thì tôi không nên hỏi thẳng thì hơn. Tôi sợ anh ta sẽ nổi khùng lên khi biết tôi dám tò mò vào chuyện cá nhân của anh ta. Vậy nên tôi không dám nói về chuyện đó nữa, chỉ bảo Anh làm việc, nhưng vẫn phải giữ lấy sức khỏe nhé. Anh phải thật khỏe mạnh để làm điểm tựa cho gạo nếp. Cô về phòng được rồi đấy. Tôi khẽ gật đầu, lúc xoay người đi anh ta nói tiếp sáng mai đi làm cô bắt xe bus số này nha xe đó sẽ tới thẳng công ty tôi vâng một tiếng rồi đi xuống dưới nhà ngày hôm sau tôi chọn một bộ đồ để đi làm vì ngày đầu tiên đi làm nên tôi đi từ rất sớm đến nhà ăn của công ty mới có hai người ở trong đó đang dọn dẹp nhìn thấy tôi có vẻ lạ lẫm nên hai người đó khẽ đưa mắt nhìn nhau sau đó một người lên tiếng hỏi cô đến đây tìm ai dạ em là đầu bếp mới hôm nay là ngày đầu tiên em tới đây làm việc ạ Hóa ra là đầu bếp mới Cô là người quen của giám đốc à? Dạ cũng hơi quen quen thôi ạ Thảo nào không cần thử việc đã được vào làm ngay Cô vào cất đồ Rồi ra đây dọn dẹp cùng với chúng tôi Vâng ạ Tôi vội đi cất túi sách Sau đó đeo tạp dề vào Rồi cùng hai chị dọn dẹp Làm được 5 phút Thì mọi người làm trong nhà bếp đến Trong đó có một chị làm quản lý nhà ăn thì phải Vì tôi thấy chị ấy mặc bộ đồ khác với mọi người Chị ấy đi về hướng chúng tôi dọn dẹp rồi bảo Bên ban vệ sinh mới tuyển thêm người mới à?" Chị đang dọn dẹp cùng với tôi đáp. "Người này là đầu bếp mới đấy chị Ly." Người tên Ly nghiêm mặt lại ra vẻ không vui. "Là đầu bếp mà sao hai người dám gọi cô đi dọn dẹp cùng?" Chị đang dọn dẹp hậm hực. "Người mới đến nhờ dọn dẹp hộ một chút có gì đâu mà phải căng như vậy hả chị Ly?" Tôi cảnh cáo hai người, "Từ nay không được ma mới bắt nạt ma cũ, nghe chưa?" Nói rồi chị Ly quay sang bảo tôi, "Em vào rửa chân tay, rồi chuẩn bị đứng bếp đi." Dạ chị, chị tên là Ly, làm quản lý của nhà ăn công ty, có gì khó khăn thì nói với chị. Vâng, em cảm ơn chị, em tên là Diệp ạ. Ừ được rồi, đi làm việc của mình đi. Đây là nhà ăn dành cho nhân viên của công ty, mỗi ngày đều có thực đơn riêng rất phong phú, nhìn vào thực đơn toàn các món ngon, tôi cũng phải trầm trồ, công ty này đãi ngộ nhân viên thật tốt, để kịp cho bữa trưa của nhân viên nên chúng tôi phải làm việc hết công suất, tôi luôn chân luôn tay làm việc. Giờ trưa nhân viên xuống ăn cơm đông kín nhà ăn, sau khi nhân viên ăn xong thì chúng tôi mới được ngồi nghỉ một chút, đang ngồi nghỉ thì tôi thấy mấy chị làm trong nhà ăn đùn đẩy nhau việc đưa cơm lên cho giám đốc, người thì kêu đau chân không đi được, người thì kêu bị ốm, tôi không hiểu sao mọi người lại không thích mang cơm lên cho giám đốc như vậy. Không có ai nhận nên chị Ly đã chỉ định tôi, chị bảo: "Vậy thì Diệp, mang cơm lên cho giám đốc nhé. Giám đốc ở tầng 17, tầng đó chỉ có phòng của giám đốc thôi." Chị quản lý đã giao việc nên tôi không thể từ chối, với lại tôi thấy việc đưa cơm lên cho giám đốc cũng có gì đâu mà tất cả nhân viên trong nhà ăn lại không ai dám đi. Tôi đẩy xe đồ ăn vào thang máy rồi ấn số tầng 17, giờ này nhân viên đã đi nghỉ trưa hết nên rất vắng, chỉ có lác đác vài người đi mua đồ uống về thôi. Khi lên tới tầng 17, tôi không thấy có một bóng người nào hết, dường như thư ký của giám đốc cũng đi nghỉ trưa rồi thì phải. Tôi đẩy xe đồ ăn tới trước cửa phòng giám đốc đưa tay lên gõ cửa mấy lần nhưng không thấy người bên trong trả lời. Tôi đánh bạo đẩy cửa bước vào. Khi vào đến nơi, tôi phát hoảng khi thấy cảnh tượng bên trong, gương mặt lúc này vô cùng giận dữ. Tôi vì sợ quá nên đứng đâu ra đó. Anh ta nhìn thấy tôi, liền giơ chiếc gậy đánh gúp chỉ về phía tôi rồi lạnh lùng hỏi. Ai cho cô tự tiện xông vào phòng của tôi? Tôi mang cơm trưa lên cho anh. Tôi đã gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên tôi... Anh ta đập mạnh chiếc gậy xuống nền nhà rồi quát lên. Cô cút ra ngoài. Tôi lúc này đã sợ lắm rồi, chân tay run lẩy bẩy, sau lưng lạnh toát mồ hôi. Dù rất sợ, nhưng không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí, ngẩng mặt lên nhìn anh ta, tôi không ra khỏi phòng ngay mà cô nán lại hỏi, "Anh ổn chứ?" Câu hỏi của tôi trong lúc này quả thật rất nực cười, nhưng không phải tự nhiên mà tôi lại hỏi như vậy. Tôi không biết người đàn ông đang nằm dưới đất kia làm sai chuyện gì khiến phong nổi điên lên như vậy. Nhìn cảnh trước mắt này, tôi biết tâm lý của anh ta bất ổn thật rồi vậy nên tôi mới hỏi câu như vậy phong nghe câu hỏi của tôi thì có chút khựng lại đôi mắt thâm thúy của anh ta nhìn chằm chằm về phía tôi âm u mà lạnh lẽo lộ rõ ra vài phần chán ghét và phiền phức cô còn hai giây để rời khỏi đây tôi nén nỗi sợ hãi vào trong sau đó nở một nụ cười rồi quay sang người đàn ông gầy cuộc đang nằm dưới đất tôi bảo chú ơi đến giờ giám đốc ăn cơm rồi chú ra ngoài đi nhé người đàn ông sợ hãi đưa mắt lén nhìn phong ông ta đưa tay lên xua xua rồi run rẩy nói cô ra ngoài đi đừng can dự vào chuyện của tôi hãy kệ tôi tôi biết nếu không có sự đồng ý của phong thì người đàn ông kia chưa chắc đã dám rời đi vậy nên tôi cứ vậy đẩy xe đồ ăn vào sau đó bày các món ăn còn nóng lên bàn phong anh mau ăn cơm đi cho nóng nếu để nguội đồ ăn sẽ không còn ngon nữa đâu ánh mắt phong đầy sát khí nhìn tôi nhưng tôi phớt lờ coi như không biết tôi nói tiếp Tôi biết là anh có nhiều việc phải làm Nhưng làm gì thì làm Anh phải giữ sức khỏe của mình Phải ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ Cũng không được nổi giận quá mức sẽ không tốt đâu Khóe miệng của Phong kéo ra một đường cong Nơi đáy mắt anh ta Sự nguy hiểm cuộn trào mãnh liệt Có một sự lạnh lẽo khác thường Quấn quanh cơ thể của anh Chỉ cần liếc mắt một cái Đủ khiến người ta không rét mà run Anh ta chậm rãi Đặt cây gậy đánh gốc về vị trí cũ Sau đó lên tiếng với người đàn ông kia Chú ra ngoài đi Dạ, Người đàn ông vội vã đứng dậy, một bên chân của ông ta đã bị đau, nhưng ông ta cố lết một cách nhanh nhất có thể để thoát khỏi căn phòng này. Khi nhìn thấy người đàn ông đã ra khỏi phòng, tôi cũng bắt đầu nghĩ tới bài chuồn, tôi cười giả lả, "Anh ngồi vào bàn ăn cơm đi ạ, à? tôi xin phép xuống nhà ăn làm việc." Vừa nói, tôi vừa nhanh chóng xoay người bước đi, nhưng còn chưa đi được đến bước thứ hai thì đã nghe thấy giọng anh ta ra lệnh, "Đứng lại." "Dạ, đồ ăn trên bàn chưa đủ hay là không hợp ý anh ạ?" À? Cô lại đây đôi chân tôi run run bước từng bước nặng nề về phía anh ta trái tim tôi tê cứng không dám thở mạnh đến khi chỉ còn cách anh ta một khoảng ngắn nữa tôi đứng lại rồi khẽ hỏi anh gọi tôi có việc gì ạ cô muốn thay thế người đàn ông vừa nãy phải không không phải không phải vậy nhưng biết sao đây tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy tôi xin lỗi vừa nãy tôi hồ đồ quá lần sau tôi không dám làm như vậy nữa đâu ạ muộn rồi dứt lời Phong đến bên một chiếc tủ, kéo ngăn tủ ra, anh ta cầm lên một khẩu súng rồi ngắm nghía. Nên phạt cô thế nào đây? Sắc mặt tôi tối sầm lại, sống lưng chợt thấy lạnh, tôi nhìn Phong đầy lo sợ, sau đó không nói không rằng, lập tức quay người lại định chạy đi, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể thoát khỏi tay anh ta. Anh, anh định làm gì tôi? Anh tỉnh táo lại đi Phong. Giữa cảnh đất trời trao đảo, thần trí mờ mệt, Phong ghé sát tay tôi rồi nói. Tôi đang rất tỉnh táo đây. Phong vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy một bàn tay nóng rực luồn vào áo rồi lần vào bên trong. Xin anh hãy tha cho tôi, tôi bẩn thỉu, không xứng để bàn tay của anh chạm vào đâu, xin anh đây. Đôi môi Phong khẽ nhách lên, anh ta không nói gì, tiếp tục dùng bàn tay to lớn. Khẳng giọng van xin không được, tôi bắt đầu thả lòng cơ thể, bất cần để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ lại thì dù sao, tôi cũng sắp chết rồi. Người đàn ông này vừa đẹp trai lại vừa thơm tho, hơn nữa lại là bố của con gái tôi với anh ta thêm một lần cũng đâu có sao đâu coi như là trước khi chết tôi cũng biết được thế nào là mùi vị lúc này đột nhiên anh ta dừng lại độc tác ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi cười khinh cô cảm thấy thích lắm hay sao đúng tôi cảm thấy rất thích đấy thì sao nào khóe môi của phong hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt anh ta đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh tôi không biết anh ta vào đó làm gì chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách một lúc sau anh ta bước ra cởi cà vạt đang trói trên tay cho tôi cô có thể đi được rồi tưởng thế nào hóa ra là anh bị yếu nói xong tôi nhanh chóng mở cửa rồi chạy một mạch ra khỏi phòng như bị ma đuổi xuống đến nhà ăn nhìn đầu tóc tôi rối bù gương mặt thì tái nhợt mấy chị liền túm lại hỏi ê diệp sao đấy bị giám đốc làm khó đúng không tôi khẽ gật đầu một chị lại lên tiếng giám đốc phong khó tính cục xúc lắm tâm lý có phần vặn vẹo nữa lần nào đến phiên mang cơm lên cho giám đốc là bọn chị lại sợ hãi chị còn từng bị giám đốc ném bắt canh vào người cơ còn chị thì bị giám đốc hất đổ cả xe đẩy thức ăn nữa cơ chẳng mấy khi thấy giám đốc vui vẻ chuyện mang cơm cho giám đốc đúng là cực hình với chúng ta mà dịp này chắc hôm nay em cũng bị mắng hả vâng thôi cẩn thận đấy lúc giám đốc tức giận đừng lại gần hay gây tiếng động gì lớn nếu không là không biết chuyện gì xảy ra đâu nhân viên trong công ty ai cũng sợ giám đốc hết họ nói làm việc với giám đốc cực kỳ áp lực chỉ cần sai một chút thôi là bị ném giấy ném bút vào mặt ngay nhưng cũng phải công nhận một điều từ khi giám đốc lên điều hành công ty lợi nhuận công ty tăng gấp đôi chế độ đãi ngộ nhân viên cũng lên một tầm cao mới lương thưởng tăng vì vậy dù giám đốc khó tính cỡ nào thì cứ nghĩ đến tiền lương là lại cố gắng tôi cảm thấy lúc phong ở nhà rất khác với khi anh ta ở công ty ở nhà anh ta nho nhã lịch sự bao nhiêu thì ở công ty như biến thành một người khác tôi không biết lý do tại sao anh ta lại bị trầm cảm nhưng có lẽ một phần cũng là do áp lực công việc còn lý do nào nữa tôi cũng không rõ nếu anh ta đê tiện tới như vậy thì lời cảnh báo của khánh là đúng sao tôi suy nghĩ tới choáng váng cả đầu óc tôi định tối nay sẽ gọi điện cho khánh hỏi rõ thêm một lần nữa nhưng lúc tan làm trên đường tới trạm xe buýt thì tôi bất ngờ gặp được khánh anh lái xe tới chỗ tôi rồi bảo lên xe đi anh đưa về anh nhớ cho em xuống trạm xe buýt gần nhà nhé Chứ anh mà đưa về tận nhà là bị hiểu lầm to đấy Anh biết rồi Khi tôi đã ngồi ổn định vào vị trí Khánh nhấn chân ga chậm chậm lái xe nhập vào làn đường Trên đường đi Khánh cho xe đi rất chậm Anh hỏi tôi Ở nhà chán quá nên đi làm à Vâng Ở nhà không có việc gì Nên Phong bảo em tới nhà ăn công ty làm anh ạ Công việc ở đó em làm được chứ Vâng em làm được Dừng lại một chút Khánh quay lại đằng sau Lấy ra hai chiếc túi giấy anh đặt hai chiếc túi vào tay tôi rồi bảo: "Mẹ anh gửi quà về cho em. Bác Hạnh trước đây vẫn hay gửi quà cho gạo nếp và tôi, nhưng từ khi tôi chuyển chỗ ở liên tục, bác bị mất địa chỉ nên không còn gửi được nữa. Hôm nay lại được nhận quà của bác, tôi xúc động hai mắt rưng rưng. Em chẳng có cái gì cho bác mà bác thì năm nào cũng gửi quà về cho em, thật là ngại quá." "Ngại gì chứ, mẹ anh coi em như con gái, mẹ anh bảo rất muốn gặp em đấy. Em có muốn nói chuyện với mẹ anh không?" "Dạ có, anh cho em gặp bác với." khánh cầm điện thoại gọi phê tham cho bác hạnh bác bắt máy hình ảnh của bác hiện rõ trên màn hình điện thoại có lẽ do khí hậu bên ấy tốt mà da rẻ của bác rất đẹp trông bác không già đi tí nào khánh đưa máy cho tôi tôi nghẹn ngào nhìn bác mất một lúc mới lên tiếng được con chào bác bác ơi bác khỏe không bác bác khỏe thế con với gạo nếp vẫn khỏe chứ dạ mẹ con con khỏe ạ bác nghe khánh nói cháu tìm được bố cho gạo nếp rồi hả dạ vâng ạ bố gạo nếp là phong đúng không gạo nếp tìm được bố là bác mừng cho con bé nhưng người bố của gạo nếp lại là phong bác thấy lo hơn mừng đấy bác đã từng gặp phong nhiều lần thằng bé đó bên ngoài nhìn tử tế nhưng thực chất là một người thích bạo lực bác cũng nghe khánh nói là tâm lý của phong không ổn bác cảm thấy rất lo cho cháu và gạo nếp ngày hôm nay tôi đã được chứng kiến và nghe quá nhiều lời ra tiếng vào về phong nên tôi biết những lời bác hạnh nói hoàn toàn là đúng tôi cũng thật sự đang lo lắng nhưng tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ hôm trước tôi nghĩ con bé ở với bố là đúng đắn nhưng hôm nay tôi thật không biết sao nữa tôi buồn buồn nói cháu hết cách rồi hay cháu và gạo nếp sang bên này sống với bác đi bác cháu ta giống như ngày xưa nương tựa nhau sống và chăm sóc lẫn nhau bác sẽ giúp cháu chăm sóc gạo nếp để cháu đi học tiếp nghề đầu bếp có được không nghe lời đề nghị của bác hạnh quả thật rất tốt nhưng bác và anh khánh đâu biết là tôi bị bệnh sắp chết vì vậy chuyện sang bên đó cùng với bác là không thể có điều tôi còn chưa kịp trả lời bác thì điện thoại của tôi bất chợt rung lên nhìn vào màn hình là phong gọi tôi tôi không biết anh ta gọi tôi vào giờ này có việc gì tôi nhanh chóng ấn nút nghe đầu dây bên kia giọng anh ta gấp gáp cô về tới nhà chưa tôi đang trên đường về sao vậy ạ à? cô mau chóng về nhà nhanh nhất có thể đi gạo nếp mất tích rồi bàn tay đang cầm điện thoại của tôi run lẩy bẩy hay tai như ủ đi, tôi cố gắng hỏi lại Phong. Anh nói sao cơ? Gạo nếp bị mất tích, làm sao con bé có thể? Tôi vì quá mức sợ hãi, cổ họng nghẹn cứng lại không thể nói hết câu, đầu dây bên kia Phong nói. Cô mau chóng về nhà đi, tôi đang cho người tìm con bé rồi. Dứt lời, Phong liền cúp máy, Khánh dường như đã biết chuyện, anh nhanh chóng tăng tốc độ, chiếc xe lao như bay trên đường. Tâm trí tôi bây giờ chỉ còn nghĩ tới gạo nếp, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng về đến nhà. Lúc này tôi cũng chẳng sợ bị hiểu nhầm hay gì nữa. Tôi bảo Khánh lái xe đưa tôi thẳng về nhà, chứ không dừng ở trạm xe buýt như đã nói. Tôi về đến nhà thì đã thấy Phong về từ bao giờ. Anh ta đang cho người đi tìm kiếm khắp khu này, kể cả dưới sông cũng có một đội lặn đang tìm kiếm. Thấy tôi trở về, dì Lan chạy đến nói với tôi. Gạo nếp đi học về, ăn bữa chiều xong thì con bé xin phép tôi ra bên ngoài chơi. Tôi dặn con bé chỉ được phép chơi trong khuôn viên nhà thôi. Con bé đồng ý Tôi còn dặn con đến giờ học phải về, nhưng qua giờ học 5 phút không thấy con bé đâu, tôi mới hốt hoảng đi tìm, nhưng không tìm thấy. Tôi lo lắng hỏi: "Vậy đã kiểm tra các camera chưa? Khu này đâu đâu cũng có lắp camera mà." Cậu Phong đã kiểm tra rồi, con bé chơi ở vườn hoa của bà chủ một lúc thì chạy ra phía sau nhà chơi, mà phía sau nhà không có camera nên không thể trách được. Phong bận rộn với cái điện thoại trên tay suốt, những người tìm kiếm gạo nếp gọi về cho Phong báo cáo liên tục. Ông nội và bác gái ngồi ở vườn hoa, tâm trạng thấp thỏm không yên, ai cũng đỏ mắt lo lắng. Mà lúc này, tôi nhìn thấy bé Son thấp thỏm mở cửa nhà thằng bé, vừa nhìn sang bên này vừa cười, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôi không kìm được, liền bước về phía đó. Bé Son nhìn thấy tôi lại gần thì chạy vào trong nhà, tôi chạy theo thằng bé rồi hỏi. Son, dừng lại cô muốn hỏi một chút. Son có biết em gạo nếp đi chơi ở đâu không? Thằng bé quay mặt lại nhìn tôi, trả lời trống không. Không biết. Lúc này, từ trong nhà một người phụ nữ ngồi xe lăn đi tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Ai cho phép cô vào trong nhà tôi? Tôi đoán không nhầm thì đây là bà cả, mẹ của chị Mỹ Anh. Tôi cúi đầu lễ phép chào bác. Cháu chào bác, gạo nếp nhà cháu mất tích. Cháu muốn hỏi bé Son xem thằng bé có biết gạo nếp chơi ở đâu không? Son nhà tôi đâu có chơi với con bé đó đâu mà cô hỏi. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của bé Son, tôi cứ cảm thấy thằng bé biết được cái gì đó nhưng tôi biết có hỏi thì thằng bé cũng sẽ không trả lời đâu nên tôi chào bà lớn rồi rời khỏi căn biệt thự ấy nhưng tôi đã chọn một góc khuất ngoài cổng chăm chú nhìn vào nhà quan sát nhất cử nhất động của bé son bé son ngồi chơi với bà nội của thằng bé một lúc sau đó lại ra cửa ngó sang bên này nhìn khi thấy không ai để ý tới mình thằng bé liền chạy ra phía sau nhà tôi cũng vội đi theo thằng bé nhưng vẫn giữ một khoảng cách để bé son không phát hiện phía sau căn biệt thự có một cánh cửa rất nhỏ nơi đó dùng để làm nhà kho hay gì đó tôi không rõ tôi thấy bé son mở cánh cửa ấy ra rồi bước vào trong tôi cũng nhanh chóng bước đến cánh cửa thì bất ngờ thấy gạo nếp đang ngủ gật ở trong đó trên tay con còn cầm miếng bánh nhìn thấy cảnh tượng này tôi không sao cầm lòng được chỉ vì một trò đùa của đứa trẻ con mà làm cho bao nhiêu người lớn phải lo lắng rồi tốn công sức đi tìm tôi không nhịn được liền quát son tại sao con lại giấu em gạo nếp ở đây mà con dám bảo với cô là con không biết. Son giật mình quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút sợ hãi. Con với em đang chơi trò chơi thôi, con không muốn nói cho cô biết, sợ làm hỏng trò chơi của bọn con. Tôi vào trong bế gạo nếp lên, chân con bị kiến đốt sưng hết cả chân lên. Tôi vừa nhìn vừa xót con vừa giận, tôi bảo với bé Son. Con có biết là ở ngoài kia, bao nhiêu người lo lắng đi tìm em hay không? Là con cố tình muốn giấu em đi đúng không? Không có, không tin cô cứ hỏi gạo nếp mà xem, Nói rồi thằng bé chạy đi mất, còn tôi cũng bế gạo nếp ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm ấy. Nhưng khi ra đến gần cửa, tôi nhìn thấy một cuốn sổ cũ kỹ nằm ở góc phòng. Tôi nhìn biểu của cuốn sổ này rất quen. Hình như tôi đã từng thấy cuốn sổ này ở đâu đó rồi. Tôi nghĩ do nhà Khánh đã vứt đi nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Liền nhặt cuốn sổ cất vào túi áo, sau đó nhanh chóng bế gạo nếp chạy về nhà. Tôi chạy về phía phong, vừa thở hồn hển vừa nói. Em tìm thấy gạo nếp rồi. Tìm thấy ở đâu? tôi kể lại chuyện bé son giấu gạo nếp trong căn phòng sau nhà cho mọi người nghe sau đó tôi vẫn bình tĩnh hỏi lại gạo nếp xem những lời anh son nói có đúng không thì con bé bảo lúc con đang chơi phía sau nhà anh son thấy nên là gọi con sang bên đó anh bảo nhà anh có một tầng hầm rồi hỏi con muốn vào đó chơi không con đồng ý vào đó cùng với anh nhưng chơi được một lúc thì anh bảo là anh lên nhà lấy bánh kẹo cho con con ngồi trong đó chờ anh lâu quá nên ngủ quên mất ạ nói đến đây gạo nếp cúi gằm mặt xuống con xin lỗi phòng nghe xong liền đổi trận lôi đình anh định đi tìm bé son thì khánh đã ngăn lại khánh khẽ nói chuyện này cậu để tôi tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé lúc này ở phía vườn hoa ông nội đập cây gậy xuống bàn rồi tức giận bảo anh chị nên dạy lại thằng bé son đi tôi không biết ở nước ngoài văn minh thế nào nhưng về Việt Nam là phải theo thuần phong mỹ tục sống phải có nề nếp anh nói phải có chủ ngữ vị ngữ. Nếu anh chị không dạy nổi được thằng bé ngoan ngoãn hơn, thì đừng mong thằng bé nhận được cổ phần của công ty. Ông nội vừa dứt lời thì bà lớn cũng đi xe lăn tới, bà cay đắng nói: "Bố à, tất cả đều là cháu của bố mà, tại sao bố lại thiên vị quá vậy? Tôi không thiên vị, cháu nào ngoan giỏi thì có quà, vậy thôi. Lúc này tôi chỉ để ý đến Khánh, anh nắm chặt tay, cơn xanh nổi hết lên anh lặng lẽ bước về nhà khoảng chừng vài phút sau tôi nghe thấy tiếng khóc của bé son vọng sang trong lòng tôi cảm thấy nặng trĩu son là con trai của anh khánh tôi coi son như đứa cháu trong nhà thật tâm không muốn mọi chuyện xảy ra thế này son cũng chỉ là một đứa trẻ nhiều khi thằng bé không ý thức được việc mà thằng bé đã làm làm sai tất nhiên phải cần dạy dỗ lại chỉ cần là lời của ông nội nói đến tôi còn thấy chua chát nữa là người làm bố như anh khánh tôi thở dài rồi bế gạo nếp vào nhà phong đã chuẩn bị thuốc anh bôi vào từng vết kiến đốt cho con anh vừa bôi vừa thổi phù phù vào chân con gái vừa trách con ngủ cái kiểu gì mà kiến đốt không biết vậy tại bố bắt con học nhiều nên con mới ngủ mệt thế đấy ạ à? cứng mổm cứng miệng y như mẹ con tôi nghe thấy anh ta nói liền đờ người quay sang nhìn anh ta lần đầu tiên anh ta cười với tôi một nụ cười thật sự chứ không phải điệu cười mỉa mai hay khinh bỉ thế nhưng tôi cũng chẳng dám mừng hay nghĩ anh ta có ý gì với tôi bởi tôi nghĩ lúc này chắc tâm lý anh ta lại không được ổn định phong bôi xong thuốc cho gạo nếp thì bế con lên phòng anh đặt con lên giường rồi dặn dò con nghỉ ngơi đi đi tắm xong rồi lên phòng của bố bố bôi thuốc cho vâng mà bố ơi hôm nào con không học thêm ca chiều thì hôm đó bố về sớm dạy con tập xe nhé phong chưa kịp trả lời thì tôi đã vội lên tiếng trước bố con nhiều việc lắm không thể dạy con tập xe được đâu để mẹ dạy con nhé nhưng con muốn bố tập cho con nữa cơ được rồi hôm nào con được nghỉ bố sẽ cố gắng về sớm để tập xe với con ok vâng ok bố phong chỉ nói chuyện với con gái một chút là lại lên phòng làm việc phong đi rồi gạo nếp kéo tay tôi lại con bé kể chuyện ở trường ngày hôm nay cho tôi nghe hôm nay bà đến trường con mẹ ạ ôi nhìn bà hôm nay ngầu lắm bà yêu cầu hiệu trưởng và cô giáo bắt các bạn trong lớp xin lỗi con đấy mẹ ạ con bây giờ có bà và bố bảo vệ rồi chắc là vui lắm phải không có mẹ bảo vệ con nữa mà con thích gia đình mình có đủ thành viên thế này con thấy hạnh phúc lắm câu nói của gạo nếp đã đánh động tới tâm can của tôi bất cứ một đứa trẻ nào cũng mong muốn có một gia đình trọn vẹn có đầy đủ bố và mẹ ngay chính cả những người làm bố làm mẹ cũng luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc nói chuyện với gạo nếp thêm một lúc nữa tôi mới trở về phòng để đi tắm lúc cởi quần áo ra thì bất ngờ cuốn sổ tôi nhặt được ở tầng hầm nhà khánh rơi ra tôi ngắm kỹ cuốn sổ để nhớ lại xem tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhìn bìa của cuốn sổ và màu giấy đã ngả vàng tôi đoán cuốn sổ được sản xuất đã từ rất lâu nhớ một hồi lâu tôi chợt giật mình nhận ra cuốn sổ này rất giống với cuốn sổ nhật ký của anh khánh tôi nhớ có lần hồi bé tôi đã nhặt được cuốn sổ này một lần ở trước cửa phòng trọ của tôi tôi không biết của ai nên đã dở ra đọc nhưng mới đọc chưa được tới trang thứ hai thì bị khánh giật lại lúc đó anh đã rất giận tôi lần đầu tiên anh to tiếng với tôi sao em dám tự ý đọc nhật ký của người khác em biết làm như vậy là xấu lắm không tôi giống như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang hoảng hốt giải thích cho anh nghe một hồi anh mới dịu giọng xuống một chút dù không biết là của ai em cũng không được phép mở ra đọc nếu là vở bình thường thì không nói đằng này lại là nhật ký em thích đọc bí mật của người khác lắm hả em xin lỗi em biết là em sai rồi ạ à? nhưng em mới chỉ đọc được một trang thôi em không biết gì về bí mật của anh cả khánh nghe thấy tôi nói vậy mới yên tâm nhưng anh vẫn còn giận tôi hồi đó phải mất cả tuần liền anh mới nói chuyện lại với tôi đã qua nhiều năm tôi cũng không còn nhớ rõ trong cuốn sổ hồi đó anh ghi những gì tôi chỉ láng máng nhớ được câu bố nói muốn con hạnh phúc bố nói muốn con bình an nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ hạnh phúc nói cười trên mặt báo và tivi con lại không thể kìm lòng được con muốn đòi lại những gì thuộc về bố còn muốn họ phải trả giá những điều mà họ đã làm với bố câu nói đó nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy hận thù hồi đó đọc xong tôi chẳng hiểu gì chỉ nghĩ anh xem phim nhiều quá nên viết linh tinh nhưng bây giờ đột nhiên tôi lại có suy nghĩ khác có khi nào câu nói đó của anh là thật và có khi nào nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ thêm nữa tôi sợ điều tôi đang nghĩ là sự thật lại nhớ đến câu nói của anh nói với tôi vào ngày gặp nhau lần đầu tiên anh sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về anh vậy là anh đang nhắm tới tập đoàn trưởng phong hay sao đang lúc suy nghĩ rối ren điện thoại của tôi báo cho một tin nhắn mới là tin nhắn của một số lạ xin cô hãy ngăn khánh lại và bảo vệ phong đừng để khánh trở thành hung thủ giết người tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó trong lòng dùng mình hoang mang đầu ngón tay ấn vào dòng tin nhắn khẽ run rẩy vậy là những điều tôi suy đoán là đúng khánh vẫn đang thực hiện kế hoạch trả thù bằng cách kết hôn với chị mỹ anh để tiếp cận tập đoàn trường phong tôi không biết người nhắn tin cho tôi là ai dãy số điện thoại rất lạ hình như dãy số này là ở bên nước ngoài chứ không phải của việt nam có khi nào là bác hạnh nhắn tin cho tôi không tôi tò mò nhắn tin lại ai vậy tin nhắn đã được gửi đi nhưng ngồi chờ một lúc lâu không thấy đầu dây bên kia phản hồi lại tôi sốt ruột nên bấm dãy số rồi gọi điện nhưng chỉ nhận được lời thông báo của tổng đài thuê bao quý khách hiện không liên lạc được tôi khẽ thở dài đặt điện thoại lên bàn đầu óc tôi bây giờ dối như tơ vò trong lòng bất an không thôi người nhắn tin cho tôi là ai tại sao biết khánh đang muốn trả thù và tại sao lại tin tưởng nhờ cậy tôi tôi chỉ là một người giúp việc một đứa nhân viên làm trong nhà ăn của công ty làm sao có đủ trình độ và bản lĩnh để can dự vào chuyện này đây tôi không biết khánh đang ấp ủ âm mưu gì tôi cũng chẳng biết khi nào anh sẽ ra tay với phong tôi cũng không thể nói chuyện thẳng thắn với khánh được bởi kế hoạch của anh được tính toán về công xây dựng một kịch bản hoàn hảo. Bây giờ khuyên anh rút lui, sống một cuộc sống bình an, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghe đâu. Mà làm như vậy sẽ khiến anh không còn tin tưởng tôi nữa. Tôi sẽ khó có thể bảo vệ Phong. Lúc này, tôi mới chậm rãi mở cuốn sổ ra, nhưng bên trong cuốn sổ chỉ còn hơn chục trang giấy. Trang nào cũng có hình vẽ về ngôi nhà và cây cối. Những trang nhật ký có lẽ đã bị anh xé đi, và tôi đoán bé son đã nhặt lại cuốn sổ đó rồi mang vào căn phòng nhỏ sau nhà vẽ không biết có phải suy nghĩ nhiều quá không mà đột nhiên tôi cảm thấy đầu hơi choáng bàn tay không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy tôi biết đây là triệu chứng của bệnh u não vậy nên tôi cố gắng từ từ nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi sẽ qua thôi qua một lúc lâu tôi mới dần hồi phục lại tôi uể oải đứng dậy đi tắm sau đó cùng gạo nếp xuống dưới nhà ăn cơm bà chủ hôm nay cũng không để ý đến tôi như mọi khi nữa nên tôi cảm thấy bữa ăn cũng thoải mái hơn không nặng nề như mọi hôm ăn cơm dọn dẹp xong gạo nếp lại rủ tôi lên phòng phong con bé muốn bố bôi thuốc vào chân cho nếu là trước đây tôi sẽ ngăn không cho con lên làm phiền bố tôi sẽ tự bôi thuốc cho con nhưng bây giờ tôi suy nghĩ lại phong bị trầm cảm tôi không biết nguyên nhân gì khiến anh ta mắc căn bệnh này nhưng theo tôi tìm hiểu trên mạng thì hầu hết bệnh nhân bị trầm cảm đều cảm thấy cô đơn vì vậy nếu muốn giúp anh ta thoát khỏi được căn bệnh này thì cần phải quan tâm và biết lắng nghe người bệnh hơn. Tôi và gạo nếp lên phòng của Phong, sau khi anh bôi thuốc cho con xong thì dục con xuống dưới nhà học bài. Thế nhưng gạo nếp xin bố cho ở trên này chơi một chút, tôi nghe gạo nếp nói vậy cũng liền bảo. Tôi cũng muốn chơi ở đây thêm một chút. Đầu lông mày của Phong khẽ nhíu lại, anh ta nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Hôm nay cô bị làm sao vậy? Tôi vẫn bình thường mà, có bị sao đâu. Phong không nói gì thêm nữa, anh ta cũng chẳng bận tâm đến tôi làm gì, tiếp tục xem xét đống tài liệu trên bàn. Qua một lúc, anh ta lại tiếp tục rủ gạo nếp xuống phòng học bài. Lần này dù vẫn muốn chơi tiếp, nhưng gạo nếp buộc phải nghe theo lời bố. Tôi định dẫn gạo nếp xuống dưới phòng, thì con bé quay sang bảo tôi. Mẹ lại chơi với bố đi, con tự xuống được. Được, xuống bậc cầu thang phải đi cẩn thận đấy. Dạ. Gạo nếp đi rồi, tôi lại tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ làm việc của anh ta phong lúc này dường như không nhịn được lại ngẩng đầu lên nhìn tôi ánh mắt có chút nghi ngờ tại sao cô không về phòng đi muốn ở lại đây là có ý gì dạo này công việc của anh có tốt không hỏi xong rồi mới biết là mình hỏi một câu hỏi quá thừa thãi tôi thì biết gì về công việc của anh ta chứ tôi xấu hổ quá đành gãi đầu hỏi lại ý tôi muốn hỏi là công việc của anh nhiều như vậy chắc là áp lực lắm phong chống cằm anh ta nhau mắt nhìn tôi rồi trả lời công việc của tôi tốt không áp lực lắm phong vẫn nhìn tôi chằm chằm không rời mắt khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng mất tự nhiên tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường nhưng tôi cố đè nén tất cả những cảm xúc này lại tôi lại lên tiếng hỏi từ khi tôi với gạo nếp đến đây sống anh có thấy phiền không không phiền vậy anh có gì muốn tâm sự với tôi không hôm nay cô đúng là có vấn đề rồi đúng không đừng có dài dòng nữa nói đi cô muốn gì tôi không muốn gì cả tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi thích tôi rồi sao có phải bây giờ muốn lên giường với tôi không bây giờ đến lượt tôi bật cười tôi không ngờ anh ta lại thẳng thắn tới như vậy nhưng tôi cũng chẳng sợ việc lên giường với anh ta ngược lại tôi cũng muốn trước khi chết được thử cảm giác đó một lần nên cũng không giữ ý cũng không e ngại liền trả lời vâng câu trả lời của tôi khiến khuôn mặt của phong cứng ngắc anh ta đặt cây bút trên tay xuống rồi hỏi Cô vẫn luôn dễ dãi như vậy sao Nếu anh che tôi bẩn thì thôi vậy Nói xong tôi đi thẳng về phía cửa Nhưng cánh tay vừa chạm vào ổ khóa Thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc vươn ra Nhanh chóng ấn nút khóa cửa lại Tôi bất ngờ quay người lại Cảnh tượng lúc này có một chút mờ ám Môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên Nếu cô đã có hứng thú đến vậy Thì tôi chiều cô Dứt lời Anh ta vòng tay qua siết chặt lấy eo tôi Ép sát tôi vào anh anh ta cúi xuống nhìn tôi ánh mắt thâm trầm tôi cũng không e ngại liền nhìn thẳng vào mắt anh một tay đặt lên người anh tôi vì không có kinh nghiệm cũng chưa từng bài bản với ai nên tôi cứ cứng đờ như khúc gỗ cho anh ta muốn làm gì thì làm tôi tưởng cô giỏi nhất là việc này cơ mà vậy tại sao đến lượt tôi thì cô lại không làm được đó chỉ là do anh tưởng tượng thôi còn tôi nói đây là lần đầu tiên tôi như thế thì anh có tin không vẻ mặt của phong thoáng thay đổi đôi mắt như càng đen hơn giống như bầu trời đêm sâu thẳm tôi không biết được anh ta đang nghĩ gì nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta sẽ không bao giờ tin lời tôi nói trải qua một trận kịch liệt toàn thân tôi đỏ ửng nhưng dù bị mộng mị thì tôi vẫn nhớ mình cần phải làm gì tôi cầm lấy bàn tay của anh khẽ nói đêm nay tôi với anh đã trải qua với nhau chuyện này là lần thứ hai không phải quá thân mật nhưng cũng gọi là có chút gần gũi tôi chỉ còn hơn hai tháng ở đây thôi thời gian này anh cứ hãy coi tôi giống như người trong gia đình anh được không mỗi khi anh có tâm sự gì thì hãy nói với tôi nhé hôm nay cô bị ẩm à một hai cô đòi tâm sự với tôi là sao cô cảm thấy cô đơn lắm à đúng tôi cảm thấy rất cô đơn hằng ngày anh hãy trò chuyện tâm sự với tôi nhé vẻ mặt của phong bất lực anh chán không muốn nói gì nữa vơ quần áo rồi đi vào phòng tắm xong xuôi ra bên ngoài Nhìn thấy anh ta lại đang tiếp tục xử lý đống tài liệu trên bàn, tôi liền hỏi: "Anh có uống nước cam không? Tôi đi ép nước cam cho anh." "Thôi hôm nay khỏi đi, cô về nghỉ ngơi đi." "Vậy tôi về phòng đây, anh làm việc xong thì đi ngủ sớm nhé, tối mai tôi lại lên chơi với anh." Phòng đang xem xét tài liệu bỗng khựng lại, nhìn biểu cảm của anh tôi bật cười, sau đó không để anh nói thêm gì nữa, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng của anh ta. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi đau ê ẩm, công việc của tôi phải đi làm sớm nên lúc tôi đi làm phong và gạo nếp vẫn còn đang ngủ tôi ăn tạm cái bánh rồi tới công ty làm việc hôm nay tôi không còn bỡ ngỡ như ngày đầu nữa nên công việc cũng suôn sẻ hơn làm việc đến chín giờ thì chị ly quản lý đến chỗ tôi bảo thư ký của giám đốc vừa thông báo xuống từ nay việc mang cơm lên cho giám đốc là em phụ trách lý do em là người quen nên giám đốc thấy thoải mái hơn mấy chị nhân viên trong nhà ăn nghe xong đều mừng rỡ nhưng họ cũng không thể hiện ra mặt nhiều sợ làm tôi buồn Mấy chị vỗ vai tôi an ủi Vất vả cho em rồi Tôi khẽ gật đầu không nói gì Chị Ly lại nói tiếp Chị Mỹ Anh bảo em mang nước ép Và bánh lên cho chị ấy đấy Chị ấy ở tầng 6 Bên ngoài ghi là phòng phó giám đốc Chị Mỹ Anh bảo em sao ạ Ừ chắc muốn người quen mang lên cho đỡ phiền phức ấy mà Dạ vâng Tôi tháo tạp dề Rồi xách khay bánh và nước ép Mang lên tầng 6 cho chị Mỹ Anh Lên đến phòng phó giám đốc Tôi đưa tay lên gõ cửa ngay lập tức một giọng nói cao vút cất lên vào đi chị mỹ anh đứng sẵn ở trong phòng như đang đợi tôi thì phải chị hắt mặt về phía bàn rồi nói để lên bàn cho tôi dạ tôi đặt bánh và nước ép lên bàn xong định xin phép xuống dưới làm việc thì đột nhiên tôi bị chị mỹ anh túm tóc giật lại tôi bất ngờ liền kêu lên chị sao chị làm vậy với em ạ à? em làm gì sai sao ạ à? mày có biết hôm qua tại vì mẹ con nhà mày mà con trai tao bị đánh không hả? Bố thằng bé chưa từng bao giờ nặng tay với thằng bé như thế. Mà hôm qua chỉ vì cái lũ rác rưởi chúng mày mà làm cả nhà tao loạn hết cả lên. Khốn kiếp thật. Hôm qua là bé son sai. Nhưng em cũng không muốn vì chuyện ấy mà anh Khánh dùng đòn roi với thằng bé. Trẻ con mà, chỉ cần bảo ban là chúng nó hiểu thôi. Đừng có giả vờ tốt bụng. Con trai tao bị đánh, chắc hai mẹ con mày hả dạ vui mừng lắm phải không? Ngày hôm qua, con trai tao bị đau thế nào Thì hôm nay tao trả cho mày gấp đôi Để mày nhớ lần sau đừng có đụng tới con trai tao Không đời mày tàn luôn đấy Dứt lời, chị Mỹ Anh lôi tóc tôi giật ngược lại Sau đó thẳng tay tắt thật mạnh vào mặt tôi Khiến tôi đau điếng Nửa mặt gần như tê dại, khóe miệng chảy máu Tôi tức giận nắm chặt bàn tay lại Sau đó dùng hết sức xô đẩy chị ta ngã về phía sau Tôi gần lên Chị là mẹ mà không biết phân biệt đúng sai làm mẹ mà không biết dạy dỗ con cái bé son hống hách ngang ngược như vậy là tại chị chị làm ảnh hưởng tới tính cách của thằng bé thằng bé không giống anh khánh chút nào trước đây anh khánh rất ngoan ngoãn và lễ phép chị mỹ anh nghe xong liền trợn trừng mắt lên chị ta rít lên sao mày lại biết chồng tao tại sao mày lại hiểu rõ chồng tao thế hả vì quá tức giận nên tôi đã không kiểm soát được lời nói của mình tôi nhìn chị mỹ anh trong lòng dâng lên nỗi lo sợ Tôi nhanh chóng lên tiếng giải thích. "Em thấy anh Khánh trầm ổn và điềm đạm nên đoán như vậy. Chú em thấp hèn như vậy sao có thể quen biết được chồng của chị?" Đôi mắt sắc bén của chị Mỹ Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn như đang chất chứa sự hoài nghi. Tôi giải thích xong thì liền xin phép rời đi, tôi không muốn ở lại đây dây dưa tranh cãi với chị ta thêm nữa. Thế nhưng chị ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, khi tôi đi được vài bước thì chị ta lại gọi giật lại. "Đứng lại." Tôi đã cho cô đi đâu? em còn có việc phải làm, đây là công ty không phải ở nhà, nếu chị muốn giải quyết chuyện ở nhà thì về nhà chị em mình giải quyết tiếp, giờ em phải đi làm để kịp bữa trưa cho nhân viên ạ." Nói rồi tôi bước tiếp ra ngoài, mặc cho chị ta gào rít chửi bới tôi. Lúc tôi xuống dưới tầng sảnh thì thấy Phong từ ngoài bước vào, theo sau còn có trợ lý, thư ký và vài người khác. Phong đi qua chỗ tôi rồi đi thẳng vào thang máy, đến khi cửa thang máy đóng lại thì tất cả các nhân viên mới dám ngẩng đầu lên mọi người lại tiếp tục công việc của mình, còn tôi cũng về nhà ăn làm. Về đến nơi, các chị nhìn thấy tôi te tua, liền túm lại hỏi han. Tôi phải nói dối là tôi đi không cẩn thận nên vấp ngã, đập mặt xuống sàn. Đến buổi trưa mang cơm lên cho Phong, anh ta vẫn chăm chú xem tài liệu, còn chưa ngừng mặt nhìn tôi một cái, mà anh ta đã biết mặt mũi tôi bị bầm dập. Anh ta hỏi, sáng nay cô bị làm sao? Ai đánh cô? Chị gái Mỹ Anh của anh đấy. Chỉ vì bé Son hôm qua bị bố đánh nên hôm nay chị ta phát tiết lên người tôi để trả thù cho con trai tâm lý của chị ta đúng thật vặn vẹo cô không biết tự vệ à để chị ấy đánh cho bầm dập vậy tôi bị chia đánh bất ngờ không kịp để phòng vệ lần sau nếu chị ấy còn động vào cô tôi cho phép cô được đánh lại tôi biết chị mỹ anh và phong đều không thích nhau nhưng khi nghe anh nói như vậy tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên dù gì thì tôi vẫn chỉ là người ngoài còn bọn họ mới là máu mủ với lại chị mỹ anh dù sao cũng là tiểu thư con nhà tài phiệt sao có thể để đứa giúp việc như tôi đánh lại chị ấy được tôi nói đùa với phong anh chống lưng cho tôi à nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cô cảm ơn anh nhưng những chuyện tôi làm ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm phong khẽ nhớn mày nhìn tôi trong ánh mắt dường như còn có ý cười anh lấy từ trong ngăn tủ ra một lọ thuốc bôi rồi đẩy về phía tôi thuốc này bôi hiệu quả lắm bây giờ bôi là tới chiều mặt cô hết bầm thôi sợ dạ, hả cảm ơn anh tôi nhận lọ thuốc định là cất vào túi để lát nữa xuống nhà ăn bôi nhưng phong nhìn thấy hành động của tôi liền cau mày tôi bảo bôi ngay bây giờ cơ mà cô cất đi định tới bao giờ bôi tôi định xuống dưới nhà ăn có gương soi thì bôi nhưng anh ta nói vậy tôi liền lôi lọ kem ra bôi vì không có gương nên tôi cũng chẳng biết chỗ nào trên má bị bầm dập cứ vậy lấy tay quệt khắp mọi chỗ trên mặt phong nhăn mặt lại anh thở dài đứng lên rồi tiến về phía tôi sau đó giật lọ thuốc trên tay tôi. Nhưng trước khi bôi thuốc vào mặt cho tôi, anh ta còn cẩn thận khử trùng tay trước, sau đó mới cẩn thận lấy thuốc ra bôi. Đầu ngón tay thon dài của anh lướt trên da mặt của tôi, khiến khuôn mặt tôi bất giác nóng lên. Thêm cả khoảng cách của anh bây giờ đang rất gần với tôi, tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh. Thật sự càng ngửi càng thấy thơm, càng ngửi càng muốn hít sâu thêm nữa. Tôi lắc lắc đầu, gắng gượng để nén loại cảm xúc khác lạ khó nói này tôi không được phép có một loại cảm giác đặc biệt với anh ta, tuyệt đối là không được. Chỉ chờ cho anh bôi thuốc cho tôi xong là tôi liền đứng bật dậy, đi đến xe đẩy đồ ăn, rồi như một cỗ máy sắp lên bàn cho anh. Anh đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Cô đói bụng thì ngồi đây ăn luôn đi, dù sao một mình tôi ăn cũng không hết. Tôi ngồi vào bàn rồi bảo với anh ta. Vậy tôi ăn nhé. Ăn cơm xong tôi mới ngẩng đầu lên rồi bảo. Bình thường anh ăn cơm một mình có buồn không? Nếu thấy buồn thì từ nay tôi sẽ ăn cơm cùng với anh Ừ Nhận được câu trả lời của anh tôi khẽ mỉm cười Dù câu trả lời cụt ngủn Không dễ nghe Nhưng đối với tôi thì bây giờ anh đã mở lòng với tôi hơn trước rất nhiều Cuộc sống của tôi Thời gian này khá êm ả Ở nơi làm việc thì được các chị giúp đỡ Buổi tối về nhà thì có gạo nếp Líu lo bên cạnh Từ ngày hôm ấy tối nào ăn cơm xong Tôi với gạo nếp cũng lên chơi và nói chuyện với Phong một lúc Rồi tôi mới cho gạo nếp xuống học bài hôm nào phong muốn làm chuyện đó thì anh sẽ nhắn tin cho tôi qua gần một tháng chúng tôi cũng qua lại với nhau vài lần nhưng lần nào cũng vậy anh không bao giờ hôn tôi mỗi một ngày qua đi tôi lại lấy bút đánh dấu vào tờ lịch đặt trên bàn vậy là tôi chỉ còn hai tháng ở đây nữa thôi ngày hôm nay ở nhà ăn vắng tới hai chị nhân viên một chị xin nghỉ ốm còn một chị thì do nhà có đám tang bình thường có đầy đủ nhân viên cũng đã oải rồi nay còn thiếu mất hai người nên công việc lại càng thêm quá tải mọi người ai cũng phải làm hết công suất buổi chiều hôm đó chúng tôi lại phải ở lại dọn dẹp thêm hai tiếng mới xong khi ra đến ngoài thì trời đã tối tôi lững thững đi tới trạm xe buýt nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cổng công ty thì xe của phong đi tới anh ta hạ kính xe xuống rồi gọi lên xe đi tôi bây giờ đối với phong không còn sợ hãi e ngại như lúc trước nữa tôi không do dự liền lên xe ngồi cùng với anh ta về đến nhà vừa bước xuống xe tôi đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng cãi vã của son và gạo nếp ở góc sân tôi chạy đến thì thấy người son dính đầy bùn đất còn gạo nếp một tay cầm nắm đất một tay giữ chặt lấy xe đạp cào khóc lớn gạo nếp đang khóc nhìn thấy phong và tôi đi tới liền chạy đến ôm chân tôi khóc nức nở bình thường mỗi lần bị ai đó bắt nạt con bé đều sẽ chạy về phía bố rồi xui với bố không hiểu hôm nay làm sao mà gạo nếp lại chạy lại ôm chân tôi mẹ ơi anh Son làm hỏng xe đạp của con rồi. Tại gạo nếp ném đất vào người con. Tại anh ấy phá xe của con trước, nên con mới tức giận ném đất vào người anh. Con không cố tình phá xe của em, con chỉ muốn mượn đi, mà em không cho con mượn. Xe của em bé xíu, anh Son to như thế ngồi lên sẽ làm hỏng xe của em. Em đã nói với anh rồi, nhưng anh vẫn cố tình giành bằng được lấy đi. Xe này là chiếc xe bố mua cho em, anh có đền nổi không? Nhà anh đầy tiền, anh sẽ bảo mẹ anh mua trả cho, Thế tại sao anh đi dành xe của em? Anh muốn đi thử xem anh có đi được không thôi. Nếu đi được, anh sẽ bảo mẹ anh mua cho anh cái xe xịn nhất, đắt tiền nhất. Lát nữa mẹ anh đi làm về, anh sẽ bảo mẹ anh đem tiền đền cho em được chưa? Em không cần. Em muốn anh phải trả lại cái xe nguyên vẹn về cho em. Nhìn hai đứa trẻ con cãi nhau, tôi với Phong chỉ còn biết đứng bụng miệng cười. Qua một lúc, Phong mới kéo bé son và gạo nếp lại. Anh ôm hai đứa vào lòng rồi dậy bảo. Hai con là anh em. Các con phải biết yêu thương và nhường nhịn nhau Ngày hôm nay cả hai con đều sai Son thì làm hỏng xe đạp của em Gạo nếp thì lại ném bùn đất vào người anh Bây giờ bố tính thế này Hai anh em xin lỗi nhau Rồi bắt tay làm hòa Còn chiếc xe này bố sẽ mang đi sửa lại được không Son gật đầu đồng ý Thằng bé đưa tay ra làm hòa Nhưng gạo nếp lại quay ngoắt mặt đi vẻ mặt hờn rỗi Gạo nếp, thái độ của con bây giờ là sao vậy Quay lại làm hòa với anh Son ngay Bố không giữ lời hứa Sáng nay bố bảo với con Hôm nay bố sẽ về sớm dạy con tập xe Vậy mà bố để con đợi mãi Đến bây giờ trời tối rồi bố mới về Giờ thì tôi hiểu tại sao Con lại cư cứ xử cứng đầu như vậy Phong nghe con nói vậy liền ôm con vào lòng vỗ về Bố xin lỗi Là bố thất hứa với con Bố sẽ đền cho con một chuyến đi chơi Con chịu không Cạo nếp nín khóc Con bé dựa đầu vào lòng bố Giọng nói nũng nịu Đi chơi ở đâu vậy bố cuối tuần này bố sẽ đưa con đi chơi bất cứ nơi nào mà con thích. Có mẹ đi cùng không ạ? Có chứ." Gạo Nếp bây giờ mới chịu cười, con bé đưa tay ra bắt tay anh Son, sau đó hai đứa cúi đầu xin lỗi nhau. Gạo Nếp lại đòi bố dạy cho tập xe một vòng, còn tôi dắt bé Son ra vòi nước trước nhà, tôi lau mặt mũi và gột rửa sạch bùn đất trên người cho thằng bé. "Gạo Nếp ném con có đau không?" "Cũng hơi hơi ạ." Bây giờ tôi mới nhìn kỹ bé Son thằng bé rất giống anh khánh hồi nhỏ từ cái mắt mũi cho tới khuôn miệng tôi mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ vào má con con đáng yêu lắm bé son không nói gì thằng bé có vẻ vẫn không thích tôi lắm nên dáng vẻ rất hở hữu tôi gột rửa cho thằng bé xong thì dặn dò con về nhà thay quần áo ra rồi tắm nước ấm ngay đi nhé dặn dò xong tôi vừa đứng lên thì chạm ngay chị mỹ anh phía sau chị còn có thêm một cô gái nữa cô gái này trông sang trọng và sắc sảo không kém gì chị mỹ anh lúc này mỹ anh chừng mắt nhìn tôi chị không cần hỏi cũng không cần biết đầu cuối câu chuyện ra sao chị ném cái túi sách cho cô gái phía sau rồi bảo đan tâm cầm túi sách cho tôi hôm nay tôi phải xử con này mới được bao lần rồi nó vẫn dám đụng tới thằng son chị mỹ anh hùng hổ lao về phía tôi nhưng tôi vẫn đứng ngây người ra đó tôi không để ý tới hành động của chị ấy tôi chỉ để ý tới lời chị ấy nói khi nãy chị gọi cô gái phía sau là đan tâm cô gái này chính là vợ cũ của phong rồi tôi không nhìn chị mỹ anh chỉ đơm người nhìn cô gái phía sau chị tôi không rõ cảm xúc bây giờ trong tôi là gì có chút bối rối lại có chút lo sợ tôi cũng không biết về bản thân lo sợ về điều gì nữa khi chị mỹ anh nhào về phía tôi định túm tóc tôi thì bất ngờ cô gái tên đan tâm ấy chạy đến giữ lấy tay của chị mỹ anh rồi nói mỹ anh đừng làm vậy bao nhiêu năm rồi sao cậu có thích bạo lực thế còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà khóe mắt của chị mỹ anh giật giật gương mặt nhăn lại vì tức giận. Cậu mà buông tay tớ ra, để tớ xử lý con danh này. Nó nghĩ nó sinh cho Phong một đứa con, nên nó muốn làm voi làm chuột gì ở nơi này cũng được hay sao? Lần trước vì mẹ con nó, mà son nhà tớ bị đánh oan. Hôm nay cả người thằng bé bẩn thỉu ướt như chuột nổi. Cậu nhìn như vậy có chịu được không? Đan tâm vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh. Thì cậu cứ bình tĩnh cái đã, cậu đang tức giận thì để tớ hỏi cho. Nói rồi, đan tâm quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhã nhặn. Chuyện này là thế nào với em? Tại sao cả người bé son lại ướt và bẩn thế? Tôi lúc này đã kéo được chút ý thức trở về, nhưng đối diện với cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng tôi vẫn thấy có chút gì đó mất tự nhiên. Tôi ngập ngừng một chút mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho chị Mỹ Anh nghe, nhưng chị Mỹ Anh lúc nào cũng bênh con trai chầm chập, không cần biết thằng bé đúng hay sai. Chị đan tâm là người hiểu chuyện, chị ấy giữ chặt chị Mỹ Anh lại, sau đó nhẹ nhàng khuyên giải. Trẻ con bọn nó chơi với nhau, cũng có lúc cãi vã, xô sát là chuyện bình thường thôi mà Cậu cứ làm quá lên Thôi, bây giờ đưa bé Son về tắm rửa trước đi đã Dù vẫn còn tức giận Nhưng trước lời khuyên của bạn thân Chị Mỹ Anh cũng hậm hực bỏ qua cho tôi Tôi cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong Thế nhưng điều tôi không thể ngờ Là chị Mỹ Anh quay lại Giật lấy túi sách từ tay chị Đan Tâm Sau đó thẳng tay đập túi sách vào mặt tôi Động tác của chị vừa bất ngờ Vừa nhanh tới nỗi tôi không kịp phản ứng Móc khóa ở trước túi sách cào vào mặt thành một vết xước dài. Tôi đưa tay lên ôm một bên má, đôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ. Lần đầu tiên tôi trừng mắt nhìn lại chị ta. Chị ta thấy thái độ của tôi thì càng thêm hung hăng. Chị ta định tiến tới cho tôi một cái tát nữa thì bỗng một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Chị dám tát cuối một cái thì tôi sẽ tát lại chị 10 cái. Chị dám không? Chị Mỹ Anh nghiến răng nghiến lợi, cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. Chị ta điên tiết hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ đi, còn chị đan tâm nhẹ nhàng cúi đầu chào phong một cái sau đó đi theo chị mỹ anh tôi quay lại nhìn phong anh vẫn đứng yên ở đó đôi mắt thâm trầm chăm chú dõi theo bước chân của cô gái ấy tôi không dám đánh động đến anh nhẹ nhàng đến chỗ gạo nếp rồi khẽ nói chúng ta vào nhà thôi không hiểu sao khi thấy anh nhìn vợ cũ ngẩn ngơ như vậy trái tim tôi như có một cỗ cảm xúc lặng lẽ tuôn ra có chút nhói đau lại có một chút thất vọng sắc mặt của anh lúc này trầm như mực ánh mắt u ám vốn đã sâu không thấy đáy nay lại càng sâu không lường được thời gian vừa rồi tôi phải cố gắng lắm mới làm anh vui vẻ lên được một chút nay lại vì chuyện này mà anh lại bắt đầu rơi vào trầm tư buổi tối hôm đó anh ăn rất ít nói chuyện cũng ít tôi giả vờ như không biết chuyện gì cũng giả vờ không biết cô gái đó là vợ cũ của anh ăn cơm xong tôi vẫn đưa gạo nếp lên phòng anh chơi như mọi hôm thế nhưng mẹ con tôi vừa lên đến nơi thì thấy anh đang ngả lưng ra trước ghế xoay đôi mắt nhắm hờ nghe thấy giọng mẹ con tôi anh mệt mỏi nói hôm nay tôi mệt cô đưa con xuống đi hôm nay tâm trạng của anh ta không ổn định nên tôi nghĩ tối nay nên để cho anh một không gian riêng tư tôi định dắt gạo nếp xuống nhà thì bỗng con bé giật tay ra khỏi tôi sau đó chạy về phía bố con bé hỏi bố ơi bố định đau đầu à con bóp đầu cho bố nhé đôi lông mày của anh ta có vẻ mất kiên nhẫn trau lại anh mở mắt ra nhìn về phía tôi đôi mắt anh như bao phủ một tầng khí lạnh anh ta quát lên cô bị điếc à tôi bảo cô đưa con bé xuống tôi mím chặt môi lại trái tim mơ hồ không khống chế được phập phồng lên xuống tôi bước đến kéo gạo nếp ra khỏi anh sau đó nhanh chóng dắt gạo nếp xuống dưới nhà gạo nếp ngây thơ nhìn tôi hỏi bố hôm nay làm sao vậy mẹ chắc hôm nay bố thấy khó chịu trong người thôi con học bài đi vâng đêm hôm đó Tôi cứ luôn bực bội trong lòng, nằm trằn chọc mãi cũng không thể nào ngủ nổi, nên tôi đã ra bên ngoài ban công hóng gió. Mở máy ra, tôi khẽ mỉm cười là tin nhắn của Khánh. Sao giờ này vẫn còn đứng đó? Em khó ngủ à? Anh nhìn thấy em à? Hôm nay em có hơi khó ngủ một chút. Còn anh thì sao? Sao giờ này vẫn còn thức? Anh làm việc. Anh làm việc muộn vậy ạ? À? Em còn nhớ ngày trước, anh học bài cũng thường xuyên thức muộn thế này. Anh cố gắng nhiều như vậy, bây giờ cũng đã hái được quả ngọt cuộc sống thành công viên mãn, em mong là anh sẽ biết trân trọng cuộc sống hiện tại. Đêm sương xuống nhiều rất dễ bị ốm, em vào trong phòng nghỉ đi. Vâng, anh cũng ngủ đi nhé, chúc anh ngủ ngon. Trước khi quay vào phòng, tôi đưa mắt sang căn biệt thự của Khánh, vẫn còn một căn phòng trên tầng 3 sáng đèn, tôi đoán có lẽ đó là phòng làm việc của anh, sự chăm chỉ và nỗ lực của anh là điều mà ai cũng phải công nhận, tôi mong anh biết trân trọng công sức của mình đã bỏ ra trân trọng cuộc sống này, đừng vì hận thù mù quáng mà phá hủy cuộc đời mình. Vừa mới thoải mái được một chút thì bây giờ tâm trạng của tôi lại thấy nặng chịu dối bời. Ngồi trong phòng có chút ngột ngạt mà ra ngoài thì có sương đêm không tốt, vậy nên tôi lại mở cửa bước ra ngoài hành lang tầng 2 đi dạo. Có điều khi vừa mới mở cửa ra ngoài thì tôi phát hiện phòng thay đồ của Phong bật đèn sáng. Nhưng giờ này, anh ta làm gì ở trong đó chứ? Tôi tò mò tiến lại gần, sau đó nếp người vào cánh cửa nhìn vào bên trong phong ngồi bệt ở dưới đất lưng tựa vào tủ một tay cầm ly rượu vang một tay cầm cuốn album ảnh cưới lật lật vài trang sau đó anh ta lấy từng bức ảnh ở trong cuốn album ra thẳng tay xé đi tôi không biết lý do tại sao anh và vợ cũ lại ly hôn nhưng hôm nay nhìn thấy biểu cảm cùng với tâm trạng của anh thì tôi nghĩ anh còn yêu vợ cũ rất nhiều giống như kiểu vừa yêu nhưng lại vừa hận nghĩ đến đây hơi thở của tôi bị ngưng trệ mất hai giây tôi có chút cảm giác chua xót trào dâng trong lòng tôi xoay người định quay trở về phòng thì bất ngờ giọng nói trầm khàn vang lên tôi nhìn thấy cô rồi vào đây sao anh nhìn thấy tôi được anh có mắt ở đằng sau à phong không trả lời anh chỉ vào chiếc tủ kính đựng quần áo là tôi đã hiểu hóa ra chiếc tủ kính đó đã ban đứng tôi tôi đi ngang qua đây thấy đèn sáng nên ngó vào xem thử thôi muộn rồi tôi xin phép về phòng ngủ đây ạ cô có muốn làm một ly rượu cho dễ ngủ không không Mai tôi còn phải dậy sớm đi làm nữa Uống một ly sẽ không sao đâu Nhìn khuôn mặt anh ta bi thương khổ sở như vậy Lòng tôi lại trùng xuống Tôi lại không đành để anh một mình với nỗi cô đơn Sợ rằng nỗi đau âm ỉ trong lòng không thể giải bày với ai Khiến trong lòng anh ta càng bức bách Bệnh trầm cảm sẽ lại càng nặng hơn Tôi thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống Trong phòng chỉ có một ly rượu duy nhất trên tay anh ta đang cầm Anh ta rót rượu vào ly rồi đẩy về phía tôi nhìn thấy ly rượu của tôi vẫn còn nguyên anh ta nhắc nhở cô uống đi tôi cầm ly rượu lên trực tiếp ngửa đầu uống cạn một hơi trong căn phòng yên tĩnh hai người bốn mắt nhìn nhau lúc này đột nhiên phong đưa bàn tay ra chạm vào vết xước trên mặt tôi khiến tôi sững người anh ta khẽ hỏi có đau không không đau ngón tay của phong khẽ lướt trên má tôi rồi từ từ đi xuống phía dưới anh đưa tay nâng cằm của tôi lên sau đó từ từ cúi xuống ngậm lấy cánh môi của tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta hôn tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Tôi mở to mắt ra, nhìn gương mặt của anh ta kề sát. Trong phút chốc, tôi quyết cắn chặt hàm răng để né tránh nụ hôn của anh ta, nhưng tôi càng làm vậy, anh ta lại càng ngấu nghiến. Eo của tôi bị hai cánh tay của anh ta ôm chặt, ôm chặt vào lòng anh ta. Không dừng lại ở cái vút ve sau lưng, tay anh ta dần chuyển động. Hôm nay anh ta đã uống nhiều rượu nên không kiểm soát được ý thức của mình nữa rồi tôi cố gắng đẩy anh ta ra rồi bảo anh say rồi phong nhìn tôi đôi mắt đen nặng nề hơi thở gấp gáp giọng nói trầm khàn diệp hãy sinh thêm cho tôi một đứa con nữa có được không nhịp tim tôi phập phồng dữ dội tôi sửng sốt nhìn anh như không thể tin vào tai của mình nữa tôi đẩy anh ta ra rồi nhanh chóng đứng dậy anh say rồi về phòng nghỉ đi tôi không say tôi đang rất nghiêm túc tôi muốn cô sinh cho tôi một đứa con nữa tại sao lại muốn tôi sinh con cho anh chẳng phải trước đây anh còn cảm thấy xấu hổ và chán ghét khi con của anh được sinh ra bởi người mẹ như tôi cơ mà sinh con cho tôi cô sẽ có thêm thời gian ở với gạo nếp và tôi sẽ thưởng cho cô một khoản tiền đủ để cô sống một đời tôi mím chặt môi kìm nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng anh ta nói vậy chẳng khác nào tôi là một người mẹ tồi tệ bán con để lấy tiền tôi không biết tại sao anh ta lại đột ngột đề nghị như vậy có lẽ là vì muốn chọc tức vợ cũ hay vì lý do làm khác tôi không thể hiểu lòng người vốn đã phức tạp nhưng con người của anh ta còn phức tạp hơn tôi vẫn nhìn anh ta lạnh lùng trả lời tôi sẽ không sinh con cho anh nữa đâu tại sao tôi phớt lờ câu hỏi của anh ta đôi chân bước đi dứt khoát không dừng lại đi thẳng về phòng rồi đóng cửa lại tôi còn cẩn thận khóa cửa lại để đề phòng anh ta vẫn cố chấp đến tìm tôi một đêm không ngủ nên sáng hôm sau tinh thần của tôi không được tốt lắm tôi dậy sớm đi làm như bao ngày trưa hôm ấy tôi mang cơm lên cho phong nhưng khi đem đến nơi thì thư ký báo giám đốc hôm nay vẫn chưa đến bình thường nếu phong đi ăn trưa với khách hàng hoặc đi ăn ở đâu đó thì thư ký sẽ báo cho nhà bếp là trưa hôm nay không phải nấu nhưng hôm nay thư ký lại không báo gì tôi ngạc nhiên hỏi hôm nay giám đốc không đến sao anh không báo với nhà bếp tôi không liên lạc được với giám đốc tôi không biết giám đốc đi đâu có đến công ty hay là không Nên tôi đâu có dám báo xuống nhà bếp Nhỡ may giám đốc đến mà không có cơm Thì kiểu gì tôi cũng bị phạt Thôi thì phần cơm này các cô mang xuống mà ăn Tôi chào thư ký Rồi đẩy xe đồ ăn xuống nhà bếp Người cuồng công việc như Phong Mà lại không đến công ty Cũng không làm việc ở nhà Không liên lạc với thư ký Khiến tôi vô cùng ngạc nhiên Chiều tối đi làm về Thấy gạo nếp đang học với cô giáo tiếng Anh Nên tôi không làm phiền hai cô trò Tôi chỉ đứng ngoài cửa nhìn trộm con gái vài giây Xong rồi lẳng lặng về phòng thay đồ Rồi xuống bếp nấu cơm cùng với anh Nam Anh Nam nhìn thấy tôi cười hỏi Hôm nay đi làm được về sớm à Diệp Dạ vâng Anh Nam đang nấu món gì mà thơm thế ạ à? Bà chủ bảo hôm nay cậu chủ bị ốm Dặn tôi nấu cháo bổ cho cậu chủ Tôi tròn mắt nhìn anh Nam hỏi lại Cậu chủ bị ốm sao ạ à? Ừ Diệp ở cùng nhà mà không biết à Tối qua em vẫn thấy cậu chủ bình thường mà Xong sáng nay em đi làm sớm nên không biết Nghe nói cậu chủ bị sốt. Vậy ạ? À? Thật nào, hôm nay không thấy giám đốc lên công ty. Anh Nam đã nấu xong hết đồ ăn rồi, chỉ còn nấu nồi cháo trên bếp cho nhiều nữa là xong. Anh Nam lấy muôi nguấy cháo lên, sau đó anh múc một thìa nhỏ đưa tới gần miệng tôi. "Diệp ăn thử xem đã vừa miệng chưa? Lần đầu tiên anh nấu loại cháo này nên không tự tin cho lắm." Tôi nhìn thìa cháo trước mặt anh rồi hỏi, "Cháo gì đấy ạ?" À? "Cháo thịt gà tổ yến, em ăn thử đi." Tôi mở miệng nếm thử thìa cháo ở trước mặt mùi vị của cháo gà thơm phức tôi giơ ngón tay cái lên rồi cười bảo ngon lắm anh ạ mải nói chuyện với nam mà tôi không hay biết phong bước vào phòng bếp từ lúc nào chỉ khi nam cúi đầu chào chào cậu chủ cháo sắp xong rồi cậu đợi tôi một chút nghe tiếng nam chào hỏi tôi vội quay lại nhìn phong trên mặt có chút mệt mỏi anh ta đi tới bên tủ lạnh lấy một chai nước lọc ra uống tôi thấy vậy liền chạy tới hỏi trên phòng anh hết nước lọc rồi ạ anh đang bị ốm nên uống nước ấm Uống nước lạnh không tốt đâu Tôi có ý tốt muốn khuyên nhủ anh ta Nhưng thái độ của anh ta vô cùng khó hiểu Anh ta phớt lờ tôi Cũng không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái Sau khi uống xong chai nước Anh ta còn mạnh tay đóng cửa tủ dầm một cái Khiến tôi giật nảy cả mình Mang cháu lên phòng làm việc cho tôi Anh bảo ai ạ? À? Là tôi hay anh Nam? Là cô đấy Chờ cho anh ta đi ra khỏi phòng bếp Tôi quay lại nhìn anh Nam khẽ lắc đầu rồi thở dài một cái, anh Nam bật cười bảo: "Cháo xong rồi, em mang lên đi. Vâng, bây giờ anh về luôn à? Ừ, nấu xong là anh về luôn. chưa ở đây lâu anh cũng rén lắm. Tôi và Nam lại nhìn nhau bật cười. Anh Nam múc một bát cháo để vào khay cho tôi, sau đó thay tạp rể rồi ra về. Còn tôi đem cháo lên phòng làm việc của Phong. Từ khi về đây là hơn một tháng, chưa khi nào tôi thấy anh ta rảnh rỗi ngồi xem tivi như ngày hôm nay. Tôi tự hỏi liệu có phải hôm qua gặp lại vợ cũ nên hôm nay tâm tình của anh ta trở nên có vấn đề hay không tôi bước tới đặt bát cháo xuống bàn cháo vẫn đang còn nóng anh ăn luôn đi nha ăn cháo lúc nóng cơ thể sẽ toát mồ hôi ra cơn sốt của anh sẽ đỡ đi đấy ạ cô đốt cho tôi đi tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta sau đó cẩn thận xúc một thìa cháo đưa tới miệng của anh ta anh ta nhàn nhã mở miệng ra ăn có điều vừa mới nốt xuống xong miếng đầu tiên anh ta đã nhăn mặt lại không ngon chắc là anh ốm nên cảm thấy đắng miệng ăn không ngon thôi chứ vừa nãy tôi nếm thử cháo rồi ăn thơm và ngon lắm cô thấy ngon không có nghĩa là người khác cũng thấy ngon cô mang cháo xuống đi tôi không muốn ăn nữa cháo anh nam đã mất công nấu rồi anh cố ăn để còn uống thuốc với lại là cháo này rất bổ đấy ạ à? cô thấy tiếc công cho người ta thì cô đi mà ăn ăn cho bằng hết đi anh bị làm sao vậy cháo này là nấu cho anh để anh bồi bổ mà chắc là cháo không hợp với khẩu vị của anh nhưng mà anh cố ăn lấy một ít đi tôi không ăn tôi mặc kệ anh ta không muốn ăn vẫn cố tình xúc một thìa rồi đưa tới miệng của anh ta ăn một chút thôi sau đó tôi đưa một tay lên sờ chán anh ta kiểm tra rồi nói tiếp người anh vẫn còn nóng lắm đây này anh không chịu ăn thì làm sao mà khỏi ốm được bàn tay tôi đang để trên chán của anh ta bị gạt xuống anh thở hắt ra một hơi sau đó cúi xuống ăn thìa cháo trên tay tôi anh ra vẻ mệt mỏi bảo Cô còn lại nhải nhiều hơn cả mẹ của tôi Tôi khẽ mỉm cười Nếu không làm như vậy Thì sao anh chịu ăn chứ Anh ta chê cháo không ngon, không hợp khẩu vị Vậy mà chỉ cần tôi nịnh cho vài câu Anh đã ăn hết cả tô cháo to tướng Nhìn thấy anh ta ăn hết sạch Tôi vui vẻ khen anh ta một câu Vậy mà anh ta lại mỉa mai tôi Cô rất giỏi chiều và nịnh đàn ông đấy Đúng vậy Rất lời Tôi bực bội cầm bát xuống dưới nhà Con người anh ta rất thích nói móc nhiều người khác thì phải tôi tức anh ta nên tối hôm đó không thèm lên phòng anh ta chơi như mọi khi nữa gạo nếp thì cứ đòi tôi đưa lên phòng thăm bố nhưng tôi bảo mệt về sau gạo nếp không rủ được tôi con bé đành phải một mình chạy lên phòng thăm bố lên đó chẳng biết hai bố con nói chuyện gì với nhau mà khi về phòng gạo nếp vui lắm gạo nếp khoe với tôi bố bảo mai được nghỉ bố sẽ dẫn con với mẹ đi siêu thị mới đi chơi sở thú nữa ạ à. là con đòi đi đúng không vâng hôm qua bố hứa với con là con muốn đi đâu bố sẽ đưa đi mà Thôi được rồi, giờ con về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi chơi nữa. Vâng. Tôi đưa gạo nếp về phòng ngủ, gạo nếp lên giường ôm con gấu bông rồi nũng nịu. Mẹ ơi, mẹ xoa lưng cho con ngủ nhá, lâu lắm rồi con không được mẹ xoa lưng. Tôi mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh con, vừa ngắm con ngủ, vừa xoa xoa lưng cho con. Cho đến khi gạo nếp ngủ, tôi mới nhẹ nhàng trở về phòng. Có lẽ vì đêm qua không ngủ, nên hôm nay chỉ cần đặt lưng xuống là tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng đến nửa đêm tôi bỗng lơ mơ nghe thấy tiếng cửa kêu cạch một tiếng như có ai đó mở ra sau đó tôi còn cảm nhận được một bên giường bị lún xuống nhưng vì quá mệt nên tôi không thể mở nổi mắt chỉ đến khi có một bàn tay nóng rực luồn vào áo thì tôi mới bừng tỉnh tôi định hét lên nhưng bàn tay to ấy đã kịp bịt miệng tôi lại qua ánh sáng của đèn ngủ mờ mờ tôi nhận ra đó là phong tôi kinh ngạc hỏi sao anh lại xuống phòng tôi muốn ngủ với cô Hôm nay tôi mệt lắm, không làm nổi đâu." Nói rồi tôi nằm xuống giường, Phong vẫn đặt tay trong áo tôi, mấy ngón tay không yên phận còn vuốt ve, tôi đẩy tay anh ta ra rồi gắt lên. "Anh đừng có quậy nữa, tôi buồn ngủ lắm." "Vậy cô ngủ đi." Phong rút tay ra, anh ta ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, vì quá buồn ngủ nên tôi cũng không để ý tới anh ta nữa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon và sâu đến nỗi sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào phòng tôi mới giật mình tỉnh dậy. Lúc nhìn sang bên cạnh giường thì không còn thấy Phong nữa. Tôi khẽ thở phào rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Lúc xuống dưới nhà đã thấy gạo nếp mặc váy công chúa màu hồng. Còn Phong thì mặc chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với cả quần jean. Chỉ có tôi là vẫn còn mặc bộ đồ ở nhà. Lần đầu được đi chơi cùng với bố mẹ nên gạo nếp háo hức lắm. Con bé dục tôi. Mẹ nhanh lên thay quần áo đi. Lúc này bà chủ từ ngoài bước vào. Bà khẽ liếc nhìn tôi rồi quay lại bảo Phong mới ốm dậy còn chưa khỏe hẳn mà con định đi đâu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thôi khi khác rồi đi không sao con khỏe rồi mà mẹ bà chủ tỏ vẻ không vui nhưng bà là người rất sợ con trai nên khi nghe phong nói như vậy bà cũng không ý kiến gì thêm nữa tôi cũng nhanh chóng lên phòng thay quần áo tôi là người sống đơn giản quần áo không cần phải cầu kỳ tôi thay quần áo chưa tới ba phút là xong lúc xuống đến nơi phong nhìn tôi có chút chán nản con gái gì mà không tô son đánh phấn vậy Tôi làm gì có tiền mua phấn với trà son Với lại bình thường Tôi chỉ có đi làm và đi làm Thời gian đâu mà trương diện đi chơi Đúng rồi đấy bố Mẹ suốt ngày phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho ông ngoại với nuôi con Nhưng mà bố ơi Mẹ không đánh phấn son nhưng vẫn rất xinh đúng không bố Câu hỏi của gạo nếp Khiến tôi và cả Phong trong phút chốc cứng đơ người Tôi vừa xấu hổ vừa ngại Nên quát gạo nếp Gạo nếp không được nói linh tinh Mẹ xinh đúng không bố Lúc này Phong khẽ gật đầu Anh ta trả lời qua loa cho gạo nếp đỡ hỏi nhiều Ừ, xinh Tôi biết anh ta chỉ trả lời để làm vừa lòng gạo nếp thôi Chứ thật ra câu nói đó của anh không thật lòng Dù biết chỉ là câu nói dối Nhưng không hiểu sao Mặt tôi vẫn đỏ bừng lên vì xấu hổ Phong đưa mẹ con tôi đi ăn sáng Sau đó tranh thủ buổi sáng còn mát Chúng tôi cho gạo nếp đi chơi ở vườn thú Gạo nếp chạy lung tung khắp nơi để khám phá Còn tôi với Phong Đi lẽo đẽo phía sau con tôi vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh đang lơ đãng nhìn mấy con khỉ thì bỗng phong hỏi tôi tại sao cô không muốn sinh con cho tôi đang lúc đi chơi vui vẻ thế này đột nhiên anh ta hỏi một câu khiến tôi thấy mất hứng thứ nhất tôi không muốn biến mình thành người đẻ thuê lương tâm tôi không cho phép tôi bán con để kiếm tiền thứ hai là giữa tôi và anh không có thứ gọi là tình yêu vậy tại sao cô lại sinh gạo nếp cho tôi không phải tôi sinh con cho anh tôi sinh con là cho tôi với lại có một chuyện này tôi chưa từng kể cho anh nghe sau khi xảy ra đêm đầu tiên giữa tôi và anh tôi đã uống thuốc tránh thai nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn mang thai được là gạo nếp đã mạnh mẽ đến bên chúng ta mới đúng nói xong tôi quay lại nhìn phong anh cũng đang nhìn chằm chằm tôi tôi không rõ anh đang suy nghĩ điều gì tôi hỏi ngược lại anh vậy tại sao anh lại muốn tôi sinh con cho anh có phải là anh muốn chọc tức vợ cũ đúng không Trước khi mở miệng hỏi câu hỏi này, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ tức giận những lần trước, bởi mỗi lần hễ có ai nhắc tới vợ cũ là anh ta đều tức giận mà nổi điên lên. Nhưng hôm nay anh ta rất khác, anh ta bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Ánh mắt anh ta nhìn gạo nếp, đang chơi phía trước, đôi mắt rất dịu dàng và ấm áp. Chẳng có gì liên quan tới vợ cũ hết. Cô tuy không phải là vợ của tôi, nhưng lại là người sinh con cho tôi. Và tôi cũng mong cô là người duy nhất sinh con cho tôi, bởi tôi muốn con cái là của tôi tất cả bọn chúng đều là anh em cùng cha cùng mẹ cô cũng nhìn thấy quan hệ gia đình tôi phức tạp khi bố tôi có hai vợ đúng không tôi đã từng rất ghét ông ấy và tôi không muốn bản thân bị phạm sai lầm như ông ấy thêm điều nữa là tôi muốn có con trai để có thể vững chắc ngồi lên ghế chủ tịch thế anh không định lấy vợ nữa à hiện tại tôi không có dự định nhưng sau này thì có đúng không nếu sau này anh lấy vợ Giữa hai người chắc chắn sẽ phải có con, nhưng anh cũng không cần phải lo sợ, vợ nọ con kia sẽ phức tạp đâu. Tôi chỉ cần anh nuôi gạo nếp tới khi con bé trưởng thành, sau đó con bé sẽ tự làm và nuôi bản thân mình. Tôi không cần anh phải chia chắc cổ phần gì cho con bé đâu, chỉ cần con thấy bình an vui vẻ là tôi thấy mãn nguyện rồi. Vậy là cô vẫn không muốn sinh con cho tôi. Tôi không thể. Hít vào một hơi thật sâu, tôi đi lên trước anh ta một bước rồi bảo, "Hôm nay trời đẹp thật đấy." không khí cũng thật đẹp hãy để một ngày được vui vẻ trọn vẹn nhé tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa đâu tôi với phong chậm rãi đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu gì nữa gạo nếp chạy nhảy nhiều quá nên mỏi chân con bé chạy về phía bố mẻ nheo bố ơi cõng con nhá con mỏi chân quá phong gật đầu anh ngồi xuống cho gạo nếp leo lên lưng gạo nếp nhỏ xíu nép vào tấm lưng rộng lớn của bố tôi ở phía sau nhìn hai bố con rồi khẽ mỉm cười tấm lưng rộng lớn vững vàng của anh sẽ che chở và bảo vệ được con gái suốt đời này. Chúng tôi chơi trong vườn thú cho đến khi trời nắng gay gắt thì mới chuyển chỗ chơi đi đến siêu thị. Thật ra tôi biết, người như Phong chắc anh ta cũng chẳng bao giờ phải bước vào siêu thị để mua đồ cả. Nhưng bởi vì chiều theo ý của gạo nếp nên anh ta mới buộc phải đến đây. Nhìn anh ta cứ đứng ngơ ra mà khiến tôi bật cười. Ở nhà và công ty nhìn anh ta cao ngạo sắc bén bao nhiêu thì ở đây nhìn anh ta giống như một ông bố vụng về gạo nếp thì chỉ thích chạy tới quầy đồ chơi, con bé mua thêm một em búp bê nữa để mang về bầu bạn với em búp bê Barbie mà bố mua cho. Nhưng khi nhìn thấy giá tiền của em búp bê ấy, tôi đã ngăn cản gạo nếp không cho mua. Con búp bê này đắt tiền quá, con chọn con khác đi. Em búp bê này so với em ở nhà chẳng đáng là gì. Anh son bảo với con, em búp bê Barbie của con thuộc vào top đắt nhất thế giới đấy. Nghe gạo nếp nói vậy, tôi tròn mắt nhìn con, xong rồi nhìn sang phong. Tôi không tin nên hỏi lại có thật vậy không? Ừ, bình thường thôi, có gì đâu mà cô ngạc nhiên dữ vậy. Phong bình thường về chuyện học hành và rèn rũa nề nếp cho con thì rất nghiêm khắc, nhưng về những chuyện khác thì anh ta lại vô cùng chiều con. Gạo nếp thích cái gì là anh ta đều mua cho con hết, còn tôi thì đi chọn ít đồ ăn để trưa nay qua phòng trọ cái vân ăn uống. Tôi vừa lỡ thức ăn vừa bảo, lát nữa mua sắm xong, tôi và gạo nếp sẽ quay lại xóm trọ cũ thăm một người bạn. Anh có muốn đi cùng không? Nếu anh không thích, thì mẹ con tôi bắt xe về đó cũng được Con gái của tôi Đương nhiên tôi phải đưa đi rồi Chúng tôi lượn vài phòng siêu thị Cũng chưa mua đồ xong Phòng anh ta tiêu tiền không cần nhìn giá Cứ thích là nhặt vô tội vạ Anh ta còn mua cho tôi cả kem dưỡng da Và mấy thỏi son Anh ta không dành mấy món này Nên đã gọi nhân viên ra tư vấn mất cả nửa tiếng đồng hồ Đến khi đã quá trưa rồi Chúng tôi mới rời khỏi siêu thị Sau đó Phong lái xe đưa mẹ con tôi về khu phòng trọ cũ, vừa xuống xe, Gạo nếp đã chạy tới ôm chặt dì Vân, con bé díu rít hỏi thăm gì. Tôi mặc kệ đến cái Vân với gạo nếp ngồi nói chuyện với nhau. Tôi quay sang bảo với Phong: Nếu anh không chê thì mời anh vào phòng trọ ăn cùng chúng tôi bữa trưa nhé. Phong không nói gì, anh cứ vậy bước vào phòng trọ. Anh ta đứng đút tay vào túi quần rồi đưa mắt nhìn khắp phòng. Tôi vội bật quạt lên rồi lấy ghế làm việc của cái Vân đưa cho anh ta ngồi. Phòng hơi chật với nóng, anh thông cảm. Không phải là hơi chật mà là quá chật. Trước đây ba người ở kiểu gì vậy? Tôi vừa sắp đồ ăn ra vừa cười cười bảo, thì chúng tôi vẫn ở được mà. Hôm nay cái Vân Bảo thích ăn thịt nướng nên tôi đã mua rất nhiều thịt, tôi sắp đồ ăn xong rồi lấy chiếc bếp nướng đặt ở giữa phòng, Phong thấy vậy liền nhăn mặt lại. Nếu muốn ăn nướng sao không bảo tôi đưa đi ăn là xong, ăn ở đây tí nữa mùi thịt nướng ám hết vào phòng lại còn nóng nữa. Ăn ở nhà vui hơn, thỏa mãn hơn, ăn xong chỉ cần mở hết cửa sổ rồi xịt thơm phòng là hết mùi ngay phong tỏ thái độ chán không muốn nói nữa cái vân với gạo nếp ở bên ngoài tâm sự nói chuyện một lúc thì mới vào trong phòng tôi cũng đã sắp đồ ăn xong và bắt đầu cho thịt vào nướng phong đang ngồi trên ghế thì bị gạo nếp kéo xuống đất ngồi bố chắc là chưa được ăn món thịt nướng mẹ làm đâu mẹ làm sốt ướp thịt với nước chấm là đỉnh nhất đấy ạ à. cái vân nghe gạo nếp nói thì bật cười nói trêu gạo nếp khéo khoe mẹ con quá nhỉ nhưng ngon thật mà đúng không gì vân Đúng rồi, mẹ của gạo nếp nấu ăn là ngon nhất Gạo nếp ngồi nhìn bố ăn hết miếng thịt rồi vội hỏi Ngon không bố? Ngon lắm, con cũng ăn đi Vâng Cái vân nhìn cảnh tượng này liền ghé tay tôi nói nhỏ Gạo nếp mới về đây hơn một tháng mà thân quen với bố nhanh thế Ta còn tưởng con bé sống với bố từ bé cơ đấy Tôi cũng ghé sang cái vân nói nhỏ Hoa hậu thân thiện mà Giờ gạo nếp còn quấn bố hơn mẹ nữa đấy Thế này thì mày yên tâm rồi nhá Ừ, cũng yên tâm được phần rồi vì Phong ngồi đó Nên tôi với cái Vân phải giữ lịch sự Không dám to nhỏ với nhau lâu Sợ rằng anh ta lại nghĩ tôi với nó đang nói xấu anh ta Thấy tôi cứ mải nướng thịt cho mọi người mà không ăn Nên Phong giật lấy kẹp gắp thức ăn từ tay tôi Anh bảo Cô ăn đi, để tôi nướng thịt cho Anh nướng được chứ Chỉ là nướng thịt thôi mà, có gì khó đâu Ăn uống xong xuôi Lúc tôi định ra về thì cái Vân buồn buồn nói Diệp này Ngày mai tao phải về quê rồi Bố mẹ tao bắt về tôi chỉ nghĩ đơn giản là lâu rồi nó chưa về quê nên bố mẹ thấy nhớ dục nó về thôi vậy nên tôi lên xe lấy giỏ quà mà tôi vừa mua đưa cho nó rồi bảo tao có chút quà biếu hai bác thế mày về quê có lâu không đôi mắt kế vân đỏ hoe tao về quê sống hẳn sao lại thế tự dưng bố mẹ mày lại bắt về à công việc của mày ở đây cũng ổn mà bố mẹ bắt tao về lấy chồng nói là ưng đám nào ở làng bên rồi ấy thời đại nào rồi mà bố mẹ mày còn cổ hủ thế chứ bố mẹ tao càng ngày càng yếu ông bảo muốn tao lấy chồng gần để còn tiện trông nom chăm sóc cái vân là người đồng hành cùng tôi từ khi tôi vẫn còn chân ướt chân giáo lên thành phố tìm việc nó vừa là bạn tri kỷ của tôi nghe thấy nó phải chuyển về quê ở hẳn tôi không kìm được ôm lấy nó nước mắt không ngừng rơi tôi ôm nó một lúc lâu đến khi nó đẩy ra tôi mới chịu buông tay nó bảo nhỏ với tôi vẫn cứ liên lạc với nhau qua điện thoại nhé thỉnh thoảng tao vẫn sẽ lên thăm mẹ con mày với lại lâu lâu Mày phải kiểm tra lại não một lần Có gì thì bảo tao nghe chưa Tao biết rồi Mày cũng vậy Có chuyện gì phải nói cho tao nghe đấy Không được giấu ở trong lòng đâu Nó gật gật đầu Tôi với nó ôm nhau một cái nữa Bị dịn không muốn rời Nó phải dục tôi mấy lần tôi mới chịu bước lên xe Lên xe ô tô tôi nhìn Phong rồi khẽ nói Anh có thể cho tôi vay tiền được không? Bao nhiêu? 5 triệu Anh ta không nói gì liền mở ví đưa cho tôi một sấp tiền anh không đếm thì biết số tiền này là bao nhiêu tôi thấy nhiều hơn năm triệu thì phải cô cứ coi như tôi thấy bạn cô khó khăn nên muốn giúp đi vậy thôi số tiền này không đáng là gì cô không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu tôi nói vai anh thì tôi sẽ trả nói rồi tôi đem sắp tiền mà anh đưa cho tôi số tiền hơn hai mươi triệu tôi bảo anh ta vậy tôi vay nhé sau này anh trừ vào tiền lương của tôi tôi cầm sắp tiền rồi chạy tới chỗ cái vân nhét vào túi áo của nó Số tiền này mày cầm đấy mà thuốc thang cho bố mẹ nhé. Mày điên à? Mày cũng đang bị bệnh. Sau này còn cần rất nhiều thuốc để chữa trị. Tiền thuốc thang của bố mẹ tao tao vẫn lo được. Không sao đâu. Phong rất là hào phóng. Anh ta hứa sau 3 tháng sẽ cho tao một khoản tiền. Lúc đó tao đầy tiền chữa bệnh. Vậy nhá, tao về đây. Dứt lời, tôi rúi lại tiền vào túi áo của nó rồi chạy thật nhanh lên xe. Tôi sợ đứng đó với nó còn cứ rằng co không chịu nhận. Lên trên xe, Phong cũng nhanh chóng lái xe đi tôi cứ nghĩ về chuyện cái vân nên không được vui lắm vậy mà phong còn cố tình trêu tôi hôm nay tôi cho cô vay tiền rồi tối nay phải chiều tôi đấy gạo nếp đang ngồi đây anh đừng có nói linh tinh anh ta bật cười đôi mắt nhìn tôi vừa ngả ngớn lại vừa nguy hiểm tôi không thèm để ý tới anh ta nữa về đến nhà tôi thấy gạo nếp ngủ ngon nên không đánh thức con cứ vậy ôm con vào trong lòng rồi bế vào nhà có điều khi vào đến nhà tôi cũng có chút sững sờ khi nhìn thấy chị đan tâm đang ngồi uống trà với bà chủ. Tôi không biết chị ấy đến đây tìm gặp Phong hay là có chuyện gì, nhưng tôi cứ có cảm giác không ổn cho lắm. Tôi chào bà chủ và chị đan tâm, sau đó bế gạo nếp lên phòng. Vì không muốn đối diện với chị ấy, nên tôi không xuống dưới nhà mà đi lên tầng thượng thu quần áo. Có điều tôi không ngờ, Phong và chị đan tâm lại ở trên tầng thượng nói chuyện với nhau. Thấy bóng dáng hai người bọn họ, tôi vội kiếm chỗ nấp. Tôi bây giờ không thể nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ có thể nghe thấy giọng họ nói chuyện, Phong gần lại hỏi, "Tại sao còn quay về đây làm gì? Chắc anh cũng biết rồi mà đúng không? Em bị ngã cầu thang và chấn thương ở chân nên không thể theo đuổi đam mê được nữa, em buộc phải trở về nước. Vì cái đam mê ấy mà em bỏ tôi để quyết theo đuổi nó, giờ thì sao đây? Bây giờ không theo đuổi nổi nữa nên quay về đây tìm tôi à?" "Em đến đây không phải là để tìm anh, là ông nội gọi em đến. Em đến đây từ sáng, ông nội có ý muốn hàn gắn của hôn nhân của anh và em." vậy ý em sao anh luôn là lựa chọn tốt nhất của em nếu trước đây anh cho em thêm thời gian để hoàn thành nốt ước mơ thì cuộc hôn nhân của chúng ta đã không có kết cục thế này chuyện của chúng ta đã kết thúc tôi không muốn đổ lỗi cho ai và tôi cũng nói cho em biết bây giờ em không có quyền để lựa chọn nữa rồi em biết bây giờ anh vẫn còn rất giận em nhưng dù thế nào thì em vẫn là người hợp với anh nhất và em cũng là người duy nhất có thể hậu thuẫn cho sự nghiệp của anh sau này chúng ta còn tình cảm với nhau thì hãy gạt bỏ qua mọi thứ để quay về em không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa em sẽ sinh con cho anh kể cả anh muốn mười đứa cũng được vậy nên anh hãy suy nghĩ kỹ đi nhé bây giờ em phải về rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị đan tâm xa dần sau khi không còn nghe thấy bước chân của chị ấy nữa tôi mới hơi ngó mặt ra phong vẫn đứng đó anh quay lưng về phía tôi nhìn ra con sông phía sau biệt thự nhưng dường như anh ta có mắt sau lưng thì phải tôi đã nấp rất kỹ, cũng không gây ra tiếng động nào. Vậy mà không hiểu sao anh ta lại phát hiện ra tôi đang có mặt ở đây. Diệp, ra đây. Sao anh biết tôi ở đây? Anh ta chỉ tay lên giàn phơi rồi bảo. Cô chưa thu đồ xong kìa. Không phải là tôi muốn nghe trộm chuyện của hai người đâu, mà tôi đang thu quần áo thì hai người đột nhiên lên đây. Tôi không biết phải làm sao nên đã trốn vào góc kia. Thế cô nghe thấy hết chuyện của chúng tôi rồi chứ? Tôi mím môi khẽ gật đầu, anh ta lại hỏi Thế cô thấy thế nào? Ý anh là sao? Cô thấy tôi có nên quay lại với vợ cũ không? Chuyện này ở anh chứ sao lại hỏi tôi? Tôi biết gì về chuyện của hai người đâu. Tôi cần lời khuyên ở cô. Người ta thường nói người ngoài cuộc sẽ luôn suy nghĩ sáng suốt hơn người trong cuộc. Cô nghĩ thế nào thì cô cứ nói cho tôi nghe đi. Tôi không hiểu sao anh ta lại hỏi tôi một người chưa biết đến yêu đương là gì cũng chưa có kinh nghiệm trong chuyện kết hôn thêm nữa tôi cũng chẳng biết trong cuộc hôn nhân của họ đã xảy ra những gì vừa nãy nghe được một đoạn hội thoại giữa hai người thì tôi cũng mới chỉ biết lờ mờ thôi vậy nên tôi ngập ngừng ngập ngừng mãi mới trả lời thì tôi thấy chị đan tâm nói đúng đấy nếu anh với chị ấy còn yêu nhau thì hãy tha thứ cho nhau quay về làm lại từ đầu cô nghĩ như vậy sao vâng với lại tôi không rõ vì sao hai người ly hôn nhưng nếu như chị đan tâm nói là vì chị ấy muốn theo đuổi đam mê nên hai người mới ly hôn tôi nghĩ nếu là vì chuyện đó thì vẫn có thể tha thứ cho nhau được mà phong không nhìn tôi nữa anh quay mặt về phía con sông nhân tạo uốn lượn đôi mắt nhắm lại sắc mặt trầm trầm nếu tôi và vợ cũ quay lại thì cô có buồn không câu hỏi này của anh đã đánh động đến tôi tôi cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì nữa những ngày đầu gặp anh tôi đã chẳng mấy có thiện cảm với anh một giám đốc cao ngạo cục xúc tâm lý thì bất ổn luôn cho mình là nhất không coi ai ra gì tôi đã từng rất ghét anh nhưng sau những ngày tháng ở bên cạnh anh anh không hoàn toàn là con người lạnh lùng như bề ngoài mà anh vẫn tỏ ra thật ra thì trong sâu thẳm con người của anh ta vẫn có sự ấm áp nhất là đối với gạo nếp anh ta quả thật là một người bố rất tuyệt vời nếu nói không thích anh thì là không phải tôi cũng đang dần phát hiện ra dường như có một chút tình cảm đang len lỏi trong trái tim tôi nhưng tôi buộc phải ghìm chặt chôn sâu lại bởi tôi biết tôi và anh ta là không thể mãi mãi không thể được tôi hít một hơi thật sâu trả lời anh buồn gì chứ tôi thấy mừng cho anh chị đan tâm là người hợp với anh nhất phong đứng lặng im ở đó không mở miệng nói thêm bất cứ điều gì nữa tôi ngẩn ngơ đứng nhìn anh nhưng không dám nhìn lâu sợ anh phát hiện tôi khẽ thở dài rồi quay đi thu nốt quần áo trên giàn phơi lúc chuẩn bị xuống dưới nhà tôi ngoái lại nhìn anh ta anh ta vẫn đứng im ở đó không có dấu hiệu muốn rời đi vẫn như công việc mọi hôm tôi ủi quần áo rồi sắp xếp ngăn nắp theo đúng trật tự sắp xếp xong quần áo tôi xuống dưới nhà nghe bà chủ nói chuyện thì tôi biết người đàn ông trung niên này là bác sĩ tâm lý của phong thỉnh thoảng sẽ tới nhà kiểm tra bệnh tình cho anh bà chủ mỗi lần nhìn thấy tôi thì đều tỏ vẻ mặt không vui bà hắt hàm hỏi hôm nay đi chơi ở đâu mà lâu thế hả để con bé đam tâm nó chờ mãi tôi không dám nói là tới phòng trọ của bạn ăn cơm vì sợ bà không thích nên tôi chỉ nói dạ phong đưa mẹ con cháu đi chơi ở vườn thú với siêu thị ạ vừa chơi vừa ngủ ở đó hay sao mà đến chiều mới mò về tôi nói cho cô biết nhá con trai tôi sắp sửa quay lại với vợ cũ rồi cô đừng có mặt tiếp cận quyến rũ con trai tôi nghe rõ không vâng cháu biết rồi ạ thế phong đã nói với cô tối mai tập đoàn trường phong tổ chức tiệc trên du thuyền chưa dạ chưa ạ nhưng bữa tiệc trên du thuyền chỉ dành cho những người sang trọng thôi sao lại phải nói với cháu làm gì ạ tất cả đầu bếp và phó bếp rồi cả phụ bếp phải lên trên đó phục vụ cô là người giúp việc trong nhà cũng phải lên trên đó phục vụ luôn dạ vâng ạ giám đốc phong chưa thông báo gì nên cháu không biết bà chủ thở dài không thèm nhìn cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa thấy bà chủ không nói gì nữa tôi xin phép vào bếp dọn đồ ăn ra bàn đến bữa ăn bà chủ bảo cứ ăn trước đi phong vẫn đang nói chuyện với bác sĩ nên sẽ xuống ăn sau đến khi cả nhà ăn xong bữa tối rồi thì tôi mới thấy bác sĩ tâm lý từ trên phòng của Phong xuống. Sau đó ông bác sĩ và bà chủ ra ngoài vườn hoa nói chuyện, còn tôi ở trong bếp dọn dẹp. Dì Lan lúc này cũng đang ở trong bếp, dì bảo với tôi. Từ hồi có gạo nếp về đây, cậu chủ ít đau đầu, với đỡ bị ảo giác hẳn, chắc lần này bệnh tình của cậu chủ đỡ hơn rồi. Dạ, cháu cũng mong là sự xuất hiện của gạo nếp sẽ giúp cậu chủ khỏi bệnh ạ. Mong là như vậy. Dọn dẹp xong ở dưới bếp, tôi định về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi đi qua phòng của gạo nếp tôi nhìn thấy phong đang dạy con bé học bài nhìn hình ảnh của người bố ân cần dạy con gái học bài tôi không biết tại sao nước mắt tôi lại thấy rưng rưng tôi đứng im lặng nhìn hai bố con tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp thế này qua một lúc lâu đột nhiên phong ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tôi tầm nửa tiếng sau phong bước vào phòng tôi đây là lần thứ hai anh tới phòng của tôi mà không thèm gọi hay gõ cửa Tôi nhăn mặt lại bảo anh Tôi biết đây là nhà của anh Nhưng anh đã chia phòng này cho tôi Thì lần sau vào phòng tôi anh nên gõ cửa dùm Tôi cũng phải có không gian riêng tư của tôi chứ Tôi với cô thân mật tới mức Biết rõ về cơ thể của nhau rồi Còn cần gì về riêng tư điều gì nữa sao Tôi nhìn anh ta Bốn mắt đối diện vô cùng gần Hít một hơi thật sâu tôi nói Vợ cũ của anh đã quay lại rồi Hai người sẽ quay về bên nhau Vậy nên từ bây giờ chúng ta hãy kết thúc quan hệ đó đi tôi không muốn lún sâu vào chuyện này nữa kết thúc hay không tôi mới là người quyết định tôi vẫn rất có hứng thú với cô đấy tôi không muốn biến mình thành kẻ thứ ba tôi không thể làm ra cái loại chuyện tội lỗi phá hoại gia đình người khác được tôi đã quay lại với vợ cũ đâu mà cô phải lo lắng như vậy khi nào tôi đồng ý quay lại với vợ cũ thì chúng ta mới có thể kết thúc được dứt lời anh ta xoay người bước đi nhưng đi được vài bước như nhớ ra chuyện gì đó anh ta quay lại bảo tôi à ngày mai tập đoàn trường phong tổ chức tiệc trên du thuyền tôi muốn cô lên đó phục vụ ngày mai cô sẽ được nghỉ làm trưa mai cùng tôi ra hạ long tôi đã nghe bà chủ nói rồi nên cũng không cảm thấy thắc mắc gì tôi trả lời vâng tôi biết rồi ngày hôm sau lúc tôi ngủ dậy phong đã không còn ở nhà tôi không biết anh ta đến công ty hay là đi đâu anh ta đã hẹn tôi là trưa nay cùng anh ta ra hạ long nhưng đến trưa cũng không thấy anh ta trở về anh nam nấu xong bữa trưa thì hỏi tôi hôm nay em có ra hạ long không dạ có anh cũng ra đó làm ạ à? vậy đi thôi xe khách chở người phục vụ đang chờ bên ngoài rồi xe chạy hơn hai tiếng là tới hạ long ở đó đã có người chờ sẵn hướng dẫn chúng tôi lên du thuyền lên đến nơi chúng tôi cũng chẳng có thời gian để ngắm cảnh liền bắt tay vào làm việc để kịp cho bữa tiệc tối nay những người phục vụ trên du thuyền như chúng tôi làm việc hết công suất trên thuyền toàn là những đầu bếp của nhà hàng năm sao tôi ở đây chỉ được làm phụ bếp thôi tôi ở trong bếp nên không để ý nhiều tới bên ngoài chỉ khi bữa tiệc sắp bắt đầu anh nam mới ghé tay tôi bảo em có muốn ra ngoài xem thế giới của người giàu một chút không có được không ạ được chứ anh nam dẫn tôi ra một chỗ mà có thể nhìn thấy toàn cảnh của bữa tiệc bữa tiệc xa hoa của nhà giàu khiến tôi phải kinh ngạc trong bữa tiệc tôi chỉ nhìn thấy khánh và chị mỹ anh khoác tay nhau hai người họ đang đi chào hỏi mọi người có mặt trên du thuyền đến khi bữa tiệc bắt đầu thì chủ nhà cũng là nhân vật chính mới xuất hiện lúc phong bước ra cả người anh toát ra sự mạnh mẽ và tràn đầy khí phách đi bên cạnh anh là chị đan tâm tối nay chị ấy mặc một bộ váy mềm mại màu xanh tuyết trông vô cùng quyến rũ hai người họ bước vào thu hút tất cả ánh nhìn của những người có mặt trong bữa tiệc hai người họ bước lên mục cao nhất sau đó phong lên một bài phát biểu và bữa tiệc chính thức bắt đầu tôi với anh nam vẫn còn nhiều việc nên không thể đứng ở đây lâu được nghe nói bữa tiệc này tổ chức hết đêm nay vậy nên người phục vụ như bọn tôi cũng phải làm việc cho hết đêm nay tôi làm việc trong bếp đến nửa đêm thì đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu đau như búa bổ không thể đứng vững nên tôi đã xin phép quản lý cho đi uống thuốc tôi xuống căn phòng dành cho những người phục vụ rồi lấy thuốc uống không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà khi uống thuốc xong hai mắt tôi díu chặt lại, dù có rửa mặt hay làm cách nào cũng không ngăn cản được cơn buồn ngủ. Tôi đặt lưng xuống ghế, tính nhắm mắt một lúc thôi, nhưng đang ngủ đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi lờ mờ mở mắt ra, thì thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng hoàn toàn xa lạ. Trên người tôi, cúc áo đã bị ai đó cởi ra hết. Lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Phong đã đứng trước mặt tôi, anh ta gần lên. Cô thèm tiền đến thế cơ à? cô muốn tiền tới mức dụ dỗ cả người bằng tuổi của bố mình. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Cô cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nằm trong căn phòng này. Rõ ràng lúc tôi nhắm mắt lại là tôi đang ở trong phòng nghỉ dành cho người phục vụ. Vậy mà sao giờ tôi lại ở căn phòng lớn thế này? Ánh mắt Phong gắt gao nhìn tôi, tràn đầy thất vọng cùng với phẫn nộ. Tôi bàng hoàng cài lại cúc áo. Bây giờ có giải thích thế nào? thì chắc chắn phong cũng không tin tôi vì không muốn gây ra phiền toái cho bữa tiệc ngày hôm nay nên tôi đứng bật dậy định chạy ra ngoài nhưng lúc chạy đến cửa thì tôi bị một người phụ nữ lớn tuổi chặn lại ánh mắt bà ta sắc lẹm bà ta đẩy tôi ngã xuống sàn nhà sau đó lấy một sấp ảnh trong túi sách ném vào mặt tôi con này hôm nay thì tao bắt được mày rồi mày to gan dám lén lút lên cả đây để làm chuyện này với chồng tao được lắm hôm nay tao không đánh tan nát cái mặt mày ra thì tao không thể nguôi giận được. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra vui vẻ, cháu không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới bữa tiệc, vậy nên mong bác kiềm chế, chuyện này để sau bữa tiệc rồi giải quyết. Người phụ nữ ấy dù vẫn đang rất tức giận, nhưng Phong đã nói vậy nên bà ta cũng có chút nề mặt chủ nhà, nhưng tôi thì không thể để bản thân oan ức như vậy. Tôi nhặt những tấm ảnh bái đã ném vào mặt tôi lên nhìn, và tôi thật kinh ngạc khi người đàn ông ngày hôm nay động chạm đến tôi, cũng chính là người đàn ông đã trả cho bọn vay nặng lãi 10 triệu để mô tôi vào cái đêm cách đây hai tháng. Người đàn ông này không biết do say hay do xấu hổ quá mà hiện tại vẫn còn nằm im dưới sàn nhà. Tôi tiến đến gọi ông ta, muốn ông ta xác nhận rằng giữa tôi và ông ta chưa từng có quan hệ gì. Nhưng có vẻ như ông ta cố tình không muốn tỉnh dậy vào lúc này. Tôi cầm sắp ảnh lên, sau đó xé đôi những tấm ảnh đó ra. Tôi nhìn bà ấy nói: những tấm ảnh này được chụp cách đây hai tháng. Hôm đó tôi bị bọn cho vay nặng lãi lừa uống thuốc sau đó đưa lên giường của chồng bà nhưng may mắn là tôi đã tỉnh dậy kịp và chạy thoát được còn ngày hôm nay tôi đang làm việc và thấy đau đầu nên đã xuống phòng nghỉ của nhân viên để uống thuốc và ngủ ở đó nhưng tôi không hiểu sao đến khi tỉnh dậy thì lại có mặt trong căn phòng này tôi biết bà sẽ thật khó tin nhưng tất cả điều tôi nói là sự thật người mà bà cần phải dạy dỗ chính là chồng bà chứ không phải tôi loại trơ trẽn già mồm mày nghĩ bà mày đây tin lời mày nói à mày không tự bước chân lên giường của chồng tao thì ai lôi mày lên được Khi loại muốn ăn nhưng không muốn làm như bọn mày tao lạ gì dùng vốn tự có để kiếm tiền đối với bọn tao thì cái lũ chúng mày chỉ là loại thú cưng thôi nghe chưa chỉ là một con thú cưng được chồng bà bỏ tiền ra mua vui mà thôi tôi cố hít thở một hơi thật sâu rồi nói với bà ta bà thử hỏi chồng bà xem đã mua nổi được tôi chưa hay phải dùng mấy cái trò bẩn thiều để lừa tôi lên giường trong mắt tôi chồng bà chỉ là một lão già bụng vệ đầu hói nhìn thôi đã mắc ói rồi có trả cho tôi rất rất nhiều tiền thì cũng đừng mơ động vào cái móng chân của tôi bà ta có thể chửi bới miệt thị người khác nhưng khi bị người ta nói lại thì bà ta lại không chịu nổi bà ta nổi giận ném mọi thứ về phía của tôi mặc cho phong ngăn cản phong bỏ bác ra hôm nay bác phải dạy dỗ con danh này mới được dạo này bọn gái ngành lộng hành lắm nếu không thẳng tay thì bọn nó còn vênh váo tôi không phải là gái ngành tôi là một phó bếp đồng tiền tôi kiếm được hoàn toàn sạch sẽ là do sức lao động của tôi bà biết gì về tôi mà nói như vậy bà biết gì về tôi chứ hết một trận tôi ngồi gục xuống đất nước mắt không kìm được rơi lã chã xuống bao nhiêu ất ức bao nhiêu tuổi nhục cứ vậy theo dòng nước mắt mà trào ra sau tiếng hét của tôi căn phòng yên lặng được vài giây sau đó bà ta đột nhiên bật cười bảo loại con gái như chúng mày lắm trò thật đấy giờ lại dùng nước mắt lấy lòng đàn ông cơ à thật là kinh tởm lúc này tôi gần như kiệt sức không còn muốn đôi co tranh cãi hay giải thích thêm gì nữa tôi đứng dậy như một người mất hồn tôi rời khỏi căn phòng đó bỏ lại lời chửi bới của bà ta bỏ lại ánh mắt khinh miệt của bà ta và bỏ lại ánh mắt thất vọng của phong phía sau tôi cố gắng bước từng bước về phía cuối con thuyền bây giờ đã đến nửa đêm bữa tiệc dường như đã tàn nhiều người đã về phòng nghỉ ngơi hoặc tìm thú vui cho riêng mình bên ngoài. Lúc này chỉ còn vài người đang đứng trên tầng cao nhất của du thuyền ngắm cảnh biển về đêm. Tôi lên phòng bếp của du thuyền để tiếp tục làm việc, nhưng lúc này trong phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không còn ai ở trong bếp cả, chỉ có vài người phục vụ rượu và nước uống ở quầy bar là còn làm việc thôi. Du thuyền cũng đang quay trở về cảng, tôi chọn đứng ở một góc khuất rồi thẫn thờ nhìn cảnh biển đêm rộng vô tận. Đến giờ tôi vẫn không hiểu ai đã đưa tôi lên giường của lão già đó và trong lúc tôi ngủ đã có chuyện gì xảy ra. Dù không biết những gì đã xảy ra trước lúc tôi tỉnh dậy, nhưng có một điều tôi biết được là lão già đó cho kịp làm gì tôi thì Phong đã tới kịp thời. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện mà giọng nói này vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nghe qua tôi cũng biết là giọng nói của ai. Tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Khánh đứng quay lưng về phía tôi trên tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó nó đã uống chai nước đó chưa tôi đã hỏi bác sĩ tâm lý chữa trị cho nó rồi chỉ cần uống hết viên thuốc ở trong chai nước là trong đầu nó sẽ xuất hiện ảo giác sao cơ nó ở trong đấy làm gì mà giờ mới ra ngoài cái lão phì béo ấy có chết cũng không bỏ được cái tính mê gái vẫn theo kế hoạch cũ nghe chưa khi nào nó uống chai nước đó xong thì mày tạo tiếng động gây chú ý để nó ra ngoài sau đó thuốc sẽ có tác dụng nó sẽ thấy đầu óc choáng váng lúc ấy mày chỉ cần đẩy nhẹ là nó sẽ rơi xuống biển cứ yên tâm mà làm tôi ở trên đây quan sát có điều đừng gây ra tiếng động lớn nghe chưa nghe xong đoạn hội thoại của khánh cả người tôi bất giác lạnh toát người mà anh muốn hại chỉ có duy nhất một người đó là phong nghĩ đến đây tôi không còn kịp suy nghĩ điều gì nữa nhanh chóng đi tìm phong thế nhưng chiếc du thuyền này có tới tận bốn tầng tôi không biết phong ở tầng nào lại càng không biết anh ở phòng nào tôi lo sợ chạy khắp nơi, khắp các ngõ ngách trên du thuyền để tìm anh. Cả người tôi toát đầy mồ hôi lạnh, không tìm thấy anh, tôi bất lực khóc, tôi đứng trên tầng 4, nhìn chằm chằm xuống dưới mặt biển, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã trã, đang quan sát xung quanh, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng người hô lên. Có người rơi xuống biển, đội cứu hộ đâu, có người rơi xuống biển rồi. Nghe thấy tiếng hô hoán ở dưới tầng 2, tôi liền chạy xuống đúng nơi đó, lúc chuẩn bị nhảy xuống biển để cứu anh, thì đột nhiên một bàn tay kéo mạnh giật ngược tôi lại, Khánh giữ chặt lấy cánh tay của tôi, đôi mắt anh trừng lên. "Diệp, em muốn chết hay sao mà đòi nhảy xuống? Hãy để cho đội cứu hộ làm chuyện này." Tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Khánh, nhưng sức tôi không thể so được với sức của anh, nên dù có cố hết sức cũng không thể vùng ra được. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tôi giận dữ nhìn Khánh rồi gần lên. "Anh buông tay em ra, nếu không đừng trách em." Gương mặt Khánh đanh lại, ánh mắt tối đi vài phần. Tại sao em lại đòi nhảy xuống biển cứu người? Em không thấy là đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm à? Em nhảy xuống đấy thì làm được gì? Muốn làm anh hùng hay sao? Tôi muốn hét lên hỏi Khánh, tại sao lại làm như vậy với Phong? Tại sao lại muốn hại anh ấy? Nhưng câu hỏi còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đột nhiên tôi thấy chị Đan Tâm mặc chiếc váy ngủ khoác tay Phong bước đến, nhìn cảnh tượng hai người bọn họ vui vẻ đi bên nhau, tôi bỗng nhiên lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Bởi thật may, người bị rơi xuống biển không phải là anh. Anh vẫn an toàn đứng ở đây là tôi có thể thở phào được rồi. Lúc này, chị Mỹ Anh cũng từ trong du thuyền bước ra. Chị ấy nhìn thấy Khánh đang cầm tay tôi thì tỏ vẻ không vui hỏi. Hai người đang làm cái gì vậy? Khánh buông tay tôi ra rồi cười nói. Em mới cứ đòi nhảy xuống biển nên anh mới giữ lại. Chị Mỹ Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt như vẻ không muốn để ý đến. Cô ta muốn nhảy xuống biển thì anh cứ để cho cô ta nhảy giữ lại làm gì anh sợ lại có thêm một người mất tích nữa thì khổ đội cứu hộ một người còn chưa tìm thấy được kia kìa tôi nghe khánh nói vậy thì liền bật cười nụ cười có phần chua chát tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ nói cảm ơn anh đã giữ em lại dứt lời tôi lẳng lặng quay người rời khỏi chỗ này lúc quay người rời đi tôi nghe thấy tiếng phong hỏi những người ở đó đã biết ai là người ngã xuống đó chưa một người đàn ông lên tiếng trả lời đã kiểm tra tất cả các vị khách và người phục vụ tất cả vẫn còn đầy đủ trên du thuyền hiện tại không thể xác nhận được danh tính của người bị rơi xuống giọng phong trầm xuống gọi thêm cứu hộ đến trong đêm nay phải tìm bằng được người mất tích vâng tất cả mọi người vẫn còn an toàn trên du thuyền vậy người bị rơi xuống biển kia là ai chứ liệu rằng người này có liên quan gì tới khánh mà anh lại lên kế hoạch để hãm hại người ta trước đây trong mắt tôi khánh là một người đàn ông ấm áp nhất tử tế nhất nhưng bây giờ sau khi biết được ý đồ trả thù của anh, biết được góc khuất của anh, tôi đã thật sự cảm thấy kinh sợ anh. Đến sáng, xác của người rơi xuống biển mới được tìm thấy. Người này không có trong danh sách các vị khách mời, cũng không phải người phục vụ, mà người này là một người lạ, đã lẻn lên du thuyền. Hắn ta lẻn lên để làm gì thì không ai biết. Chỉ biết trong lúc say rượu, hắn ta đã loạn choạng không giữ được cân bằng nên đã ngã xuống biển. Đó là kết luận của đội pháp y và công an. Còn sự thật thế nào, thì có lẽ chỉ có Khánh biết. Rõ ràng ban đầu nghe được cuộc nói chuyện của Khánh thì tôi biết người anh ta muốn nhắm tới là Phong. Nhưng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà cuối cùng người bị hại lại là một người lạ. Bữa tiệc vốn dĩ đã rất suôn sẻ nhưng cuối cùng lại xảy ra sự việc đáng tiếc này. Phong phải ở lại để giải quyết chuyện này còn chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Vì phải phục vụ trên du thuyền suốt cả một đêm nên ngày hôm nay chúng tôi vẫn được nghỉ làm. Về đến nhà dù rất mệt nhưng tôi không sao ngủ nổi cứ nhắm mắt lại là những chuyện xảy ra đêm qua lại quanh quẩn trong đầu tôi không ngủ được tôi lại ngồi bật dậy rồi đi dọn dẹp nhà cửa cho đầu óc được thoải mái hơn đến buổi chiều hôm đó phong mới trở về nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi nhìn thấy tôi đang lau chùi hành lang tầng hai anh đứng lại đột nhiên hỏi tại sao đêm qua cô lại muốn nhảy xuống biển tôi không biết trả lời sao nên nói đại tôi thấy có người ngã xuống biển nên muốn nhảy xuống cứu anh không biết chứ tôi được sinh ra ở vùng biển Nên bơi rất giỏi đấy Đôi môi anh khẽ nhếch lên anh lại hỏi Đêm qua Cô đã biết được chuyện gì Cô đã biết được tới đâu rồi Nghe Phong hỏi như vậy Trong lòng tôi bỗng cảm thấy chuột dạ và có chút bất an Tôi lo sợ anh đã biết được điều gì rồi Tôi biết tôi giấu chuyện của Khánh là không đúng Là sẽ làm hại đến anh Nhưng tôi cũng lo cho Khánh Tôi sợ nếu anh biết Khánh đang có ý định muốn trả thù tập đoàn Trường Phong thì chắc chắn anh sẽ không tha cho khánh tôi muốn lựa cơ hội để nói chuyện với khánh tôi muốn anh quay đầu từ bỏ ý định điên rồ ấy mà sống một cuộc sống bình an hạnh phúc tôi cố nở một nụ cười như đang không hiểu phong nói gì tôi nói ý anh là đang nói tới chuyện gì tôi có biết chuyện gì đâu phong nghiêng đầu nhìn tôi ánh mắt hoài nghi có thật là cô không biết chuyện gì không tôi gật đầu thật tôi không giỏi nói dối nên có lẽ những biểu cảm ngượng nghịu trên gương mặt của tôi đã bị anh nhìn thấu anh lại hỏi tôi đêm qua tôi thấy cô chạy vòng vòng trên du thuyền với gương mặt hoảng sợ có phải lúc đó cô đang đi tìm tôi không tôi sửng sốt nhìn anh tôi không biết tại sao anh lại biết được chuyện này bị anh nói đúng tôi bất giác đứng đơ tại chỗ không thể nói được gì nữa mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn hỏi lại anh vậy anh đã biết được chuyện gì phong nhớn mày nhìn tôi anh nói Đáng lẽ người hôm qua rơi xuống biển là tôi, chứ không phải là người đàn ông đó. Trước lúc chuyện đó xảy ra, tôi ở trong phòng camera giám sát đã nhìn thấy cô chạy trên du thuyền tìm kiếm tôi. Cô ấy thành thật đi, cô biết được chuyện gì? Tôi không thể khai khánh ra được, tôi cũng không biết tại sao người kia lại ngã xuống biển, cũng không chắc chắn được có phải là khánh làm hay không. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cẩn trọng trả lời. Sau khi rời khỏi căn phòng của lão già đó, tôi đã tìm một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh biển đêm và hít thở không khí đúng lúc đó tôi vô tình nghe thấy một người đàn ông nói chuyện điện thoại trong cuộc hội thoại thì tôi biết được người đó có ý định hãm hại anh nên tôi đã ngay lập tức chạy đi tìm anh người đàn ông nói chuyện điện thoại có phải là người ngã xuống biển không tôi nói dối vì trời tối nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi như thể đang dò xét vài giây sau anh mới khẽ lên tiếng lúc cô đòi nhảy xuống biển là cô tưởng người ngã xuống biển là tôi đúng không tôi khẽ gật đầu lúc ấy tôi đã rất sợ may mắn người rơi xuống không phải là anh đôi môi phong kéo lên một đường cong đôi mắt anh hơi nheo lại nhìn tôi tôi không dễ chết như vậy đâu nhưng cô đang thật sự lo cho tôi à đúng vậy anh là bố của gạo nếp lỡ may anh mà có bị làm sao thì gạo nếp sẽ sống thế nào đây vậy là cô đang lo cho gạo nếp chứ không phải là lo cho tôi thì tôi lo cho cả anh và gạo nếp mà. Nhưng tôi có chút tò mò là tại sao người đàn ông muốn hại anh lại thành ra tự hại mình? Tại sao người đàn ông đó lại ngã xuống biển? Như công an kết luận đấy, hắn ta say xỉn nên không may ngã xuống thôi. Vậy anh giải quyết chuyện đó xong chưa? Xong rồi, tôi không ngờ bữa tiệc trên du thuyền lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thở dài khẽ gật đầu, tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi. Vậy đêm qua làm sao anh biết được tôi ở trong phòng của lão già đó mà tới cứu Khi nghe tôi nhắc tới chuyện này Phong khẽ nhíu mày lại Sắc mặt tỏ vẻ không vui Anh nói Tôi lên sân thượng đi, chúng ta nói chuyện Tôi không biết chuyện xảy ra hôm qua Có làm ảnh hưởng gì tới công việc của anh không Bởi những người có mặt trên du thuyền Đều là doanh nhân giàu có Và đều là những người có liên quan tới tập đoàn Trường Phong Đêm qua tôi thấy được vẻ mặt khó xử của anh Khi đứng trong căn phòng đó Có vẻ anh muốn bảo vệ tôi nhưng cũng không muốn làm mất lòng hai vợ chồng lão già đó tôi khẽ thở dài rồi trả lời anh vâng anh nới lỏng cà vạt sau đó mệt mỏi bước lên phòng đêm hôm qua tôi vừa giận vừa lo cho anh ta khánh luôn tìm cơ hội để hãm hại anh còn tôi dù biết nhưng chẳng thể nói ra cảm giác biết nhưng không thể nói vô cùng vô cùng mực tôi trở về phòng tìm số của khánh sau đó nhắn tin cho anh em muốn gặp anh em có chuyện muốn nói rất lâu sau khánh mới nhắn lại ngày mai mang trà và bánh lên phòng làm việc của anh chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty sẽ an toàn hơn vâng đến lúc tôi cần nói chuyện này với khánh rồi nếu không thể bảo anh quay đầu thì tôi sẽ uy hiếp anh bằng những bằng chứng mà tôi biết buổi tối ăn cơm xong tôi ở lại trong bếp dọn dẹp còn phong đưa gạo nếp lên phòng học bài tôi đang dọn dẹp thì bà chủ bước vào bà đứng dựa người vào tủ lạnh nhìn tôi chằm chằm nhìn thấy thái độ của bà tôi biết chắc lại có chuyện gì không tốt rồi Bình thường nếu không có chuyện gì thì bà không bao giờ thèm liếc nhìn tôi. Ánh mắt bà dõi theo từng cử chỉ hành động của tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Lau xong bếp tôi khẽ quay sang hỏi bà Bác có chuyện gì muốn nói với cháu không ạ? Bà chủ cất giọng lạnh lùng Phải Tôi lên tiếng Có chuyện gì vậy ạ? À? Khuôn mặt bà chủ hầm hầm đầy sát khí Về đây sống ở nhà tôi Cô còn thiếu thứ gì nữa mà vẫn còn ngựa quen đường cũ cô là mẹ cái kiểu gì mà không để lại chút mặt mũi nào cho con gái thế hả cạo nếp về đây một bước được trở thành tiểu thư hào môn danh giá thế nhưng vì kiểu sống buông thả lẳng lơ của cô mà có thể sẽ để lại vết nhơ cho con bé nghe bà chủ nói vậy là tôi biết đã có người kể cho bà nghe chuyện xảy ra tối qua trên du thuyền bà cũng giống như phong luôn nghĩ tôi là loại gái rẻ mạt đó lại thêm chuyện tối qua khiến bà lại càng mất lòng tin về tôi hơn nhưng dù vậy thì tôi vẫn cố gắng giải thích bác ơi đêm qua chỉ là hiểu lầm thôi cháu không có làm chuyện đó cháu cũng không biết tại sao cháu lại ở trên giường của người đàn ông đó nữa bà chủ nhìn tôi nở một nụ cười khinh bỉ nực cười thật đấy chỉ có cô tự leo lên giường của ông ta chứ ai mà bế cô lên đó được cô có biết ông ta là cổ đông lớn nhất của công ty không phong muốn lên ghế chủ tịch thì cũng phải cần lá phiếu của ông ta cô biết không là một vết nhơ bẩn thỉu cho con gái thì cũng thôi đi. Đằng này còn làm ảnh hưởng tới công việc của con trai tôi. Cô đúng là loại đàn bà rác rưởi, suối quẩy, đen đủi mà. Từ hôm qua, tôi cứ suy nghĩ không biết lão già ấy là ai. Bây giờ đã có câu trả lời rồi. Tôi thật sự đã làm ảnh hưởng tới công việc của Phong rồi hay sao? Tôi tự trách bản thân mình, đã không giúp được gì cho anh. Bây giờ lại còn làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Sống mũi tôi bất giác cay xè. tôi nghẹn ngào nói. Cháu biết, có giải thích hay nói thế nào thì bác cũng không tin cháu nhưng những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật cháu chưa từng làm chuyện gì xấu hổ để đạt được mục đích kiếm tiền hết những đồng tiền cháu kiếm ra những đồng tiền nuôi dưỡng gạo nếp lớn như ngày hôm nay hoàn toàn là do cháu tự lao động kiếm ra những đồng tiền ấy hoàn toàn sạch sẽ cháu có thể là một người mẹ nghèo nhưng cháu sẽ không biến mình thành một người mẹ xấu đâu ạ tôi giải thích một chàng trong sự bất lực tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi chưa từng làm việc gì bẩn thỉu tới mức để lại vết nhơ cho gạo nếp cả lúc này tôi cảm thấy tủi thân vô cùng không có ai thấu hiểu cho tôi tôi cúi xuống ôm mặt bật khóc nức nở tôi chỉ cần có một người hiểu tôi thôi tôi cần có một người nghe tôi nói và tin tôi cảm xúc bị dồn nén tôi khóc mà không ngừng lại được bà chủ thấy tôi như vậy có vẻ càng tức giận hơn bà quát lớn cô khóc cái gì loại đàn bà mưu mô định dùng nước mắt để lấy lòng tin của người khác sao tôi nói cho cô biết tôi sống đến từng này tuổi rồi hạng người nào tôi cũng đã từng gặp qua nhưng tôi chưa thấy ai chơi chẽn mà đáng khinh như cô chuyện này mà đến tai ông nội thì cô chuẩn bị hành lý cuốn xéo ra khỏi đây là vừa bà chủ vừa nói rất lời thì bỗng phía sau một giọng nói uy nghiêm vang lên mẹ mẹ muốn cho gạo nếp nghe thấy bà nội nói mẹ của con bé như thế à rồi con bé sẽ nghĩ bà nội nói ra sao đây mẹ hiểu gì về mẹ của con bé mà suốt ngày nói nặng nói nhẹ mẹ con bé thế nếu như cô ấy là người mẹ xấu thì đã không nuôi dạy gạo nếp tốt như vậy và mẹ cũng không có đứa cháu nội thông minh lanh lợi như vậy đâu từ nay con mong là sẽ không nghe được những lời lẽ xúc phạm thế này trong nhà này nữa nói xong phong tiến lại phía tôi anh cầm lấy tay tôi rồi kéo đi đi lên tầng đi lần sau nếu mẹ tôi còn nói cô như vậy thì cô hãy dứt khoát rời đi không cần phải đứng lại nghe những lời lẽ khó nghe đó hiểu chưa phong vừa nói vừa kéo tôi một mạch lên tầng thượng lên đến tầng thượng anh mới buông tay tôi ra tôi biết anh luôn bảo vệ tôi trước những lời lẽ cay độc của mẹ anh là bởi vì anh lo rằng gạo nếp sẽ nghe thấy nhưng chí ít thì hành động đó của anh cũng an ủi tôi phần nào tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao sau đó khẽ hỏi anh anh có bao giờ từng tin tôi không anh có tin là tôi trong sạch không anh có tin anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất chạm vào cơ thể của tôi không phong đột nhiên quay sang nhìn tôi anh trả lời tôi tin tôi nhìn anh như thể không tin vào tay mình tôi hỏi lại anh tin tôi thật sao phong giơ tay luồn vào mái tóc của tôi sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời thật nói rồi phong đột ngột rút chiếc chăn trên dây phơi xuống rồi đẩy tôi nằm xuống chiếc chăn đó ngay sau đó cả cơ thể của anh áp sát lên người tôi trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực tôi khẽ đẩy anh ra rồi bảo anh đã suy nghĩ về việc quay lại với chị đan tâm rồi nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại làm thế này tôi thấy có lỗi lắm tôi chưa có ý định quay lại với cô ấy nhưng tối qua tôi thấy hai người đi bên nhau còn ở cùng nhau nữa như vậy là quá rõ ràng rồi tôi khuyên anh nên dừng lại chúng ta làm thế này là có lỗi với chị ấy phong ngẩng mặt lên nhìn tôi ánh mắt mơ màng hơi nheo lại cô ghen không có tôi chỉ sợ tôi mắc lỗi thôi tôi chưa quay lại với cô ấy nên cô không cần phải lo chẳng có lỗi lầm gì ở đây hết nói xong phong tiếp tục cúi xuống nhưng không thể làm ở đây được sẽ có người nhìn thấy lúc này phong không thèm nghe những lời tôi nói nữa bàn tay lớn bắt đầu không nghiêm túc anh khẽ gọi tên tôi diệp tôi muốn cô tôi không cho phép ai đụng đến cô cô chỉ được một mình tôi chạm đến thôi buổi tối hôm nay anh cho tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác tôi không ngờ anh lại nói những lời này với tôi tôi không biết cảm xúc lúc này trong tôi là gì nữa nhưng dường như có một thứ gì đó giống như kiểu rung động len lỏi vào trái tim tôi ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng tôi bị tiếng mưa giả dích đánh thức tôi mơ màng mở mắt trong quầng sáng tối tăm tôi nhìn thấy phong đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi đầu tôi còn gối lên tay anh tôi không biết đêm qua tôi xuống phòng anh bằng cách nào nữa nhưng trời lúc này đã gần sáng tôi không thể ở phòng anh thêm nữa sợ sẽ bị ai đó phát hiện tôi vơ vội quần áo mặc lên người sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình tắm rửa vệ sinh cá nhân là tôi cũng vội vàng đi làm luôn tôi làm việc đến chín giờ sáng thì chị ly báo tôi mang trà và bánh lên phòng cho khánh tôi biết chuyện này là khánh sắp xếp để anh và tôi có thể gặp riêng nói chuyện với nhau tôi đặt trà và bánh xuống bàn cho anh sau đó tôi lên tiếng trước anh khánh em đã biết hết mọi chuyện rồi em biết được cả ý định trả thù tập đoàn trường phong của anh nữa Em không biết vì lý do gì mà anh hận thù tập đoàn Trường Phong, nhưng em không muốn nhìn thấy anh sống như vậy. Em muốn được nhìn thấy anh sống bình bình an an, hạnh phúc bên gia đình của mình. Anh có thể dừng lại chuyện trả thù được không? Khánh không tỏ ra ngạc nhiên vì lời nói của tôi, giống như kiểu anh đã biết trước được rằng tôi đã biết ý định trả thù của anh. Anh tựa lưng vào chiếc ghế xoay, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, anh nói: "Em có biết tại sao người đàn ông đêm qua bị ngã xuống biển không?" bởi người đàn ông ấy đã biết quá nhiều chuyện. Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp. Và em biết tại sao? Đêm qua em lại nằm trên giường của lão phi béo không? Bởi vì em cũng đã biết quá nhiều chuyện. Tôi còn chưa hết bàng hoàng về những lời Khánh nói, thì anh lại ném quyển nhật ký cũ của anh vào mặt tôi, anh gần lên. Em đang suy nghĩ những gì, anh đều biết hết đấy, kể cả những việc em đã làm. Nói đến đây, Khánh đứng bật dậy, anh đi đến chỗ tôi rồi tức giận, giật một cúc áo của tôi ra. Anh chỉ vào vết bầm đỏ trên cổ tôi rồi nghiến răng. Anh còn biết cả chuyện em ngủ với Phong. Em ngủ với nó, nên em nghĩ em là người của nó sao? Em muốn đối đầu với anh. Tôi vội vàng cài lại cúc áo. Tôi không biết tại sao anh lại lấy được quyền nhật ký cũ của anh ở trong phòng tôi. Tôi cũng không biết tại sao anh lại biết tôi và Phong đã ngủ với nhau. Khánh chưa bao giờ bước sang căn biệt thự của Phong vậy tại sao anh lại biết được cả những chuyện bí mật như thế tôi không dám nghĩ đến chuyện nhà phong có nội gián vì nếu có thì người duy nhất tiết lộ thông tin này ra chỉ có thể là dì lan nhưng tôi lại không nghĩ một người trung thành như dì ấy lại có thể làm ra chuyện đó được tôi hít thở thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào khánh tôi nói đó là chuyện riêng của em còn không phải em muốn đối đầu với anh mà em muốn anh hãy buông bỏ hận thù sau hạnh phúc hết quãng đời còn lại Cả một đời anh đã cố gắng, bây giờ anh đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, có vợ, có con trai, có một gia đình hạnh phúc, vậy tại sao anh còn muốn tranh giành đấu đá làm gì? Bố mẹ anh cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Nếu anh không chịu dừng lại ý định trả thù, em sẽ nói với Phong, em sẽ nói tất cả những gì em biết, lúc đó thì anh sẽ mất tất cả đấy. Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức một chén trà nóng bị ném xuống đất, vang lên những âm thanh của mảnh vỡ thủy tinh sắc mặt của Khánh tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén lé ra tia lạnh lẽo. Thật uổng công trước đây, mẹ anh và anh nuôi dưỡng em. Em có biết vì tập đoàn Trường Phong mà bố anh bị tàn tật suốt đời không? Em có biết vì lũ xấu xa đó mà nhà anh mất nhà mất cửa, mất hết tài sản rồi phải đi ở trọ, phải ở cùng với những người nghèo nàn khốn khổ như bọn em không? Anh đã từng là một công tử, bố anh từng là cổ đông lớn của tập đoàn nhưng chỉ vì bố anh không bỏ phiếu cho bố của phong lên làm chủ tịch mà ông ta đã dùng mưu hèn kế bẩn đẩy gia đình anh tới đường cùng vậy thì bây giờ anh sẽ làm lại với họ y như vậy tôi lại được một phen kinh ngạc nữa chuyện này bác hạnh và cả anh chưa từng kể với tôi tôi cứ nghĩ rằng anh giống như bọn trẻ chúng tôi được sinh ra từ nghèo khó nhưng hóa ra không phải vậy tôi xót xa cho anh nhưng tôi không muốn bàn tay của anh nhúng chàm chính bố anh còn không muốn anh làm như vậy cơ mà tôi lúc này đã dịu hơn. Nhưng bố Phong đã mất rồi, Phong không có tội gì cả. Em xin anh, hãy dừng tay lại đi mà. Cương mặt của anh lộ rõ sát khí. Chưa bao giờ anh có ý định dừng lại. Tập đoàn trường Phong phải về tay anh. Chuyện của anh đang rất thuận lợi. Tại sao em lại xuất hiện? Em hãy đưa gạo nếp đi đi. Đừng dính dáng gì tới chuyện này nữa. Anh sẽ lo cho em và gạo nếp một đời dư giả. Muốn gì cũng được. Hãy rời đi đi. Tôi lắc đầu, đôi mắt đã ngấn lệ tôi nghẹn ngào em không thể đôi gạo nếp đi được gạo nếp phải ở với bố của con bé xin anh hãy thương gạo nếp và đừng làm hại bố của con bé được không em không còn sống được lâu nữa em bị u não bác sĩ nói khả năng sống của em là rất thấp vì thế em mới tìm lại bố cho con bé để con bé có điểm tựa và có người lo lắng yêu thương cho con bé phần đời sau này nghe tôi nói vậy đôi mắt khánh bỗng đỏ bừng khuôn mặt anh khẽ run rẩy anh ôm chặt lấy bả vai của tôi hỏi em nói sao hả diệp em nói là em bị u não sao đúng vậy nói rồi tôi quỳ xuống dưới chân khánh cầu xin anh em không muốn anh mắc sai lầm anh đã từng nghĩ tới hậu quả nếu anh trả thù không thành không anh sẽ phải ngồi tù vì những việc anh làm rồi tương lai của anh rồi vợ con của anh rồi cả bố mẹ anh biết phải làm sao đây hãy dừng lại đi khánh vẫn còn kịp mà em xin anh đấy đôi mắt khánh nặng trĩu anh nắm chặt bàn tay tới mức cân xanh nổi lên vậy thì em lại càng phải rời đi mau ra nước ngoài đi anh có bạn làm bác sĩ bên đó rất giỏi nó sẽ chữa trị cho em khỏi bệnh hãy đưa gạo nếp đi đi bên đó đã có mẹ anh mẹ anh sẽ chăm sóc và lo cho hai mẹ con em đôi mắt tôi đã đỏ hoe tôi gào lên nếu anh còn ý định trả thù thì em sẽ không đi đâu hết dù chết em cũng sẽ ở lại đây để ngăn cản anh khánh gằn lên diệp em đừng có bướng nghe lời anh đi tôi cương quyết không bao giờ vậy thì đừng có trách anh anh sẽ khiến em phải rời khỏi đây chuyện đêm hôm trước em ngủ với lão phi béo và cả chuyện em ngủ với phong nữa anh sẽ nói cho ông nội biết tôi trừng mắt lên nhìn anh nếu anh nói với ông nội chuyện của em thì em cũng sẽ phanh phui chuyện của anh xem ai là người bị thiệt hơn nói rồi tôi đứng dậy rời khỏi phòng của khánh chưa bao giờ tôi nói với Khánh mà căng thẳng và nặng nề với nhau như vậy. Tâm tư tôi nặng chịu, tôi không biết phải làm thế nào thì Khánh mới chịu dừng lại đây. Khánh đã bắt đầu đụng tay tới tôi, vậy anh cũng sẽ không tha cho tôi đâu nhỉ. Tôi thở dài, đôi chân bước nặng nề xuống dưới nhà ăn. Tôi lo lắng không biết phải làm sao nên đã nhắn tin vào số điện thoại ở nước ngoài mà trước đây đã nhắn tin cho tôi. Khánh không chịu dừng lại việc trả thù, tôi phải làm sao đây? Tôi cứ nghĩ là gửi đi thôi, không biết đầu dây bên kia bao giờ mới đọc được nhưng tôi thật không ngờ tin nhắn vừa gửi đi vài giây thôi thì bên ấy đã nhắn lại nếu khánh có hành động gì thì tôi sẽ báo cho cô biết để cô giúp phong tránh khỏi nguy hiểm tôi đọc xong dòng tin nhắn ấy lại nhắn tiếp có thể cho hỏi là ai được không tại sao lại biết chuyện của khánh làm đầu dây bên kia không phản hồi lại nữa tôi biết họ không muốn tiết lộ thông tin những câu hỏi thế này họ sẽ không bao giờ trả lời cả ngày làm việc mà tâm trí của tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện của khánh tôi không hiểu anh đang suy nghĩ gì nữa anh vì thủ hận mà bị che mờ mắt rồi buổi chiều hôm đó sau khi tan làm tôi bắt xe buýt trở về nhà lúc về đến nhà tôi thấy chị đan tâm đang chơi cùng với gạo nếp ngoài sân còn phong hôm nay về sớm hơn cả tôi anh khoanh tay đứng trước cửa nhà nhìn chị tâm đang dạy gạo nếp học vẽ khung cảnh này thật sự giống với một gia đình nhỏ hạnh phúc gạo nếp đang học vẽ thấy tôi về liền ngẩng đầu lên, sau đó chạy về phía tôi. Con chào mẹ, mẹ đi làm về có mệt không ạ? Tôi mỉm cười trả lời con. Mẹ không mệt, con đang học vẽ à? Dạ, cô đan tâm dạy con vẽ. Cô ấy vẽ đẹp lắm mẹ ạ, cô còn mua cả bộ màu vẽ cho con nữa. Vậy à, vậy con cảm ơn cô chưa? Dạ rồi mẹ ạ. Thôi, con ra chỗ cô đan tâm học tiếp đi, mẹ lên nhà thay quần áo đã. Cả ngày làm việc, người mẹ ám đầy mùi thức ăn đây này. Gạo nếp cúi xuống hôn lên má tôi Con bé dẻo miệng nói Mẹ vẫn thơm lắm ý À mẹ ơi, cuối tuần này Trường con tổ chức ngày hội thể dục thể thao Con sẽ thi đấu ở bộ môn bơi lội đấy mẹ ạ Cô giáo đưa cho con thư mời Mang về đưa cho bố mẹ Ngày hôm đó bố mẹ tới cổ vũ con nhé Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời con gái Thì chị đan tâm đã bước đến nói Mẹ con còn bận đi làm Hay là để cô đi cùng con nhé Gạo nếp nghe thấy cô đan tâm nói vậy Thì liền nhìn sang bố của con bé con bé ngơ ngác hỏi bố. Cuối tuần mà mẹ cũng phải đi làm mà. Nếu vậy thì bố cho mẹ nghỉ đi, bố là chủ công ty mà. Bố có quyền cho mẹ nghỉ đúng không? Phong phì cười, anh gật đầu rồi bảo với con. Ừ, cuối tuần này bố mẹ sẽ tới trường cổ vũ cho con. Gạo nếp vui sướng, cười híp cả mắt lại. Tôi nhìn gạo nếp nhưng cũng không quên lén nhìn chị đan tâm. Lúc này biểu cảm trên gương mặt của chị ấy sượng lại. Chị ấy tỏ vẻ không vui, hỏi gạo nếp. Thế gạo nếp không thích cô đi cùng à? Gạo nếp nhanh nhỏ trả lời Con thích cô nhưng con muốn đi với bố mẹ con hơn Chị đan tâm chỉ biết cười ngược Chị đi về phía Phong rồi bảo Em muốn nói chuyện với anh Phong gật đầu Lên phòng anh Tôi nhìn theo bóng dáng của hai người đi lên tầng Tôi biết giữa họ có nhiều thứ để nói Và tôi không được phép tò mò vào chuyện của bọn họ Vậy nên tôi gạt bỏ hai người bọn họ ra khỏi tâm trí Tôi ở lại sân cùng gạo nếp vẽ tranh Đến khi trời tối tôi mới đưa gạo nếp lên phòng để con bé đi tắm Tôi cũng về phòng tắm rửa rồi tranh thủ dọn dẹp lại phòng, ở trong phòng nên tôi không biết chị Đan Tâm đã về hay chưa, đến khi tôi đưa gạo nếp xuống nhà để ăn cơm thì dì Lan bảo với tôi, lên phòng cậu chủ mời cậu chủ và cô Đan Tâm xuống ăn cơm, lúc này tôi mới biết là chị Đan Tâm vẫn còn ở đây, thấy chị ấy ở trong phòng anh lâu như vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy khó chịu, mặc dù tôi biết tôi không được phép như vậy, nhưng tôi không thể ngăn cản dòng cảm xúc đang tuôn trào trong tôi được, bước lên phòng anh tôi không định nghe lén nhưng lúc này tôi đã nghe thấy giọng chị đan tâm vang lên bố em đã đồng ý bỏ qua cho diệp rồi sẽ không nhắc lại chuyện đáng xấu hổ này nữa chị đan tâm vừa nói rất lời thì phong cũng liền lên tiếng giọng điệu trầm thấp diệp có làm gì sai đâu là bố em muốn kiếm của lạ đấy chứ chị đan tâm có vẻ rất tức giận chị gắt lên sao anh lại bênh cái đứa nghèo hèn đó bố em có tiền có quyền muốn tìm kiếm của lạ thì đâu có gì sai nếu ngày hôm đó bố em ngủ với một cô diễn viên nào đó thì mọi chuyện cũng không tai tiếng tới mức này vậy à có tiền có quyền nên muốn làm gì cũng được à vậy đến tai tiếng thế này là do mẹ em chứ không phải là do diệp em chưa bao giờ coi bà ta là mẹ cả chuyện đến mức này là do bà ta không khéo và cũng do con bé nghèo hèn cái già mồm nói tóm lại em không muốn vì chuyện này mà em và anh tranh cãi với nhau Mọi chuyện em và anh đã nói hết với nhau rồi, em mong là anh nhanh chóng cho em một câu trả lời." Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của chị Đan Tâm nện xuống nền đất vang lên, biết là chị sắp ra đến ngoài nên tôi nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa. Chị Đan Tâm mở cửa ra, ánh mắt sắc bén nhìn tôi hỏi, "Cô lên đây làm gì?" Tôi trả lời, "Dì Lan bảo tôi lên đây mời hai người xuống ăn cơm ạ." Nói xong, tôi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tôi không ngờ lão phi béo và vị phu nhân ở trên du thuyền kia lại là bố mẹ của chị Đan Tâm, hóa ra Khánh làm như vậy là có ý đồ, anh muốn đẩy tôi lên giường lão phi để gây mâu thuẫn hiểu lầm, chỉ cần Phong đồng ý quay lại với chị Đan Tâm thì chắc chắn tôi sẽ bị đá ra khỏi nhà này. Tôi không biết được ý đồ tiếp theo của Khánh, chỉ biết rằng bây giờ tôi không thể tin tưởng anh, coi anh như người nhà được nữa, mà ngược lại phải cảnh giác với con người thâm sâu khó lường của anh. Chị Đan Tâm hôm nay ở lại ăn cơm, suốt bữa ăn chị hết gắp thức ăn cho bà chủ rồi lại gấp cho Phong ba người họ vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau tôi ngồi ở đó chủ yếu là cho gạo nếp ăn chứ tôi cũng chẳng có tâm trí nào để ăn uống ăn cơm xong chị đan tâm còn ở lại chơi với bà chủ rất lâu mới về từ hôm đó ngày nào chị cũng đến nhà chơi với gạo nếp và bà chủ còn ở lại tự tay nấu nướng nhìn chị ấy như người phụ nữ của gia đình ôn nhu dịu dàng nhưng vẫn toát ra được khí chất sang trọng của một phu nhân cao quý quả thật dù tôi không muốn nghĩ nhưng chị ấy rất hợp với phong tôi thở dài lên trên phòng nhìn vào quyền lịch ở trên bàn cầm bút gạch đi một ngày vậy là tôi chỉ còn hơn một tháng nữa ở đây thôi tôi mong sau này nếu phong quay lại với chị đan tâm thì tôi mong chị ấy bao dung yêu thương gạo nếp như bây giờ tôi mong chị ấy yêu thương gạo nếp thật lòng đến cuối tuần đó phong đưa tôi và gạo nếp đến trường con bé ngày hội thể thao nên không khí trong trường cực kỳ sôi nổi và náo nhiệt các môn thi đấu lần lượt được diễn ra gạo nếp từ nhỏ đã rất thích bơi lội nhưng vì không có điều kiện nên con bé không được đi bơi thường xuyên, đến khi chuyển về ở với bố ở căn biệt thự có bể bơi riêng nên con bé được thỏa thích bơi lội. Đến lượt gạo nếp thi, Phong đứng lặng lẽ quan sát con gái, tôi còn phấn khích tới độ cổ vũ, hò hét tên con không ngừng. Kết quả là gạo nếp về đích thứ hai, con nhận được huy chương bạc. Lúc gạo nếp cầm giải bạc trên tay, Phong xoa đầu rồi khen ngợi con, sau đó anh nói: "Ba người chúng ta cùng chụp ảnh kỷ niệm nhé." phong cầm máy ảnh nhờ một người đàn ông gần đó chụp hộ tấm ảnh đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay tôi bỏ tất cả những suy nghĩ mệt mỏi ra khỏi đầu óc bỏ tất cả những sự thật nghiệt ngã lại duy nhất ngày hôm nay thôi tôi muốn được cảm nhận một gia đình thực thụ là như thế nào tôi cầm tay phong ôm lấy gạo nếp chụp ảnh chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh đây là những tấm ảnh đầu tiên của chúng tôi và rất có thể cũng là những tấm ảnh cuối cùng lễ trao giải kết thúc phong nói để chúc mừng gạo nếp đoạt giải anh sẽ đưa mẹ con tôi đến một nơi một nơi vô cùng đẹp đẽ yên tĩnh và cách xa thành phố này tôi không biết nơi đó là nơi nào chỉ biết ngồi lên xe và để mặc anh muốn đưa đi đâu thì đưa anh lái xe rời khỏi thành phố đi đến một nơi biệt lập với bên ngoài nơi đây hẻo lánh đường lại rất khó đi tôi hỏi tại sao lại đi đến nơi này thì anh mới nói nhà anh có một biệt phủ được xây trên một quả đồi nghe đến đây tôi không khỏi kinh ngạc biệt phủ được xây hẳn trên một quả đồi sao nơi đó có lẽ rất đẹp nhưng đường đi đến đó thì vô cùng khó khăn tôi không hiểu sao gia đình anh lại chọn vùng đất hẻo lánh thế này để xây biệt phủ đường vừa dốc lại vừa khúc khuỷu phía trước là một con đường xuống dốc anh quay lại nói với mẹ con tôi xuống hết dốc này sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ lên đồi thế nhưng tôi không biết sao lúc xe xuống dốc tôi bỗng thấy xe chạy rất nhanh nhanh đến mức tôi cảm thấy sợ hãi phải gào lên anh giảm tốc độ lại đi nhưng lúc này tôi phát hiện ra sắc mặt của phong có chút thay đổi anh cố gắng nhấn chân phanh nhưng chiếc xe vẫn lao như bay không động tĩnh gì đường núi càng lúc càng dốc phong cố gắng thay đổi tốc độ nhưng cũng vô ích tôi phát hiện ra điều bất thường liền vội hỏi sao vậy anh có chuyện gì đang xảy ra vậy phong dùng sức kiểm soát vô lăng sau đó anh hạ thấp giọng ôm gạo nếp rồi nhảy khỏi xe tôi thất kinh nhìn anh anh nói cái gì cơ Tôi bảo cô ôm gạo nếp nhảy ra ngoài Phong xa sầm mặt ra lệnh Nhanh Bên trái xe là hồ nước lớn Bên phải là chân đồi nơi người ta đã khai phá Xung quanh toàn là cỏ Thế nên rất an toàn Nhảy ra cũng chỉ bị chảy xước nhẹ Chứ không đến nỗi nguy hiểm Thế nhưng tôi biết khoảnh khắc này Chiếc xe đang gặp vấn đề không thể phanh lại được Tôi vì lo cho anh nên trần trừ không nhảy Phong thấy vậy liền bặm môi lại rất chặt Cả khuôn mặt tái xanh lạnh ngắt Anh điên cuồng gào lên nghe lời tôi ôm gạo nếp nhảy xuống mau lên nếu hai mẹ con của ở trên xe tôi sẽ không xử lý được tôi lúc này đã vô cùng hoảng sợ ánh mắt đỏ hoe sen lẫn bi thương nhìn phong sau đó tôi cắn chặt răng ôm gạo nếp chặt vào lòng rồi nghe theo lời anh nhảy xuống xe cả người tôi lăn xuống lùm cỏ tôi ôm gạo nếp lăn liên tục mấy vòng trong lùm cỏ có những hòn đá nhỏ cọ qua khiến tôi đau đớn khắp người tôi đau đớn cắn răng gạo nếp vì hoảng sợ mà khóc lóc gào thét bên tai còn chưa định thần được thì từ xa đã nghe thấy một âm thanh vang dội cả người tôi run lên dữ dội sắc mặt tái đi tôi thất thanh kêu lên phong chiếc xe của phong đập vào sườn đồi thân xe đổ nghiêng về phía lùm cỏ toàn bộ đầu xe bị đâm nát đuôi xe vòng một đường rồi nằm ngang thủy tinh văng khắp đất âm thanh vang dội ban nãy là tiếng cửa sổ xe vỡ tan tôi loạng choạng đỡ gạo nếp đứng dậy rồi lao về bên đó lúc này tôi phát hiện chân mình cũng bị thương cơn đau rát bỏng cháy, tôi sờ xuống chân, tay ướt đẫm một mảng, là máu đã chảy ra nhưng tôi không quan tâm được nhiều như vậy. Tôi lao đến chỗ chiếc xe, nhìn thấy cả người Phong nằm gục trên lớp vô lăng, úp mặt xuống đất bất động, máu đang chảy theo vô lăng xuống dưới. Phong! Tôi vừa khóc vừa gào tên anh, gạo nếp sợ hãi ngồi co rú một chỗ, con bé khóc nấc lên rồi hỏi. Bố có sao không mẹ? Bố bị thương ở đâu vậy mẹ? Dù đang rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố chấn an con bố sẽ không sao đâu tôi cố gắng kéo phong ra ngoài vừa kéo vừa liên tục gọi tên anh nhưng dường như anh đã mất hoàn toàn ý thức không có chút phản ứng gì khi kéo được anh ra ngoài tôi đặt anh nằm xuống lùm cỏ rồi tức tốc lấy điện thoại gọi điện cho xe cứu thương nhưng đường khó đi có lẽ phải mất một thời gian dài thì xe cứu thương mới lên đến đây được tôi lay người khẽ gọi anh nhưng anh vẫn không có chút ý thức nào quần áo trên người anh đã đỏ rực một màu máu miệng cũng bầm tím tôi cởi áo sơ mi trên người ra sau đó lau mặt cho anh rồi vừa khóc vừa ghé vào tay anh gọi phong anh tỉnh lại đi anh nhất định không được làm sao đấy trong lúc chờ xe cứu thương đến tôi đi kiếm cây nhọ nồi sau đó xé vụ lá nhọ nồi ra rồi đắp lên những nơi vết thương đang dỉ máu chỗ nào chảy máu thì tôi sẽ xé chiếc áo sơ mi ra rồi cẩn thận băng bó lại tôi và gạo nếp liên tục xoa chân xoa tay cho anh để tay chân của anh không bị lạnh cóng gần một tiếng sau xe cứu thương mới lên tới nơi phong được đưa tới bệnh viện gần nhất để xử lý vết thương may mắn là phong không bị nguy hiểm tới tính mạng vết thương nặng nhất là do va đập vào đầu dẫn đến ngất xỉu có điều đầu anh quấn băng trắng toát một cánh tay bị nẹp lại thấy phong không còn gì đáng lo ngại tôi mới hoàn hồn và lúc này mới nhớ ra gọi điện về báo cho bà chủ bà chủ nghe thấy tin tức liền tức tốc vào bệnh viện đi cùng bà còn có dì lan và chị đan tâm nhìn thấy con trai bị quấn băng khắp người lại chưa tỉnh dậy bà nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù bà nghiến răng mẹ con cô lại đòi con trai tôi đưa đi chơi nên mới dẫn đến tai nạn đúng không mẹ con cô được về nhà tôi ăn sung mặc sướng không thiếu một thứ gì nhưng lại không biết điều được nước lấn tới tại sao hay đòi hỏi quá vậy căn biệt thự trên đồi của gia đình tôi không phải ai cũng có thể bước chân vào được đâu mà cô đòi nếu hôm nay con trai tôi mà bị làm sao thì 10 cái mạng của cô cũng không đền nổi đâu. Tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa, cũng chẳng muốn giải thích, chỉ cúi đầu liên tục nói xin lỗi bà chủ. Bà chủ mắng tôi một trận rồi đi vào ngồi bên cạnh giường của con trai, còn chị Đan Tâm thì kéo tôi ra ngoài hành lang bệnh viện, chị nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng. Gạo Nếp đã quen với môi trường cuộc sống ở nơi đây, vậy nên tôi nghĩ cô rời đi được rồi đấy. Tôi trước sau gì cũng phải rời đi trước sau gì cũng phải rời xa cô con gái bé nhỏ dù biết bây giờ con đã quen bạn bè trường lớp và người thân ở đây nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ ở bên con đến hết tháng vì tôi không biết sau khi tôi rời đi liệu rằng tôi sẽ còn sống để nhìn thấy con nữa hay không đôi mắt rũ xuống tôi khẽ trả lời tôi sẽ ở đây ba tháng thôi hết ba tháng tôi sẽ rời đi ngay tại sao cứ phải là ba tháng cô ở đây để gạo nếp có thể dễ dàng quen với cuộc sống mới bây giờ gạo nếp đã quen rồi thì cô nên biết điều mà rời đi tôi biết cuộc sống giàu sang xa hoa ở đây khiến cho cô không muốn đi nhưng cô nên nhìn lại mình đi nơi này vĩnh viễn không phải là chỗ của cô đâu dừng một chút chị đan tâm lại nói tiếp thêm nữa đời tư của cô phần nào cũng ảnh hưởng tới phong vụ ở du thuyền nếu không nhờ tôi đứng ra giải quyết thì chắc chắn người ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu cô ở đây chỉ gây thêm phiền phức mà thôi vậy nên nếu biết điều thì nhanh chóng thu dọn hành lý rồi rời khỏi đi phong cho tôi ở lại nhà anh ba tháng thì tôi sẽ ở lại đúng với thời gian mà anh yêu cầu không phải là tôi có ý gì với anh cũng không phải tôi thèm khát sự giàu sang mà là tôi cứ làm đúng với thời gian đã hẹn với anh thôi tôi ngẩng mặt lên nhìn chị đan tâm rồi nói khi nào phong bảo tôi rời đi thì tôi sẽ ngay lập tức rời đi tôi vừa nói xong thì đúng lúc này dì lan ra gọi dì bảo cậu phong tỉnh rồi cậu ấy đang tìm cô đấy chị đan tâm khuôn mặt đột nhiên vui vẻ hẳn chị ấy hỏi dì lan anh ấy đang tìm cháu ạ à? dì lan cười ngượng không cậu ấy muốn tìm cô diệp khuôn mặt chị đan tâm lập tức biến sắc còn tôi lúc này cũng không để ý tới chị ta nữa tôi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh gặp anh nhìn thấy tôi anh yếu ớt hỏi cô vào gạo nếp không sao chứ tôi gật đầu trả lời vâng mẹ con tôi không sao cả phong khẽ cười Vậy thì tốt rồi." Bà chủ thở dài, bà không vui nói, "Chỉ có con là bị thương thôi, con lo cho bản thân trước đi, bây giờ mẹ sẽ chuyển con về bệnh viện ở Hà Nội để được điều trị tốt hơn." Có lẽ do mất nhiều máu nên khuôn mặt của anh tái nhợt, anh mệt nhọc nói, "Mẹ gọi cho cảnh sát đến nơi con bị tai nạn kiểm tra xe của con nhé, con nghi là có người muốn hại con." Bà chủ trợn tròn mắt kinh ngạc, "Con nói sao cơ? Ai? Ai muốn hại con?" con không biết là ai nhưng có người cố tình làm hỏng dây phanh ở xe của con được rồi mẹ sẽ cho người gọi ngay cho cảnh sát bà chủ cầm điện thoại rồi bước ra ngoài gọi cho ai đó lúc này gạo nếp mới rón rén bước lại nắm lấy tay bố con bé từ lúc bố vào viện đến giờ chỉ ngồi một góc nhìn chằm chằm về phía bố nhiều lúc còn chắp tay miệng lầm nhầm như đang cầu nguyện cho bố con bé đưa bàn tay nhỏ xíu sờ lên mặt bố đôi mắt đỏ hoe bố ơi Bây giờ bố còn thấy đau nữa không?" Phong ấm áp nhìn con gái, anh lắc đầu. "Bố hết đau rồi, con đừng lo nữa nhé." Gạo Nếp ôm lấy bố, cục mặt lên người bố rồi lầm nhầm. "Con đã rất sợ đấy ạ." Phong đưa một cánh tay khỏe lên nhẹ nhàng vuốt tay an ủi con, "Tôi thấy anh vẫn còn rất mệt nhọc nên đã bảo với Gạo Nếp. Con xuống đi để cho bố nghỉ, bố bị mất nhiều máu nên còn mệt lắm." Gạo Nếp ngoan ngoãn bước xuống giường, nhưng dường như con bé lưu luyến không muốn rời xa bố tôi mỉm cười bảo con lo cho bố lắm hả nhưng con yên tâm bố chỉ bị thương nhẹ thôi gạo nếp gật đầu tôi nói tiếp bây giờ mẹ đưa con đi ăn nhé từ sáng đến giờ con vẫn chưa được ăn gì chắc là đói lắm rồi phải không nói với gạo nếp vậy tôi quay sang hỏi anh tôi đưa gạo nếp đi ăn rồi mua cháo cho anh anh muốn ăn cháo gì tôi vừa hỏi xong phong còn chưa kịp trả lời thì chị đan tâm xách cập lòng bước vào mẹ con cô đi ăn đi tôi đặt cháo cho phong rồi anh ấy phải ăn đồ của đầu bếp nấu chứ làm sao có thể ăn đồ ở mấy quán ven đường được chị đan tâm ở lại đút cháo cho phong còn tôi đưa gạo nếp ra ngoài ăn lúc ra bên ngoài gặp bà chủ và dì lan tôi bảo bà chủ và dì lan đi ăn cùng nhưng bà chủ khinh khỉnh không thèm trả lời tôi còn dì lan thì bảo tôi không đói mẹ con cô đói thì đi ăn đi tôi tìm một quán ăn gần bệnh viện gạo nếp có lẽ vì lo cho bố nên ăn rất ít tôi phải dỗ dành mãi con bé mới ăn được nửa suất cơm tôi thì cũng ăn qua loa cho xong bữa ăn uống xong tôi đưa gạo nếp vào lại bệnh viện nhưng khi vào tới phòng bệnh của phong tôi không còn thấy ai ở trong phòng cả tôi vội hỏi cô y tá gần đó thì họ nói anh đã được chuyển về bệnh viện thành phố rồi vậy là tôi và gạo nếp lại bị bỏ rơi lại cổ họng tôi nghẹn đắng không nói được gì tôi và gạo nếp ngậm ngùi bắt xe về lại thành phố tôi không biết anh đã được chuyển tới bệnh viện nào nên chỉ có thể bắt xe về lại khu biệt thự ngôi biệt thự im ắng không có người có lẽ bà chủ và dì lan vẫn ở trong bệnh viện với phong chưa về tôi muốn được chăm sóc cho anh những ngày anh nằm trong bệnh viện nhưng tôi biết chắc một điều rằng bà chủ sẽ không cho phép tôi thở dài đưa gạo nếp đi tắm sau đó mới về phòng vết thương ở chân tôi máu đã đông lại tôi tắm rửa sau đó tự lấy thuốc sát trùng và băng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi biết là do ai làm người muốn hại phong chỉ có một người mà thôi đó là khánh nghĩ đến đây tôi mím chặt môi anh không những muốn giết phong mà còn muốn giết cả mẹ con tôi nữa lần trước anh hại tôi bị hiểu lầm tôi vẫn có thể bỏ qua được vì ơn nghĩa ngày xưa và vì vẫn còn thương anh nhưng lần này đụng tới tính mạng thì tôi không còn có thể bỏ qua được nữa tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho khánh chúng ta cần phải nói chuyện đến đêm lúc tôi chuẩn bị đi ngủ khánh mới phản hồi lại sáng mai mang trà và bánh lên phòng anh. Chúng tôi muốn gặp riêng nhau thì chỉ có cách đấy thôi. Tôi nhắn tin đồng ý, sau đó cất điện thoại đi, nhưng nằm mãi không ngủ được, nên tôi đã ôm gối sang phòng của con gái. Cả đêm chỉ nằm ngắm nhìn con ngủ, chứ tôi không thể nào chợp mắt nổi. Phong chắc chắn là đã được chuyển tới bệnh viện tốt và có người phục vụ chăm sóc chu đáo, nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng cho anh nữa. Sáng hôm sau tôi dậy sớm và đi làm như bình thường. Mấy chị nhân viên nhà ăn thấy tôi đến liền xúm lại hỏi. Diệp, có phải hôm qua sếp bị tai nạn không? Thông tin lan nhanh thật đấy, tôi gật đầu trả lời. Vâng, nhưng sếp bị nhẹ thôi ạ. Mấy chị nhân viên thở phào. May quá, vậy thì sếp vẫn làm việc được hả? Người cuồng công việc như sếp chắc sẽ không nghỉ lâu đâu. Em nghĩ là sếp sẽ sớm quay trở lại làm việc thôi. Nhưng mà các chị không thích sếp cơ mà. Tưởng sếp không tới công ty làm việc thì các chị phải vui lắm chứ. Dù tính nét của sếp kỳ cục, nhưng chí ít thì sếp vẫn luôn dành đãi ngộ tốt cho nhân viên. Chứ nếu để bà Mỹ Anh lên Thì bọn chị chắc bỏ công ty quá Bà ấy chèn ép nhân viên ghê lắm Còn chẳng biết phân biệt đúng sai Làm việc cảm tính lắm Bà ấy mà lên chức chủ tịch Thì khéo tập đoàn trường phong xa sút mất Một chị nhân viên khác lại nói Chức chủ tịch chắc chắn là dành cho sếp phong rồi Phải cho cháu trai lên điều hành công ty chứ Có ai để cho cháu gái bao giờ Chưa chắc đâu nhá Tôi nghe nói bà cả được nắm nhiều cổ phần hơn cả bà hai đấy Còn sếp Phong và sếp Mỹ Anh Được chia cổ phần ngang nhau bởi sếp Mỹ Anh là con của bà cả, chưa kể chồng sếp Mỹ Anh cũng cực kỳ giỏi, có thể đồng hành cùng với sếp điều hành công ty. Tôi ngồi im lặng nghe các chị tranh cãi, đúng là ở công ty thông tin lan truyền lúc nào cũng rất nhanh, chỉ là nhân viên nhà ăn thôi mà không chuyện gì là các chị ấy không biết, nhờ nghe các chị ấy nói mà tôi hiểu thêm về chuyện nhà Phong. Lúc này, quản lý Ly đã đến và các chị ấy không tranh cãi nữa mà bắt tay vào làm việc, tôi làm việc đến 9 giờ rồi mang trà và bánh lên phòng cho Khánh. Vừa vào đến phòng anh tôi liền lên tiếng. Chuyện phòng bị tai nạn ngày hôm qua là có liên quan tới anh đúng không? Vừa hỏi tôi vừa đặt trà và bánh lên bàn cho Khánh. Khánh đăng ký giấy tờ liền ngẩng mặt lên, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Sau đó đột nhiên anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khàn đục. Không phải do anh làm. Chuyện gì em cũng đổ cho anh là sao? Phong ấy mà. Rất nhiều người muốn lấy mạng của nó chứ không phải mỗi mình anh đâu tôi nghi ngờ nhìn khánh nhưng anh là người nóng lòng muốn lấy mạng của phong nhất còn gì khánh vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhếch môi cười rồi chậm rãi nói anh nói rồi chuyện phong bị tai nạn không liên quan gì đến anh với lại em và gạo nếp cùng đi trên chiếc xe ấy mà anh không bao giờ có ý định hại em và con bé tôi không biết trong lời nói của khánh đâu là giả đâu là thật câu nói của anh ít nhiều đã khiến trong lòng tôi bị lung lay nhưng tôi biết người như khánh rất giỏi thao túng tâm lý người khác nên tôi sẽ không dễ dàng tin anh nữa đâu tôi hít một hơi sâu rồi lạnh nhạt nói nếu anh không dừng chuyện trả thù lại thì em sẽ nói chuyện này với phong và cả ông nội nữa dù anh có làm gì em cũng không sợ nữa đâu kể cả anh nói chuyện em ngủ với phong ra em cũng không sợ dứt lời tôi xoay người định bước đi nhưng khánh đã nhanh chân đứng dậy giữ tôi lại anh đẩy tôi áp sát vào tường sau đó anh đưa tay ra vuốt sợi tóc ở chỗ đôi mắt tôi rồi vén nó ra sau tai. Anh giữ nguyên một tư thế lặng yên nhìn tôi, ánh mắt ấm áp giống như anh của thời niên thiếu. Tôi bị ánh mắt của anh làm cho bối rối. Đúng lúc tôi định đẩy anh ra thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Chị Mỹ Anh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền gào lên. Hai người, đang làm cái trò gì thế hả? Trái ngược với sự hốt hoảng của tôi thì Khánh vô cùng bình tĩnh. Anh mỉm cười bước đến bên chị Mỹ Anh rồi ôm chị ấy vào lòng, anh nhẹ dọc như đang dỗ dành chị. Hôm nay, anh muốn ăn đồ ngọt nên nhờ nhân viên nhà ăn mang lên. Ai ngờ lại gặp đúng người quen nên muốn trêu chọc chút thôi. Đôi mắt sắc lẹm của chị Mỹ Anh nhìn chằm chằm vào Khánh như thể đang dò xét. Anh từ trước đến nay là người nghiêm túc, đâu có thích chuyện đùa giỡn. Cương mặt của Khánh không lộ ra chút biểu cảm gì nhiều, anh vẫn rất bình thản. Bình thường anh không thích đùa giỡn, nhưng đối với người của Phong thì anh đặc biệt thấy hứng thú đấy. Chị Mỹ Anh liếc nhìn tôi rồi khinh khỉnh nói. Chỉ là con người hầu thôi mà. Đừng nói với em là anh bị con hồ ly tinh này hớp hồn rồi đấy nhá. Đôi lông mày của Khánh nhíu lại. Em bị làm sao đấy? Anh không thích nói đùa kiểu như vậy đâu. Em cũng thừa biết anh tuyệt đối không bao giờ có chuyện tình cảm trai gái nhăng nhít vớ vẩn mà. Ai mà biết được đàn ông bọn anh, miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng nghĩ gì ai mà biết khánh lúc này tỏ rõ vẻ không vui anh trở về bàn làm việc rồi thở dài anh tưởng em phải hiểu anh lắm chứ hóa ra cũng không hiểu nhiều lắm quả thật khánh rất đỉnh trong việc xoay chuyển câu chuyện anh vậy mà lại khiến cho chị mỹ anh bây giờ phải đi dỗ dành anh chị nở nụ cười dịu dàng rồi chạy đến ôm cổ anh nhẹ giọng nói em chỉ là thấy anh gần gũi con bé bẩn thỉu kia nên thấy khó chịu chút thôi chứ em vẫn luôn tin tưởng anh mà khánh như đạt được ý nguyện Đôi môi của anh khẽ nhích lên một đường cong Anh nhìn tôi rồi lạnh nhạt bảo Cô ra ngoài đi Tôi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Khánh Ra được khỏi phòng Khánh mà tôi khẽ thở phào Lúc bị chị Mỹ Anh bắt gặp cảnh tượng mập mờ đó Tôi cứ nghĩ là tôi tiêu rồi chứ Vậy mà Khánh lại xoay chuyển được tình thế một cách ngoạn mục Khánh quả thật rất thông minh Không những giỏi lại còn rất chăm chỉ và ham học hỏi Nếu anh không ôm trong lòng mãi nỗi hận thù Thì anh đã có cuộc sống thành công và viên mãn rồi tôi tự hỏi liệu rằng anh có thật lòng yêu chị mỹ anh hay không hay anh chỉ là muốn tiếp cận chị ấy để trả thù chị mỹ anh bình thường đối với tất cả mọi người có vẻ như chị rất ghê gớm nhưng riêng đối với anh ấy thì chị ấy lại dịu dàng người ngoài như tôi cũng có thể nhìn thấy được chị ấy yêu anh ấy đến nhường nào nếu sau này mọi chuyện vỡ lở ra thì người đáng thương nhất chính là chị mỹ anh và bé son cả ngày hôm đó tôi cứ phân vân mãi có nên nói cho Phong biết về ý định trả thù của Khánh hay không? Nếu tôi biết mà cứ mãi giữ im lặng thế này, tôi sợ sẽ có án mạng xảy ra. Mà nói thì tôi lại sợ Khánh sẽ bị mất tất cả. Tôi thương Khánh một thì thương bác Hạnh mười. Tôi không dám nghĩ tới chuyện người con trai duy nhất mà bác luôn kỳ vọng bỗng một ngày bị mất hết mọi thứ và còn có nguy cơ ngồi tù thì bác sẽ thế nào? Suy nghĩ suốt cả ngày trời, cuối cùng tôi quyết định sẽ xin Khánh số bác Hạnh để được nói chuyện với bác. Nhưng buổi chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi còn chưa kịp nhắn tin xin Khánh, thì bất ngờ bác Hạnh đã gọi điện cho tôi, giống như tôi và bác có thần giao cách cảm vậy. Diệp à, là bác đây. Chỉ cần nghe thấy giọng của bác là tôi lập tức nhận ra ngay. Nghe được giọng bác, tôi bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào, tôi khẽ gọi. Bác! Những lời tôi muốn nói, chợt mắc kẹt trong cổ họng, tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt rưng rưng, nước mắt như muốn trực trào. Tôi và bác im lặng tới gần một phút, Cuối cùng tôi phải hít thở một hơi thật sâu mới lên tiếng hỏi được Bác dạo này thế nào ạ? À? Cuộc sống bên đó vẫn tốt chưa ạ? À? Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bác vọng trong điện thoại giọng bác buồn buồn Bác nghe Khánh nói cháu có khối u não à Diệp? Tôi sụt sùi trả lời Dạ vâng ạ Gạo nếp đã nhận được bố Cháu để gạo nếp ở lại cho bố con bé rồi sang bên này chữa trị đi Bạn của Khánh là bác sĩ rất giỏi Bác sẽ nhờ cậu ấy chữa cho cháu ngày trước lúc tôi còn bé là bác lo cho tôi đến bây giờ khi lớn lên rồi cũng chỉ có bác là quan tâm lo lắng cho tôi mà thôi dù chỉ là người dưng nhưng bác còn lo cho tôi hơn cả người đã dứt ruột đẻ ra tôi chính vì điều này mà tôi đã rất nặng lòng dù biết khánh làm sai trái mà không thể nói ra tôi không trả lời bác ngay mà khẽ hỏi bác bác có biết anh khánh đang thực hiện kế hoạch trả thù tập đoàn trường phong không ạ bác biết bác vẫn đang cố gắng khuyên giải nó đây anh ấy rất cố chấp có vẻ như anh ấy không có ý định dừng lại đâu ạ mà người anh ấy nhắm tới là phong bố của gạo nếp nên bây giờ cháu đang rất khó xử cháu không biết nên làm gì bây giờ để cả hai đều tốt đẹp bác hạnh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng ngày nhỏ vì tận mắt chứng kiến người ta đến nhà chèn ép cướp nhà đánh đập bố nên khánh nó đã ghim trong lòng từ lúc ấy rồi dù cho bác khuyên giải thế nào thì thằng bé vẫn cứ chấp niệm với chuyện trả thù. Mỗi ngày bác đều rất lo cho nó, bác sẽ cố gắng để ngăn cản nó lại, nên xin cháu đừng nói chuyện này ra được không? Nhưng cháu sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến, lúc đó cháu với bác liệu có gánh nổi không? Hôm qua Phong bị tai nạn do xe bị hỏng phanh, cháu không biết có phải là do Khánh làm hay không, nhưng thật sự cháu đã rất sợ. Thật ra, Khánh nó không có ý định giết người đâu, mục đích của nó là được ngồi vào vị trí cao nhất nắm trong tay tập đoàn trường phong được ngồi lên đầu những kẻ đã từng hại gia đình bác đó là cách trả thù của khánh nhưng cháu thấy khánh mấy lần có ý định muốn giết phong bác không biết kế hoạch của nó là thế nào nhưng nó hứa với bác sẽ không để tay dính máu sắp đến cuộc họp đại cổ đông rồi trong cuộc họp sẽ bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị mới thay thế cho ông nội mà người sáng giá nhất chính là phong bây giờ cổ phần của phong và mỹ anh là ngang nhau nhưng chỉ cần ông nội chuyển cổ phần của mình cho Phong thì Phong sẽ là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, mà chuyện ông nội chuyển cổ phần cho Phong là chắc chắn gần như 100% rồi. Vậy nên có lẽ Khánh đang muốn làm chuyện gì đó gây bất lợi cho Phong để Phong không được lên làm chủ tịch nữa." Ngay bác Hạnh nói, "Tôi cảm tưởng như bác biết rất nhiều chuyện, tôi lại suy nghĩ tới dòng tin nhắn của một số lạ bên nước ngoài gửi cho tôi, tôi tò mò hỏi bác, có phải bác là người gửi tin nhắn cho cháu không?" Bác Hạnh do dự một chút sau đó trả lời, "Ừ, là bác." "Vậy bác biết kế hoạch của anh ấy đúng không? Bác biết sao bác không nói với cháu rằng hôm qua Khánh sẽ làm ra chuyện hại Phong? Nếu ngày hôm qua không may mắn, nếu ngày hôm qua có án mạng xảy ra thì phải làm thế nào ạ?" À? "Có những chuyện Khánh sẽ nói với bác, nhưng có những chuyện Khánh không nói, chuyện ngày hôm qua bác không biết nên không thể nhắn tin cảnh báo cho cháu trước được, nhưng cháu có muốn Khánh tay không dính máu và Phong được an ổn không?" đương nhiên là cháu muốn rồi vậy cháu hãy giúp khánh đi chỉ cần khánh được ngồi lên vị trí cao nhất thì chắc chắn sẽ không tìm cách hại phong nữa phong cũng là người rất tham vọng anh chắc chắn sẽ không bằng lòng chuyện phải sắp xếp sau ai đó chưa kể anh lại là cháu trai của tập đoàn trường phong làm sao có thể cho cháu rể lên làm được tôi bảo với bác hạnh nếu phong không được lên chức chủ tịch thì người sáng giá nhất là chị mỹ anh chứ anh khánh sao có thể ạ à? bác hạnh khẽ cười nghĩ anh năng lực kém kiểu gì cũng sẽ chuyển nhượng lại cho chồng con bé thôi nhưng cháu thì giúp được gì ạ tôi chỉ cần phong được bình an thì việc gì tôi cũng dám làm bác hạnh nói khánh có việc cần cháu giúp đấy nhưng phải chờ đến thời cơ thích hợp chúng ta không thể ngăn cản được khánh dừng chuyện trả thù lại vậy thì hãy giúp nó đạt được mục đích chỉ cần nó đạt được mục đích thì nó sẽ không làm ra chuyện gây tổn hại xấu tới ai bác nghĩ đó là cách tốt nhất trong lòng tôi bây giờ đầy ngổn ngang, tôi không ngờ bản thân lại bị kéo vào vòng xoáy trả thù này. Tôi khẽ thở dài chào bác Hạnh, lúc này tôi chẳng biết nói gì nữa, trong đầu nặng chịu lo âu. Tôi thẫn thờ bắt xe buýt rồi trở về khu biệt thự, gạo nếp học thêm với gia sư ở trên phòng, dưới nhà có dì Lan với anh Nam đang nấu ăn. Tôi cất túi sách rồi rửa tay vào bếp vụ anh Nam. Anh Nam thấy vậy thì liền bảo, đi làm về mệt thì nghỉ đi, không cần phải phụ tôi đâu. Dì Lan cũng nói, Cô lên phòng tắm rửa đi Rồi còn mang cháo vào bệnh viện cho cậu Phong Hôm qua tôi thấy chị đan tâm Mang cháo của đầu bếp năm sao nấu Lại chăm sóc anh cẩn thận lắm mà Sao hôm nay lại muốn tôi mang cháo vào chứ Tôi tò mò nên hỏi gì Lan Vậy chị đan tâm hôm nay Không đem cháo vào cho cậu chủ nữa à gì Ừ, cậu chủ bảo Không ăn quen khẩu vị của đầu bếp nhà cô Tâm Vậy cháu lên trên nhà đi tắm đây ạ Tôi lên trên phòng đi tắm Tắm rửa xong xuôi Tôi xuống nhà, thì anh Nam đã cho cháu vào cặp lồng và còn chuẩn bị đồ trắng miệng cho Phong. Tôi cười cảm ơn anh Nam rồi lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng. Chiếc xe chỉ đi có hơn 5 phút là tới bệnh viện, hóa ra là bà chủ chuyển anh về bệnh viện gần nhà. Bệnh viện này là bệnh viện quốc tế nên nhìn rất đẹp đẽ và sạch sẽ. Tôi không biết Phong ở phòng nào nên đã hỏi chị y tá gần đó, cũng may ở đây ai cũng biết đến giám đốc Phong. Chị y tá còn dẫn tôi lên tới tận phòng của anh. Phòng của Phong là phòng VIP nên chỉ có một giường bệnh căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi không khác gì khách sạn lúc này bà chủ và chị đan tâm đều đang ở trong phòng nhìn thấy tôi đến phong liền mở miệng nói mẹ với đan tâm về đi tối nay diệp sẽ ở lại chăm sóc con chị đan tâm nghe vậy liền lên tiếng em sẽ ở đây chăm anh không cần nhờ tới người giúp việc đâu phong có lẽ lo cho sức khỏe của chị đan tâm nên không đồng ý từ hôm qua đến giờ em vất vả với anh rồi xong ở bệnh viện em có ngủ được đâu em lại yếu dễ ốm nên chỉ cần đến thăm anh ban ngày thôi còn buổi tối để giúp việc họ làm nhưng em không yên tâm để cô ta ở đây với anh đôi lông mày của phong hơi nhíu lại anh bảo cô ấy chăm sóc cho người ốm chuyên nghiệp hơn em đấy những việc này em không cần phải làm về đi nhìn thấy thái độ của phong có vẻ căng nên bà chủ quay sang khuyên bảo chị đan tâm phong nó nói đúng đấy việc này để cho người giúp việc nó làm nhà có giúp việc mà nên cần gì cháu phải ở đây cho vất vả. Chị đan tâm lửa mắt nhìn tôi, sau đó dặn dò phong mấy câu, rồi hậm hực ra về cùng với bà chủ. Hai người họ đi rồi, tôi cũng khẽ bước đến, đặt cặp lồng cháo xuống bàn rồi hỏi anh. Hôm nay anh thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không? Phong không thèm liếc nhìn tôi, anh nhìn về phía cửa sổ, trong giọng nói như có phần trách móc. Cả ngày hôm nay cô đi đâu, mà không thèm vào thăm tôi. Nếu chiều nay tôi không dặn gì Lan, bảo cô đem cháo vào cho tôi, thì chắc cô cũng không thèm đếm xỉa đến tôi sống chết ra sao đâu nhỉ lần đầu tiên tôi thấy anh giận dỗi tôi nhìn mặt anh lúc này mà tôi khẽ bật cười ngày hôm nay tôi còn phải đi làm mà với lại tôi cũng có biết anh nằm ở viện nào đâu ngày hôm qua mẹ con tôi vừa đi ăn thì bà chủ chuyển viện đưa anh về thành phố bỏ rơi mẹ con tôi ở đó mẹ con tôi còn phải tự bắt taxi đi về đôi lông mày của anh nhíu chặt lại vẻ mặt vô cùng không vui nhưng anh cũng không nói gì thêm nữa tôi mở cặp lồng cháo rồi hỏi anh anh ăn cháo nhé tôi chưa muốn ăn tôi muốn cô lau người cho tôi trước đã tôi tròn mắt hỏi lại anh tôi tưởng ở đây có y tá người ta phụ trách chuyện này chứ tôi không muốn họ động tới người tôi nhanh lên từ hôm qua đến giờ chưa được tắm khó chịu lắm rồi tôi cầm chậu vào phòng tắm lấy nước ấm sau đó rút khăn mặt vỏ xuống nước rồi vắt nửa khô mang lên tới bên giường của anh phong nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản pha trộn sự nhẫn nhịn tôi đỏ mặt cười miễn cưỡng tôi không phải người giúp việc chuyên nghiệp nếu tôi làm mạnh tay khiến anh đau thì phải kêu lên cho tôi biết đấy đây không phải lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh nhưng dù chúng tôi đã trải qua nhiều lần với nhau nhưng mỗi lần chạm vào cơ thể anh là tôi đều cảm thấy căng thẳng tôi đưa tay di chuyển trên người phong từ dưới lên trên thỉnh thoảng ngón tay của tôi vô tình chạm nhẹ vào làn da của anh khiến tay tôi không kiềm chế được mà run rẩy hơi nóng tỏa ra từ người anh ở cự ly gần bao phủ lấy toàn thân tôi khiến tôi phát sốt vì mài lau người cho anh Nên tôi cũng không để ý tới biểu cảm của anh lúc này Chỉ đến khi gần lau xong Thì anh mới lên tiếng Cô mà cứ mơn trớn nhẹ nhàng kiểu này Thì tôi không đảm bảo tối nay cô còn nguyên vẹn đâu đấy Tôi ngước mắt lên nhìn anh Rồi cười đùa nói Anh bị thương thế này thì làm ăn cái gì được chứ Phong nhớn mày Tôi chỉ bị thương ở phần trên thôi Phần dưới như cô thấy đấy Vẫn nguyên vẹn và khỏe mạnh Nghe anh nói vậy tôi tái mặt liền vội rút tay lại Sau đó tôi bê chậu nước đi luôn anh ta bị thương như vậy mà vẫn còn có thể nghĩ tới chuyện đó được tôi cất chậu nước đi rồi về lại giường cho anh ăn cháo anh nam múc cả một cặp lồng đầy cháo nhiều thế này phong chỉ ăn hết một nửa thôi nửa còn lại thì tôi ăn nốt cháo vừa ngon lại bổ dưỡng tôi không đỡ đổ đi với lại tôi cũng đỡ phải ra ngoài ăn tối phong nhìn tôi ăn ngon lành thì nói sao tôi thấy cô ăn cái gì cũng ngon vậy tôi sinh ra trong nghèo khó có đồ ăn là tốt lắm rồi vậy nên tôi chân quý đồ ăn tôi thấy món nào cũng ngon hết tôi học làm đầu bếp cũng là vì muốn được ăn nhiều đồ ăn ngon đấy phong nhìn tôi trong ánh mắt có chút phức tạp dường như là ánh mắt thương hại người ta thường nói ở với nhau lâu ngày sẽ sinh tình cảm anh đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều dù biết anh đối với tôi không phải là tình cảm nam nữ nhưng ít nhiều trong lòng cũng có một chút tình cảm nhất định với tôi nhìn thấy anh như vậy tôi đột nhiên lại muốn hỏi anh một điều do dự vài giây tôi ngập ngừng hỏi nếu hết ba tháng tôi rời đi liệu rằng sau này anh có còn nhớ tới tôi nữa không phong có hơi bất ngờ với câu hỏi bất thình lình này của tôi nhưng gương mặt của anh vẫn giữ lấy vẻ điềm đạm đáp lời có chứ cô là mẹ của gạo nếp mà tôi sao có thể quên được người đã sinh cho tôi một cô con gái ngoan ngoãn thông minh lại còn lanh lợi như vậy chứ nhận được câu trả lời của anh tôi cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp tôi khẽ mỉm cười cảm ơn anh phong nhìn tôi khó hiểu cảm ơn vì cái gì nhiều chuyện và đặc biệt cảm ơn anh đã là bố của gạo nếp hôm nay cô làm sao vậy cứ như kiểu cô sắp rời đi ấy cô còn gần một tháng nữa cơ mà với lại phải xem gạo nếp có chịu không nữa con bé rất cứng đầu nếu con bé không chịu thì cô vẫn phải ở thêm nữa đấy gạo nếp đã vào nề nếp và quen với cuộc sống ở đây rồi trước khi đi tôi sẽ dặn dò con vậy nên con sẽ chịu hợp tác thôi tầy mặt của phong hơi trầm lắng giọng anh trầm trầm Cô muốn rời đi Tôi gật đầu đáp Hết ba tháng tôi sẽ rời đi Phong không nhìn tôi Cũng không nói thêm điều gì nữa Anh lặng, lặng lặng lấy chiếc laptop ra rồi đặt lên bàn Còn tôi đứng dậy cầm cặp lồng đi rửa Lúc bước vào tới phòng tắm Đột nhiên mắt tôi bỗng tối sầm lại Bàn tay run lên bần bật Khiến cặp lồng trên tay rơi xuống Xoảng một tiếng Tay tôi phải víu vào vòi hoa sen Thì mới có thể đứng vững được Phong nghe thấy tiếng động lớn từ phòng tắm vọng ra Anh vội hỏi Cô bị làm sao vậy? Dù đang bị choáng nhưng tôi cố gắng lên tiếng cho anh yên tâm. Tôi không sao, chỉ là trượt tay làm rơi gặp lòng thôi. Tôi phải ngồi trong phòng tắm một lúc thì đầu mới đỡ choáng váng, bàn tay cũng bớt run. Tôi biết rõ đây là biểu hiện của bệnh u não. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị xuất hiện triệu chứng này. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại vô thức rơi nước mắt. Điều tôi luôn dằn vặt và tiếc nuối nhất là không thể dõi theo được gạo nếp tới khi con trưởng thành. Tôi thở dài rồi đứng dậy đi rửa cặp lồng. Sau đó trước khi ra ngoài, tôi phải rửa mặt để gột đi những giọt nước mắt trên mặt. Lúc ra đến ngoài, tôi thấy Phong đang chăm chú gõ máy tính bằng một tay. Mới hôm qua anh còn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết xong. Hôm nay vẫn còn đang bị thương, vậy mà anh đã vội làm việc rồi. Tôi nhẹ nhàng cầm đĩa hoa quả trắng miệng đặt lên bàn, nhưng anh lạnh nhạt đẩy ra. Cô cầm ra đi, tôi đang làm việc. Anh đang bị thương, phải nghỉ ngơi thì mới có thể nhanh chóng bình phục được phong vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính tôi đang có một dự án quan trọng sắp đến ngày công bố rồi nên tôi không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi đâu tôi không hiểu gì về công việc của anh vậy nên anh đã nói như vậy thì tôi cũng không dám khuyên nhủ anh nữa tôi ngồi bên cạnh giường anh lặng lẽ lướt điện thoại tôi thường hay xem những chương trình về nấu ăn đang chăm chú xem thì bỗng tôi nghe thấy phong nói tôi muốn ăn món thịt nướng mà cô làm khi nào tôi ra viện tôi sẽ dẫn cô vào gạo nếp quay lại khu biệt phủ chúng ta cùng ăn thịt nướng ở đó tôi rời màn hình điện thoại ngẩng mặt lên nhìn anh tôi e ngại nói tôi thì thấy bị ám ảnh bởi con đường tới đó chúng ta chọn đi nơi khác được không có người cố tình hại chúng ta nên mới xảy ra sự cố tai nạn thôi lần sau tôi sẽ kiểm tra xe thật kỹ trước khi đi vậy bên phía công an có kết luận gì chưa và đã tìm được người hại anh chưa nhắc đến chuyện này mặt phong vẫn rất bình thản có người đã làm hỏng hệ thống phanh xe của tôi người này quả thật rất cao thủ đã tính chuẩn tình hình giao thông hôm qua tuy không dồn tôi vào chỗ chết nhưng rất có thể thành tàn phế may là tôi đã phản ứng kịp tôi khó hiểu hỏi phong nhưng hôm qua chúng ta đi chơi là bộc phát chứ có phải có dự định từ trước đâu mà người đó biết được rất có thể người này theo dõi chúng ta và nghe được câu chuyện của chúng ta nhưng người mà có thể đoán được tôi đi đâu thì chắc chắn là một người rất quen tôi dù biết người đó là ai nhưng vẫn giả vờ hỏi vậy anh nghi ai? Ánh mắt anh trầm lại, đáy mắt là một sự kìm nén, khóe miệng anh nhếch lên. Không nghi ngờ cho ai cả, cũng không buộc tội cho ai. Chuyện này để cho cảnh sát họ xử lý. Tôi phiền muộn nhìn anh. Chỉ sợ đối phương một lần chưa thành công sẽ có lần hai. Anh phải thật cảnh giác và tự bảo vệ cho mình đấy. Phong mập mờ nói như ám chỉ ai đó. Xung quanh tôi nhiều người thù hằn muốn lấy mạng của tôi lắm. Nhưng mà người dám hành động làm ra chuyện này thì chắc chắn là người có thế lực rất lớn lại rất am hiểu tôi mà người này chắc chắn sẽ được lợi ích lớn nhất sau khi tôi chết lời nói của anh khiến cho tôi cảm tưởng như anh đã biết được điều gì đó tôi sợ rằng anh đã đoán ra được người làm là ai rồi khánh thông minh kín đáo nhưng phong cũng không phải người đơn giản anh là người tàn nhẫn và còn thâm sâu khó lường một khi để anh phát hiện ra khánh là người ủ mưu trả thù anh thì tôi không dám tưởng tượng lúc đó anh sẽ làm gì khánh Lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm nên tôi đứng dậy tắt điện rồi dục anh đi ngủ. Anh cũng nghe theo lời tôi, gặp máy tính rồi lại nằm xuống. Còn tôi được bệnh viện phát cho một chiếc giường xếp. Tôi đặt chiếc giường xếp vào góc phòng, đang định nằm xuống thì lại nghe Phong nói. cô lên đây nằm với tôi, ngủ giường đó dễ bị đau lưng lắm. Tôi cười nói. Tôi quen sống khổ rồi nên không sao đâu, có giường xếp là tốt lắm rồi. Phòng bệnh hơi tối nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng giọng nói của anh thì có phần gay gắt hơn. Tôi bảo cô lên giường Tôi khẽ nhăn mặt lại Ở đây là bệnh viện Chúng ta không nên làm như thế Ngủ cùng nhau mà bị bác sĩ hay anh nhìn thấy thì kỳ lắm Đêm hôm ai dám vào phòng của tôi Mau lên qua đây Thấy tôi vẫn chưa chịu nhúc nhích Phong nóng nảy bảo Nếu cô không lên đây ngủ với tôi Thì tôi xuống đó ngủ cùng với cô Chiếc giường xếp bé tẹo này Một mình tôi ngủ còn chặt nữa Là có thêm một người đàn ông cao lớn như anh nằm vào Thì chắc chiếc giường sập quá tôi e ngại bước về phía giường của anh sau đó rón rén lên giường tôi vừa nằm xuống anh liền vòng tay qua người tôi đôi tay anh còn không yên phận liền luồn sâu vào trong áo tôi nhưng tôi đã giữ chặt tay anh lại ngẩng đầu lên nhìn anh tôi nói đừng đây là bệnh viện đấy phong ghé vào tai tôi hơi thở nóng rẫy cứ nằm bên cạnh cô là tôi lại không kìm được trên người cô hình như có chất gây mê à anh đang bị thương đấy cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe không nên hoạt động mạnh đâu tôi rất khó ngủ nên tôi muốn có cảm giác ấm áp hơn thế này nữa cho tôi chạm vào nhé tôi khẽ buông tay anh ra tay anh nhẹ nhàng luồn chạm vào nơi đầy đặn nhất bàn tay to lớn của anh nắm trọn nơi căng tròn anh không quậy không nghịch ngợm như mọi khi mà để yên bàn tay ở vị trí đó tôi nằm yên lặng không dám động đậy để anh có thể dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ qua một lúc tôi cảm nhận hô hấp phía sau cổ mình dần dần đều đặn dường như anh đã ngủ rồi còn tôi nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được Cứ nghĩ đến chuyện tai nạn hôm qua Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với bác Hạnh chiều nay Đầu óc tôi bỗng căng lên Trong lòng có một nỗi bất an xen lẫn hoảng sợ Buổi sáng hôm sau Lúc còn tờ mờ tối Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân Đến 7 giờ sáng Chị đan tâm đã mang đồ ăn đến cho anh Chị ấy đến tôi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện Rồi tới công ty làm việc Cả tuần sau đó Ban ngày tôi vẫn đi làm bình thường buổi tối lại vào chăm sóc cho anh, qua gần 10 ngày nằm viện, vết thương của anh hồi phục khá nhanh, lớp băng trên đầu đã được tháo ra, chỉ có vết thương trên trán là ngày ngày phải bôi thuốc, cho dù bị thương như vậy nhưng gương mặt của anh vẫn vô cùng tuấn tú. Thấy sức khỏe đã ổn nên Phong xin xuất viện về nhà anh thuê bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe hàng ngày cho đến khi anh hồi phục hẳn. Trong thời gian đó, nghe nói anh đang tập trung làm một dự án vô cùng lớn và quan trọng, vì vậy dù sức khỏe mới hồi phục anh đã làm việc suốt ngày đêm anh còn dặn tôi lúc anh làm việc không được để cho gạo nếp lên phòng anh tránh làm anh mất tập trung sau khoảng thời gian anh làm dự án tôi không biết anh đã làm xong chưa nhưng ngày chủ nhật ấy đột nhiên anh bảo sẽ đưa tôi vào gạo nếp tới biệt phủ để tìm không gian yên tĩnh nghỉ ngơi vì vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn lần trước nên trên đường đi tôi cứ thấp tha thấp thỏm không yên chỉ đến khi đến nơi an toàn tôi mới có thể thả lòng cơ thể ở dưới chân đồi có một gara ô tô rất lớn, Phong để xe vào trong gara, sau đó chúng tôi cùng nhau đi bộ lên căn biệt phủ. Biệt phủ được hai người vợ chồng già trông coi, thấy chúng tôi đến, hai ông bà vui vẻ bước ra chào hỏi. "Cậu Phong, cậu đã khỏe lại rồi. Hôm cậu bị tai nạn, chúng tôi trên này không biết gì, mãi sau khi cảnh sát đến, chúng tôi mới biết là cậu đến đây và bị gặp tai nạn trên đường, may là cậu không sao." Nói đến đây, ông bà nhìn sang tôi và gạo nếp khẽ ngập ngừng hỏi, "Đây là bé gái này là gạo nếp con gái của con còn cô gái kia là người sinh con cho con chà lần đầu tiên tôi thấy cậu dẫn phụ nữ lên đây tôi đã đoán được có lẽ là người rất quan trọng rồi lần này tôi thấy da rẻ của cậu hồng hào khuôn mặt rạng rỡ hơn rất nhiều có phải bệnh tình của cậu đã tốt lên rồi đúng không vâng tốt lên rất nhiều rồi ạ vậy thật là tốt tốt quá rồi thôi cậu đưa hai mẹ con cô ấy đi tham quan xung quanh đi vợ chồng già chúng tôi sẽ đi bẻ ngô bới khoai với hái quả về cho cô cậu nhé việc này để chúng con đi làm cho hai ông bà cứ nghỉ ngơi đi ạ hai ông bà nghe phong nói vậy liền ngạc nhiên nhìn nhau sau đó nở nụ cười cậu quả thật khác hơn trước rất nhiều nếu cậu thích làm thì chúng tôi không ngăn cản phong dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi biệt phủ nơi đây rộng đi mỏi chân mãi chưa hết chúng tôi vừa đi tham quan vừa cầm theo rổ giá để đi bẻ ngô bới khoai tôi nhìn vườn ngô mà thấy khâm phục hai ông bà chỉ có hai ông bà ở đây mà chồng không thiếu thứ gì chỉ chăm coi biệt phủ đã đủ mệt rồi vậy mà vẫn còn chồng trọt chăn nuôi nữa thấy tôi xuống vườn bẻ ngô phong cũng theo xuống còn gạo nếp đứng trên bờ cầm rổ đợi bố mẹ phong là công tử chưa bao giờ phải đụng tới việc gì tôi bảo anh ở trên bờ đợi tôi thôi nhưng anh nhất quyết không chịu hậu quả là sau khi ở vườn ngô đi lên anh đã bị ngứa và mần đỏ khắp người vì vậy chúng tôi phải quay về chỗ hai ông bà để xin thuốc bôi buổi trưa tôi cùng hai ông bà nấu cơm cướp thịt để nướng hai ông bà đã chuẩn bị bếp nướng bằng than ở bên ngoài khoảng sân rộng buổi trưa ở thành phố nóng nực nhưng ở trên đây lại rất mát mẻ khung cảnh này rất giống buổi dã ngoại chúng tôi vừa nướng thịt vừa ăn uống trò chuyện gạo nếp vui vẻ bảo với bố mỗi tháng bố đưa mẹ con con lên đây chơi một lần nhé phong xoa đầu con gái được gạo nếp chỉ cần chăm ngoan học giỏi thì tháng nào bố cũng sẽ dẫn hai mẹ con lên đây chơi gạo nếp cười híp mắt sau đó nhìn sang hai ông bà hỏi nếu nhà cháu lên đây nhiều ông bà có thấy phiền không ạ hai ông bà nghe gạo nếp hỏi vậy liền phì cười không phiền chút nào nếu gia đình cháu thường xuyên lên đây ông bà thấy rất vui gạo nếp rất thích khám phá ăn uống xong con không ngủ trưa mà đòi bố dẫn ra căn nhà gỗ ở tít phía xa sâu trong vườn cây ăn quả phong dẫn con gái lên đó Điện cầm theo laptop ra đó làm việc luôn. Không gian ở đây yên tĩnh, làm việc chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Dọn dẹp xong xuôi, ông bà về phòng ngủ trưa. Tôi thì định đi đến chỗ ngôi nhà gỗ cùng với bố con gạo nếp. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, tôi khẽ nhíu mày lại. Anh gọi cho em có việc gì không? Khánh khẽ cười. Đã đến thời điểm thích hợp rồi, em chuẩn bị ra tay thôi. Anh muốn em làm gì? em tiến về chỗ bể cá ở trước căn biệt phủ trong hòn nam bộ có một hộp màu đen anh đã để sẵn ở đó rồi tôi nuốt nước bọt hồi hộp làm theo lời khánh nói bể cá coi rất lớn tôi phải tìm mất vài phút mới có thể tìm ra được hộp màu đen tôi bảo anh đã tìm thấy khánh nói tiếp trong hộp màu đen có một con chip trong con chip này có phần mềm độc hại đã được cài sẵn em chỉ cần cắm con chip này vào máy của phong sau đó anh sẽ hướng dẫn em thao tác vài bước nữa công việc của em chỉ có vậy thôi tôi thẳng thắn mục đích cắm con chip độc hại vào máy của phong để làm gì chẳng lẽ anh định phá hỏng dự án của phong sao khánh cười lớn em thông minh lắm đúng là vậy anh muốn phá hỏng dự án của phong chỉ cần dự án này hỏng thì chắc chắn nó sẽ không thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch được sao em không nỡ đúng không em có tình cảm với nó rồi à tôi mím chặt môi lại dự án này đối với phong vô cùng quan trọng tôi đã thấy anh vất vả tâm huyết thế nào đối với dự án này tôi không hiểu gì về công việc của anh nhưng thấy anh thức ngày đêm làm việc tôi đúng là không nỡ nhưng vì sự an toàn của anh tôi buộc phải làm anh dù rất giỏi nhưng anh ở ngoài sáng người muốn hại anh lại ở trong bóng tối anh dù có cảnh giác thế nào thì cũng không thể lường trước được những việc xấu mà khánh sẽ làm với anh sau này tôi không còn trên thế gian này nữa người duy nhất có thể bảo vệ được gạo nếp chỉ có anh mà thôi tôi không muốn anh bị xảy ra chuyện gì cả tôi hít một hơi sâu rồi bảo với khánh nếu sau này anh đạt được mục đích rồi anh phải hứa với em không được làm hại đến ai nữa nhất là với phong anh có hứa không anh hứa thêm nữa anh dù không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp coi sóc gạo nếp giúp em đến khi con bé trưởng thành cái này em yên tâm anh coi gạo nếp như con gái của mình vậy khi nào thì em hành động tối mai anh sẽ gửi thao tác từng bước cho em em xem trước chỗ nào không hiểu thì hỏi lại anh được anh dặn thêm cái này nữa tối mai sau khi cho con chip phá hỏng dự án xong em phải lên giường cùng với phong lúc này anh sẽ có cách để cho mẹ phong lên bắt quả tang sau đó em lấy cái cớ này để rời đi chứ nếu đột nhiên em bỏ đi thì chắc chắn em sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên nghe khánh nói đến đây tôi đột nhiên bật cười nụ cười chua xót đã rời đi rồi còn sợ bị hiểu lầm gì nữa Nhưng cách của anh cũng được đấy Cho em con đường lui hợp lý Cứ làm vậy đi Tôi nắm chặt hộp con chip trong tay Sau đó cho vào túi sách Vậy là tôi đã ở bên phong 2 tháng 20 ngày rồi Ngày mai là ngày cuối cùng tôi ở đây Lúc này cảm xúc trong tôi như bị ứ nghẹn Vậy là tôi sắp phải rời xa gạo nếp Rời xa cả anh nữa rồi Dù tôi chỉ ở đây trong một thời gian Nhưng anh để lại cho tôi những kỷ niệm Không thể nào quên được có lẽ đoạn thời gian ở đây là đoạn thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi một cuộc sống không phải lo ăn không phải lo chạy nợ cũng không phải lo gạo nếp khổ phong tuy lạnh lùng cứng nhắc nhưng ít nhất anh cũng cho tôi biết thế nào là một gia đình trọn vẹn thời gian qua tôi cùng anh chăm lo cho gạo nếp quả thật tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc thời gian qua đã chữa lành vết thương tuổi thơ của tôi tôi chậm rãi bước về ngôi nhà gỗ nơi hai bố con đang ở đó ngôi nhà gỗ ở giữa vườn cây ăn quả trong lành mát mẻ, gió hưu hưu thổi khiến cho ai ngồi trong đây cũng muốn ngủ. Gạo Nếp nằm xuống đùi Phong ngủ ngon lành, còn tôi ngồi xuống bên cạnh anh lặng lẽ nhìn anh làm việc. Qua một lúc sau, tôi mới khẽ lên tiếng hỏi. "Dự án này rất quan trọng với anh phải không?" "Ừ, chỉ cần dự án này thành công, tôi sẽ được lên thẳng trước ghế chủ tịch. Tôi còn trẻ thế này mà đã ở cương vị cao nhất rồi, cô và Gạo Nếp sẽ tự hào về tôi chứ?" Nghe câu hỏi của anh, tôi bỗng sững người mất vài giây sau đó tôi định thần lại rồi khẽ gật đầu gạo nếp sẽ rất tự hào vì có người bố giỏi như anh tôi cũng vậy phong bật cười anh nhìn tôi rồi bảo sắp hết ba tháng rồi nhưng cô đừng rời đi nhé gạo nếp rất cần có mẹ ở bên cạnh nếu cô rời đi tôi không chắc một mình sẽ nuôi dạy tốt được cho con bé đâu sau này tôi lên chức chủ tịch rồi công việc sẽ bận rộn hơn rất nhiều vậy nên tôi cần cô ở lại lời nói của anh khiến trái tim tôi đau xót vô cùng tôi cảm nhận được anh càng ngày càng tốt với tôi tôi cũng cảm nhận được anh càng ngày càng ấm áp hơn nhưng anh càng làm như vậy thì trong lòng tôi lại càng cảm thấy day dứt và hổ thẹn tôi không biết khi anh biết là tôi phá dự án hỏng bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu hy vọng bị vỡ tan tành thì anh sẽ thế nào với tính cách nóng nảy của anh thì chắc chắn anh sẽ nổi điên lên và tôi e ngại một chuyện nữa là tôi sợ anh bị trầm cảm nặng hơn nhưng tôi không còn con đường nào để chọn cả Tôi đảo hai mắt nhìn anh, nghẹn nghẹn trả lời. Cảm ơn anh nhé. gạo nếp có một người bố như anh thật là tốt. Nhưng tôi nghĩ tôi không nên ở lại quá lâu. Nếu tôi ở lại, sẽ làm phiền tới mối quan hệ của anh và chị Đan Tâm. Phong khó chịu nhìn tôi, anh nói. Tôi sẽ không quay lại với Đan Tâm. Tại sao? Chị ấy rất hợp với anh mà. Đơn giản là ở bên cạnh cô ấy, tôi không còn cảm giác gì hết. Tôi khó hiểu nhìn anh hỏi. Anh hết yêu chị ấy rồi à? tôi và đan tâm chưa từng yêu nhau chúng tôi kết hôn là do gia đình hai bên sắp xếp vậy sao tôi từng nghe bác hạnh nói rằng anh và chị đan tâm yêu nhau từ hồi đại học nhưng suy nghĩ lại thì anh chả có lý do gì để nói dối tôi cả tôi nhìn anh nghi ngờ hỏi người như anh mà dễ dàng để bị người lớn sắp xếp như vậy sao phong khẽ bật cười cô cũng dần hiểu tôi rồi đấy nhỉ thật ra thì tôi nói tôi chưa từng yêu ai cô có tin không con người tôi khô khan lại chỉ biết tới công việc nên mấy chuyện yêu đương tôi không để ý lắm tôi và đan tâm là bạn thân chơi lâu với nhau nên có phần thấu hiểu cho nhau nên tôi nghĩ lấy cô ấy cũng không tồi vậy nên chúng tôi thuận theo ý người lớn sắp xếp có điều sau ngày cưới đan tâm đổi ý muốn theo đuổi đam mê múa còn tôi thì muốn có con chúng tôi bắt đầu cảm thấy không cùng quan điểm sống nên đã đường ai nấy đi dĩ nhiên là nếu nói tôi không có tình cảm với cô ấy thì cũng không phải một thời gian bên nhau ít nhiều cũng có tình cảm nhưng tình cảm này nó không lớn tới mức như tình yêu không lớn đến mức thiếu nhau có thể chết lần đầu tiên phong trải lòng với tôi về chuyện này và là lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều tới như thế có thể do ngày hôm nay tâm trạng của anh cực kỳ tốt nên anh mới thoải mái nói chuyện với tôi tới như vậy hoặc cũng có thể trong lòng anh tôi giống như một người quen thân thiết trước đây tôi cũng rất tò mò về mối quan hệ của anh nhưng nghĩ mình không có tư cách nên không dám hỏi vậy hôm nay thấy anh thoải mái như vậy tôi tò mò muốn hỏi vậy tại sao anh lại buồn khi thấy chị đan tâm quay lại hôm gặp lại chị đan tâm tôi đã thấy anh buồn bã uống rượu trong phòng thay đồ còn gì phải yêu thì mới buồn được chứ thì tôi đã nói rồi mà ít nhiều cũng có tình cảm với lại hôm đó tôi buồn là vì cô ấy bị chấn thương không theo đuổi được đam mê nữa bạn bè với nhau lâu năm nên tôi biết cô ấy thích múa tới nhường nào nhưng dù sao đó là điều cô ấy đã lựa chọn có thất bại thì phải chịu còn tôi không phải là người ai muốn đến là đến muốn đi là đi muốn quay lại là quay lại tôi không phải là người dễ dãi như vậy tôi khẽ gật đầu từ nãy đến giờ ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn tôi anh lại hỏi vậy còn cô đã từng yêu ai bao giờ chưa tôi thành thật tôi à tôi chưa từng trước đây cũng đã từng thích một người nhưng tự thấy mình không xứng nên chỉ để giữ trong lòng thôi vậy bây giờ cô còn thích người đó không tôi lắc đầu không còn. Khóe môi của Phong khẽ cong lên, anh cúi xuống nhìn con gái đang ngủ, anh đưa tay lên vuốt mái tóc của con, trong đôi mắt của anh lúc này chứa đựng đầy ấm áp và tình yêu thương. Qua vài phút, anh ngẩng mặt lên, trầm ngâm nhìn về phía xa. Cô có muốn hiểu hơn về gia đình tôi không? Ngày hôm nay, quả thật anh đã làm tôi vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên, nếu những ngày đầu tiên về nhà anh sống, anh lạnh lùng khó tính bao nhiêu thì ngày hôm nay anh ấm áp và ôn nhu bấy nhiêu tôi khẽ gật đầu rồi đáp muốn ạ à? nhắc đến chuyện của gia đình phong thoáng thay đổi sắc mặt như cô cũng biết đấy bố tôi có hai người vợ bà cả là mẹ của chị mỹ anh bà ấy hay lên chùa và rất ít khi ở nhà mà nếu có ở nhà thì cũng chỉ ở trong nhà thôi bố tôi và mẹ chị mỹ anh lấy nhau bao nhiêu năm trời không có con vậy nên ông nội nói với mẹ chị mỹ anh cho bố tôi lấy thêm vợ nữa bởi tập đoàn trường phong chỉ có bố tôi là con trai duy nhất buộc phải có con nối dõi và theo sự mai mối sắp xếp của ông nội bố tôi đã lấy mẹ tôi con gái của một đối tác làm ăn sau khi lấy bố tôi mẹ tôi mang bầu và sinh được anh trai và tôi đến lúc mẹ đang mang bầu thì bà cả bất ngờ có tin vui tôi với chị mỹ anh ra đời cùng một năm đó trước đây tôi với chị mỹ anh rất thân nhưng từ khi vào công ty làm việc cạnh tranh đụng đến lợi ích của nhau nên từ đó chúng tôi giống như kẻ thù vậy từ trước đến nay tôi cứ thắc mắc mãi từ trước đến nay tôi cứ thắc mắc mãi tại sao con của bà hai lại lớn hơn con của bà cả giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi tôi hỏi anh vậy sao anh trai của anh không về nhà làm trong tập đoàn lại bôn ba nơi xứ người làm gì gương mặt của phong vẫn trầm ổn nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt anh lại là một nỗi buồn sâu thẳm anh khẽ thở dài anh trai tôi không hợp với bố từ nhỏ anh đã xin ông nội sang nước ngoài sống bây giờ anh ở hẳn bên đó cũng ít khi liên lạc về lắm vậy là mọi gánh vác đè lên đôi vai của anh phong nở một nụ cười buồn tôi với anh không ai nói với ai câu nào nữa yên lặng ngồi bên nhau rất lâu hôm nay tôi đã hiểu hơn về anh nhưng vừa mới có thể thấu hiểu được nhau thì ngày mai tôi phải rời đi rồi chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau cho đến khi gạo nếp tỉnh dậy con bé nhìn thấy bố mẹ bên cạnh liền mỉm miệng cười rồi đột nhiên nói bố mẹ sinh thêm cho con một em trai nữa nhá tôi nghe gạo nếp nói vậy liền ngượng ngùng không nói gì còn phong thì có vẻ rất thích thú anh bảo với con gạo nếp thích em trai sao gạo nếp gật đầu dạ con thích có em trai để sau này em trai sẽ bảo vệ con phong bật cười anh xoa xoa đầu gạo nếp rồi liếc mắt nhìn tôi đầy mờ ám được để bố mẹ xem xét đã nhá Chúng tôi ở lại biệt phủ chơi và ăn tối luôn cùng với ông bà. Ăn tối xong thì chúng tôi cũng xin phép ông bà trở lại thành phố. Ông bà hái mấy bao đủ các loại hoa quả rồi bảo chúng tôi mang về thành phố. Buổi tối đường lại khó đi nên chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng mới về tới biệt thự. Về đến nơi ai cũng mệt nhoài, tôi lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường, nhưng trong lòng tôi lo âu thấp thỏm cho chuyện ngày mai nên không thể nào ngủ được. Tôi mở điện thoại xem xem đoạn video hướng dẫn các thao tác mà khánh gửi cho tôi tôi vừa xem vừa nghiền ngẫm vừa ghi nhớ trong đầu thật sự là tôi không muốn làm chuyện xấu xa này trăm vạn lần đều là không muốn nhưng nếu tôi không làm thì phong sẽ gặp nguy hiểm anh ngồi lên ghế chủ tịch ngày nào thì ngày đó anh sẽ còn gặp nguy hiểm vậy nên đây là cách duy nhất tôi có thể giúp anh dù biết sau chuyện này anh sẽ rất sốc ngày hôm sau tôi vẫn đi làm nhưng trong một tâm thế luôn bất an lo âu Buổi tối hôm đó, Phong về nhà rất muộn, hơn 11 giờ đêm anh mới trở về nhà. Tôi canh lúc anh đi tắm đã nhanh chóng mở máy tính của anh lên. Tôi thao tác vài bước như Khanh hướng dẫn, thì màn hình máy tính hiện lên các mật mã chạy loạn, không lâu sau đó thì sập nguồn. Lúc hoàn thành xong, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy. Tôi vội vàng đặt máy tính của anh về vị trí cũ, sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình. Tôi bần thần ngồi xuống chiếc ghế, bàn tay không ngừng run lên. Nước mắt từng giọt chảy xuống không kiềm lại được, bao nhiêu công sức tâm huyết của anh lại bị tôi phá hỏng, lòng tôi đau quặn lại, ngàn lần tôi xin lỗi anh. Đang ngồi trên ghế thì bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía cửa phòng tôi, trong nhà giờ này chỉ còn phong thức nên tôi đoán là anh định xuống phòng tôi ngủ, vì vậy tôi vội vàng leo lên giường nằm. Vài giây sau, tôi thấy tiếng cửa phòng mở ra, sau đó anh bước vào, nằm xuống bên cạnh tôi. Rồi vòng tay ra ôm lấy eo tôi, trên người anh luôn tỏa ra một mùi hương bạc hà thanh mát mà sạch sẽ. Tôi quay lại vòng tay ôm anh, đầu áp vào lòng anh, tôi khẽ hỏi, "Anh đi làm về muộn vậy?" "Ừ, ngày mai tổ chức cuộc họp đại cổ đông lớn nên tôi ở lại công ty điều hành sắp xếp một chút. Mà sao cô ngủ muộn vậy?" "Tại anh vào khiến tôi tỉnh giấc đấy chứ." "Là tại tôi sao? Vậy để tôi đền cho cô." Dứt lời phong cúi xuống Đôi môi ấm áp của anh hôn lên vành tay tôi, sau đó tìm đến đôi môi của tôi, tôi không phản kháng, ngược lại còn đáp trả nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng, hai đôi môi quấn lấy nhau, tôi biết lần này là lần cuối cùng tôi được ở bên cạnh anh, nên tôi đã ôm ghì chặt lấy anh, cả hai chúng tôi quấn lấy nhau. Anh gục xuống người tôi thở hổn hển, anh nằm một lúc trên người tôi, sau đó lúc đang định vào phòng tắm thì bất ngờ điện trong phòng tôi bỗng nhiên bật sáng trưng bà chủ dì lan chị đan tâm bước vào như dự tính của khánh bà chủ căm hận nhìn tôi bà đay nghiến con hổ ly tinh mày bảo là mày sẽ không động đến con trai tao cơ mà vậy mà bây giờ mày đang làm cái trò gì vậy hả bà chủ đay nghiến chửi còn chị đan tâm thì khóc dấm dứt anh lưỡng lự chưa cho em câu trả lời là vì con nhỏ này đúng không anh bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú nên mê đắm nó rồi đúng không anh tỉnh táo lại đi tôi thì không bất ngờ lắm bởi đây là sự sắp xếp của khánh còn khuôn mặt của phong bây giờ rất khó coi anh giận dữ nhìn ba người trước mặt rồi quát lên tất cả ra ngoài nhưng bà chủ lúc này dường như đang rất phẫn nộ bà lao đến giật chăn định lôi tôi ra nhưng phong đã giữ lại anh chùm kín chăn lên người rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng như thể đang bảo vệ tôi vậy giọng anh gay gắt chuyện này không liên quan gì tới diệp là con muốn cô ấy nên mới xuống đây đòi hỏi chuyện trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ với nhau có gì là sai trái mà mẹ lại phản ứng như vậy chưa kể ai cho mấy người tùy tiện vào phòng ra ngoài hết đừng để tôi nổi giận tôi nằm trong chăn nên không biết gương mặt anh lúc này khó coi thế nào chỉ thấy vài giây sau tất cả đã ra ngoài tôi ôm chặt lấy anh những giọt nước mắt một lần nữa không kìm chế được lại rơi xuống tôi đã từng ước có người yêu thương bảo vệ che chở cho tôi trong cuộc đời này sự bảo vệ ngày hôm nay của anh đã khiến tim tôi rung động mạnh nhưng kiếp này tôi không có phước đức được ở bên cạnh người đàn ông tốt thế này và hơn hết là tôi không xứng tôi ôm chặt lấy anh khóc rất lâu anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay sáng hôm sau vừa mở mắt ra tôi đã thấy anh đang nhìn tôi tôi xót xa nhìn anh rồi khẽ nói hôm nay tôi xin nghỉ làm một hôm nhé được ở nhà nếu mẹ tôi bắt nạt cô thì hãy gọi điện cho tôi vâng sau khi phong đi làm tôi sang phòng của gạo nếp giúp con làm vệ sinh cá nhân và đưa con đi học. Chỉ vì còn khoảnh khắc này bên cạnh con nữa thôi nên tôi cứ ngắm nhìn con mãi không chịu rời mắt. Tôi ôm con vào lòng rồi nghẹn ngào dặn dò con. Gạo nếp ngoan nhá, ở lại nghe lời bà nội và bố nghe chưa? Không được hư chống đối bố, phải nghe lời bố và nhớ là phải nói chuyện với bố thật nhiều nhá. Mẹ chúc gạo nếp đi học và có một cuộc đời an yên hạnh phúc. Gạo nếp nghe những lời này của tôi thì khẽ chun mũi rồi cười với suy nghĩ còn non nớt của con thì chắc chắn con không thể hiểu sâu xa ý tôi nói được vậy nên con bảo với tôi vâng dạo này con ngoan và rất nghe lời bố rồi mà con cũng yêu mẹ nữa tôi hôn lên trán con một cái thật sâu sau đó đứng ngoài cổng trường nhìn con đi vào trong lớp lúc này điện thoại của tôi rung lên báo có tin nhắn mới khánh nhắn cho tôi một dòng tin nhắn chín giờ ra trạm xe buýt có người đón em tôi không trả lời anh ta chỉ thở dài rồi cắt điện thoại vào túi trong tôi bây giờ chỉ toàn là tội lỗi tội lỗi và tội lỗi tôi có lỗi với phong có lỗi với gạo nếp tôi không mong được tha thứ chỉ mong rằng anh và gạo nếp sống thật tốt và đừng nhớ đến tôi nữa về đến biệt thự đôi mắt bà chủ sắc lẹm lườm tôi tôi bước đến bên bà chủ cúi đầu rồi xin lỗi cháu xin lỗi bác vì đã không giữ lời hứa với bác vì vậy bây giờ cháu xin phép bác cháu sẽ rời khỏi đây chỉ xin bác hãy quan tâm và chăm sóc gạo nếp thật tốt cháu cảm ơn bác bà chủ nghe xong gương mặt liền giãn ra có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ tôi bây giờ cũng không còn nhiều thời gian tôi lên phòng dọn dẹp đồ đạc sau đó rời đi nuốt nước mắt nuốt chua sót vào tận sâu trong đáy lòng phải cố gắng lắm tôi mới đến được trạm xe buýt lúc này có một người đàn ông mặc bộ vest đen từ trên chiếc xe ô tô bước xuống ông ta lịch sự hỏi cô là diệp em gái cậu khánh đúng không vâng vậy mời cô lên xe người đàn ông lịch sự mở cửa xe cho tôi sau đó cầm vali của tôi cất vào cốp, còn tôi cũng nhanh chóng bước lên xe. Người đàn ông cất vali cho tôi xong thì trở về ghế lái, vừa thắt dây an toàn ông ta vừa nói: "Cậu Khánh đã sắp xếp xong chỗ ở, là một khu chung cư cao cấp. Hiện tại cô ở tạm nơi đó một thời gian, chờ cậu Khánh xin visa cho cô thì cô mới có thể qua bên Pháp được." "Vâng ạ." Tôi được người đàn ông đưa đến một nơi ở ngoại thành Hà Nội, nơi đây được gọi là khu đô thị xanh, rất nhiều cây cối, mát mẻ và trong lành đến nơi người đàn ông dẫn tôi lên một căn hộ trung cư sau đó giao cho tôi một chiếc thẻ và một khoản tiền cho tôi rồi dặn dò đây là chìa khóa và tiền tiêu của cô trong thời gian ở việt nam cô không được đi đâu không được phép ra khỏi khu đô thị này tránh trường hợp cậu phong tìm ra cô khiến mọi chuyện thêm phiền phức và rắc rối cô hiểu chứ vâng tôi hiểu rồi nhận được câu trả lời của tôi người đàn ông liền hài lòng rời đi còn tôi cũng mở cửa bước vào phòng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ về phong nghĩ về cuộc họp đang diễn ra có lẽ giờ này anh đã biết dự án của anh bị phá hỏng rồi và có lẽ bây giờ anh đang rất sốc tôi không biết cuộc họp diễn ra trong bao lâu chỉ cho đến chiều tin tức mới được đăng tải lên đúng như ý muốn của khánh chị mỹ anh đã được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch trên bài báo còn có hình ảnh của phong lầm lũi bước đi trên bức ảnh vẻ mặt của anh không biểu cảm gì nhiều nhưng tôi biết trong lòng anh chắc hẳn đang rất khó chịu và thất vọng trên phần tin tức có rất nhiều bài báo về tập đoàn trường phong toàn là những tin tức có tiêu đề giật gân mập mờ trong cuộc họp đại cổ đông phó giám đốc mỹ anh bất ngờ được bầu lên làm chủ tịch giám đốc phong cháu trai của tập đoàn trường phong ngậm ngùi lên chức phó chủ tịch và còn một tiêu đề giật gân hơn nữa giám đốc phong mắc chứng trầm cảm tâm lý không ổn định bị tố bạo hành nhân viên không có tố chất lên làm người lãnh đạo tập đoàn trường phong đọc đến tiêu đề này tôi cảm thấy xót xa cho anh không biết giờ này anh đang ra sao qua mấy ngày nỗi nhớ cứ xâm chiếm hết cả suy nghĩ lẫn thể xác của tôi không chịu nổi nữa tôi quyết định thay quần áo chùm thật kín sau đó đi xuống tòa nhà bắt taxi tới trường học của gạo nếp tôi đứng cách xa cổng trường một chút để không bị phát hiện giờ này sắp đến giờ tan trường của con tôi ngồi im lặng trong xe quan sát nhìn chằm chằm về hướng cổng trường năm phút sau tiếng trống trường vang lên cùng lúc này chiếc xe của Phong lao đến dừng ở cổng trường. Anh từ trên xe bước xuống, vẫn phong thái lãnh đạm khí chất người người. Trong hàng trăm học sinh đang bước ra cổng trường, tôi vẫn có thể nhận ra gạo nếp. Gương mặt con hôm nay không dạng dỡ như mọi khi, có phần buồn tủi và trầm lắng. Gạo nếp chạy về phía bố, nói chuyện gì đó tôi không nghe rõ. Sau đó phong bế con gái lên xe rồi rời đi. Lúc anh quay mặt lại, dù ở phía xa, nhưng tôi có thể nhận ra gương mặt anh bơ phờ hốc hác đi rất nhiều. Tôi ngồi trong xe nhìn xe anh rời đi khuất thì tôi cũng mới trở về lại căn chung cư. Tôi buồn phiền bước từng bước chân về phòng, nhưng khi vừa bước vào thì tôi giật mình bởi Khánh đang ở đó, anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm, giọng nói như chất vấn. Em đi đâu về? Em đi dạo cho đầu óc khuây khỏa. Đừng có cố nói dối anh. Anh đã nhìn thấy em xuất hiện ở cổng trường của gạo nếp. Em chỉ muốn đến nhìn con một chút thôi. Anh đã dặn em thế nào? sao em không chịu nghe lời thế em nhớ con gái không chịu nổi duy nhất lần này thôi từ giờ chắc chắn em sẽ không đến đó nữa đâu nói đến đây tôi dừng lại một chút sau đó lạnh nhạt nói tiếp mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý của anh rồi từ giờ anh hãy yên phận mà sống không được phép động tới phong nữa nếu em biết được anh làm gì gây hại cho phong dù chỉ là chuyện nhỏ chắc chắn em sẽ không tha thứ cho anh đâu em sẽ tố giác anh khánh khẽ nhếch môi lên nếu nó không động đến anh Thì anh đảm bảo sẽ không động đến nó Nói đến đây Khánh đứng dậy Anh ném cuốn hộ chiếu và vé máy bay lên bàn Chuẩn bị đi Đêm mai em sẽ bay sang Pháp Đến nơi sẽ có người ra đón em Ở bên đó cố gắng ăn uống Sống lạc quan để có thể chữa bệnh Một cách tốt nhất Mong là em sẽ khỏi bệnh và khỏe mạnh Tôi cầm cuốn hộ chiếu lên nhìn Sau đó thở ơ nói Cảm ơn anh Em với anh có thể cùng nhau ăn bữa cơm không? Em không muốn nếu em không thích vậy thì anh về đây chúc em ngày mai có chuyến bay an toàn buổi tối ngày hôm sau người đàn ông hôm nọ đưa tôi đến đây lại đến và đưa tôi ra sân bay sau khi đến sân bay làm xong thủ tục tôi vào khu vực ngồi chờ lúc này tôi mới lôi điện thoại từ trong túi sách ra bật nguồn lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của phong nhưng tôi không dám mở ra đọc tôi sợ tôi sẽ bật khóc ngay giữa sân bay tôi nhắn một tin nhắn cuối cùng rồi gửi đi cho anh Xin lỗi anh vì những việc tôi đã làm Xin lỗi anh vì đã gây ra rắc rối cho anh Xin lỗi anh vì đi mà không chào tạm biệt Tôi bị u não Và sắp rời xa thế giới này rồi Gạo nếp nhờ cả vào anh Chúc anh và gạo nếp một đời an yên hạnh phúc Tin nhắn vừa được gửi đi Tôi liền tháo sim Và thoát khỏi tất cả mạng xã hội Tôi đã chọn rời đi Vậy thì tôi không muốn ai đó vướng bận về tôi nữa Bay hơn 13 tiếng đồng hồ Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay giữa bầu trời Paris u ám, không khí vô cùng lạnh lẽo, một trận mưa lớn chút xuống, tôi nhìn xung quanh dòng người tấp nập, cảnh vật lạ lẫm mà trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi kéo vali hành lý, đeo ba lô trên tay đi xuống máy bay. Sân bay rộng lớn, dòng người đông đúc, tôi không biết Khánh đã sắp xếp ai đến đón tôi. Tôi chăm chú nhìn những bảng tên mà người nhà đứng bên ngoài dơ lên để tìm người. Và cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, tôi đã nhìn thấy tên của tôi trên một tấm bảng trắng to chào mừng nguyễn quỳnh diệp tôi vừa đi về phía trước bảng vừa nhìn người cầm chiếc bảng đó khánh nói với tôi đã sắp xếp người đến đón tôi nhưng tôi không ngờ là bác hạnh đến đón tôi tôi với bác ôm nhau một lúc thật sâu sau đó bác khẽ hỏi bay đường dài chắc mệt lắm rồi đúng không nào bác đưa cháu về nhà tôi lau nước mắt khẽ mỉm cười vâng ạ từ sân bay mà về đến nhà bác hạnh mất khoảng hơn một tiếng Nơi bác ở có khoảng sân vườn rất lớn, bác trồng đủ loại rau trái của Việt Nam, nơi đây cũng vô cùng thoáng đãng, trong lành và sạch sẽ. Lúc này, bác trai đang ở ngoài hiên nhà, bác trai từ trước đã phải ngồi xe lăn và không thể nói được, vậy nên bác nhìn thấy tôi chỉ có thể nở một nụ cười. Tôi bước đến chào hỏi và nói chuyện với bác, nhưng đã nhiều năm sống với bệnh tật nên bây giờ bác đã yếu đi rất nhiều rồi. Tôi cũng nói với bác về việc anh Khánh sớm thôi sẽ được lên làm chủ tịch tập đoàn Trường Phong nhưng nghe xong bác không hề vui chút nào. Trái ngược lại, ánh mắt bác buồn thẳm, viền mắt còn có chút đỏ. Tôi biết bác không muốn Khánh làm tới mức này, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản nổi anh cả. Nói chuyện với bác trai một lúc, bác Hạnh dục tôi vào trong nhà tắm rửa và ăn tối. Buổi tối hôm đó, tôi với bác Hạnh ngủ cùng với nhau. Tôi và bác đã tâm sự rất nhiều. Bác trách tôi khổ sở như vậy, sao không bảo với bác? Bác cũng trách tôi, sao không nghe lời bác cho gạo nếp sang bên này? Bác sẽ nuôi, tôi biết bác lo cho tôi cũng biết bác lo cho gạo nếp nhưng gạo nếp được ở với bố là tốt nhất rồi mấy ngày sau đó bác hạnh đưa tôi đi chơi đi ngắm cảnh paris còn dẫn tôi đi ăn và mua nhiều đồ dùng váy vóc cho tôi nữa bác bảo tôi sau này chỉ cần tôi khỏe mạnh ở với bác bác sẽ dẫn tôi đi du lịch khắp châu âu mấy ngày ở bên cạnh bác tâm trạng của tôi cũng tốt lên nhiều vài ngày anh khánh lại gửi ảnh gạo nếp đang chơi với anh son cho tôi xem anh còn báo cáo cả chuyện học hành của gạo nếp nữa ở bên đây mà vẫn có thể theo dõi con hàng ngày nên tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào vài ngày sau đó bác hạnh dẫn tôi tới bệnh viện gặp bác sĩ vị bác sĩ này là bạn của khánh tôi được bác sĩ hướng dẫn đi xét nghiệm và chụp ct não sau nửa ngày thì đã có kết quả bác sĩ gọi tôi vào phòng anh ta nhìn tôi có chút ngập ngừng nói không biết cô có biết chuyện cô đang mang thai chưa nghe đến đây tôi sửng sốt bàng hoàng nhìn bác sĩ tôi hoang mang hỏi lại bác sĩ nói sao cơ? tôi đang mang thai sao? cô đang mang thai, thai đã được bốn tuần tuổi rồi. đầu óc tôi quay cuồng, hai tay như ủ đi. nhất thời tôi vẫn còn cảm thấy chưa thể tin được, tay tôi nắm chặt lại, tôi hỏi lại bác sĩ một lần nữa. có thật không ạ? À? có đúng là tôi đang mang thai không? kết quả đã ghi rõ ở đây, cô chắc chắn đang mang thai. tôi run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. tôi hoang mang nhìn bác hạnh. Bác Hạnh ôm lấy bả vai tôi để an ủi. Tôi rơm rớm nước mắt, cổ họng nghẹn chặt, không thể nói hay hỏi thêm điều gì. Suốt cuộc, bác Hạnh phải lên tiếng hỏi giúp tôi. Vậy bây giờ con bé phải làm sao hả cháu? Liệu việc mang thai có ảnh hưởng lớn tới căn bệnh của con bé không cháu? Điều trị u não ở phụ nữ đang mang thai là một thách thức lớn bởi sự phối hợp nhiều yếu tố bao gồm khó khăn trong sử dụng phương pháp chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán xác định những thay đổi trong sinh lý của người mẹ nguy cơ nhiễm độc cho thai cũng như khả năng sống của thai cũng như sự đan sen của các phương pháp điều trị nhìn chung thì chỉ định điều trị đặt ra khi khối u gây triệu chứng có khả năng ảnh hưởng tới mẹ và con còn trong quá trình mang thai mà bắt buộc phải điều trị thì tôi cũng không thể nói trước được điều gì bác hạnh khẽ nhìn tôi sau đó lại hỏi vậy nếu bây giờ lấy thai nhi ra thì người mẹ sẽ được an toàn hơn đúng không đúng vậy nếu không có thai thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn tỷ lệ sống sót của người mẹ cũng cao hơn nhưng mà không biết cô đây có chịu không tôi dù bây giờ đầu óc đang trống rỗng không nghĩ được gì nhưng khi nghe thấy bác sĩ nói như vậy tôi ngay lập tức lắc đầu dù chẳng biết sau này tôi có thể chăm sóc nuôi dạy được con hay không nhưng trước mắt ông trời đã ban sinh linh bé bỏng cho tôi con cái đến bên tôi tôi sẽ vui vẻ đón nhận và không từ chối cháu sẽ không phá bỏ cái thai này đâu bác hạnh lo lắng nhưng nếu cháu để lại thì sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con vừa lúc nãy khi nghe thấy tin mình mang thai tôi đã rất hoảng loạn và bất ngờ nhưng bây giờ tôi lại không thấy sợ hãi nữa tôi đưa tay xuống khẽ xoa bụng cháu tin em bé trong bụng cũng sẽ mạnh mẽ như gạo nếp sẽ mạnh mẽ bảo vệ cháu chứ không làm hại cháu đâu cháu tin là như vậy nghe thấy tôi quả quyết như vậy bác hạnh cũng bất lực không nói thêm được gì nữa còn bác sĩ thì dặn dò tôi trong thời kỳ mang thai cô phải đến bệnh viện khám thường xuyên nhất là khi thấy các triệu chứng xuất hiện ngày càng nhiều và càng nặng hơn thì phải tới bệnh viện để chúng tôi lên phác đồ chữa trị ngay bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô uống yên tâm là thuốc này an toàn cho phụ nữ mang thai vâng tôi cảm ơn bác sĩ ạ bác sĩ kê đơn thuốc rồi đưa cho tôi và dặn dò tiếp phải để đầu óc thoải mái không được suy nghĩ nhiều thêm nữa là phải ăn uống đầy đủ để thai nhi phát triển khỏe mạnh nhé vâng dù không vui với quyết định của tôi nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện bác hạnh lái xe đưa tôi tới hiệu thuốc mua cho tôi rất nhiều vitamin và thuốc bổ lúc này bác mới hỏi tôi là con của phong đúng không tôi cắn nhẹ môi dưới ngại ngùng gật đầu vâng là con của anh ấy bác hạnh thở dài bác thật không hiểu nổi đã biết mình có bệnh mà lại còn không biết đường tránh bây giờ thì hay rồi chỉ có cháu là khổ thôi tôi thành thật chính cháu cũng không hiểu nổi nữa mỗi lần quan hệ phong đều cho ra ngoài nếu khi vào không cho ra kịp, cháu sẽ dùng thuốc, nhưng không hiểu sao vẫn dính. Giống y như hồi cháu mang bầu gạo nếp cũng thế. Quan hệ đúng một lần, cháu đã cẩn thận dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng gạo nếp vẫn đến được bên cháu. Chẳng lẽ đây là cái duyên nghiệt của cháu hay sao? Không biết kiếp trước, cháu có nợ anh ta cái gì không nữa? Bác Hạnh khẽ lườm tôi một cái, sau đó nhặt một đống thuốc bổ mang ra quầy thanh toán. Khi trở về nhà, tôi vào bếp nấu cơm, bác Hạnh ngồi vào bàn ăn, vừa phụ tôi nhặt rau vừa gọi phê tham cho Khánh. Bác nói về bệnh tình của tôi và cả chuyện tôi đang mang thai. Khánh khi biết tin này cũng đã rất sửng sốt. Anh trầm ngâm một lúc rất lâu, sau đó chỉ hỏi. Diệp mang bầu, nhưng có thể vẫn khỏe chứ mẹ? Bác Hạnh nói. Ừ, từ hôm sang đây, chưa thấy xuất hiện triệu chứng gì. Bác sĩ bảo khối u vẫn chưa phát triển to lắm, hiện tại không thể hóa trị được, đành phải chờ đến khi em bé sinh xong. Nhưng cũng không chắc trong lúc mang bầu sẽ có xảy ra chuyện gì nên phải tới bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Mẹ cho con gặp Diệp một chút. Bác Hạnh quay máy ra chỗ tôi. Tôi vẫn giận những chuyện anh làm nên chẳng thèm liếc nhìn anh. Chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài rồi anh nói. Tại sao lại có bầu lúc này hả Diệp? Em không lo cho sự an nguy của bản thân mình à? Tôi vẫn không nhìn anh hờ hững đáp. Lỡ rồi thì em biết phải làm sao? Em đúng là... Khanh nói đến đây lại thở hắt ra một hơi. Thấy anh im lặng không nói gì nữa tôi khẽ hỏi vậy phong và gạo nếp dạo này sống thế nào à anh vẫn sống tốt chỉ có gạo nếp nhớ em thôi chứ phong nó chẳng nhớ gì tới em đâu không nhớ cũng tốt nhờ anh để ý tới gạo nếp giúp em cái này em không cần phải nhắc hãy lo cho bản thân của mình đi em biết rồi bác hạnh cầm máy quay về phía bác sau đó bảo hai cái đứa này không nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được à vẫn giận nhau đúng không hồi nhỏ cũng thế vài ngày lại giận với trả dỗi vừa nói bác vừa tùm tìm cười sau đó bác nói chuyện với khánh thêm một lúc nữa rồi mới tắt máy tôi ở nhà bác được bác và anh khánh lo cho không thiếu thứ gì nhưng tôi vẫn còn sức khỏe cứ ở đây ăn tiêu tôi cũng ngại lắm tôi xin phép bác cho đi làm dù sao tôi cũng có tay nghề nấu ăn nên xin việc vào một nhà hàng làm cũng không khó lắm ban đầu bác hạnh không đồng ý nói tôi nghỉ ngơi dưỡng bệnh sau này rồi tính sau nhưng tôi ngày nào cũng thuyết phục bác cả một tuần trời bác mới chịu đồng ý cho tôi đi làm tôi xin vào một nhà hàng việt nam chủ cũng là người việt mọi người làm ở đây cũng là người việt nên dù tôi không biết tiếng thì cũng không có gì khó khăn cả nhà hàng ở bên này giờ làm ít hơn ở bên việt nam nên thời gian đầu sức khỏe của tôi vẫn ổn trộm vía là tôi khỏe và không bị ốm nén có lẽ vì con thương tôi đang bị bệnh nên rất ngoan ngoãn hàng tháng tôi vẫn tới bệnh viện kiểm tra theo lời bác sĩ dặn đến khi thai kỳ tới tháng thứ ba vì là người quen nên bác sĩ tiết lộ cho tôi biết tôi đang mang bầu bé trai đối với tôi trai hay cái đều tốt nhưng nếu là bé trai thì đúng như gạo nếp ước rồi đúng là tôi sắp sinh thêm cho gạo nếp một em trai nhưng thai nhi càng lớn thì triệu chứng đau đầu run tay chân mở mắt xuất hiện ngày càng nhiều hơn có lần đang làm việc đột nhiên chân tay tôi run rẩy dữ dội đầu óc quay cuồng con dao tôi đang cầm trên tay rơi xuống đúng chân tôi máu chảy ra loang hết một mảng sàn nhà lúc này tôi đang mang thai tới tháng thứ bảy nhân viên trong nhà hàng thấy vậy liền vội vàng đưa tôi tới bệnh viện các bác sĩ nhanh chóng cầm máu và băng bó vết thương lại cho tôi sau đó chụp não làm xét nghiệm kiểm tra tình hình bệnh của tôi khối u của tôi đã to lên rất nhiều trường hợp của tôi phải phẫu thuật ngay lập tức thì mới có cơ hội giữ được mạng sống sau một hồi chẩn đoán các bác sĩ họp bàn với nhau thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định tình hình cấp bách vừa phẫu thuật mổ u não vừa mổ để đưa con ra ngoài ngày hôm đó ở bệnh viện phải tập trung hết các bác sĩ có chuyên môn cao khoa nội ngoại sản ca mổ được diễn ra ngay sau đó trước khi vào phòng mổ tôi nắm chặt tay bác hạnh rồi nói nếu cháu có mệnh hệ gì nếu như cháu không qua khỏi thì xin bác hãy gửi đứa bé này về việt nam cho phong nhé bác hạnh khóc cạn nước mắt bác động viên tôi yên tâm cháu sẽ qua khỏi thôi cháu nói đứa trẻ này sẽ cứu cháu mà cháu sẽ mạnh khỏe trở lại chắc chắn là như vậy tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật ánh sáng lạnh lẽo chiếu trên đỉnh đầu tôi lo lắng nằm bất động nhìn lên trần nhà trắng xóa vài phút sau bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho tôi trước khi lịm dần đi tôi bảo với bác sĩ xin bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu sống đứa bé bác sĩ khẽ gật đầu tôi cũng dần dần mơ hồ rồi nhắm mắt lại toàn thân chìm vào trong một mảng đen tối không còn biết gì nữa ngày hôm sau khi tôi mở mắt ra đập vào mắt là một màu trắng xóa mơ hồ mùi thuốc khử trùng xâm nhập vào mũi tôi khẽ cử động nhẹ một cái cảm thấy đau đớn lan ra toàn thân đầu có chút choáng trước mắt đung đưa không rõ tôi không biết là mình vẫn còn sống hay là đang lạc tới nơi nào cố gắng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa lần này mở mắt ra tôi nhìn thấy bác hạnh đang nhìn tôi bác nở nụ cười rất sâu nói cháu tỉnh rồi cuộc phẫu thuật thành công rồi diệp cả mẹ và con đều đã an toàn nghe đến đây tôi yếu ớt nở nụ cười và thầm cảm ơn ông trời đã cứu mẹ con tôi và cảm ơn con tôi đã mạnh mẽ ở lại bên tôi và cứu lấy tôi ba năm sau gạo tẻ chạy chậm thôi đợi mẹ và bà với nào hôm nay là cuối tuần tôi và bác hạnh đưa gạo tẻ đi siêu thị mua sắm ít đồ em gạo tẻ tính cách hướng ngoại y như chị gạo nếp cứ được ra ngoài là chạy khắp nơi tò mò với mọi thứ xung quanh gạo tẻ vì cứ mải mê chạy lung tung nên không may vấp chân ngã sõng xoài xuống đất nhìn thấy con ngã trong lòng tôi xót lắm nhưng ngoài mặt tôi giả vờ không nhìn thấy để con tự mình đứng lên và hơn thế nữa là con sẽ không khóc ăn vạ nhưng đúng vào lúc này thì tuấn xuất hiện anh đỡ thằng bé đứng dậy tuấn là chủ nhà hàng việt nam nơi tôi làm việc tuấn rất thích gạo tẻ vì anh bảo trông gạo tẻ rất giống anh mà tôi cũng thấy thế thật tôi cũng thấy anh giống một người nào đó là phong nhiều khi tôi thắc mắc hỏi anh rằng anh có họ hàng gì với tập đoàn trường phong không nhưng anh trả lời là không anh nói gia đình anh ở bên Việt Nam chỉ là một gia đình bình thường mà thôi quả thật là Tuấn rất có nét giống Phong nhưng Phong thì được rèn rũa từ nhỏ nên Phong thái và khí chất vẫn khác hơn còn Tuấn lại nhìn hiền lành và có phần gần gũi Tuấn rất gạo tẻ về phía tôi rồi chào bác Hạnh sau đó hỏi tôi mấy mẹ con đi siêu thị à đã mua được cái gì chưa tôi cười trả lời mới mua được ít đồ thôi anh ạ anh đi siêu thị một mình à vẫn một mình từ trước tới giờ mà tôi nói đùa anh nhiều tuổi phết rồi đấy lấy vợ thôi còn gì tuấn bật cười anh trêu lại tôi em cũng nhiều tuổi rồi hay là anh với em về chung một nhà vừa tiện có một đứa con trai rồi thành một gia đình hạnh phúc mỹ mãn luôn tôi phì cười khi nghe anh nói như vậy còn bác hạnh thì hào hứng nói được đấy bác thấy ý kiến này rất hay tôi với tuấn từ trước đến giờ chỉ coi nhau là sếp và nhân viên không có ý gì riêng với nhau cả tôi còn nghe mọi người nhân viên trong nhà hàng kể với nhau xếp tuấn chỉ thích con trai chứ không thích con gái có người còn bắt gặp tuấn ôm vào hôn một người đàn ông ở chân tháp ép phen nữa tôi thì không mấy bận tâm về đời sống riêng tư của người khác nhưng hôm qua tuấn có tìm gặp tôi và nhờ tôi ngày mai đưa gạo tẻ tới nhà anh đóng giả là vợ con anh bởi ngày mai gia đình từ việt nam bay qua thăm anh anh muốn người nhà yên tâm nên đã nhờ tôi giúp làm chuyện này tôi thấy cũng hơi kỳ làm vậy không khác gì đang lừa dối gia đình anh nhưng vì anh nài nỉ quá nên tôi không sao có thể từ chối được tuấn lúc này cũng đã mua xong đồ trước khi về anh dặn tôi nhớ cái hẹn ngày mai đấy cố gắng giúp anh nha dạ em biết rồi ạ anh mỉm cười quay sang chào bác hạnh và mẹ con tôi sau đó ra về bác hạnh nhìn tôi nghi ngờ hỏi hẹn gì đấy hẹn đến nhà sếp chơi ạ ngày mai gia đình sếp qua chơi bác hạnh gật gù tính ra tôi đã làm ở nhà hàng của tuấn từ lúc mới sang bên này là gần 4 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy gia đình anh sang thăm, mà bình thường cũng thấy anh ít khi nhắc tới gia đình lắm. Tôi với bác Hạnh mua xong đồ thì liền đưa gạo tẻ đi công viên. Cuối tuần công viên rất đông trẻ em, thường người ta hay tổ chức đua xe hoặc chơi bóng đá cho trẻ em. Gạo tẻ vẫn còn nhỏ chưa thể tham gia được, chỉ có đứng bên ngoài vỗ tay cổ vũ cho các anh chị lớn thi đấu thôi. Tôi đi nhiều nên thấy có chút mỏi chân, tôi với bác Hạnh ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi, Đúng lúc này điện thoại báo có tin nhắn, tôi liền mở ra xem. Là Khánh gửi hình ảnh của gạo nếp tốt nghiệp lớp 4. Nhìn con lớn lên từng ngày mà tôi không giấu nổi xúc động. Trước đây tôi nghĩ có lẽ chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy gạo nếp lớn, chẳng bao giờ có thể theo dõi được bước chân của con nữa. Nhưng 4 năm qua, Khánh rất chăm chỉ gửi ảnh của gạo nếp cho tôi, còn quay những đoạn video về con. Tôi gọi gạo tẻ đến, rồi đưa ảnh gạo nếp cho thằng bé xem. Vừa nhìn thấy gạo nếp, thằng bé đã vỗ tay nói Chị, chị gạo nếp Tôi mỉm cười bảo con Gạo tẻ có thấy chị gạo nếp xinh không Gạo tẻ gật đầu Có ạ à. Gạo nếp càng ngày càng ra dáng thiếu nữ Càng ngày càng toát ra khí chất của một tiểu thư Tôi mỉm cười cứ ngồi ngắm nhìn con mãi Bác Hạnh thấy vậy liền hỏi tôi Cháu không định cho Phong biết Về sự có mặt của gạo tẻ trên đời này sao Tôi cũng đã suy nghĩ Về chuyện này rất nhiều Nhưng tôi vẫn là không dám gặp lại anh và con Chuyện tôi làm với anh, đến bây giờ tôi vẫn luôn rất sần vặt, tôi chưa đủ dũng khí để gặp anh và con. Ngồi chơi ở công viên đến trưa, thì tôi với bác Hạnh đưa gạo tẻ về. Ngày cuối tuần của tôi lúc nào cũng chỉ xoay quanh gia đình. Bác Hạnh vẫn luôn đồng hành cùng tôi, giống như một người mẹ. Bác giúp tôi chăm sóc và dạy bảo gạo nếp. Nhiều khi bác còn phải chăm sóc cả tôi nữa. Đối với tôi, bác là một người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Ngày hôm sau, tôi với gạo tẻ ăn mặc thật đẹp Tuấn đã đợi sẵn ngoài cổng, anh nói sẽ đưa tôi và gạo tẻ ra sân bay để đón gia đình anh. Trên đường đi, anh nói chỉ có mẹ anh và em trai sang thăm thôi. Tôi thắc mắc nên hỏi. Bố anh không sang cùng ạ? À? Tuấn trả lời. Ông ấy mất rồi. Xin lỗi anh nhé, em không biết. Không sao đâu. Đến sân bay, chúng tôi ngồi chờ 30 phút thì người nhà anh xuất hiện. Chỉ có điều khi anh bước đến bên mẹ và em trai anh, bước chân tôi đã khựng lại. Sao lại có thể là anh được? tại sao lại có thể là anh tuấn nói với tôi anh không có quen biết gì với tập đoàn trường phong kia mà vậy tại sao người nhà anh lại là bà chủ và phong tôi đứng chôn chân tại chỗ tôi như người mất hồn nhìn chân chân về phía anh sau bao nhiêu năm không gặp tôi không ngờ lại gặp anh trong tình huống khó xử thế này đến khi tuấn lên tiếng tôi mới chợt bừng tỉnh con xin giới thiệu với mẹ đây là vợ con của con bà chủ và phong cũng giống như tôi đều sửng sốt và không thể tin vào mắt mình được tôi tưởng rằng bà chủ sẽ lao đến đánh tôi chửi bới tôi như lần trước kia bà hay làm nhưng hôm nay bà lại không hề làm vậy sau một thoáng bất ngờ xen lẫn bàng hoàng bà tỏ ra như không quen tôi bà bước tới bên mẹ con tôi vui vẻ nở nụ cười bà đã có một đứa cháu trai lớn thế này rồi cơ à đáng yêu và giống bố quá ra bà bế nào bà chủ đưa tay ra gạo tẻ cũng ngoan ngoãn bước đến xà vào lòng bà thằng bé ngây thơ vốn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ai tỏ ra quý thằng bé thì thằng bé cũng sẽ không ngần ngại mà bước đến ôm người đó bà chủ bế gạo tẻ bà nhìn thằng bé một hồi rồi quay sang trách tuấn con đấy lấy vợ có con lớn thế này rồi mà giấu mẹ và em trước đây là bố mẹ và ông nội có nặng lời với con thật nhưng đâu phải vì thế mà con cắt đứt liên lạc hoàn toàn như vậy cả gần chục năm trời bố mất con cũng không thèm về nếu bao năm qua mẹ không nhắn tin nài nỉ thì chắc con không còn nhớ cái người mẹ già này đâu nhỉ Tuấn là người rất hay cười, nhưng lúc này gương mặt của anh vô cùng nghiêm nghị, lại có chút căng thẳng, anh lại nhạt bảo. Là ông nội và bố mẹ nói không cần đứa cháu đứa con này đi chứ, là ông nội và bố mẹ vứt bỏ con mà. Giọng bà chủ vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng chuyện lấy vợ sinh con là chuyện hệ trọng cả đời, dù thế nào cũng phải báo về nhà một tiếng chứ. Đã muốn vứt bỏ đi rồi, đã nói không còn quan hệ gì nữa rồi, thì cần gì phải liên lạc với nhau nữa lần này con mong là lần gặp mặt cuối cùng bà chủ nói giọng run run như muốn bật khóc sao con lại tuyệt tình như thế hả tuấn lần này chúng ta hãy tha thứ hết lỗi lầm cho nhau được không tuấn lắc đầu những lời chửi mắng lăng mạ của bố mẹ con vẫn nhớ như in những lời nói ấy bố mẹ chỉ biết nói cho sướng miệng chứ có để ý tới con đã bị tổn thương thế nào không con thích con trai thì sao chứ có gì sai chứ đó là cảm xúc của con đấy là những gì con muốn nhưng bố mẹ chưa một lần hiểu cho con bây giờ con đã lấy vợ sinh con rồi mẹ hài lòng rồi chứ nghe đến đây sắc mặt tôi càng thêm cứng ngắc giờ thì tôi đã biết tại sao bao nhiêu năm qua tuấn không nhận gia đình bao nhiêu năm qua anh luôn thở ơ với gia đình của mình hóa ra nhân viên trong nhà hàng đồn anh thích con trai là đúng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ thì tôi cũng lờ mờ biết được có lẽ ngày trước bố mẹ anh đã phát hiện ra chuyện anh thích con trai nên đã chửi bới lăng mạ khiến cho anh bị tổn thương và vì biết anh thích người cùng giới nên đã từ mặt anh đột nhiên tôi thấy thương anh bốn năm nay tôi cứ thấy anh luôn lầm lũi cô đơn dù anh rất hay cười nhưng đôi mắt vẫn toát lên chút buồn man mác hóa ra người hay cười như anh lại có vết thương lòng lớn tới như vậy và có lẽ bà chủ giờ này khi tuổi đã xế chiều và đã nhận ra cái sai của mình muốn bù đắp lại cho anh và chính vì thế khi nghe anh giới thiệu tôi là vợ anh bà đã rất cố gắng kìm nén để không nổi điên lên đối với tôi thì chuyện này quá thật éo le phong từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn tôi không chớp mắt ánh mắt anh lặng yên không một tiếng động trở nên cực kỳ u ám trong lồng ngực tôi lúc này có một cỗ máy cảm xúc ngột ngạt tầng tầng lớp lớp đè nặng cả người tôi giống như bị khí lạnh bao vây tôi cứ đứng đờ đẫn một chỗ không dám nhìn anh không dám cử động cũng không dám mở miệng sau cuộc nói chuyện với mẹ tuấn nói ở đây là sân bay nên con không muốn nói nhiều khiến người khác chú ý. Bây giờ mẹ và em ra xe đi, con sẽ đưa hai người về nhà của con. Tuấn đi trước kéo vali cho bà chủ, bà chủ lúc này quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm như đang muốn cảnh cáo tôi. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó bẩn thần đi theo sau bọn họ. Phong kéo vali đi sau cùng, lúc ra đến xe, đột nhiên tôi cảm nhận thấy tay của Phong khẽ chạm vào eo tôi, khiến tôi giật mình. Tôi sửng sốt quay lại nhìn anh, đôi môi anh đột nhiên nhích lên một nụ cười lạnh lẽo, sau đó hở hững bước lên xe. Tôi ngồi bên cạnh ghế lái cùng với Tuấn, còn bà chủ bế gạo tẻ cùng với Phong ngồi ở phía dưới. Nhưng gạo tẻ là con trai nên có phần nghịch ngợm, thằng bé không chịu ngồi yên trong lòng bà chủ mà cứ nhòi người về phía Phong. Bàn tay nhỏ xíu, víu vào chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt trong veo của con nhìn anh như thể muốn được anh bế. Bà chủ thấy thằng bé cứ bám chặt lấy Phong, liền khẽ bảo. Chắc thằng bé muốn được chú bế, chú bé cháu đi Phong cúi xuống nhìn thằng bé Rồi đưa tay ra bế gạo tẻ vào trong lòng Nhìn thấy cảnh tượng này Cảm giác trong tôi bây giờ giống y như cảm giác lần đầu Gạo nếp được gặp bố Cảm giác có chút hồi hộp và lo lắng Gạo tẻ ngồi trong lòng Phong Hết nghịch ngợm cúc áo Lại quay sang nghịch đồng hồ Trên người Phong có cái gì Là gạo tẻ đều tò mò chạm vào nghịch ngợm Phong cũng để mặc thằng bé muốn làm gì thì làm Anh không khó chịu Cũng không nói năng gì Chỉ im lặng ngồi nhìn thằng bé lúc này bà chủ lên tiếng hỏi thằng bé kháu khỉnh lanh lợi quá thằng bé tên là gì mấy tuổi rồi tuấn trả lời cháu tên là hải anh tên ở nhà là gạo tẻ cháu năm nay ba tuổi rồi tôi khẽ lén nhìn biểu hiện của bà chủ qua gương chiếu hậu đôi lông mày của bà nhíu chặt lại khuôn mặt cau có như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì nhưng rất nhanh bà lại ổn định lại trạng thái cười nói với tuấn trùng hợp quá con gái phong có tên gọi ở nhà là gạo nếp gạo nếp gạo tẻ nghe hợp quá nhỉ." Tuấn ngạc nhiên, "Trùng hợp vậy sao? Con gái của chú Phong chắc lớn rồi nhỉ?" Giọng Phong trầm trầm, "Vâng, con bé năm nay 11 tuổi rồi." "Ừ, trước đây mẹ cũng đã từng gửi hình ảnh con bé cho anh xem, con bé xinh và dễ thương quá, nhưng sao không cho con bé đi cùng sang bên này, đằng nào cũng nghỉ hè rồi mà?" "Con bé đợt này đang chuẩn bị cho cuộc thi bơi cấp quốc gia nên không qua được, hẹn bác lần khác vậy." Tuấn lấp lửng liệu có lần khác trong xe bỗng trở nên im lặng bầu không khí ngột ngạt bí bách khiến tôi như nghẹt thở bàn tay tôi toát đầy mồ hôi tôi phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể về đến nhà của tuấn gạo tẻ chạy tới khoảng sân cỏ chơi còn tôi vào nhà lấy nước ra mời bà chủ và phong lúc tôi đưa cốc nước cho anh anh còn cố tình đưa tay chạm vào tay tôi tôi bất giác khựng lại nhưng vì sợ bà chủ và tuấn nhìn thấy nên vội vàng rụt tay về chẳng hiểu sao chỉ là cái chạm tay rất nhẹ mà khiến tim tôi đập thình thịch tôi ngồi xuống bên cạnh tuấn tuấn quay sang nhìn tôi cười anh giới thiệu kỹ hơn đây là mẹ và em trai anh em trai anh tên là phong tôi lúc này rất muốn hỏi tuấn tại sao anh lại nói dối tôi tại sao anh không nhận mình là cháu trai của tập đoàn trường phong để rồi đẩy tôi vào tình cảnh khó xử thế này bà chủ vốn đã không thích tôi bây giờ nhìn thấy tôi qua lại hết với em rồi tới anh Chắc chắn bà sẽ càng căm ghét tôi và hiểu lầm tôi hơn, rồi còn phong nữa. Tôi biết giải thích sao với anh ấy đây? Trong đầu tôi bây giờ đang có hai luồng suy nghĩ, một là nói ra sự thật, hai là cứ im lặng để bà chủ và phong hiểu lầm, vì dù sao cũng chỉ có một lần gặp này thôi, và lại vì bà chủ thấy tôi là vợ của Tuấn nên mới tỏ ra không quen biết. Bởi vì có lẽ trong lòng bà cũng sợ một lần nữa sẽ làm con trai của bà bị tổn thương, nên vì vậy bà mới im lặng nhắm mắt cho qua. Tuấn vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp chào hỏi thì Phong đã lên tiếng, giọng của anh đầy mỉa mai và diễu cợt. Chào chị dâu. Nụ cười của tôi lúc này hết sức gượng gạo, khó khăn lắm tôi mới có thể lên tiếng chào hỏi bà chủ và Phong. Ngồi nói chuyện thêm vài phút, tôi xin phép vào bếp nấu ăn. Tuấn cũng muốn đứng dậy vào bếp giúp tôi, nhưng tôi bảo lâu rồi anh mới gặp được gia đình, nên cứ ngồi đây nói chuyện đi. Một mình tôi nấu được cả mười mâm cơm, chứ một mâm có là gì. Tôi nấu ăn ở trong bếp, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ qua vài câu hỏi thăm thì tôi bỗng thấy tuấn hỏi phong anh đọc tin tức thấy có tin em và đan tâm đã quay lại với nhau chuyện này có phải sự thật không phong còn chưa lên tiếng trả lời thì bà chủ đã trả lời xen vào tin tức chính xác đi con đan tâm mấy năm trước nó đòi quay lại nhưng phong không đồng ý dù vậy thì mấy năm nay con bé vẫn cứ qua lại chăm sóc gia đình con bé đó rất khéo lại còn yêu thương con gái của em trai con mà con bé cũng quý đan tâm lắm mẹ đã nói với em trai con rồi chỉ có đan tâm là hợp với nó nhất thôi lần trước tổ chức đám cưới kín nên ít khách mời lần này hai nhà thống nhất mở công khai và mời đông đủ khách mới tới dự lúc ấy con cũng về chung vui với em nhé nghe đến đây bàn tay tôi siết chặt con dao đang cầm trên tay nỗi chua xót mãnh liệt trong thân thể cuộn trào quần lấy trái tim đang đau nhói của tôi tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này anh quay lại với chị đan tâm là đúng mà. Và lúc nãy tôi còn do dự nghĩ không biết có nói sự thật cho anh không, rằng tôi không phải là vợ của Tuấn, nhưng bây giờ tôi nghĩ điều này là không cần thiết nữa rồi. Tôi ôm ngực, cố không chế tâm trạng để trở về trạng thái bình thường nhất. Tôi biết bà chủ ăn chay nên nấu vài món chay cho bà, còn Tuấn và Phong là anh em, vì vậy sở thích và cách ăn uống rất giống nhau. Tôi nấu thêm vài món mà hai người bọn họ thích nữa. Lúc sắp ra bàn thức ăn, tuấn nhìn bàn thức ăn kinh ngạc hỏi sao em biết mẹ anh ăn chay mà nấu món chay cho mẹ anh tôi nhất thời bị cứng họng không thể trả lời được may mà bà chủ đã giải vây cho tôi à mẹ bảo với con bé là mẹ ăn chay ra là vậy tuấn mời mẹ và em trai ngồi vào bàn ăn anh còn khoe về tôi vợ con là đầu bếp nên nấu ăn ngon lắm đấy ạ bà chủ nở nụ cười nhưng là nụ cười ngượng ngùng bà ngồi vào mâm miếng đầu tiên bà gắp cho tuấn bà bảo mẹ luôn ước gia đình mình có bữa cơm đông đủ thế này hay là thỉnh thoảng mẹ với em bay sang đây thăm con nhé tuấn không trả lời anh gắp một miếng thịt cho phong chú ăn đi nhìn chú bên ngoài gầy hơn cả trong ảnh làm việc vừa thôi phải giữ lấy sức khỏe chứ phong cũng gắp lại một miếng thịt cho tuấn anh chầm chầm cất giọng em biết rồi trong bữa ăn tôi hầu như hoàn toàn im lặng tôi cho gạo tẻ ăn xong thì mới bắt đầu ăn tuấn lúc này quay sang gắp thức ăn cho tôi tôi mỉm cười cảm ơn anh nhưng không biết lúc này Trên miệng tôi bị dính cái gì Mà anh đột nhiên lấy khăn giấy ra lau trên môi tôi Vì quá bất ngờ Nên tôi không kịp tránh né Lúc này chẳng hiểu sao Tôi lại đưa mắt nhìn Phong Bàn tay không cầm đũa của anh nắm chặt thành quyền Thế nhưng sắc mặt của anh từ đầu đến cuối Vẫn chưa từng có chút biến sắc nào Chỉ là môi mỏng mím chặt Cơ hồ thành một đường thẳng tắp Một tầng xương mù lạnh lẽo phủ lên gương mặt của anh Đại não tôi có chút hỗn loạn Tôi luống cuống sợ hãi, cục mắt lại, không dám nhìn vào anh nữa. Bữa cơm này tôi chỉ muốn trôi qua thật nhanh. Trong tôi bị ngột ngạt, đè nén, vừa sợ hãi, vừa phải dè chừng. Ăn uống xong, tôi đem hoa quả ra cho mọi người ăn, sau đó nhanh chóng chạy vào bếp rửa bát. Dù một giây thôi, tôi cũng không muốn đối diện với bọn họ. Lúc tôi rửa bát xong, thì thấy Tuấn và Phong ngồi bên ngoài sân cỏ nói chuyện. Chỉ có bà chủ vẫn còn ngồi lặng yên ở bàn ăn. Bà nhìn tôi lạnh lùng nói. Vào phòng đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi đi theo phía sau bà vào một căn phòng. Vừa bước vào phòng, tôi đã bị bà dáng cho hai cái tát đau điếng ở hai bên má. Bà nghiến răng gầm lên. Cô là cái thể loại con gái gì vậy? Tôi chưa từng gặp loại con gái nào trơ chẽn như cô. Sinh con cho cả hai anh em. Cô thật sự nhơ nhớp, bẩn thỉu và đáng sợ. Cả người bà chủ phừng phừng đầy phẫn nộ. Tôi chỉ đứng im lặng, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống chân bà chủ thấy tôi không nói gì thì lại tiếp tục giọng nói có phần ức chế và bất lực không biết là kiếp trước nhà tôi mắc nợ gì cô mà đến kiếp này cô dây dưa hết con trai út rồi tới con trai cả của tôi đúng là nghiệt duyên nếu con trai lớn của tôi đã chọn cô thì từ nay về sau cô hãy một lòng với nó chăm sóc cho nó và giữ kín bí mật trước đây chuyện của chúng ta và cô đừng bao giờ trở về việt nam nữa tôi không muốn nó bị tổn thương thêm vì vậy lần này tôi nhắm mắt coi như không biết gì cô nghe rõ chưa tôi khẽ gật đầu dạ cháu biết rồi bà chủ đưa tay day day hai bên thái dương bà mệt nhọc nói lời tôi muốn dặn cô chỉ có thế thôi giờ cô ra ngoài đi tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài ra đến phòng khách tôi gặp tuấn đang bế gạo tẻ vào nhà anh bảo tôi gạo tẻ buồn ngủ rồi anh đưa thằng bé lên phòng ngủ đây tuấn bế thằng bé lên trên lầu lúc này tôi cũng định theo tuấn nhưng bỗng nhiên một cánh tay giữ chặt lấy tôi, chờ cho Tuấn đi khuất, anh ghi tôi vào tường, hơi thở mạnh mẽ của anh bao quanh tôi, không chừa một kẽ hở, tay anh dùng sức nắm chặt lấy cổ tay tôi. Hơi thở của tôi như bị ngưng trệ hai giây, cảm giác sợ hãi trào lên trong lòng, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến tôi cảm thấy có một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ánh mắt anh nhìn tôi không có một chút nhiệt độ nào, anh lạnh lùng gần lên. Bốn năm trước, cô bảo là cô bị u não sắp chết rồi cơ mà sao giờ này cô vẫn còn đứng ở đây cô dám lừa tôi cô dám chơi tôi đừng tưởng là tôi không biết gì đừng tưởng là qua mắt được tôi dự án của tôi là do cô và khánh cấu kết với nhau đúng không lần này gặp lại thật là trùng hợp tôi sẽ tống cô và cả tên cặn bã kia vào tù tôi nhất định sẽ cho cô vào tù tôi mím chặt môi cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của anh nhưng anh lại giữ rất chặt hoàn toàn không cho tôi thoát ra được tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị của anh sự yên tĩnh bao trùm đôi mắt phong như thiêu cháy khiến cho tôi có chút không thở nổi tôi thu mắt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sâu thẳm của anh đang rơi trên người mình tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa ngẩng đầu đối diện với anh nếu điều đó khiến anh thấy dễ chịu thì hãy làm đi hãy tống tôi và khánh vào tù đi chúng tôi là bọn khốn nạn đã hại anh nếu anh cần thêm chứng cứ tôi sẽ cung cấp cho anh bao năm nay tôi vẫn luôn dằn vặt về chuyện tôi đã làm với anh tôi vẫn luôn đau khổ không thể thoát ra được năm đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết vì vậy tôi không thể ở bên anh đồng hành bảo vệ được anh nên tôi mới chọn cách làm một bản thỏa thuận với khánh chỉ có điều ông trời vẫn còn thương tôi ban gạo tẻ đến bên tôi cứu chữa cho tôi thoát khỏi căn bệnh quái ác đó là một kỳ tích lớn trong cuộc đời của tôi năm đó là tôi hại anh không lên được chức chủ tịch năm đó là tôi hại anh làm hỏng dự án để tập đoàn chịu thua lỗ là tôi đáng trách tôi gây ra tội và tôi phải gánh tội của mình nếu anh muốn tống tôi vào tù tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận gương mặt của phong mang theo sự lạnh lùng tới thấu xương phát ra lời nói không chút khách khí lạnh lẽo vô cùng bằng chứng tôi đã có đủ rồi bằng chứng dấu vân tay của cô đã chạm vào máy tính của tôi bằng chứng con chip mà cô cắm vào máy tôi được tạo ra từ ip của máy ở nhà chị mỹ anh trong tay tôi còn có rất nhiều bằng chứng khác nữa sớm thôi tôi sẽ cho hai người phải trả giá những việc mà hai người đã làm với tôi cảm xúc của tôi bị dao động mạnh một cỗ ngột ngạt đè nặng lên trái tim tôi khiến tôi dần không thở được tôi muốn áp chế muốn bình tĩnh lại nhưng mà vô ích tim tôi đập rất nhanh tôi khẽ nói được hãy cứ làm điều mà anh muốn đi còn bây giờ thì hãy buông tôi ra, đừng để Tuấn thấy sẽ không hay đâu." Phong nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đầy u ám phủ kín, anh hỏi tôi, "Tại sao lại là anh ấy? Tại sao cô lại lấy Tuấn? Giữa hàng vạn người đàn ông, tại sao cô lại chọn anh ấy?" Cảm xúc lặng lẽ trào ra, trái tim tôi bỗng kịch liệt, móng tay vô thức bấm vào lòng tay, giọng tôi khàn khàn trả lời anh, "Vì Tuấn giống anh." Trong đáy mắt của Phong đậm đặc sự tự diễu cùng với chua xót anh không chớp mắt nhìn chăm chú vào tôi giọng nói cực kỳ trầm thấp rời bỏ bố con tôi đi rồi lại tìm một người đàn ông khác giống tôi để thay thế rồi lại sinh con cho người đó tôi quả thật không hiểu nổi cô nữa rồi cô có biết thời gian cô bỏ đi bố con tôi đã khó khăn thế nào không gạo nếp đêm nào cũng khóc vì nhớ cô còn tôi cũng cho người tìm kiếm khắp nơi tôi muốn tìm cô về để chữa bệnh cho tôi từ công việc đến chuyện nhà cửa, cái gì cũng không thuận lợi. cô có biết thời gian đó đối với bố con tôi tâm tối và tồi tệ thế nào không? và cuối cùng thì tất cả đều là sự lừa dối của cô. diệp, cô ác lắm. nghe những lời của anh, sự chua xót không kiểm soát được tràn lên chóp mũi. thời gian ấy không chỉ có anh và gạo nếp mà tôi cũng vô cùng khó khăn. tôi đau đớn vì cả thể xác lẫn tinh thần. nếu không phải vừa nãy nghe tuấn nói anh sắp làm lại đám cưới với chị đan tâm thì có lẽ lúc này tôi đã nói hết sự thật cho anh nghe nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi anh đã chọn quay lại với chị đan tâm vậy thì tôi càng không thể nói cho anh biết gạo tẻ là con trai của anh hãy cứ để anh hận tôi tới tận xương tủy đi cổ họng tôi như ứ nghẹn lại phải cố gắng lắm tôi mới có thể lên tiếng giọng tôi khàn khàn ừ tôi ác lắm tôi là loại con gái không ra gì vậy nên mong anh tránh xa tôi ra một chút và từ giờ chúng ta coi như chưa từng quen. Ngay khi tôi vừa dứt lời, anh thế mà lại lập tức giận quá hóa cười, giọng nói chào phúng. Được, chị dâu, hãy cứ làm như lời chị nói đi, rằng chúng ta chưa từng quen. Dứt lời, phong buông tôi ra, anh lạnh lùng xoay bước bỏ đi ra bên ngoài, sau đó lên xe ô tô rồ ga phóng đi. Sau khi nhìn anh đi khuất, tôi ôm ngực ngồi phịch xuống đất, trái tim đau nhói lên từng hồi, nước mắt theo đó lã trã rơi không ngừng ngồi đây sợ có người nhìn thấy nên tôi đã chạy vào trong phòng tắm cổ họng tôi bị sự chua sót chặn kín tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình khóc đến mức không ngừng lại được cảm xúc của tôi vốn đã sụp đổ nay vì câu nói của anh khiến tôi khóc tới không thể thở nổi phải mất một lúc rất lâu sau tôi mới có thể bình ổn lại cảm xúc được tôi lau sạch mặt mũi rồi bước ra ngoài tôi như một người mất trí tìm đủ mọi việc để làm tôi cũng không biết tôi làm vậy để làm gì nữa nhưng khi tay chân tôi hoạt động thì não bộ cũng bớt suy nghĩ về anh. Đang dọn dẹp trong phòng bếp thì bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn màn hình, sau đó bấm nút nghe. Dạ bác ạ, bác đã ăn bữa trưa chưa? Bác Hạnh hử nhẹ một tiếng. Một giờ trưa rồi, còn chưa ăn thì chết đói mất à? Cháu vẫn ở nhà Tuấn sao? Dạ vâng. Vậy thì cháu ở nhờ nhà cậu ấy thêm vài bữa nữa nhé. Thằng Khánh đột nhiên đưa vợ con sang bên này thăm bác. Nó bay gấp quá nên không kịp báo bác. May là hôm nay cháu không có nhà đấy. Bốn năm tôi ở bên này, Khánh đã hai lần đưa vợ con sang bên này thăm bố mẹ. Lần nào anh đưa chị Mỹ Anh sang là tôi cũng phải đưa gạo tẻ tới nhà Tuấn ở nhờ vài hôm. Đến khi Khánh đi rồi, tôi mới dám đưa gạo tẻ về nhà. Lần này anh sang bất thình lình không báo trước, tôi không biết có chuyện gì mà anh lại bay sang bên này gấp như thế. Tôi bỗng nghĩ tới chuyện Phong nói với tôi, anh có tất cả bằng chứng về những chuyện Khánh làm. Liệu có khi nào tập đoàn Trường Phong đang xảy ra chuyện gì và tại sao cả nhà cũng bay sang Pháp cùng một thời điểm. Tôi không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi cứ nghĩ về chuyện này có gì đó không đúng lắm. Tôi hỏi bác Hạnh. Anh Khánh về thăm bác, hay có chuyện gì khác nữa không ạ? Chắc thằng bé Son nó được nghỉ hè, nên vợ chồng nó đưa thằng bé về chơi với bác thôi, chứ làm gì có chuyện gì. Thế nhá, cháu cứ ở nhà Tuấn vài hôm nữa Khánh về nước, thì bác báo cháu. Dạ vâng ạ. Đằng nào thì hiện tại, tôi cũng đang diễn là vợ của Tuấn, vậy nên tôi cũng phải ở đây đến khi bà chủ và phong trở về nước tôi chẳng biết là vài ngày sắp tới tôi có thể diễn nổi được nữa hay không chứ mỗi ngày hôm nay thôi tôi đã cảm thấy kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần rồi buổi tối hôm đó phong không trở về nhà tuấn anh chỉ gọi cho tuấn là anh đi chơi và ở lại nhà của một người bạn bữa tối hôm đó không có phong tôi cũng bớt căng thẳng và áp lực ăn uống xong tôi cho gạo tẻ ra sân chơi nhưng gạo tẻ lại bảo muốn đi bơi Vậy nên tôi đưa gạo Tẻ ra bể bơi riêng ở phía sau nhà Tuấn. Gạo Tẻ và gạo Nếp đều có chung sở thích là bơi lội. Gạo Tẻ mới 3 tuổi thôi nhưng con bơi rất giỏi rồi. Ngồi trên ghế ngắm con bơi, tôi lại nghĩ về gạo Nếp. Đợt này con còn được đi thi bơi quốc gia cơ đấy. Có lẽ do con bơi lội nhiều và được ăn uống đủ chất dinh dưỡng nên con cao lớn gần bằng mẹ rồi. Chẳng biết gạo Nếp còn nhớ tới tôi không? Còn tôi đêm nào cũng đau đáu nghĩ về con. Tôi luôn mơ một giấc mơ được ôm con được hôn con, có lẽ vì quá nhớ Nhung con nên tôi bị sinh ảo giác mất rồi." Đang bần thần ngồi nghĩ thì bỗng Tuấn bước đến, anh khẽ chạm vào vai tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh khẽ hỏi, "Anh không nói chuyện với mẹ nữa à?" Tuấn nhàn nhạt trả lời, "Hết chuyện để nói rồi, dù là gia đình nhưng bởi xa cách lâu, khi gặp lại cũng sẽ trở nên xa lạ và ngại ngùng." Câu nói của anh như đánh động vào trái tim tôi, đúng là như vậy, dù là gia đình nhưng không ở bên cạnh nhau lâu ngày sẽ sinh ra khoảng cách có chút gì đó không còn được tự nhiên nữa tôi chợt nghĩ rằng bây giờ nếu có cơ hội gặp lại liệu gạo nếp có vội vàng chạy tới ôm tôi không liệu con bé có còn quấn lấy tôi như trước kia nữa không nghĩ đến đây lòng tôi đau nhói như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào đau đớn âm ỉ và tan nát cõi lòng tuấn nhìn thấy tôi bần thần không được vui cho lắm anh hỏi anh nhờ em thế này liệu em có thấy phiền không em có thấy khó chịu không tôi không thể nói với anh là tôi đang vô cùng khó chịu tôi cũng không thể nói với anh rằng tại anh đã kéo tôi vào mớ hỗn độn và rắc rối này tuấn dù sao cũng đâu thể ngờ một cô nhân viên như tôi lại có mối quan hệ với em trai anh vậy nên anh vẫn nên không biết gì thì tốt hơn tôi lắc đầu trả lời anh em không sao đâu mà anh làm như vậy để che mắt gia đình đúng không chứ thật ra anh vẫn thích người cùng giới mà đúng không Tuấn nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn, anh không trả lời mà hỏi tôi. Anh là người như thế, em có thấy ghê sợ không? Tôi đáp, em chỉ ghê sợ những người làm việc xấu thôi, còn đã làm con người, dù là ai, dù thuộc về giới tính nào, cũng cần được tôn trọng và xứng đáng được hạnh phúc. Anh hãy cứ sống thật với bản thân mình đi, miễn là mình thấy hạnh phúc là được. Anh cảm ơn em nhé. Tôi khẽ mỉm cười, lúc này gạo tẻ bơi nhiều quá cũng đã thấm mệt, con trèo lên bờ rồi bập bẹ nói con buồn ngủ tuấn bế gạo tẻ vào nhà sau đó tắm cho con xong thì anh đưa con cho tôi anh bảo tôi ngủ bên cạnh phòng của anh vì bà chủ ngủ ở phòng dưới nên chúng tôi không sợ bị lộ sang đến ngày hôm sau tận đến gần tối phong mới trở về buổi tối hôm nay tuấn dẫn mọi người đi ăn ở nhà hàng đồ âu sau một ngày đi chơi với bạn có vẻ như trạng thái của anh cũng đã tốt lên thì phải anh không thù hằn nhìn tôi như hôm qua nữa mà bình thản ngồi ăn Ánh mắt nhìn tôi giống như người dưng không quen biết ăn uống xong phong rủ tuần tới quán ba nơi đó ồn ào tôi không thích với lại bên cạnh tôi còn có gạo tẻ con còn nhỏ nên cũng không thể vào nơi đó được tôi từ chối và định đưa gạo tẻ về thì bà chủ lại bảo mẹ có hẹn với mấy bà bạn ở bên này vậy nên mẹ không đi với các con được với lại mẹ cũng không hợp với nơi ấy còn gạo tẻ đưa mẹ giữ cho diệp cũng đi cùng đi chứ hai người đàn ông đi với nhau cũng chán bà chủ làm tôi vô cùng bất ngờ chưa khi nào tôi thấy bà nhẹ nhàng dịu dàng tới như thế dù biết bà chỉ đang diễn trước mặt tuấn thôi nhưng dù sao lúc này bà cũng giống như một người bà nội tâm lý gạo tẻ theo bà đi uống sinh tố còn ba người bọn tôi vào quán bar phong và tuấn thì uống rượu còn tôi không dùng được thứ ấy nên chỉ có thể uống nước ngọt ngồi một lúc thì tuấn nói đi vệ sinh sau đó anh đứng dậy rồi rời đi tôi thấy ngồi một mình với phong không thoải mái nên cũng đứng dậy đi theo sau tuấn nhưng vì quán ổn lại đông người nên tuấn không hề biết tôi đi theo sau anh và tôi đã nhìn thấy một chuyện khiến tôi chỉ biết há hốc mồm tuấn không phải đi vệ sinh anh đến một góc khuất của quán bar nơi đó có một người con trai chờ ở đó tuấn bước đến ôm người con trai ấy sau đó hai người không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn nụ hôn này cuồng nhiệt tới mức khiến tôi phải đỏ mặt đúng lúc này đột nhiên bên tai tôi một giọng nói âm trầm vang lên sao thấy đau lòng không tôi không cần quay lại cũng biết giọng nói này là của ai tôi không trả lời tính quay người rời đi thì bị anh nắm chặt tay anh ghì chặt lấy tôi rồi nói tiếp tôi có thắc mắc không biết tại sao cô lại lấy anh tôi là vì tiền hay vì gì và liệu gạo tẻ có phải là con trai của anh tôi hay không hay là của người khác chưa nhìn anh tôi thế kia thì chắc bên cạnh một người phụ nữ sẽ không lên nổi đâu tôi nói đúng chứ nghe những lời phong nói tôi khó chịu gắt lên anh đừng có suy diễn lung tung anh mắt phong gắt gao nhìn tôi anh gần lên hỏi cô và anh tôi không hề yêu nhau là hai người chỉ đang giả vờ diễn kịch thôi đúng không tôi hít thật sâu cố gắng áp chế nhịp tim đang mất khống chế và buộc chính mình tỉnh lại tôi quay mặt nhìn về phía tuấn đang tình tứ với người đàn ông kia không trả lời anh thế nhưng bàn tay anh vốn đang bóp chặt tay tôi lại chuyển qua giữ lấy mặt tôi đem mặt tôi đối diện thẳng với mặt anh. Sau đó anh cúi xuống, hung hăng hôn lên môi tôi. Động tác của anh vừa cường thế vừa bất ngờ, khiến tôi không kịp phòng ngừa. Tôi dùng hết sức, không chút nương tay cào cấu lên người anh, nhưng điều đó càng làm anh thêm điên cuồng hơn. Anh áp sát tôi vào tường, ngấu nghiến lên trên cánh môi của tôi. Nói là hôn, nhưng anh thật sự là cắn mút mạnh bạo, là đang phát tiết trên môi tôi. Môi tôi trở nên đau rát, đến nước mắt cũng rơi ra, Tôi không chống cự nữa, chỉ nắm hai bàn tay thành quyền cố chịu đựng. Phong một hồi phát tiết trên môi tôi, cảm thấy có mùi vị mặn mặn của máu, anh mới dừng lại. Lúc này có vẻ như Phong đã tỉnh táo hơn, anh bỗng buông tôi ra, đôi mắt thống khổ nhìn tôi, sau đó xoay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng anh rời khỏi quán, sau đó tôi cũng trở về chỗ ngồi cũ. Năm phút sau Tuấn quay trở lại, không thấy Phong đâu anh liền hỏi. Phong đi đâu rồi em? Em trai anh hình như là về trước rồi, chúng ta cũng về thôi em mệt lắm. Tuấn gật đầu, chúng tôi ra xe, nhưng vừa lên xe thì Tuấn có điện thoại, chẳng biết người trong điện thoại nói gì, tôi thấy gương mặt của Tuấn bỗng sáng xịt lại, sau khi anh cúp máy, liền vội quay sang nói với tôi. Phòng bị tai nạn rồi. Cả người tôi bỗng run lên bần bật, tôi hoảng loạn hỏi. Anh nói sao cơ? Phòng bị tai nạn. Tuấn gật đầu, sau đó vội vã thắt dây an toàn, rồi phóng tới hiện trường, vụ tai nạn cách quán bar có 5 phút chạy xe. Xe của Phong va chạm với một chiếc ô tô tải, đầu chiếc xe con của Phong bị bẹp dí, phải mất hơn 10 phút người ta mới có thể lôi Phong ra khỏi xe, cả người anh bê bết máu, tôi chạy tới ôm chầm lấy thân thể của anh đau đớn gọi, "Phong, anh tỉnh lại đi, cầu xin anh đấy đừng làm em sợ." Tôi ôm chặt cứng lấy anh cho đến khi xe cấp cứu đến, tôi bước lên xe cấp cứu cùng anh trên đường tới bệnh viện, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh không rời. Có lẽ nhìn thấy hành động kỳ lạ này của tôi, Tuấn quả thật chắc chắn sẽ khó hiểu, nhưng vì tình thế cấp bách và hỗn loạn nên anh cũng chỉ im lặng, không nói gì, không hỏi gì, chỉ khẽ rủ gì vào tai Phong. "Phong, em cố gắng lên nhé, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi." Đến bệnh viện, Phong ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, đèn trong phòng cấp cứu bật sáng trưng, tôi suốt ruột nhìn đăm đăm vào cánh cửa, lo lắng tới mức đi đi lại lại, hai tay tôi đan chặt vào nhau móng tay vô thức kim vào tay tới bật máu thời gian từng giây từng phút trôi qua một tiếng rồi lại hai tiếng qua đi tôi và tuấn chờ đợi trong lo lắng đồng hồ treo trên tường điểm những âm thanh tích tắc cứ mỗi âm thanh như thế đều cứa vào trong trái tim tôi khiến tôi không thể nào thở nổi giá như tôi không chống cự anh giá như tôi không nói những câu tuyệt tình với anh giá như tôi giữ anh ở lại thì vụ tai nạn đã không xảy ra nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt với anh tôi tin rằng anh nhất định sẽ vượt qua nhất định sẽ bình an trở lại nhưng dù đã cố gắng an ủi bản thân nhưng tôi cũng không thể loại bỏ được sự lo lắng và sợ hãi trong lòng mình tuấn vẫn chưa báo cho bà chủ biết tin này sợ rằng bà sẽ bị sốc tuấn nói chờ tới khi phong có kết quả thì anh mới báo cho bà biết cũng không biết qua bao lâu cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra ngoài nhìn thấy bác sĩ tôi vội chạy đến muốn hỏi nhưng vừa định mở miệng thì phát hiện bản thân căng thẳng tới mức không nói nổi một chữ bác sĩ đưa mắt nhìn tôi rồi thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công tuy nhiên do mất nhiều máu nên cậu ấy vẫn trong trạng thái hôn mê sâu chúng tôi cần phải chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi thêm tôi nghe bác sĩ nói xong trong lòng thầm thở phào tôi hỏi bác sĩ vậy giờ tôi có được vào thăm anh ấy không ạ à? bác sĩ gật đầu được nhưng vào phòng giám sát thì phải mặc đồ khử trùng hai người phiền theo y táo của chúng tôi đi chuẩn bị sau khi đi theo y tá và mặc đồ khử trùng lên người, chúng tôi được phép vào thăm Phong. Phong nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm lại, môi trắng bệch không còn một giọt máu. Anh cứ nằm yên lặng như vậy, hơi thở yếu đuối tới mức người khác không nhận ra được. Tôi ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn anh. Đến khoảng 10 phút sau, y tá thông báo chúng tôi ra ngoài để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Cuối cùng thì anh cũng bình an, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi nhìn anh thêm một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Lúc ra đến bên ngoài, đã thấy cảnh sát đợi chúng tôi ở dãy hành lang. Tuấn bước đến hỏi về tình hình vụ tai nạn. Cảnh sát nói rằng Phong lái xe vượt quá tốc độ cho phép, nhưng tuy vậy anh vẫn đi đúng làn đường của mình. Lỗi là ở chiếc xe tải kia, đang đi thì bỗng nhiên chuyển làn, rồi mất lái đâm vào xe của Phong. Qua kiểm tra thì biết, người tài xế lái xe tải bị say nên mới dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy. Tài xế chỉ bị chảy sức nhẹ và đang bị tạm giữ. Nghe thì giống như chỉ là một vụ tai nạn không may xảy ra, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng vụ tai nạn này đã được sắp xếp từ trước. Chẳng phải đột nhiên mà Khánh ngày hôm qua lại bay sang Pháp cùng thời điểm với Phong. Tôi chắc chắn là Khánh đã đoán ra trong tay Phong có bằng chứng phạm tội của anh, nên anh đã dã tâm muốn thủ tiêu Phong. Tôi đã sai lầm khi tin tưởng Khánh. Trước đây vì lo cho sự an nguy của Phong, nên tôi đã thỏa thuận với Khánh. Lúc đó tôi tin anh, vì trước đây anh là người đáng tin cậy. Tôi tin anh bởi tôi coi anh giống như một người anh trai của tôi nhưng khánh của ngày hôm nay đã khác anh dã tâm tàn nhẫn và độc ác hơn rất nhiều khánh bây giờ đã bị thủ hận tham vọng che mờ mắt che mờ lý trí rồi nghĩ đến đây trong lòng tôi lửa giận sôi lên sùng sục tôi rời khỏi bệnh viện gọi điện cho khánh giọng nói đầy phẫn nộ và tức giận chúng ta cần phải nói chuyện với nhau khánh nhàn nhạt hỏi ở đâu tôi nói địa chỉ cho anh sau đó bắt taxi tới tôi phải chờ gần nửa tiếng khánh mới đến anh hờ hững nhìn tôi đêm hôm họ anh ra đây làm gì tôi giận dữ nhìn anh vụ tai nạn là do anh giản dựng đúng không khánh hơi nhíu mày vẻ mặt anh ta tỏ ra khó hiểu em nói gì cơ vụ tai nạn nào tôi hét lên anh đừng có cố nói dối em nữa em sẽ không tin anh nữa đâu anh đã động đến phong vậy thì em sẽ không tha thứ cho anh nữa em sẽ tố giác anh chúng ta sẽ cùng đi tù gương mặt Khánh trong phút chốc biến đổi, gân xanh trên trán nổi lên, anh hung dữ tiến tới bóc cổ tôi. Đi tù sao? Em bị mất trí rồi à Diệp? Nếu em không kiềm chế lại thì đừng có trách anh. Vậy thì anh hãy nói cho em biết, có phải vụ tai nạn là do anh giàn xếp đúng không? Ánh mắt của Khánh tối tăm nhìn tôi, anh hỏi. Em biết để làm gì? Anh nói rồi, anh không làm. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dịu hơn một chút. Hãy nói sự thật cho em đi, Em sẽ tha thứ cho anh." Khánh đột nhiên bật cười, bàn tay anh đột nhiên sờ lên người tôi, sau đó đột nhiên anh thò bàn tay vào túi áo tôi, lấy ra chiếc điện thoại. Tôi hoảng sợ nhìn anh, anh ta quả thật đáng sợ và nhạy bén hơn tôi nghĩ. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đôi môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. "Em dám ghi âm lại cuộc trò chuyện cơ đấy? Nhưng mà em không đủ trình để bẫy được anh đâu nghe chưa?" Nói xong, Khánh đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất chiếc điện thoại của tôi vỡ tan tành. Trước khi đến đây, tôi đã nhắn một tin cho Tuấn. Sau đó khi thấy Khánh đến điểm hẹn, tôi liền đặt máy ở chế độ ghi âm. Từ khi tôi còn nhỏ, nhờ mẹ con Khánh mà tôi mới có thể lớn lên được, mới có thể học hết cấp 3. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bác Hạnh và anh. Mẹ con anh tuy chỉ là người dưng, nhưng lại yêu thương và tốt với tôi hơn cả bố mẹ và họ hàng của tôi. Trong lòng tôi luôn biết ơn mẹ con anh. Cả đời này, tôi cũng sẽ chẳng trả hết nổi ân huệ của mẹ con anh nhưng không phải vì thế mà tôi có thể bao che dung túng cho việc làm sai trái của anh chuyện đó là cả một mạng người chưa kể người mà anh năm lần bảy lượt muốn hại là phong bố của gạo nếp là một người quan trọng đối với mẹ con tôi lần này tôi sẽ bắt anh phải trả giá tôi nhìn điện thoại bị đập vỡ trước mắt càng thêm tức giận hơn tôi vừa khóc vừa điên cuồng đánh vào người anh tại sao anh lại trở thành người xấu xa như thế hả khánh anh trước đây là niềm tự hào của bố mẹ anh và cả em nữa ngày trước em luôn nghĩ rằng anh thông minh như thế lại lương thiện tốt bụng như thế lớn lên ắt hẳn sẽ trở thành người làm nên chuyện lớn sẽ trở thành người tài giúp ích cho xã hội nhưng con đường đẹp đẽ anh không đi tại sao anh bước vào con đường đầy đau khổ như vậy hả bốn năm trước vì không muốn anh phạm tội vì không muốn dồn anh vào bước đường cùng nên em đã thỏa thuận với anh giúp anh lên làm chủ tịch anh đã thỏa thuận với em anh đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ đụng đến phong sẽ không bao giờ làm hại anh ấy nữa. Tại sao anh không giữ lời hứa với em? Dứt lời, tôi ôm ngực đau đớn khóc nấc lên, vẻ tàn nhẫn trong mắt anh bỗng biến thành nỗi bi thương, đáy mắt anh hiện lên nỗi thống khổ cùng với sự bất lực trầm trọng. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt đang chảy như mưa, anh chua chát nói. Anh đã từng nói với em, nếu Phong không đụng đến anh, thì chắc chắn anh cũng sẽ không động đến nó nhưng em biết không bao năm qua nó giả vờ an phận giả vờ như không muốn bon chen tham vọng nhưng thực chất nó làm như vậy để đánh lừa sự cảnh giác của anh bao năm qua từng chút từng chút một nó thu thập chứng cứ phạm tội của anh và mới đây nó thu thập chứng cứ anh rút lõi công trình lấy tiền ấy làm của riêng và cả chuyện anh trốn thuế nữa ngần ấy tội em nói xem nếu anh không thủ tiêu nó vậy thì người chết sẽ là anh sẽ là anh em có biết không? Phòng nó nuôi em ngày nào. Nó có ở bên cạnh chăm sóc em lúc em khó khăn không? Nó có thương yêu em như anh không hả Diệp? Trong lòng anh, em là cô em gái nhỏ, cô em gái đặc biệt duy nhất. Vậy mà em thương nó hơn anh sao? Vì nó mà em muốn đẩy anh vào con đường cùng hay sao? Em nói anh xấu xa, nhưng gia đình nó còn xấu xa gấp trăm ngàn lần anh. Gia đình nó hại bố anh thành người tàn phế hại gia đình anh mất nhà mất cửa mất tài sản em nói anh phải làm sao đây em bảo anh từ bỏ thù hận từ bỏ bằng cách nào khi bố anh bị mất cả cuộc đời vì lũ chúng nó em bảo anh hãy nhắm mắt cho qua nhưng trong lòng anh trong trái tim anh không cho phép anh dừng lại vậy nên nó sống anh chết mà nó chết thì anh sẽ được sống anh cũng không còn lựa chọn nào nữa rồi tôi nhìn anh nỗi chua xót lan tràn tới hốc mắt tôi thương anh chứ Tôi thương anh giống như người thân ruột thịt máu mủ của mình. Trong cuộc đời tôi, mỗi lần gặp khó khăn đều chỉ có anh là người duy nhất giúp tôi. Tôi thương anh nên 4 năm trước đã không nỡ vạch mặt anh, nhưng đến giờ phút này, anh quá nguy hiểm, anh quá tàn nhẫn, anh phải trả giá những việc mà anh đã làm. Đúng lúc này, Tuấn cùng với một đội cảnh sát bao vây sẵn ở đó ập ra. Đoạn nói chuyện của anh và tôi đã bị Tuấn ghi âm lại. Lúc đi đến đây, tôi đã nhắn tin cho Tuấn Tôi bảo anh dẫn cảnh sát đi theo tôi Tôi sẽ cho mọi người biết sự thật Và rồi dù Khánh có IQ cao Dù anh nhạy bén đến đâu Thì lần này anh cuối cùng Cũng bị rơi vào cái bẫy do chính tôi răng ra Khánh ngay lập tức bị khống chế Trong giây phút ấy Anh quả thật đã rất kinh ngạc Anh đều đẫn nhìn tôi Đôi mắt nặng nề Cái bẫy của em hoàn hảo thật đấy Khiến anh quả thật rất bất ngờ Tôi lặng lặng nhìn anh Sau đó hít một hơi thật sâu Tôi nghẹn nghẹn nói khánh xin lỗi anh nhưng dừng lại ngay bây giờ vẫn còn kịp sau này anh vẫn có thể làm lại cuộc đời em với mẹ anh sẽ luôn chờ đợi anh khánh khẽ nhắm mắt lại anh không kháng cự im lặng để công an áp giải đi tôi nhìn theo bóng dáng của anh mà không kìm được nước mắt lúc này tuấn bước đến bên tôi anh nói em làm tốt lắm diệp nhưng cũng làm anh bất ngờ anh không ngờ em với phong lại có chung với nhau một đứa con vậy gạo tẻ cũng là con của phong đúng không tôi gật đầu vâng vậy tại sao em không nói với anh để em phải khó xử rồi không sao đâu anh đừng cảm thấy có lỗi khánh bị bắt tuấn liên hệ với luật sư của phong ở bên việt nam trong tay luật sư có đầy đủ chứng cứ phạm tội của khánh nhìn tập hồ sơ phạm tội của khánh mà khiến tôi thấy choáng váng nhưng trong tập hồ sơ ấy không có tài liệu nào nhắc về vụ dấu vân tay của tôi đã chạm vào máy tính của phong tôi thắc mắc nên hỏi luật sư thì luật sư nói với tôi tài liệu ấy đã bị phong đốt rồi anh sẽ không tra cứu về vụ việc ấy từ ngày khánh bị bắt bác hạnh giận tôi vô cùng từ hôm ấy bác không nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt tôi chị mỹ anh sau khi biết hết mọi chuyện liền tới tìm tôi trước đây tôi đã nghi ngờ cô và khánh có quen biết rồi nhưng vì không có bằng chứng và cô diễn kịch cũng giỏi nên tôi chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ mà thôi bốn năm trước Tại sao cô không nói cho tôi biết về chuyện Khánh có ý định trả thù gia đình tôi? Ngày ấy, chị luôn tỏ ra căm ghét tôi. Chị lại rất tin tưởng Khánh. Liệu lúc ấy tôi nói ra, chị có tin tôi không? Và lại thời gian ấy, chị cũng đang cạnh tranh đấu đá với Phong để có thể lên được chức chủ tịch. Ai mà biết được chị với Khánh có thông đồng với nhau để đấu lại Phong hay không? Vì hai người là vợ chồng cơ mà. Nhưng tôi cũng chẳng nói ra những lời này để làm gì. Tôi chỉ hỏi chị, chị có hận và ghét anh khánh vì anh ấy đã cố tình tiếp cận chị để trả thù không chị mỹ anh nở một nụ cười buồn tôi yêu anh ấy vì vậy dù anh ấy đã làm ảnh hưởng tới gia đình của tôi nhưng tôi cũng không thể hận hay ghét bỏ anh ấy được đối với tôi anh ấy vẫn là người chồng người cha tốt chỉ có điều lần này anh ấy không khỏi khiến tôi bị hụt hẫng và thất vọng nhưng không sao tôi vẫn sẽ chờ anh ấy tình yêu của chị mỹ anh dành cho anh khánh khiến tôi không khỏi xúc động cảm ơn chị cảm ơn chị vẫn đợi anh ấy cảm ơn chị vẫn cho anh ấy cơ hội để làm lại chị mỹ anh không nói gì nữa ánh mắt chị nhìn xa xăm ra bên ngoài tôi biết đối với chị chuyện này rất sốc vậy nên tôi nhẹ nhàng rời đi để chị yên tĩnh một mình vài ngày sau đó khánh bị dẫn độ về nước để công an xử lý vụ án sức khỏe của phong cũng đã tiến triển lên nhiều hơn nhưng anh vẫn còn yếu ớt chưa tỉnh táo hẳn nên tôi cũng chưa thể nói chuyện với anh được. Ngày Khánh bị dẫn về nước, bác Hạnh vẫn phải ở lại Pháp chăm sóc cho bác trai nên không thể theo anh về được. Ở Việt Nam, anh không còn người thân nào cả. Sợ anh tuổi thân, cô đơn, suy nghĩ tiêu cực nên tôi đã dẫn gạo tẻ theo anh về Việt Nam. Một tháng sau, Khánh vẫn ở khu tạm giam chờ cơ quan điều tra và thụ lý vụ án. Trong thời gian ấy, tôi vẫn thường xuyên qua lại đem đồ ăn vào thăm anh. Ngày hôm nay cũng vậy, tôi đến thăm anh như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh kêu mệt và không muốn gặp tôi vì vậy tôi chỉ có thể gửi đồ ăn cho anh rồi lầm lũi ra về lúc ra đến bên ngoài cổng trại giam tôi đột nhiên thấy phong đứng dựa lưng vào xe tay khoanh trước ngực anh nheo mắt nhìn tôi đôi môi khẽ kéo lên nụ cười tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn anh tôi hỏi anh đã về nước rồi sao anh về từ khi nào thế phong vẫn nhìn tôi chằm chằm thấy anh không trả lời tôi hỏi lại anh đến đây để gặp khánh sao anh Khánh hôm nay kêu mệt, không muốn gặp ai cả đâu, khi khác anh đến sau nhé. Phong lúc này mới mở miệng, giọng nói trầm ấm vang lên. Không, anh không đến đây gặp Khánh, mà anh đến đây để đón em về nhà. Nào, chúng ta cùng về nhà thôi. Ánh nắng rực rỡ chút xuống, bóng dáng không thể quen thuộc hơn kia xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Nhịp tim chợt lỡ một nhịp rồi đập loạn lên. Tôi chậm chậm bước đến gần bên anh hơn, sau đó tôi đứng nhìn anh rất lâu, thật may anh đã khỏe mạnh trở lại thật may anh vẫn được bình an một giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra tôi khóc vì tôi và anh đều bình an tới bây giờ tôi khóc vì vui sướng hạnh phúc phòng bước đến chạm tay lên khuôn mặt của tôi nước mắt tôi men theo đầu ngón tay của anh chảy xuống anh khẽ nói đừng khóc em khóc xấu lắm nghe anh nói vậy tôi bỗng nhiên bật cười tôi nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh sau đó hỏi những chuyện mà em đã làm với anh anh không ghét hay hận em sao đôi mắt anh trầm tĩnh như hồ nước anh mắt nhìn tôi dường như rất ôn nhu khi anh còn nằm trong bệnh viện ở bên pháp bác hạnh đã tới tìm anh và kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi em làm chuyện ấy là vì sự an nguy của anh mà tại sao anh lại ghét và hận em được chứ bốn năm trước anh biết có người đang âm thầm muốn hại anh nhưng anh không biết người đó là ai sau khi em cắm con chip làm hỏng dự án của anh lúc đó anh đã thuê một hacker giỏi để điều tra và từ ấy mới biết được người luôn muốn hại anh là ai khánh thông minh cẩn thận nhưng chỉ một sơ sót nhỏ thôi đã khiến mình bại lộ anh cũng rất bất ngờ người đó lại là khánh người luôn tỏ ra hiền lành thân thiện sau này anh cho người điều tra lại về gia thế của khánh thì biết được tại sao khánh lại muốn nhắm tới tập đoàn trường phong trên thương trường giống như một chiến trường cực kỳ nguy hiểm vậy nên bây giờ nghĩ lại nếu năm ấy anh thuận lợi lên chức chủ tịch thì liệu bây giờ anh còn sống và đứng ở đây cùng với em không anh phải cảm ơn em mới đúng hơn nữa em lại vất vả sinh thêm cho anh một đứa con trai nữa rồi diệp cuộc đời em từ nhỏ cho đến lớn đã chịu quá nhiều thiệt thòi và vất vả rồi cuộc đời em từ nay về sau hãy để anh gánh vác thay cho em nha trong lòng tôi lúc này một cảm giác lâng lâng khó có thể diễn tả bằng lời đôi mắt tôi đỏ hoe sống mũi cay cay nghẹn ngào khẽ gọi tên anh. Giữa nơi cổng trại giam quả thật không phù hợp để thể hiện tình cảm cho lắm, vậy mà Phong mặc kệ, chẳng cần để ý tới xung quanh, cũng không thèm quan tâm tới hai người đang gác cổng, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng bế tôi lên xe. Nào, chúng ta cùng đi đón gạo tẻ rồi trở về nhà thôi. Sau khi theo Khánh về Việt Nam, tôi đã cho gạo tẻ đi học mầm non, còn tôi thì thường xuyên qua lại thăm non Khánh, nên tôi cũng chưa có ý định tìm việc gì cả tôi định là sau khi vụ án của anh xét xử xong lúc ấy tôi mới bắt đầu cuộc sống lại nghĩ đến chuyện theo anh về nhà nghĩ đến chuyện sẽ được gặp gạo nếp sẽ được ôm con vào lòng tôi quả thật nghĩ thôi đã thật hồi hộp rồi có một chút căng thẳng lo lắng một tháng nay trở về nước tôi vẫn thỉnh thoảng tới cổng trường ngắm nhìn con từ xa nhiều khi còn đi theo xe của con về tới gần khu biệt thự tôi không dám tới gặp con bởi tôi sợ không biết phong có tha thứ cho tôi không tôi không biết phong và bà chủ có cho phép không tôi cũng sợ rằng gặp lại con rồi nếu anh đòi theo tôi thì tôi biết phải làm sao đây vậy nên tôi vẫn chưa đủ can đảm để tới gặp con tôi định sẽ chờ phong về sẽ tìm gặp và nói chuyện với anh anh cho phép tôi mới dám lại gần con trong lòng tôi lúc này tràn ngập sự vui sướng ngồi trong xe mà tôi cứ bồi hồi thấp thỏm không yên phong lái xe tới trường đón gạo tẻ anh vào tận lớp bế con anh hôn lên má con mấy cái, sau đó ấm áp nhìn chằm chằm con trai, anh quay sang bảo với tôi, "Rõ ràng thằng bé giống anh như đúc thế này, mà anh Tuấn cứ nói là thằng bé giống anh ấy." Tôi nghe anh nói thì bật cười. Tại vì anh với anh Tuấn giống nhau, nên gạo tẻ giống cả anh và cả bác Tuấn. Phong đặt con vào lòng tôi, sau đó quay trở lại ghế lái, giọng anh có chút hờn trách, "Em đấy, dám thông đồng với anh Tuấn lừa dối anh và mẹ. Em biết không, khi biết em là vợ anh Tuấn, anh đã sốc và chết tâm thế nào không là anh tuấn nói dối em em thấy anh ấy có giống anh nên từng có lần hỏi anh ấy là có họ hàng gì với tập đoàn trường phong không anh ấy còn bảo với em anh ấy còn không biết đến tập đoàn ấy nữa cơ đến khi ra tới sân bay nhìn thấy bà chủ và anh em đã rất bàng hoàng là tại anh trai tuấn của anh đấy cảm ơn phải tội ừ tất cả là tại anh tuấn tôi với anh nhìn nhau phì cười gạo tẻ chẳng biết có hiểu câu chuyện không Thấy bố mẹ cười cũng liền nghèn miệng cười theo Gạo tẻ vẫn còn nhỏ Vẫn còn ngây ngô Nên con chưa bao giờ biết đòi bố Ngày hôm nay tôi giới thiệu với con Phong là bố của con Con nghe thấy tôi nói như vậy Đôi mắt hơi sáng lên Tôi bảo với con Gọi bố đi con Gạo tẻ vừa vỗ tay vừa gọi Bố bố Phong nựng má con trai Anh hôn lên má con trai một cái Sau đó bất ngờ hôn lên má tôi Khiến tôi cũng bất ngờ theo Tôi tròn mắt lên nhìn anh rồi bảo anh không thấy ngại à? Đang ở trước mặt con đấy. Anh cười bình thản nói. Bố mẹ tình cảm với nhau trước mặt con cái cũng rất tốt mà. Con cái sẽ cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau. Tôi khẽ lườm anh một cái. Nhưng em chỉ về nhà anh để gặp gạo nếp thôi. Chứ chưa đồng ý làm vợ anh đâu nhá. Vậy à? Vậy tối nay chúng ta phải gặp nhau để nói chuyện rồi. Tôi nhìn anh đầy cảnh giác. Tôi biết ý đồ của anh là gì khi nói câu ấy. Tôi hử lạnh. Tại sao lại là buổi tối? nói luôn bây giờ không được à với lại còn chị đan tâm thì sao anh với chị ấy sắp làm đám cưới rồi còn gì ai nói một tháng trước anh tuấn hỏi anh rồi bà chủ xác nhận còn gì đấy là mẹ anh xác nhận chứ anh đã xác nhận đâu đám cưới ấy là ý muốn của ông nội và mẹ anh còn anh vẫn chưa đồng ý đâu nhé nhưng chị ấy bao năm qua qua lại chăm sóc gia đình anh em không muốn vì em tôi chưa nói dứt câu thì phong đã cắt ngang anh gắt lên đã bao nhiêu lần anh bảo cô ấy đừng đến nhà anh nữa Nhưng cô ấy cứ cố chấp đến Gạo nếp cũng không thích cô ấy Nhưng mẹ anh cho phép đến Nên là anh với gạo nếp bất lực Vậy nên em đừng có cái kiểu cô ấy xứng với anh Cô ấy hợp với anh Anh lấy cô ấy là hợp lý Anh rất tức giận khi nghe em nói những câu đấy đấy Người xứng với anh nhất là em Duy nhất chỉ có em thôi Lời nói của anh khiến trái tim tôi đập tình thịch Giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực Đồng thời tôi cảm giác gương mặt của mình đang nóng lên nhanh chóng Tôi nuốt nước bọt ngượng ngùng chưa từng có, tôi không dám nhìn thẳng vào anh nữa mà khẽ đưa mắt ra bên ngoài, nhìn hàng cây ven đường đang rung rinh như chính trong lòng tôi lúc này, môi tôi kéo lên một nụ cười thầm, tôi cảm thấy tôi cực kỳ giống thiếu nữ lần đầu rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Phòng lúc này bắt đầu nhấn chân ga, lái xe đưa mẹ con tôi về khu biệt thự. Khu biệt thự này bao năm qua vẫn thế, vẫn rất đẹp và trong lành mát mẻ. Tôi bế gạo tẻ bước xuống xe, hít thật sâu cái không khí quen thuộc này. Lúc này gạo nếp đang ngồi ở vườn hoa, chăm chú đọc sách. Nghe thấy tiếng xe của bố về, con bé nâng mắt lên nhìn. Khi ánh mắt tôi và con bé chạm nhau, gạo nếp vô thức mở to mắt, con sững sờ nhìn tôi. Sau bao năm, lần đầu tiên tôi được nhìn con từ khoảng cách gần tới thế này, dù vẫn được Khánh gửi ảnh con thường xuyên, nhưng khi tôi nhìn thấy con ở trước mặt bằng da bằng thịt, cảm giác trong tôi như bị ứ nghẹn lại, đôi mắt tôi đỏ hoe nhìn con, tôi khẽ gọi. Gạo nếp, lúc này khuôn mặt gạo nếp bỗng nhăn lại con đột nhiên không nói gì liền xoay người chạy lên phòng khiến trong lòng tôi đau đớn hụt hẫng vô cùng có lẽ con đang rất giận tôi bởi tôi đã bỏ con đi biển biệt bao nhiêu năm trời là lỗi tại tôi thấy gạo nếp phản ứng như vậy phong không vui nói cái con bé này tôi đưa gạo tẻ cho anh bế sau đó chạy theo con nhưng gạo nếp đã đóng sầm cửa phòng lại và khóa cửa tôi đứng bên ngoài gõ cửa rồi gọi con gạo nếp à mẹ biết là con đang rất giận mẹ nhưng mẹ xin lỗi ngàn lần xin lỗi con con hãy tha thứ cho người mẹ này nhé trong phòng vẫn yên tĩnh vẫn không có một tiếng động nào tôi tiếp tục nói gạo nếp mẹ biết là mẹ sai rồi mà lần này về mẹ sẽ ở hẳn với con mẹ sẽ bù đắp cho con còn tha thứ cho mẹ được không mẹ còn xin cho con một cậu em trai như con đã ước muốn đấy em trai con năm nay ba tuổi tên thường gọi là gạo tẻ em đang ở dưới nhà chờ con kìa. Lúc này trong phòng mới phát ra tiếng động, gạo nếp bật khóc. Tại sao mẹ lại bỏ con đi? Mẹ không cần con nữa đúng không? Tôi bật khóc theo con, nghẹn nghẹn nói. Không phải đâu, mẹ lúc nào cũng cần con hết. Mẹ thương và yêu con lắm. Con biết mà gạo nếp. Mẹ rời đi là vì có nỗi khổ tâm của mẹ. Mẹ bị mắc bệnh, phải ra bên nước ngoài để chữa trị. Với cả mẹ... Mẹ còn làm chuyện có lỗi với bố con nên mẹ mới không dám ở lại. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, mẹ con mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhá. Trẻ con lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên, dễ giận, nhưng cũng dễ tha thứ. Gạo nếp mở cửa ra, con ôm chặt lấy tôi khóc nấc lên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Tôi ôm chặt lấy con, một tay nhẹ nhàng đưa lên xoa vào lưng con. Mẹ cũng nhớ con. Bốn năm qua con đã lớn hơn rất nhiều rồi, còn cao gần bằng mẹ rồi này gạo nếp lau nước mắt rồi bật cười. Bố nuôi con rất tốt đúng không mẹ? Tôi mỉm cười gật đầu. Đúng thế, bố nuôi con thật khéo, mà mẹ nghe nói con sắp tham gia cuộc thi bơi lội quốc gia đúng không? Dạ vâng, lần này có mẹ và cả em gạo tẻ tới cổ vũ, chắc chắn con sẽ giành được giải. Tôi vuốt vuốt mái tóc đen dài của con gật đầu. Chắc chắn rồi, gạo nếp của mẹ giỏi mà, con sẽ nhận được giải cao nhất ý chứ. Gạo nếp nhảy miệng cười, mẹ ơi con muốn gặp em gạo tẻ ừ chắc là em đang ở dưới nhà với bố mẹ con mình xuống dưới nhà nhé vâng mẹ con tôi cầm tay nhau đi xuống dưới nhà gạo nếp vẫn rất sống hồi bé vẫn rất luôn thích quấn mẹ gạo nếp xuống nhà thấy em gạo tẻ đang chạy lon ton ngoài sân liền chạy tới bế em lên gạo tẻ thường ngày vẫn được tôi cho xem ảnh của chị gạo nếp nên khi nhìn thấy chị thằng bé liền nhận ra ngay thằng bé gọi chị gạo nếp gạo nếp há hốc miệng nhìn em sau đó con quay lại nhìn tôi ngạc nhiên hỏi mẹ sao em gạo kẻ lại biết tên của con sao em còn nhận ra con tôi cười cười ngày nào em cũng xem ảnh của con hết đấy gạo nếp cười híp cả mắt hai chị em chơi đuổi nhau ngoài sân tôi với phong đứng bên cạnh nhau ngắm nhìn hai con chơi đùa không khí trong nhà bây giờ nhộn nhịp sôi động chưa từng thấy phong khẽ bảo với tôi cuộc sống bao lâu nay anh vẫn luôn nghĩ tới cảm ơn em đã sinh cho anh hai em bé đáng yêu như vậy tôi mỉm cười không nói gì đây cũng là cuộc sống tôi mơ ước tôi không ngờ rằng có một ngày tôi cũng có được một gia đình trọn vẹn đầy đủ và hạnh phúc thế này bà chủ vẫn ở bên pháp với anh tuấn bà đang cố thuyết phục anh trở về nước sống cùng với gia đình còn ông nội thì đã đi thăm họ hàng ở tận trong miền nam vậy nên chúng tôi cũng không thể sang chào hỏi ông nội được buổi tối hôm đó gia đình tôi cùng nhau nấu ăn cùng nhau ăn bữa tối gạo nếp kể rất nhiều về trường lớp cho tôi nghe sau đó con còn đòi tôi kể cho con nghe về những tháng ngày mà tôi ở bên nước ngoài phong chỉ ngồi lặng im nghe mẹ con tôi nói chuyện tâm sự với nhau cả nhà chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu cho đến đêm gạo tè kêu buồn ngủ thì mới ai về phòng người nấy có điều gạo nếp dở trứng đòi ngủ với tôi nhưng phong không đồng ý anh lấy lý do con gái lớn phải ngủ riêng nhưng tôi thì thừa biết ý đồ của anh khi cho gạo tè ngủ xong phong khẽ nói vào tai tôi sang phòng sách nhé tôi ngáp một cái rồi bảo Em buồn ngủ lắm, em ngủ đây." Phong luồn tay vào áo tôi vân vê, "Anh không cho em ngủ đâu." Tôi biết kiểu gì, đêm nay anh cũng không tha cho tôi nên tôi không thể trốn tránh được. Tôi theo anh sang phòng sách, vừa bước chân vào phòng, anh đã liền ôm lấy eo tôi rồi đặt tôi lên chiếc ghế sofa. Tôi bị cả thân thể của anh đè lên, hơi thở của anh nóng rực, anh đưa tay giữ lấy gáy tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chỉ trong vài giây, tôi đã bị anh hôn đỏ cả môi lên, nhịp thở bắt đầu bất ổn cảm xúc tuôn trào bản năng khó kìm lòng nổi tôi vòng tay ôm lấy cổ anh chủ động đáp lại nụ hôn của anh sau một hồi cuồng nhiệt anh đột nhiên dừng lại ánh mắt dịu dàng giọng anh khàn khàn em có yêu anh không tôi nằm trong lòng của anh cam tâm gật đầu nghẹn ngào lên tiếng yêu lời nói của tôi vừa thốt ra đôi môi anh kéo lên một đường cong hai bàn tay to lớn của anh ôm lấy tôi diệp anh yêu em trong bóng tối, chỗ sâu nhất trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở rất gấp gáp. Sau đó tôi và anh ôm lấy nhau, bình yên ngủ thiếp đi. Ngày bà chủ vào phong sang Pháp, bà chủ cho dì Lan về quê nghỉ ngơi. Hôm qua nghe thấy tin phong trở về. Sáng sớm nay, dì Lan đã từ dưới quê lên. Khi nhìn thấy tôi đang lúi húi trong bếp, dì đã vô cùng kinh ngạc. Cô Diệp à, tôi đang nấu bữa sáng cho cả nhà, nghe thấy có người gọi tên, tôi liền xoay người lại nhìn, nhìn thấy dì Lan tôi mỉm cười, Dạ cháu chào gì ạ Dì Lan sừng sốt nhìn tôi Qua vài giây gì mới hoàn hồn Vậy Vậy là sao Tại sao mà sau một chuyến đi Pháp Cậu chủ lại tìm thấy cô vậy Tôi cứ tưởng là cô chết rồi chứ Tại hồi cô rời đi Cậu chủ có nói chuyện với bà chủ rằng cô bị u não Dạ Cháu cũng không tin được là cháu có thể sống tới tận bây giờ đâu ạ Thật ra là đã có kỳ tích tới với cháu Cảm tạ chúa cô thật sự vẫn còn khỏe mạnh và đứng ở đây mà tôi mừng rồi cô không biết chưa ngày cô rời đi bố con gạo nếp suy sụp dữ lắm nhất là cậu phong ở công ty thì bị mất ghế chủ tịch dự án thì bị hỏng về nhà thì gạo nếp khóc đòi mẹ cậu ấy thuê bao nhiêu người đi tìm cô đấy nghĩ về quãng thời gian ấy sống mũi tôi lại cay cay trong lòng không khỏi xót xa năm ấy cuộc sống như bị chìm xuống đáy vực ai cũng có nỗi khổ của riêng mình nếu gạo tẻ không đến bên tôi tôi không chắc là mình còn có thể khỏe mạnh đứng ở đây được nữa thấy mắt tôi hơi đỏ dì lan phẩy tay rồi nói thôi không nói tới chuyện ấy nữa chuyện đã qua thì cho qua đi dì đã nghe chuyện của khánh nhưng không thấy bà chủ nhắc gì tới cháu cả cháu và phong gặp lại nhau bao giờ vậy ở bên pháp ạ cháu làm việc cho anh trai của phong ồ vậy sao đúng là trái đất tròn nhưng gặp lại cũng trong tình cảnh trớ trêu lắm ạ khi nào có thời gian cháu sẽ kể cho dì nghe nhé ừ được rồi dì mang con gà đi nhốt lại đã dì lan từ dưới quê lên mang trứng mang gà và cả rau củ dì bảo đây toàn là những đồ sạch người nhà ở dưới quê của dì nuôi trồng dì lan vừa mang gà ra bên ngoài thì phong từ trên nhà đi xuống anh bước tới vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau ngái ngủ nói sao em dậy sớm thế tôi khẽ cười em dậy sớm còn lo bữa sáng cho ba bố con anh chứ cần gì chút nữa ra quán ăn cũng được mà em làm làm gì cho vất vả Tôi quay lại nhìn anh khẽ cười Giờ biết sót em rồi đúng không Anh còn nhớ ngày trước Anh đầy đọa em thế nào không Hồi đó là mới gặp nên chưa yêu Còn giờ yêu rồi phải khác chứ Tôi không ngờ một phong lạnh lùng cao ngạo Cọc cằn khó ở Lại có thể nói ra được lời ngọt ngào như vậy Có phải yêu vào rồi Con người ta cũng sẽ thay đổi tính nết hay không Tôi đẩy nhẹ anh ra rồi bảo Dì lan lên rồi đấy Dì đang ở bên ngoài Buông em ra đi Không lát gì vào gì thấy thì kỳ lắm Vợ chồng ôm nhau có gì đâu mà kỳ Tôi vẫn quyết tâm đẩy anh ra Anh đúng là mặt dày Anh hôn một cái vào má tôi Rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn Lúc này chị gạo nếp dắt tay em gạo tẻ Bước xuống bậc thang gạo nếp gọi tôi Mẹ ơi em dậy rồi Con cho em đánh răng rửa mặt và đi vệ sinh rồi ạ Gạo nếp từ nhỏ đã tự lập Lớn hơn một chút Lại còn biết lo cho cả em Gạo nếp của mẹ giỏi quá Gạo tẻ cũng giỏi lắm nha Đúng lúc này dì Lan từ ngoài đi vào nhìn thấy gia đình có thêm một em bé nữa, liền kinh ngạc tập 2, dì lắp bắp. Cái gì mà gạo nếp gạo tẻ? Thằng bé này là ai? Tôi với Phong nhìn nhau cười, Phong bảo với dì. Dì ơi, con trai của con đấy, là Diệp bỏ sang nước ngoài, vừa chữa bệnh vừa sinh con đấy ạ. Dì Lan không giấu khỏi xúc động vui sướng. Thật vậy sao cậu? Thằng bé giống cậu quá, vậy cậu lời quá còn gì? Phong tùm tìm cười, còn gạo nếp ngoan ngoãn chào bà lan rồi còn dạy cả em gạo tẻ chào bà nữa bữa sáng tôi cũng đã nấu xong tôi dọn đồ ăn ra bàn rồi mời dì lan ngồi xuống cùng ăn luôn bình thường dì lan không bao giờ ngồi cùng mâm với bà chủ hay phong vậy nên khi tôi bảo thì dì lắc đầu từ chối về sau phong lên tiếng dì mới đồng ý ngồi cùng từ hôm qua đến nay trong nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười vui vẻ ăn sáng xong gạo nếp và gạo tẻ đều đi học còn phong mới về nữa sức khỏe mới ổn định nên sẽ nghỉ thêm vài ngày ở nhà, có việc quan trọng anh sẽ làm trên máy tính. Tôi dẫn gạo nếp và gạo tẻ ra xe để đưa con đi học, bác tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng, thế nhưng lúc ba mẹ con tôi vừa ra tới cổng thì chị đan tâm lái xe tới, gạo nếp vừa nhìn thấy chị ấy thì gương mặt liền tỏ ra không vui. Cô ấy lại tới rồi mẹ ạ, mẹ không cần phải đưa chị em con đến trường đâu, mẹ ở nhà giữ bố đi. Nghe con gái lớn nói mà tôi không sao nhịn được cười, tôi nực má con rồi cười bảo, ừ được rồi, mẹ sẽ ở nhà giữ bố cho các con nhé gạo nếp và gạo tẻ ngoan ngoãn khoanh tay chào tôi rồi lên xe chị đan tâm lúc này cũng đã nhìn thấy hai đứa trẻ chị đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi rồi hỏi đứa bé trai kia là ai tại sao cô lại được phép quay về đây lại dựa hơi thăm con để được quay về quyến rũ phong chứ gì tôi lịch sự trả lời dạ là con trai của em ạ chị đan tâm hất mặt lên hỏi tiếp con trai của cô sao bố đứa bé là ai là Phong ạ. À. Đôi mắt chị đan tâm quắc lên nhìn tôi. Cô đang đùa tôi đấy à? Bỏ đi xong. Giờ mang thằng con trai trời ơi đất hỡi ở đâu về. Nói là của Phong. Cô đúng là cái loại hồ ly tinh. Trước lời nói không hay của chị đan tâm, tôi cũng không tỏ thái độ gì cả. Chỉ bảo, Phong, anh ấy không phải là người ngu mà dễ bị lừa như thế. Con của anh ấy chỉ cần nhìn lại anh ấy nhận ra rồi. Với lại giờ công nghệ phát triển, nếu không tin thì cứ mang đi xét nghiệm được mà. Chị đan tâm cầm túi sách đánh lên người tôi một cái, sau đó chị ta nổi giận. Mày đúng là xảo quyệt, lấy chuyện con cái ra để níu chân đàn ông đúng không? Nhưng mày có đẻ cả chục đứa thì cũng không được bước chân vào ngôi nhà này làm dâu đâu. Chị đan tâm vừa nói dứt lời, Phong xỏ hai tay vào túi quần, bình thản từ trong nhà bước ra. Anh bước tới bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, anh siết chặt lấy tôi như muốn dán vào người anh. Khóe môi anh kéo lên một đường cong, anh nhìn chị ta rồi nói ai sẽ là vợ của anh ai sẽ là con dâu của nhà này không tới lượt em quyết định em không có quyền diệp dù sinh ra đã không may mắn như em thân phận không được cao quý như em nhưng đối với anh những thứ ấy không quan trọng quan trọng là anh yêu cô ấy đan tâm nghe xong đôi mắt rưng rưng nhìn phong chị ấy uất nghẹn nói nó phá hỏng dự án của anh rồi còn bỏ trốn đi tại sao anh lại dễ dàng tha thứ cho nó như thế anh từng nói với em anh không phải là người mà ai thích đến thì đến, thích đi thì đi, ai thích quay lại là quay lại. Bao nhiêu năm qua em nỗ lực, em làm tất cả để được quay về bên anh. Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế ở Phong? Gương mặt của Phong có chút thâm trầm, anh khẽ nói, là bởi vì yêu đấy, bởi vì yêu nên mới dễ dàng tha thứ như thế được. Lời nói của Phong thẳng thắn không chút lưu tình khiến chị Đan Tâm càng thêm chua chát, chị gào lên, không phải là yêu! chỉ là vì nó sinh cho anh hai đứa con nên anh mới dễ mủi lòng như vậy chỉ vì con bé gạo nếp tối ngày nhắc tới mẹ của nó anh thương con bé nên anh mới dễ dàng quay lại thôi hơn hai mươi năm chúng ta quen biết từ bạn thân cho tới khi kết hôn anh đã bao giờ nói lời yêu với em chưa vậy mà sao chỉ có ở với nó mấy tháng anh đã sinh tình là sao là sao hả phong khẽ buông tay khỏi eo tôi anh bước tới trước mặt chị đan tâm hai tay đặt lên vai của chị ấy em bình tĩnh lại đi tình yêu là thứ khó nói không thể ép buộc cũng không thể cưỡng cầu xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang gia thế tốt thế mà anh lại không chọn họ mà lại chọn diệp một cô gái chẳng có gì anh bị thu hút bởi sự đơn giản thật thà và chân thành của cô ấy hơn nữa là anh thật sự yêu diệp yêu tất cả những thứ thuộc về con người của diệp hôn nhân mà không có tình yêu nó giống như địa ngục vậy nên anh đã nói không thích thì em đừng cố gắng làm bất cứ điều gì. Giống như kiểu em hằng ngày tới nhà của anh, khiến cho anh thật sự khó chịu. Vậy nên bây giờ em quay trở về đi, và đừng bao giờ tới đây nữa. Chị đan tâm bật khóc, chị ấy bước lên một bước ôm chặt lấy phong, giọng nói nỉ non. Anh tuyệt tình như thế sao? Từ đầu đến cuối em chỉ có một mình anh thôi, chỉ muốn lấy anh làm chồng mà thôi. Em không thể lấy ai khác, em biết lỗi rồi, từ nay em sẽ không ngu dại bỏ anh đi nữa. Em sẽ ở bên cạnh anh, sinh con cho anh, rồi vun vén gia đình. Xin anh đấy, cho em một cơ hội đi. Chị đan tâm giống như một người điên vì tình, luôn miệng này nỉ van xin. Phong lúc này không chịu đựng nổi nữa, thẳng tay đẩy chị ấy ngã xuống sân cỏ rồi gằn lên. Em không hiểu anh nói gì sao? Bình thường em thông minh lắm cơ mà. Tại sao hôm nay như người mất trí vậy hả Tâm? Đi về đi, đừng để anh gọi bảo vệ đến, lúc đó thì không hay đâu. Dứt lời, phong cầm tay tôi rồi kéo vào nhà sau đó vì sợ chị đan tâm bám đuôi nên anh đã khóa cửa lại nhìn qua cửa kính tôi nhìn thấy chị đan tâm ngồi thẫn thờ như người mất hồn tôi quay sang bảo với phong anh nặng lời với chị ấy quá đấy anh mà không phũ vàng thì gái theo anh chẳng hết lúc đó người mệt là em đấy phong lôi điện thoại ra sau đó bấm số gọi cho bố của chị đan tâm người đàn ông mà hai lần định làm hại tôi anh nói chú tới đón con gái của chú về đi con gái chú đang ngồi lì ở nhà cháu không chịu về đấy tôi không biết nhà chị đan tâm ở đâu chỉ thấy hai mươi phút sau một chiếc xe màu đen lao đến hai người đàn ông cao to mặc vét bước xuống nhanh chóng lôi chị đan tâm lên xe sau đó chiếc xe phóng như bay rời khỏi khu biệt thự phong nhìn theo khẽ thở dài anh nhìn tôi đan tâm ngày trước kiêu ngạo và lòng tự trọng cao lắm không biết sao từ khi gặp tai nạn gãy chân không theo đuổi đam mê múa được nữa cô ấy trở nên tự ti và có gì đó khó hiểu lắm anh đoán là cô ấy mắc bệnh tâm lý rơi vào trầm cảm hoặc bị bệnh ái kỷ vì vậy mới cư xử không bình thường như vậy có lẽ do chị ấy yêu anh quá nên mới trở nên như vậy hôm đó vì chuyện của đan tâm mà ngày hôm đó tâm trạng của hai chúng tôi cũng bị ảnh hưởng tôi được hạnh phúc nhưng nhìn người khác đau khổ vì mình tôi cũng không cam lòng dẫu sao yêu một người cũng đâu phải là sai chị đan tâm đã rất mạnh mẽ và kiên nhẫn theo đuổi lại anh nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu cứ như con thiêu thân lao vào thì người chịu thiệt thòi khổ tâm chính là bản thân mà thôi mấy ngày sau ông nội trở về nhà ngay khi ông nội về chúng tôi liền sang chào hỏi ông ông lúc nào cũng giữ phong thái điềm tĩnh tao nhã dù có chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa ông nhìn tôi và phong sau đó nói mẹ con đã gọi điện và kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi phong này con chắc chắn muốn cưới người phụ nữ này làm vợ chứ phong không cần phải suy nghĩ anh gật đầu trả lời ông vâng con chắc chắn kể cả có cho con chọn lại một ngàn lần thì con vẫn chọn cô ấy ông nội gật gù nếu con đã nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói chỉ có điều nói đến đây ông nội quay sang nhìn tôi quỳnh diệp muốn bước chân vào làm dâu dòng họ vũ phúc làm phu nhân của chủ tịch tập đoàn trường phong thì trước hết con nên đi học thêm để trau dồi kiến thức dù chỉ là làm nội trợ ở nhà đi chăng nữa, nhưng với cương vị cao như thế, con phải cố học tập để bản thân phù hợp với vị trí ấy, thêm nữa, con cần phải học cách ứng xử, cách đi đứng, cách xã giao, sau này còn phải đi tiệc tùng với chồng. Con có thể học được những thứ ấy vì phong không? Những lời ông nói rất đúng, tôi vốn chỉ học hết cấp 3, muốn bước chân vào hào môn, muốn biết mình xứng tầm với chồng thì tôi bắt buộc phải học những thứ ấy. Vâng, cháu sẽ học ạ dù khó thế nào cháu cũng sẽ cố gắng học ông nội hài lòng tốt lắm sau đó ông quay sang phong hỏi ê vụ án của khánh con tính thế nào phong trầm ngâm vài giây sau đó chậm rãi trả lời khánh dù sao cũng là chồng chị mỹ anh cũng là bố của bé son và con rể của nhà này hết tình thì còn nghĩa con nghĩ là dù hắn ta đáng tội chết thật nhưng chúng ta cũng không thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy được dù sao cũng là người một nhà con nghĩ những chuyện mà khánh làm thất thoát tiền của công ty rồi trốn thuế chúng ta cố gắng giúp anh ta đền bù thiệt hại để được giảm nhẹ còn chuyện khánh dựng vụ tai nạn để hại con bên pháp thì buộc phải khởi tố còn những đơn kiện làm hỏng dự án thì con sẽ rút về ánh mắt ông nội nhìn phong có chút ngạc nhiên con khác rồi à phong từ khi yêu vào con khác hẳn có tình người hơn rồi đấy nếu trước đây ai mà dám làm vậy với con chắc con ép người ta vào con đường chết vậy mà giờ con lại còn muốn cho người ta một con đường lui con khác thật rồi nhưng dù sao thì ta thấy cách của con cũng hợp tình hợp lý vậy nên cứ làm theo những gì con muốn đi dạ tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh xúc động nói cảm ơn anh đã cho khánh cơ hội được làm lại anh khẽ vỗ lên bàn tay của tôi tôi với anh nhìn nhau mỉm cười trong mắt chỉ có tình yêu năm tháng sau vụ án của khánh được đưa ra xét xử những thất thoát tổn hại của tập đoàn trường phong đã được phong đền bù thiệt hại còn tội giết người nhưng không thành bị khởi tố Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà anh đã gây ra Ngày xét xử vụ án Bác Hạnh không thể về được Bởi bác trai đang rất yếu Vậy nên chỉ có tôi, Phong và chị Mỹ Anh có mặt Khánh bị tuyên 18 năm tù Nghe thấy kết luận của tòa án Tôi khẽ thở phào Nếu anh cải tạo tốt Thì có lẽ sẽ được về sớm hơn Vẫn kịp làm lại cuộc đời Có điều tòa vừa tuyên án xong Thì tôi nhận được điện thoại của bác Hạnh Giọng bác có chút nghẹn ngào và hơi run Khánh bị bao nhiêu năm tù hả Diệp? Dạ 18 năm bác ạ, nhưng bác yên tâm đi, nếu anh ấy cải tạo tốt sẽ được ra sớm hơn. Giọng bác hạnh nghẹn lại, khó khăn lắm, bác mới có thể nói tiếp. Không biết có phải bố của Khánh cũng cảm nhận được điều này không? Mà ông ấy đã rất đau khổ, không chống nổi được bệnh nữa rồi. Bác trai mất rồi Diệp ơi. Ngay được tin dữ, tôi không kìm được nước mắt. Tôi thương Khánh một thì thương bác Hạnh mười. Bác là người tử tế, ấm áp, tốt bụng Vậy mà cuộc đời của bác cũng đầy sóng gió và khó khăn Đến tuổi của bác Đáng lẽ được an hưởng tuổi già Xung vầy bên con cháu Thì giờ đây anh Khánh vào tù Bác trai thì đã ra đi Tôi không thông báo tin này cho anh Khánh biết Sợ anh bị sốc Tôi định sau này sẽ vào thăm anh Rồi nói cho anh sau Bác Hạnh giống như người mẹ của tôi Vậy nên bác trai cũng giống như bố tôi Thêm nữa bên đó Bác Hạnh cũng chỉ có một mình Đám tang còn phải lo nhiều thứ mà bên ấy chỉ có một mình bác Khó có thể căng đáng được Nên tôi gọi Phong ra tôi bảo với anh Bố của anh Khánh mất rồi anh ạ Phong sững sở mất vài giây Sau đó hỏi tôi Em muốn sang đó dự đám tang của bác không Tôi gật đầu Có anh ạ Vậy thì anh với em cùng sang bên đó Để anh gọi điện cho thư ký Mua vé máy bay sang Pháp chuyên sớm nhất Anh cũng đi nữa sao Ừ Em từng bảo bố mẹ Khánh là ân nhân của em còn gì Ân nhân của em cũng là ân nhân của anh với lại chặng bay sang Pháp khá xa Anh không yên tâm để em đi một mình Phiên tòa xét xử kết thúc Chị Mỹ Anh chạy theo anh Khánh nói điều gì đó Còn tôi với Phong ở phía xa Nhìn anh bị công an đưa lên xe về trại giam Nhìn cảnh tượng này tôi không kìm lòng được Nước mắt rơi lã trã Vì thù hận Vì tham vọng che mờ mắt Mà cuối cùng một người tài giỏi như anh Phải bước vào nơi tối tăm lạnh lẽo ấy Giá mà anh nghe lời tôi Giá mà anh không nghĩ tới hận thù Thì bây giờ bố anh tới lúc mắt cũng không đau khổ như vậy mẹ anh đến tuổi xế chiều cũng không phải đau lòng và anh đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn tôi với phong nắm tay nhau đi ra xe lúc ngồi vào trong ô tô tôi khẽ hỏi anh em hỏi anh câu này anh đừng giận em nhé phong thắt dây an toàn cho tôi anh nhìn tôi hỏi em muốn hỏi gì thì hỏi đi anh có biết chuyện bố anh đã làm với bố khánh không gương mặt của phong khẽ trầm xuống trước đây anh không biết chuyện này nhưng từ khi biết khánh có ý định hại anh anh đã tìm hiểu và cũng đã hỏi ông nội đúng là năm đó bố anh đã hại bố khánh mất cổ phiếu mất nhà cửa người làm ăn trên thương trường thường có chút tàn nhẫn nhưng năm đó bố anh chỉ ép bố khánh nhà cổ phiếu ra thôi chứ không thuê người đánh bố của nó tới tàn phế như vậy anh nghe ông nội nói năm đó bố khánh còn có thủ với người khác nữa thấy bố khánh thất thế nên mới cho người tới nhà và đánh bố của khánh tới mức ấy nhưng vì năm ấy bọn họ có tiền nên đã bưng biết được vụ đó khánh lúc đó còn bé với lại sau khi bố bị tàn phế không nói được nên dù biết con trai có ý định trả thù nhưng cũng không thể nói hay khuyên bảo được vì chỉ có bố của khánh mới biết người đánh mình ra nông nỗi đó là ai chứ bác hạnh cũng không biết bác hạnh và cả khánh chỉ nghĩ là tất cả mọi chuyện là do bố anh làm ra đúng là thế bác trai không bao giờ ủng hộ việc khánh trả thù cả bác chỉ muốn anh sống tốt và bình an mà thôi bác hạnh cũng vậy nhưng khuyên bảo rất nhiều Khánh không nghe, bác buộc phải theo ý con. Ngày hôm đó, tôi đã buồn rất nhiều, cứ nghĩ tới việc bác hạnh tôi lại bật khóc. Tôi thương bác, một đời vì chồng vì con, một đời cố gắng nuôi dạy con nên người, nhưng chấp niệm trả thù của Khánh quá lớn, khiến anh lầm đường lạc lối. Đêm hôm đó, tôi vào phong bay sang Pháp, chị Mỹ Anh không qua được, nên nhờ tôi vào phong giúp bác Hạnh vượt qua nỗi đau này. Đến trưa hôm sau mới tới nhà của bác, không gian u buồn lạnh lẽo bao trùm lên cả căn nhà. Trong nhà lúc này chỉ có vài người bạn của bác Hạnh, bác nhìn thấy tôi đến, nước mắt lại rơi lã trã, bác phở phạc và hốc hác đi nhiều quá rồi. Bác trai định là sáng nay sẽ mang đi thiêu, nhưng vì đợi tôi sang nên đã rời lịch tới buổi tối. Tôi và Phong nhìn vào bác trai lần cuối, tôi khẽ nói với bác. Bác an tâm yên nghỉ nhé. Buổi chiều, tôi vào bếp làm bữa cơm nho nhỏ mời mọi người có mặt ở đó cùng ăn có đông người quây quần bác hạnh cũng sẽ bớt cảm thấy cô đơn và buồn hơn buổi tối hôm đó bà chủ và anh tuấn thay mặt liên gia tới hỏi thăm và phúng viếng khánh dù bao lần hại phong làm hại tập đoàn trường phong thất thoát tiền và uy tín nhưng tất cả mọi người trong dòng họ vũ phúc vẫn coi anh là người nhà khánh sau khi nhận bản án cũng đã rất hối hận rồi tôi mong sau này khi ra tù anh phải bù đắp tất cả những điều sai trái những thiệt hại mà anh đã làm cho gia đình phong cũng như tập đoàn trường phong cũng mong sau khi ra tù anh dùng tài năng của mình để cùng phong giúp sức cho trường phong ngày càng lớn mạnh hơn buổi tối bác trai được mang đi thiêu ước nguyện cuối cùng của bác là được mang cho cốt về quê hương được chôn ở chính nơi bác đã sinh ra vậy nên sau khi làm hòa táng xong chúng tôi cũng đã đặt vé máy bay rồi đưa bác về nước chuyến bay này có cả bà chủ và anh tuấn về cùng sau những năm tháng ở bên nước ngoài thì lần này anh tuấn đã chịu quay về thăm gia đình bao năm mới được trở về nước, bác Hạnh ôm cho cốt của bác trai xuống sân bay mà hai mắt rưng rưng. Mong ước của bác trai cũng là của bác Hạnh, đều muốn được trở về quê hương nơi mình đã được sinh ra. Sau khi chôn cất bác trai xong, chị Mỹ Anh muốn đón bác Hạnh về ở cùng. Ở cùng con cùng cháu ai cũng thích, nhưng bác Hạnh e ngại chuyện ở cùng với thông gia. Hơn nữa Khánh đã làm chuyện không phải với dòng họ nhà bên đó, nên bác không còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người. Bác bán căn nhà bên Pháp sau đó mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô gần với khu biệt thự này để thỉnh thoảng còn chạy lên thăm cháu tôi cũng muốn bác ở gần cận để tiện chăm sóc bác thỉnh thoảng cuối tuần phong sẽ đưa tôi và bọn trẻ về chơi và ăn cùng bác một bữa cơm bà chủ cũng đã chấp nhận tôi nhưng bà vẫn còn khá lạnh nhạt tôi sau một thời gian học tập rèn rũa cũng đã ra dáng cốt cách của một vị phu nhân thế nhưng phong nói với tôi ra ngoài tôi thể hiện thế nào cũng được nhưng khi về nhà tôi phải là chính tôi là một người đơn thuần giản dị và mộc mạc điều đó mới là điều hấp dẫn anh ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường dì lan đưa thực đơn toàn món tây đưa cho anh nam tôi thấy vậy liền hỏi gì hôm nay ăn đồ tây à gì dì? dì lan cười gật đầu ừ hôm nay là ngày đặc biệt tôi tò mò hỏi hôm nay sinh nhật ai à gì dì? dì lan chỉ cười chứ không trả lời ngày hôm đó tôi thấy mọi người trong nhà cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy nhưng hỏi ai cũng bảo không có chuyện gì đến cả gạo nếp cũng bày ra vẻ thần bí với tôi. Buổi chiều hôm ấy, chị Mỹ Anh rủ tôi đi siêu thị mua sắm đồ cho mẹ và bé. Ngày anh Khánh vào tù một tháng, chị Mỹ Anh mới biết mình có bầu, nhưng chị giấu không nói cho ai cả. Mãi đến sau này khi bụng to lên, chị không giấu được nữa mới nói với mọi người. Đến nay chị cũng mang bầu tới tháng thứ 8 rồi, chị mang bầu lần này là bé gái. Chị vui lắm, chị thường hay rủ tôi đi mua đồ suốt. Đến buổi tối trở về nhà, tôi bỗng thấy bản ăn, và đồ ăn được sắp xếp ở phía sau nhà bên cạnh dòng sông nhân tạo tôi không biết trong nhà hôm nay có chuyện gì mà tổ chức tiệc tùng hoành tráng như vậy dì lan kéo tôi lên phòng bảo tôi đi tắm sau đó đưa cho tôi một chiếc váy trắng hở vai nói tôi mặc vào tôi ngạc nhiên hỏi hôm nay nhà tổ chức tiệc gì vậy ạ à? à tổ chức tiệc gia đình thôi nhưng mà hôm nay ai cũng phải ăn mặc đẹp đấy tôi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời dì mặc váy vào lúc ra tới bên ngoài tôi còn bắt gặp gạo nếp cũng mặc cái váy y trang của tôi còn gạo tẻ mặc bộ vest màu trắng giống bố tôi bỗng thấy có gì đó là lạ chỉ là tiệc tối của gia đình có cần phải cầu kỳ như vậy không nhưng thấy ai cũng ăn mặc váy vóc đẹp nên tôi cũng không thắc mắc nữa ngày hôm nay có cả bác hạnh đến chơi và tham gia bữa tiệc đầu bữa tiệc mọi người vẫn ăn uống vui vẻ bình thường cho đến gần cuối bữa tiệc thì bất ngờ tôi thấy một chiếc thuyền chở hai người một người ngồi đánh piano và một người đứng kéo cây đàn violon. Hai loại nhạc cụ kết hợp với nhau thành một bản nhạc vô cùng du dương và êm tai. Tôi nghe đâu đó có người bảo đây là bản nhạc cầu hôn. Nghe đến đây, tôi đã có chút ngờ ngợ rồi, nhưng cũng không dám nghĩ đến. Chỉ đến khi gạo nếp lên tiếng gọi tôi. Mẹ ơi, quay lại phía sau đi. Tôi nghe thấy tiếng gạo nếp gọi, liền xoay người lại, và tôi đã phải bật khóc khi nhìn thấy Phong đang quỳ xuống, trên tay cầm chiếc nhẫn dơ lên, giọng anh trầm thấp ấm áp. Diệp, làm vợ anh nhé. Tôi ôm mặt bật khóc nức nở, tôi không ngờ cuộc đời của tôi lại có ngày này. Phong giống như ánh nắng mặt trời, anh đến bên tôi sưởi ấm trái tim chẳng chịt những vết thương của tuổi thơ. Anh đến bên tôi gánh vác cho tôi hết mọi khó khăn, dông bão của cuộc đời. Tôi khóc nghẹn, không thể thốt ra thành lời được. Rất lâu sau tôi mới có thể lên tiếng. Em đồng ý. Em yêu anh Phong à? Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc phúc bọn tôi gạo nếp và gạo tẻ cầm giỏ cánh hoa tung lên gạo nếp xẻo miệng nói chúc mừng bố mẹ của con chúc mừng gia đình chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau và hạnh phúc cuộc đời tôi bây giờ giống như một giấc mơ có một người yêu thương tôi vô điều kiện có con cái xinh đẹp giỏi giang ngoan ngoãn và có một ngôi nhà như chuyện cổ tích đối với tôi mà nói ông trời đã quá yêu ái tôi rồi đã cho tôi sống tới tận bây giờ lại ban cho tôi một người chồng đẹp trai giỏi giang giàu có một tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi về tận quê của Cái Vân để đón nó lên dự đám cưới của tôi. Nếu không nhờ nó, thì năm ấy tôi đã không mạnh mẽ tìm lại bố cho con và tôi đã không gặp được người đàn ông của đời mình. Phong rất hiểu tôi vì biết tôi không thích ồn ào, cũng không thích phô trương nên anh cũng không dám làm đám cưới quá lớn và hoành tráng. Một bữa tiệc ấm cúng có gia đình, bạn bè và các cổ đông đối tác quan trọng và anh đã báo trước là không cho nhà báo hay truyền thông được đến lễ cưới. Phong là người hiểu tôi nhất, cũng là người yêu thương tôi nhất. Từ khi lấy nhau, dù công việc bận rộn, nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Nếu hôm công việc ít, anh sẽ cố gắng làm xong sớm để về nhà chơi cùng con và dạy con cái học bài hoặc sẽ đưa mẹ con tôi đi chơi. Hôm nay anh cũng được về sớm, anh vừa về đến nhà thì bé Son chạy sang gọi. Gạo nếp gạo tẻ, đi thả diều với anh không? Mẹ anh mới mua cho anh cái diều hơi bị xịn. Gạo nếp và gạo tẻ từ trong nhà chạy ra díu dít. Có ạ, à, anh Son cho em đi thả diều với Bé Son cầm diều chạy phía trước Gạo tẻ và gạo nếp Díu dít chạy theo sau Khung cảnh hoàng hôn ngả vàng Tôi và Phong cầm tay nhau Nhìn bọn trẻ thả diều Trên đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện Các bạn khán thính giả đừng quên ấn like cho video Và bình luận câu nói mà mình yêu thích nhất nhé Xin chào và hẹn gặp lại